179 mơ hồ cái bữa, côn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn Hoàng Bảo Nguyễn để cử người phiếu. ở bán nhân mã bộ lạc bên này, An lù đang chuẩn bị năm nay một năm một lần hoạt động săn thu chuẩn bị công việc, hơn nữa còn có một ít chi tiết cần hoàn thiện, còn có người thắng trận khen thưởng đây cũng là không thể thiếu. thật ra thì vốn là ngày hôm nay hắn là muốn mời Sở Mít Lâm cùng đi thương lượng, bất quá phái người đi hắn tiệm vậy vừa thấy, cửa tiệm là đang đóng. sau khi nghe ngóng mới biết hắn đi ra ngoài, cũng không biết lúc nào trở về. nhìn trong tay cái này một phần mới vừa viết xong không bao lâu kế hoạch, bất đắc di thở dài, cũng không biết tiệm trưởng đi nơi nào có một số việc thật vẫn không dễ làm à. Cuối cùng án lũ cắt vậy không có biện pháp, Smith Lâm không trở về, rất nhiều dính dấp đến phần thưởng sự việc không cách nào tiến hành, hắn không thể làm gì khác hơn là hạ để cho người trong tộc trước cầm cần phải chuẩn bị đồ, sân, đợi một chút trước chuẩn bị xong, tỉnh đến lúc đó lộn xộn. Mà Smith Lâm bên này, đến khi Tina bận bịu được xong hết rồi sau này, Smith Lâm cười hì hì lên tiếng chào hỏi. Tina, liền được không tệ ạ. À? Tina nạ sững sốt một chút, cảm thấy cái thanh âm này rất quen thuộc, ngẩng đầu vừa thấy vừa kinh ngạc lại cao hưng, nhưng là sau đó chính là một cổ hoán khí liền lên tới, cái tiệm này dài thật là, cũng không biết tới đây xem xem thấy tí nạ hưu tình chuyển đến hơn mây nhất thời hắn cũng biết đây là tại sao là chuyện hóa ra là cái này nha đầu có toán tức giận hắn bất đắc dĩ cười một tiếng đây là chuyện không có cách nào khác dẫu sao hắn có rất nhiều nhiệm vụ tiệm trưởng ngươi làm sao có danh rối tới còn không phải là điệu tinh tộc trưởng bị bắt cóc chuyện này cầm ta tìm tới đây ta liền thuận tiện xem xem ngươi nghe được sở mít lâm như thế nói tị nạ mặc dù có chút ý không cao hứng làm dẫu sao lão bản cũng tới xem mình nhiều ít cũng là quan tâm mình cho nên liền không so đo đúng rồi tị nạ gần đây buôn bán tình trạng như thế nào sợ mít lâm đem để tài chuyển trở lại tránh sự lên rất tốt à nhất là kìm toàn và bánh táo bán rất nhanh ta cũng hạn chế mỗi ngày ta nhất làm nhiều hai lần nhiều liền không làm được còn có chính là dạng gần đây đơn đặt hàng cũng là từ từ gia tăng ơ ờ, tin tức tốt à bất quá kìm toàn và bánh táo mà nói tốn sức nói thật ra thì một ngày một lần vậy là đủ rồi coi tình huống mà định là được ta biết tiệm trưởng đúng rồi lần này mức buôn bán có mấy trăm ngàn tiền vàng ngươi muốn không muốn lấy đi hả? sợ mít lâm suy nghĩ một chút trước mắt cần tiền vàng đúng là rất nhiều nhiệm vụ một khối này cần muốn mua máy móc chính là không rẻ chi ra ạ bất quá vậy không tới như thế nhiều, ta liền lấy nghìn tiền vàng, còn dư lại chính ngươi vận hành là được, ta đối với tiền vàng không việc gì khái niệm, đặt ở ta nơi này sớm muộn cũng được lên mốc." Tí nạ hé miệng cười một tiếng. "Tiệm trường ngươi đợi hồi liền đi, vẫn là đợi mấy ngày lại đi ạ?" À? "Ta đợi hồi liền đi, thành dạ vịt bên kia còn có một đống lớn đến tiếp sau này sự việc cần ta đi làm, cho nên xin lỗi." Tí nạ khoát khoát tay. "Được rồi, ta người bận rộn, có thời gian hơn tới xem xem ta là được. Không thành vấn đề, đúng rồi, đây là ta trong tiệm siêu thị Huy Trường, coi như là đối với ngươi đoạn này thời gian biểu hiện ưu tú một cái tặng lại đi." ngay mới vừa rồi nhiệm vụ đã hoàn thành sở mít lâm mới đem huy chương lấy ra giao cho tị nạ tị nạ nhận lấy huy chương đeo ở bên trái nhìn xem cũng không tệ lắm ta rất thích tiệm trưởng vậy ta sẽ không tiễn không cần ngươi bận điệu đi sở mít lâm đi ra cửa tiệm hướng thành cạ gì ủy ẩn sơ đi ra ngoài đi ra thành trực tiếp sử dụng ma pháp tăng lên mình tiến về phía trước tốc độ lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới thành Dạ vít lúc này ở rừng cự long nơi này núi lửa bên cạnh long vương phỉ mai sở bữa còn có giò nỉ ở đều là rất lớn vẻ buồn bà nhìn núi lửa cùng vào trong lòng rất là có chút lo lắng long vương gần đây núi lửa bên trong nham thạch nóng chạy không quá an phận à, rất có thể đưa tới núi lửa phun ra, cũng không biết Long Hoàng có sao không à. Rõ nị ở, nói thật ta cũng không rõ ràng Long Hoàng bây giờ rốt cuộc thế nào, Long Hoàng lửa độc cần núi lửa bên trong hệ lửa diễm tinh tới loại trừ lửa độc, nhưng là một khi núi lửa phun ra, diễm tinh cũng sẽ bị phun ra nham thạch nóng chạy mang ra khỏi núi lửa bên ngoài, cái này cũng sẽ đưa tới rất nhiều ma thú mơ ước. Đúng vậy, núi lửa phun ra thời điểm sắp tới, gần đây đoạn này thời gian chúng ta phải chú ý. vì Mai sờ bữa không lên tiếng, chỉ là gật đầu một cái, trong lòng có chút nặng nề, ở cái chỗ ngồi này thời gian vậy không ngắn, hắn hy vọng long hoàng có thể sớm một chút đi ra như vậy hắn cũng có thể tiếp tục làm long hoàng thị vệ thật ra thì vốn là cái này ngọn núi lửa là không có phát hiện ở đây sao hoàng bét ban đầu núi lửa chỉ là có nham thạch nóng chạy hoạt động dấu hiệu không có như thế sống động nhưng ở hai ngày trước cũng chính là em phát sinh bất ngờ mấy ngày nay một cái dòng hệ lửa và những thứ khác long xảy ra mâu thuẫn phun ra ngọn lửa thời điểm vô tình đem ngọn lửa phun rắc vào núi lửa trong miệng bên cái này phun ra ngọn lửa ngược lại không muốn chặt xấu xa liền xấu xa ở nơi này long liền giống như đốt một cây kiếp nổ như nhau lúc đó nham thạch nóng chạy bắt đầu sống động có phải hay không sẽ có nham thạch nóng chạy đánh vào đến núi lửa bên trong vách đá tình huống tạo thành một ít chấn động chuyện này mới đầu phỉ mai sờ bữa là không làm sao để ý coi là chợt nhớ tới long hoàng ở núi lửa phía dưới bế quan loại trừ lửa độc hắn nhất thời có dự cảm xấu sau đó vô dò nỉ ở một điều tra đem nguyên hủy sự tình làm rõ ràng để cho hắn rất tức giận vì vậy trực tiếp đem vậy chỉ lòng quan đóng lại hơn nữa cảnh cáo tất cả liền lòng tộc cùng với ma thú nghiêm cấm ở núi lửa chiến đấu nếu như phát hiện trực tiếp tiêu diệt sẽ không theo ngươi nói phải trái ngày hôm nay nghe có người tới báo cáo nói núi lửa bên trong nham thạch nóng chạy sinh động hắn cái này mới đi tới nơi này cha xem tình huống do ở tiếp tục để cho người nhìn chằm chằm trước mắt chỉ có chờ ta biết long vương vì mai sờ bữa rời đi sau này do ở nhìn núi lửa miệng phương hướng thở dài vậy xoay người rời đi trở lại sở mít lâm nơi này hắn ở ma pháp ra chỉ hạ ở một canh giờ sau đi tới lôi minh cao địa bởi vì ma lực tiêu hao quá nhanh hắn đi vội vàng không có ở trong thẻ lạn sờ mua một ít ma lực dược tề chỉ có thể là tạm thời nghỉ ngơi một lát khôi phục hạ ma lực đi nữa hô nghỉ ngơi sẽ ăn một chút gì có chút đói Sở mít lâm ngồi ở dưới một cây ăn thứ này nhìn lôi minh cao địa lên phong cảnh thật ra thì đối với lôi minh cao địa thời tiết sở mít lâm ngược lại là không làm sao để ý hắn cảm thấy hứng thú là nơi này có hay không thích hợp làm thức ăn ngon nguyên vật liệu liền liền chính hắn cũng không phát hiện mình đã đi mau lệ đ nhiên sở mít lâm vỗ đầu một cái nhớ ra rồi hoàn thành cứu ra em tưởng thưởng nhiệm vụ mơ hồ cái bữa nhất thời hứng thú hóa ra từ mô bản trong không gian lấy ra cái bữa không là bao lớn cũng chính là mười mấy cm dài cái bữa chóp đỉnh có một cái ký hiệu sợ mít lâm xem không hiểu ở cái búa hai đầu phân biệt viết mê và hồ hai chữ sau đó sở mít lâm tra nhìn lên mơ hồ cái búa hiệu quả mơ hồ cái búa loại hình chức năng hình vật phẩm giới thiệu mơ hồ cái búa có thể để cho bị đánh trúng người có là hai mươi phần trăm tỷ lệ rơi vào mơ hồ trạng thái rơi vào mơ hồ trạng thái mục tiêu sẽ có thể bị người sử dụng tùy ý điều khiển một phút một phút sau khôi phục bình thường thời gian ngồi xuống ba tiếng một lần mỗi ngày nhất hơn sử dụng hai lần hữu nghị nhắc nhở nếu như đối phương thực lực cao với mình người sử dụng sẽ tự mình rơi vào mơ hồ trạng thái nhớ lấy nhìn xong mơ hồ cái búa giới thiệu sở mít lâm cảm thấy vật này tuyệt đối là một cái vũ khí tốt ngay tại sở mít lâm lúc cảm khái phía trước trên bầu trời từng đạo sấm xét hướng phía dưới đánh đi nhìn sơ lâm đều sợ ngây người cùng lúc đó hắn vậy nhận được một cái khác để cho hắn hộp máu nhiệm vụ cùng lúc đó ở sấm xét đánh trước một giây một cái bóng đen rời đi nơi đó Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc la mã thần thánh này nhé chương một trăm tám mươi mang điện Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn khục gỗ không một ba để cử người phiếu đi tới bị lôi điện đánh trúng mảnh rừng tây kia địa phương sơ lâm phát hiện mảnh địa phương này có chút cổ quái đồng nhiên lúc này tiểu tinh cho hắn tới một cái nhiệm vụ nhắc nhở nhiệm vụ mời ký chủ thu thập sấm quả chế ra một loại quả vật hoặc là thức ăn ngon khen thưởng 10 bình ma lực dược tề đặc chế thất bại ký chủ ma lực yếu ớt một tuần lễ thời gian 3 ngày Smith lâm tùy ý nhìn một cái nhiệm vụ sau đó có chút im lặng hỏi tiểu tinh ngươi xác định đây là tưởng thưởng nhiệm vụ ma lực dược tề hả, à? thuốc này thuốc cửa hàng cũng có bán ạ à? mời ký chủ xem sau khi nhìn ký bên Smith mít lâm thấy ma lực dược tề phía sau đặc chế hai chữ thời điểm đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó cười khổ lắc đầu một cái ta đã nói rồi tưởng thưởng nhiệm vụ thế nào lại là đồ thông thường bất quá sấm quả vậy là cái gì đồ ạ à? ký chủ sấm quả là lôi minh cao địa có một không hai một loại trái cây loại nước này quả mới đầu là màu xám cho quả cầu lớn nhỏ chỉ có đi qua sấm xét tẩy rửa mới sẽ biến thành thành thục tranh màu vàng mới có thể ăn ách tiểu tinh cái đó ta hỏi một chút sấm xét tẩy rửa là ý gì cụ thể một chút bị xét đánh được rồi đúng rồi sấm quả vậy đều là làm sao ăn ký chủ sấm quả vậy mà nói đều là dùng ma lực tiêu tán nước thuốc ngâm một lát sau trực tiếp ăn hoặc là chế tạo thành xà lách ăn là như vậy ạ à? bất quá tại sao phải dùng ma lực tiêu tán nước thuốc ngâm sấm quả ạ à? đây cũng là chuyện gì xảy ra ạ à? ký chủ sấm quả đi qua sấm xét sau thử thách nổi bên trong nhiều ít sẽ có lôi mình cao địa sấm xét lực hơn nữa đây không phải là giống vậy sấm xét đã từng có người không tin trực tiếp ăn sấm quả kết quả bị cuồng bạo sấm xét lực trực tiếp hủy diệt thân thể kết cấu thành một cái người không có trí giác đáng sợ như vậy trái cây vậy ta làm sao chế tạo thức ăn ngon à? sợ mít lâm là thật sợ có lầm hay không không phải là tiếp cái nhiệm vụ chỉnh ra một cái như vậy đáng sợ trái cây ký chủ có thể sử dụng đồng hóa dược tề đem sấm quả bên trong sấm xét đổi thành thành quả chết dinh dưỡng hắn đầu tiên là suy tư một lát sau đó hỏi đồng hóa dược tề nhiều ít tiền vàng một ngàn tiền vàng một chai. Sở Mít Lâm suy nghĩ một chút cái giá cả này còn không quý, vì vậy xài mười ngàn tiền vàng mua mười bình trước thời hạn trước dự bị. sấm quả, sấm quả. ồ, tìm được. Sở Mít Lâm đi về phía trước hơn một trăm m, thấy được một ít cây ăn trái, trái trên cây đều là chanh màu vàng, cũng chính là Sở Mít Lâm cần thu thập sấm quả. giữa lúc Sở Mít Lâm muốn thu thập sấm quả thời điểm, tiểu tinh âm thanh nhắc nhở lại vang lên. cảnh cáo, mời ký chủ mang tốt tuyệt duyên găng tay tiến hành thu thập. Mít Lâm đưa ra tay ngừng ở giữa không trung hạ, sau đó một mặt nghi ngờ hỏi tiểu tinh. làm sao vậy? bởi vì sấm quả mới vừa bị lôi điện phách qua bên trên còn có còn sót lại sấm xét cho nên ký chủ phải đeo tuyệt duyên vật phẩm hoặc là cùng ba tiếng sau thu thập sấm xét tự đi tiêu tán sau đó mới thu thập sợ mít lâm suy nghĩ một chút hắn còn phải trở về nắm tay công que cây chế tạo ra được đưa đến ngưu đầu nhân bộ lạc mở rộng ba tiếng đủ hắn đuổi về tiệm hắn bây giờ không có thời gian chỉ hoãn ở chỗ này cho nên hỏi tiểu tinh tiểu tinh tuyệt duyên găng tay nhiều ít tiền vàng năm ngàn tiền vàng một bộ ta đi tiểu tinh ngươi rực tiền ả à. mắc như vậy tuyệt duyên găng tay ký chủ có thể phải biết lặng lẽ ta chỗ này tuyệt duyên găng tay cũng không phải là thông thường tuyệt duyên găng tay đơn giản như vậy sợ Mít lâm suy nghĩ một chút cũng đúng tiểu tinh có lại sẽ không cái hô hắn cho nên rất sảng khoái thanh toán năm ngàn tiền vàng một bộ màu xám trắng so với giày găng tay vô căn cứ rơi vào trên tay hắn đeo lên găng tay bắt đầu thu thập sấm quả bởi vì không có công cụ gửi sấm quả dứt khoát hắn trực tiếp cầm thu thập tới sấm quả vứt xuống mô bản trong không gian hơn nửa tiếng sau đó hắn đào được không ít sấm quả chỉ ít được có bốn mươi năm mươi cân sấm quả nhìn bầu trời một chút mặt trời còn chưa tới giữa trưa nghỉ ngơi mười phút sau đó tiếp tục sử dụng mà pháp đi đường bởi vì cuốn cùng nhiệm vụ quan hệ cho nên sở mít lâm ma lực tiêu hao phá lệ mau ở hai tiếng sau đó sở mít lâm ngừng ngừng đi tới lui cuối cùng đã tới thành giả vịt đi qua quen thuộc đường phố và chung quanh chủ quán chào hỏi bởi vì sở mít lâm thường xuyên đi ra cho nên và chung quanh những thứ này ông chủ đều biết cho nên nói chuyện vậy rất tùy ý sở mít lâm đầu tiên là đi xem mỹ nạ nơi đó trước cầm vậy nha đầu trò nhận lấy đi vào mỹ nạ trong tiệm để cho trong tiệm nhân viên làm việc khu hàn mỹ nạ không mấy phút nữa mỹ nạ mang dì lìn liền xuất hiện ở sở mít lâm trước mặt ơ ờ, đại thúc ngươi tới ạ à? nghe được gì lìn thanh âm sở mít lâm vẫn rất vui vẻ bất quá giọng điệu này làm sao có chút không muốn đi ý nghĩa à kỳ quái à ta tới đón ngươi về tiệm coi tiệm ừ mang linh thực không có sở mít lâm hết ý kiến hướng về phía mỹ nạ xin lỗi cười một tiếng không qua vặt ngươi về tiệm không phải có quả và tan chưa sau đó sở mít lâm lại cùng mỹ nạ hàn huyên mấy câu liền mang theo không tình nguyện gì lìn trở lại trong tiệm trở lại trong tiệm sau đó dĩ liền quên mất chuyện mới vừa rồi một cổ não nào vào quả vật trong đại dương thấy một màn này sở mít lâm quyền coi là không thấy được hắn bây giờ trước hết nắm tay công que tay chế tạo xong thời gian đầu tiên đi ngưu đầu nhân bộ lạc mở rộng bởi vì đây đã là ngày đếm ngược thứ hai nhiệm vụ thời gian hô tới đi bắt đầu chế tạo dựa theo trước kia thí nghiệm trình tự bắt đầu từng bước một ngạch chế tạo que tay dĩ nhiên sở mít lâm cũng ở đây như cũ vật liệu trên căn bản tiến hành sửa đổi để cho que tay mùi vị tốt hơn một tiếng sau đó ở chân không máy vận hành hạ một sách tay thủ công que tay chế tạo xong đại khái tổng cộng có một trăm lẻ mấy bao sợ mít lâm để lại mấy bao cho dĩ lìn ăn mình mang đi một trăm lẻ một bao về phần tại sao là một trăm lẻ một bao rất đơn giản để cho ổ lại tan thử dĩ lìn ta đi ra ngoài một chuyến rất nhanh sẽ trở lại ngươi coi trọng tiệm à đúng rồi trong tiệm bánh táo và kỳ toàn tạm thời không có nếu như có người tới mua liền nói cho bọn họ không có ngày mai lại tới còn có chính là kem ly cũng không có nhớ đến lúc đó nói một chút dĩ lìn một bộ không nhịn được dáng vẻ tốt lắm đại thúc ngươi có chuyện đi trước đi ta đều biết dù sao cũng đừng quên à trước khi đi còn không quên dặn dò dĩ lìn một câu không thể không dặn dò thật sự là cái này nha đầu quá nghịch ngợm suốt ngày theo quả vật giao tiếp chỉ sợ hắn ăn quả vật quên tránh sự ra cửa tiệm sau đó sợ mít lâm không yên tâm lại đi tìm đối diện mỹ nói cho nàng hỗ trợ theo liệu hạ cửa tiệm hắn có một cái đơn đặt hàng phải đi nói một chút hắn cũng không có cầm thật tình nói cho mỹ rất sợ xuất hiện cái gì bất ngờ mỹ ngược lại là không nói gì vui vẻ đáp ứng ngược lại là sợ mít lâm trong lòng có chút thấy náy mỗi lần cũng phiền phức nàng trong đầu nghĩ tìm một cơ hội cho mỹ chút thứ tốt đi liền quyết định như vậy đi ra ngoài thành sở mít lâm mang nhiệm vụ đi ngưu đầu nhân bộ lạc cùng lúc đó hồi lâu chưa bao giờ lầu mặt sần và cắt còn có lộ cờ lạc ba người không biết lúc nào lại tụ tập ở đó một thú ám trong hang núi không biết đang thương lượng âm như gì Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cùng mạng thôn vệ tiến hóa chương một trăm tám mươi người cá chìa khóa ba kiện bộ Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn hoàng bảo nguyện đề cử người phiếu ở ưu ám trong hang núi cắt lô cờ lạc, hữu ba người tụ tập với nhau duy chỉ có không có lạc tháp ở chỗ này không biết đi làm gì sao cắt ngươi vật liệu thu thập thế nào hữu quay đầu hỏi cắt cắt nhún núi bay còn thiếu hai loại vật liệu rất khó tìm không quá ta sẽ nghĩ biện pháp vậy thì tốt lộ cờ lạt tìm được tiến vào người cá đất nước biện pháp chưa Wilson lần nữa hỏi bên cạnh lộ cờ lạt người cá tộc sự việc Wilson, ngươi người muốn nghe tin tức tốt vẫn là tin tức xấu lộ cờ lạt người tên này, được rồi trước nói cho ta tin tức xấu đi tin tức xấu liền là tìm được tiến vào người cá đất nước biện pháp nhưng là cần ba loại vật phẩm làm làm môi giới mở ma pháp truyền thống trận Wilson cao mày suy nghĩ ngay sau đó mở miệng hỏi là kêu ba loại vật phẩm hình như là nước mắt người cá người cá dây chuyền còn có người cá san hô thiếu liền cái này ba loại bất quá trước mắt còn không có cái này ba loại đồ tin tức ta sẽ mau sớm thu thập phải vậy thì phiền với ngươi lô cờ lạc tốn nhiều điểm thơ lô cờ lạc cười một tiếng không sao wilson lại hỏi một mù tin tức tốt rốt cuộc là cái gì kết quả chính là mở người cá đất nước địa phương ở đại dương tri đỉnh biển sâu đến gần phía tây đáy biển một cái hang núi bên trong đây cũng là lô cờ lạc phi sức công phu mới tìm được đầu mối đáy biển à trước như vậy đi đúng rồi các ngươi nhớ thu thập trang bị tài liệu thời điểm nhân tiện chú ý một chút nước mắt người cá người cá dây chuyền người cá san hô tiếu tin tức wilson ta biết không có chuyện gì ta đi trước ngủ một giấc gần đây mỗi ngày dạ hành tìm vật liệu ngủ thiếu nghiêm trọng à? cắt ngáp một cái thì phải đi ra ngoài, lúc này lại bị lỗ cờ lạt gọi lại. lỗ cờ lạt lộ vẻ được có chút không tốt lắm ý tứ dáng vẻ đối với cắt nói. phiền thoái cắt giúp ta tìm điểm vật liệu, ta phải làm một nhóc thuận lợi tìm cái này ba dạng người cá chìa khóa. nhìn lỗ cờ lạt diễn cảm, cắt trực tiếp rời đi, đến cửa động thời điểm, nói một câu. chờ ta nghỉ khỏe cho người được qua. cảm ơn nhiều, cắt. sau đó, Wilson dặn dò lỗ cờ lạt một ít chuyện tình, dặn dò hắn làm việc nhất định phải cẩn thận, không thể khinh thường bại lộ mình. lỗ cờ lạt rời đi hang núi sau đó, chỉ còn sót Wilson một người ngồi ở một trên đế, nhìn ánh đèn lum mà không biết đang suy nghĩ gì ba phút sau đó Wilson thổi tắt đèn đeo lên khăn trùng đầu tự lầm bầm nói như vậy bước kế tiếp ra kế hoa nên bắt đầu Wilson mấy cái lắc mình dưới bóng người biến mất ở rừng rậm chính giữa trở lại sở mít lâm bên này kinh hơn một tiếng chặng đường rốt cuộc đã tới đầu châu bộ lạc cửa vì phòng ngừa hắn mô bản trong không gian mà bị phát hiện lại cách nhu đầu nhân bộ lạc mấy trăm mét thời điểm liền đem gửi thủ công que tay cái dương nói ra để cho cửa thị vệ thông báo cho ô sau đó hắn liền chờ ở cửa bảy tám phút sau một đạo thanh âm quen thuộc vang lên tiệm trưởng ngươi có thể coi là đã tới lần trước ngươi cho chúng ta những thứ đó có chúng ta sẽ không dùng để còn phải mời ngươi dạy một chút à? Ô lại lúc nói lời này diễn cảm có chút lúng túng, bất quá vậy không có biện pháp, mặc dù có máy móc có sách hướng dẫn có thể biết phương pháp sử dụng, nhưng là dẫu sao là lần đầu tiếp xúc thứ mới lạ, dĩ nhiên là sẽ không chú ý điều này, cho nên cũng chỉ học sẽ không. Nghe được ô lại những lời này, hắn sững sốt một chút, sau đó im lặng nhìn ô lại nói: các ngươi sẽ không liền sách hướng dẫn đều không xem đi. Sách hướng dẫn, ô Lạch nghi ngờ nói. Sợ lâm một bưng chán, hắn muốn đụng tường, sâu một hơi. Sách hướng dẫn, mấy cái dương phía dưới có sách hướng dẫn, bên trên có cụ thể làm việc phương pháp, cũng có ra trở ngại làm sao sửa chữa phương pháp, trở về xem xem cẩn thận tìm một chút thì sẽ biết. Ô Lạc cũng biết Sở Mít Lâm rõ ràng cho thấy có chút tức giận, bất quá hắn cũng là không có biện pháp, chỉ có thể là bất đắc dĩ nhận chịu. Mang Sở Mít Lâm đi tới trong phòng của hắn sau đó, Ô Lạc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiệm trưởng mang tới mới thứ tốt, không thể nói là thứ tốt, hẳn là vì sao bánh táo kỳ toàn không sai biệt lắm đủ, ngươi khẳng định sẽ thích vật này. Sở Mít Lâm tin chắc Ô Lạc tuyệt đối sẽ thích thủ công que tay khẩu vị. Ô Lạc vậy hứng thú, cũng muốn xem xem là thứ gì mời tiệm trưởng lấy ra cho ta giới thiệu một chút ba Tốt. vừa nói sở mít lâm liền từ bên cạnh đựng thủ công que tay trong dương lấy ra một bao thủ công que tay đưa cho ô lại ô lại nhìn cái này một bao bề ngoài đỏ đau vật phẩm không biết là cái gì đâu còn có chút sừng sờ cái này sở mít lâm nói đây chính là mới thứ tốt ta đặc chế thủ công que tay so ta trong tiệm những thứ khác que tay tốt hơn rất nhiều thủ công que tay đúng vậy thủ công que tay là lấy sau đó sở mít lâm liền cho ô lại từ đầu tới cuối kể thủ công que tay quá trình chế tạo còn có miệng của hắn vị và thần kỳ hiệu quả để cho ô lạch nghe là hai mắt đều là đốm sáng nhỏ còn kém không cầm cái này que cây đoạt đi độc chiếm ô lạch bình phục một chút tâm tình kích động nhìn xem trên bàn bậy bao cây cây, hắn nghĩ là nếu đồ tốt như vậy phải được nếm thử nếu không hắn cũng biết không đạo hiệu quả mặc dù rất sở mít lâm nói rất hay nhưng là ô lạch nhưng là theo thương nhân đại lao rất nhiều lần kêu qua lại có rất nhiều hào nhoáng bên ngoài hàng hóa cũng là như vậy ta có thể hay không ăn thử một chút tiệm trường ô lạch hỏi một câu có thể ăn là được cái này bao coi như là ta tặng cho ngươi đúng rồi nhớ chuẩn bị một ít nước ách nước chuẩn bị nước làm gì đang xé ra que tay túi đựng ô lại hiển nhiên là không rõ ràng đây là chuyện gì được rồi ngươi ăn đi đến lúc đó đừng tức giận là được Sở mít lâm dứt khoát cũng không để ý ăn thì ăn đi dù sao nên nhắc nhở chú ý sự hạng ta cũng nhắc nhở ngươi không chuẩn bị ta cũng không có biện pháp hắn nhưng mà biết lúc ấy chế tạo nhóm đầu tiên thủ công que tay thời điểm dĩ lìn ăn liền sau đó cũng phun lửa thiếu chút nữa cầm hắn hàng hóa đốt may có tiểu tình hỗ trợ đưa tới phun lửa nguyên nhân dĩ nhiên là cái này vị tay cho nên hắn mới sẽ nhắc nhở ổ lại chuẩn bị nhiều điểm nước lại nhét vào trong miệng mấy cái que tay đầu tiên là cảm nhận được một cổ mùi thơm sau đó chính là từ lưỡi đài lên cảm nhận được vị tay dần dần ô lại phát hiện hắn thích cái này quay tay càng ăn càng muốn ăn mặc dù cay nhưng là loại này cay giống như là một loại chất xúc tác như nhau thúc giục hắn mau ăn như nhau không dừng được cho đến ô lại ăn xong cái này một bao cây cay sau đó mặc dù không phun lửa nhưng cũng là trên mặt đỏ bừng một chút dưới sự bất đắc dĩ trực tiếp chạy đi ra ngoài tìm nước thấy ô lại cái bộ dáng này hắn cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng ô lại sau khi trở về hướng về phía sở mít lâm lung túng cười một tiếng xin lỗi chê cười không có sao ta thứ ăn một lần thời điểm so ngươi cái này còn khó khăn xem Sở mít lâm nói xong hai người cũng ha ha phá lên cười sau khi cười xong ố lại trực tiếp hỏi thủ công que tay giá cả sở mít lâm vậy không lòng tham 60 tiền vàng một bao một bao thủ công que tay bị ổ lạch toàn bao Sở mít lâm bởi vì còn được đi một chuyến bán nhân mã tộc sau đó sẽ về tiệm làm những nhiệm vụ khác cho nên đi về trước ổ lạch tâm tình dĩ nhiên là rất tốt lấy được đồ tốt như vậy Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y dì thần chương 182, phần thưởng ngươi phụ trách Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn khúc gỗ một để cử người phiếu Tướng Nưu đầu nhân bộ lạc đi ra ngoài sở Mít Lâm, trực tiếp đổi đường đi bán nhân mã bộ lạc bên kia, bởi vì còn cần đi xem xem bán nhân mã tình huống bên kia, cho nên cũng không có gấp trở về. Liên quan tới Nưu đầu nhân bộ lạc nhiệm vụ trên căn bản coi như là hoàn thành một phần, còn dư lại chính là ô lệch mình tại sao đi phổ biến rộng rãi, hoàn thành nhiệm vụ này sau đó, lại đem còn dư lại sấm quả hoàn thành nhiệm vụ sau đó, hắn dự định nghỉ ngơi một chút, thật sự là nhiệm vụ tới quá chuyên cần. Tiểu Tinh, ta sau này tới nhiệm vụ có thể hay không không như thế tụ tập tới ạ? À. Sở Mít Lâm đi trên đường và Tiểu Tinh thông qua ý thức ở trao đổi liên quan tới nhiệm vụ vấn đề, đáng tiếc là tiểu tinh dĩ nhiên là không trả lời giữ yên lặng thấy như vậy hắn là thật hết ý kiến bỏ mặc như thế nào cùng tiểu tinh nói chính là không ra phải ngươi tàn nhẫn tiểu tinh ta không hỏi sau đó sở mít lâm bắt đầu suy tính làm sao chế tạo sấm quả cái này trái cây nói thật chứa sấm xét trái cây vẫn là lần đầu thấy bất quá nếu có thể dùng ma lực tiêu tán nước thuốc loại trừ sấm xét ngược lại cũng là yên tâm không thiếu bất quá rất khó là loại trừ sấm xét thuộc tính sấm quả không biết mùi vị sẽ hay không đổi đây là sở mít lâm quan tâm hỏi đề hay là trở về trong tiệm tự mình tìm tòi đi ơ ờ, đến xem xem hắn lũ cắt gần đây đang bận rộn gì đi. Smith Mít Lâm và thường ngày tiến vào bán nhân mã bộ lạc như nhau, lần này cũng là rất thoải mái liền tiến vào, hơn nữa cái này giữ cửa thị vệ làm sao cao hứng như thế ạ, à? ta tới cũng không nên cao hứng như thế ạ, à? rất kỳ quái. Smith Mít Lâm nhìn xem cái này hai thị vệ, lại xem xem mình, lại xem xem hai người này, lại nhìn một chút mình, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi cái này hai thị vệ. Hai vị, các ngươi làm sao cao hứng như thế ạ? À? Hai cái thị vệ đang cao hứng nhỏ giọng trao đổi, đống nhiên bị đột nhiên xuất hiện sở mít lâm thiếu chút nữa sợ hết hồn bất quá hai người hay là đối với sở mít lâm rất có ấn tượng một cái trong đó thị vệ số một nói ra bọn họ cao hứng nguyên nhân gần đây chúng ta bộ lạc ở chuẩn bị hoạt động săn thú hoạt động này cũng là vì tuyển chọn nhiệm kỳ kế thủ lãnh chuẩn bị làm có thể không hưng phấn đi ai cũng có cơ hội bất quá đáng tiếc chỉ có thể là hoạt động săn thú trước ba tên có thể lấy được được tuyển chọn thủ lãnh cơ hội hả? À. nói xong lời cuối cùng hai cái thị vệ đều có chút thương tiếc bọn họ thực lực mặc dù không tệ nhưng là ở bộ lạc bọn họ bên trong cao thủ cũng không thiếu cho nên bọn họ cũng chỉ có thể là kiệt nghe hai người này nói xong nguyên nhân sau đó, Sở Mít Lâm mới biết ra nguyên lai Án Lũ Cắt lại có thể bắt đầu cử hành hoạt động săn thú, cũng không biết là làm sao cử hành. tên này thật đúng là không ở yên. Ngay tại Sở Mít Lâm hướng cái này, hai vị thỉnh giáo gần đây sự tình phát sinh thời điểm, ở trong phòng đọc sách Án Lũ Cắt biết được Sở Mít Lâm tới, lập tức đi ra cửa nên đón. Sở Mít Lâm và cái này hai thị vệ trò chuyện được đang hăng say, chợt nghe sau lưng một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Tiệm trưởng, tới vậy không cho ta biết một chút, cái này cũng không được a. À? Sở Lâm quay đầu thấy là Án lù Cắt cũng là cười một tiếng. Thủ lanh à. Ngươi cái này len lén cử hành hoạt động cũng không kêu ta một tiếng, không nhân nghĩa à? Nghe được sở mít Lâm Như thế nói, An Lũ Cắt chỉ có cười khổ. Tiệm trưởng, ta đi tìm ngươi tới. Đáng tiếc ngươi không ở trong tiệm à? Nghe được An Lũ Cắt cái này mang oán khí thanh âm, hắn mới phản ứng được. Hóa ra An Lũ Cắt tìm hắn thời điểm hắn đang đang xử lý em sự việc. Nghĩ tới đây không khỏi có chút buồn cười nhìn hắn nói đến. Ngươi không sẽ vì chờ ta không có làm chuẩn bị làm việc đi. Không không không, vậy ngược lại không đến nổi, chính là phần thưởng cần Tiệm trưởng ngươi bỏ ra liền. Nhìn An Lũ Cắt vậy có chút nụ cười sảo trá sợ mít lâm cũng biết tên này là tới cái hô hắn tới bất quá phần thưởng nói hắn thật vẫn xuất nổi vừa vặn có thể tuyên truyền một chút trong tiệm hàng hóa vì vậy hắn cũng không nhượng bộ chút nào nói được à ta cũng đúng lúc thiếu một giúp ta tuyên truyền hàng hóa cơ hội như vậy ta cầm ra bánh táo tin toàn còn có ta tự mình luyện chế cá khô còn có tương hoa quả ngoài ra ta ở đưa cho hạng nhất dũng sĩ một cái cấp bạc trắng vũ khí như thế nào hạng à suy nghĩ một chút gật đầu một cái nói thật sợ mít lâm những thứ này phần thưởng giá trị mặc dù không phải là bao cao nhưng là những thứ này hàng hóa ý nghĩa thực tế cũng rất cao ngoài ra hơn nữa vậy một cái cấp bạc trắng vũ khí tuyệt đối là sang trọng phần thưởng phải hạng nhì và hạng ba phần thưởng ngươi làm thế nào ạ rất đơn giản à, túi đại lễ à ta trong tiệm quả vật phân mấy loại bọc lại làm túi đại lễ không được sao cũng có thể phải cứ làm như vậy đi hắn lucas đáp ứng phần thưởng sự việc cứ như vậy quyết định sau đó hắn lucas mang sở mít lâm một đường trò chuyện hướng phòng của hắn đi tới đến hắn trong phòng sở mít lâm không nhịn được hỏi hắn ngươi việc này động lúc nào cử hành à cái gì quy tắc đại khái được chuẩn bị cái thời gian hai ngày đi quy tắc rất đơn giản người tham gia căn cứ mỗi bánh xe lấy được điểm tích lũy tới tiến hành phán xét còn có hắn những thứ khác một ít việc nhỏ động phụ trợ tiến hành nói liếc chính là khảo sát bọn họ khắp mọi mặt năng lực lần này săn thu con mồi đều là một ít động vật các loại cao nhất cũng chính là ma thu cấp một điểm tích lũy từ một phần năm phân hết sức đến hai mươi phút năm mươi phút một trăm điểm vượt quá được rồi đến lúc đó ta sẽ đến xem lần này tới ta là tới hỏi hỏi các ngươi trái cây hái bao nhiêu trái cây à, đào được hơn năm mươi kg buổi chiều sẽ có người cho người được qua nếu như vậy vậy ta các người đưa tới cho ta ta trước về tiệm trong tiệm sự việc rất nhiều ta không giúp được mau tiệm trưởng trên đường cẩn thận đúng rồi ngươi trong tiệm có hay không trang sức vật phẩm ta muốn đang hoạt động cùng ngày ở trang trí một chút có à đến lúc đó ngươi để cho người đi theo đưa trái cây người đến từ mấy chọn là được ta khẳng định cho người tốt nhất được phiền thoái ngươi tiệm trưởng vừa nói sở mít lâm rời đi bán nhân mã bộ lạc hắn không nghĩ tới mới vừa trở về lại có thể thì phải tham gia hoạt động hơn nữa còn được từ mình trở phần thưởng bất quá vậy không có biện pháp nếu muốn mở rộng hàng hóa trồng vào hàng hóa là một cái không thể thiếu khâu có lẽ hắn sẽ hao tổn một chút, nhưng là minh ngày sau hắn đổi lấy là nhóm lớn khách hàng. trở về trước cầm sấm quả làm xong nói sau. ai, nhiệm vụ hơn à? mà ở cát bên này, bởi vì hắn cần phải tìm thiết bị vật liệu, cho nên một mực lưu lại ở liền đại dương chi đình vùng lân cận. bất quá hắn yêu cầu vật liệu liệu mới biển sâu đáy biển, khó tìm. một loại là biển sâu bên trong ngàn năm tà bùn, cái này khó tìm, rất thưa thớt. một cái khác chính là một loại mỏ sắt, hầm mỏ này đã ở tư liệu ghi lại không có tên chữ, chỉ có một ít đặc thù giới thiệu, hắn chính là cần cái này mỏ sắt. mà đây trùng mỏ sắt ở hắn hiểu cuối cùng xuất hiện địa điểm chính là biển dương chi đỉnh biển sâu bên trong cho nên cặt dự định đánh cuộc một lần đi biển sâu xem xem bất qua xuống biển trước phải làm một phen chuẩn bị đáng chết trang bị vật liệu thật khó làm ai oan trách một câu hắn bất đắc dĩ thở dài hắn thật ra thì cũng không muốn tốn sức bất quá cái này trang bị là phối hợp vậy sau khối thủy tinh mà chế tạo vì mau hơn sống lại bị phong ấn vị kia mà lộ cỡ lặt và hư sần dĩ nhiên là đi tìm người cá chìa khóa và thủy tinh tung tích Côn vợ ở dùng tiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé chương một trăm tám mươi ba nhiệm vụ đặc thù xuất hiện cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn hoàng bảo nguyện đề cử người phiếu lúc này thời gian đã tới buổi trưa sợ mít lâm vậy đổi về trong tiệm của mình đông nhiên hắn thật giống như nhớ ra cái gì đó vô đầu một cái có chút lúng túng nói nguy rồi quên cầm dĩ lìn từ đối diện nhận lấy cũng không biết con bé này có hay không hoàn khí. nghĩ tới đây sự kiện sợ mít lâm không dám chỉ hoãn vội vàng đi đối diện tìm mỹ nạ đi ngẫu nhiên mỹ nạ vừa vặn ở phối trí thuốc mới thuốc cho nên vừa vặn ở trong tiệm vậy lúc này trên căn bản là không có ở đây trong tiệm bất quá lần này sợ mít lâm là đội kịp. Dĩ lìn ngươi ở đâu ạ à? đến mỹ nạ trong tiệm sợ lâm quát lên dị lìn tên chữ kết quả cái này nha đầu không phản ứng lúc này một công việc nhân viên đối với hắn nói người tìm ai hả à? người là ta là nhà này dược tề cửa hàng nhân viên thi đặc biệt nhận thức một chút ta là đối diện siêu thị lão bản sở mít lâm ta tìm một cái bé gái hắn ở đâu hả à? ta suy nghĩ một chút bé gái bé gái nhà ta nhớ ra rồi thật giống như theo mỹ nạ tiệm trưởng ở dược tề phòng bên trong ngươi đi dược tề phòng xem một chút đi cảm ơn ngươi thi đặc biệt đúng rồi dược tề phòng ở đâu sở mít lâm lung túng hỏi ra cái vấn đề này đi vào phía sau kẹo trái đi suốt đến kẹo địa phương cái đầu tiên gian phòng chính là theo thi đặc biệt chỉ tuyến đường tìm hạ rốt cuộc ở kẹo cái đầu tiên gian phòng thấy được dược tề phối trí phòng mấy chữ này vì không quấy dày mì nạ phối trí dược tề sợ mít lâm lựa chọn trước gõ cửa cốc 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 tiếng gõ cửa vang lên ở trong phòng bên phối trí thuốc mì nạ nhìn xem đóng kín cửa để tay xuống bên trong dược tề đi mở cửa sau đó liền sương sốt sợ mít lâm tiệm trưởng ngươi lây là sợ mít lâm có chút ngượng ngùng cười một tiếng cái đó cái đó gần đây sự việc quá nhiều thiếu chút nữa cầm gì liền quên mất ha ha mỹ nạ nghe được sợ mít lâm như thế nói nhất thời liền bật cười không nghĩ tới vị này tiệm trưởng còn có mau quên thời điểm vào đi Dĩ Linh còn thật thông minh, còn nhỏ tuổi là có thể phối trí ra sơ cấp ma lực chất thuốc. Cái gì? Ta đi, như thế lợi hại. sợ Mít Lâm lúc này là thật kinh ngạc, không nghĩ tới Dĩ Linh đi ra ăn trở ra còn có cái thiên phú này, thật là người không thể xem bề ngoài hạ Quả nhiên tham ăn cũng có thiên tài. sợ Mít Lâm mới vừa vào đến trong phòng, liền thấy Dĩ Linh cầm mấy cái chai chai lọ lọ ở đó đảo cổ, nhìn như tựa hồ rất nhuẩn nhuyễn dáng vẻ. Dĩ Linh, ngươi đây là phối trí cái gì? Dĩ Linh nhìn một cái sợ Mít Lâm nói, đại thúc, ngươi làm sao bây giờ mới đến? Hù hù, hù cái đó, sự việc hơn, thứ lỗi dĩ linh nói chỉ là một câu ha ha sở mít lâm mặt đều tối ha ha cái gì hả à? hắn cảm giác được mình còn không bằng không đến đâu cái này nha đầu nhìn như qua rất tốt mỹ nạ nhìn hai người không giải thích được không biết cái này hay là thế nào chuyện nàng dĩ nhiên không biết ha ha đại biểu có ý gì bất quá cũng biết cái này nha đầu nhất định là để cho sở mít lâm có chút khó chịu sở mít lâm tiệm trưởng ta có một thỉnh cầu không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta sở mít lâm đang buồn bực chợt nghe mỹ nạ mà nói hiển nhiên là không phản ứng kịp sưng sốt một lát mới lên tiếng thỉnh cầu gì có thể hay không để cho dì lìn đi theo ta học tập dược tề chế tạo ạ? À? lấy dì lìn bây giờ thiên phú khẳng định sẽ trở thành một cái đại sư dược tề Sở mít lâm suy nghĩ một chút cảm thấy dì lìn ở mi nạ nơi này chăm lợi mà không một hại chủ yếu nhất là hắn không cần mỗi ngày cho cái này nha đầu quét dọn quả vặt túi mỗi ngày ít nhất đều là một chồng nhỏ quả vặt túi chờ hắn tới xử lý suy nghĩ một chút cũng nhức đầu cho nên sợ mít lâm không chút do dự đáp ứng có thể mỹ nạ tiệm trưởng ngươi có thể dù sao cũng muốn dạy tốt nàng học không tốt cũng không cho phép để cho nàng ra cửa ạ. À? nghe sơ mít lâm mà nói mỹ nạ tổng cảm thấy nơi nào không đáng tin cậy bất quá vậy không so đo Người nói ta sẽ thật tốt dạy hắn nhưng mà hai người bọn họ trò chuyện được đang vui vẻ thời điểm dĩ lìn đông nhiên chen lời miệng thiếu chút nữa không cầm sở mít lâm cho sợ chết đại thúc nhớ mỗi ngày cho ta đưa chút quả vặt cũng không muốn đưa nhiều bốn năm kg là được sở mít lâm cũng sắp buồn dầu chết bốn năm kg quả vặt ngươi coi đây là trái cây thị trường á nhất hơn một năm kg quả vặt muốn hay không muốn hai năm kg quả vặt tuyệt đối không được một năm kg nữa đại thúc ngươi liền cho nhiều điểm đi hai năm kg là được 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 hai kg liền 2.5 kg quả vật sợ ngươi Ừ. dĩ liền quên trong tay còn có chất thuốc kết quả một không chú ý dược tề thêm nhiều bỗng nhiên vịt liền một tiếng dược tê nổ dĩ liền từng sợi tóc dựng đứng trên mặt một phiến đen nhánh sợ mít lâm và mỹ nạ thấy dĩ liền cái bộ dáng này hai mắt nhìn nhau một cái cũng ha ha phá lên cười dĩ liền chính là ngượng ngùng cười một tiếng kỳ hì quên trong tay còn có chất thuốc đại thuốc ngươi cũng đừng quên ta quả vặt ta biết ngươi ở nơi này từ từ học tập dược tề đi ta đi làm việc đúng rồi mỹ nạ tiệm trưởng hơn phiền với ngươi mỹ nạ cười một tiếng không có sao có một cái như vậy thông minh học sinh ta cao hứng còn không kịp đâu sợ mít lâm ngoài mặt không việc gì trong lòng nhưng là hoán thẩm thông minh mỹ nạ tiệm trưởng ngươi sợ không phải đối với thông minh cái từ này có cái gì hiểu sai đi lúc sắp đi sợ mít lâm nhìn dĩ liền một mắt kết quả tên nẩy tới liền một câu như vậy đại thúc ngươi có phải hay không muốn cho ta trở về hả? À? sau đó sợ mít lâm cũng không quay đầu lại rời đi mấu chốt là cái này nha đầu quá ra bất quá để cho hắn tỏ mò là cái này mỹ nạ có chút để cho nàng nhìn không thấu nàng rốt cuộc là người nào hoặc là nói là là nhân vật lớn gì được rồi không suy nghĩ nhiều như vậy ngày khác đi hỏi một chút phẹt tạ hội trưởng nói không chừng hắn biết trước hay là cầm hoàn thành nhiệm vụ ngay tại sở mít lâm muốn đi xem xem xử lý như thế nào sớm quả thời điểm đột nhiên tiểu tinh tới hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ lấy được được cải xanh hạt giống một bao phải chăng rút ra lấy hạt giống chủng loại nhiệm vụ nhanh như vậy liền hoàn thành rút ra lấy đi đinh chúc mừng ký chủ lấy được được cải xanh hạt giống mặt trời nhỏ một bao sở mít lâm thấy cái này bao hạt giống tên chữ thời điểm là nói bữa hắn nghi ngờ hỏi tiểu tinh tiểu tinh cái này mặt trời nhỏ có ý gì ạ à? ký chủ mặt trời nhỏ là thức ăn hoa bản thăng cấp bản càng thêm ăn ngon món ăn ngon hơn nữa đối với ma pháp sư có tăng lên ma lực công hiệu đối với thân thể cường trắng người có tăng cường thể chất hiệu quả duy nhất khuyết điểm chính là được ăn một cái hạn mức tối đa sau đó cũng sẽ không có loại hiệu quả này chỉ có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống liền thức ăn hoa hiệu quả này cũng không tệ ngày khác đi tìm một chỗ trồng sau đó nếm mùi một chút lúc này tiểu tinh bỗng nhiên tới một cái nhiệm vụ đặc thù để cho sở mít lâm có chút không kịp đề phòng tiểu tinh ngươi cái hô ta là đi ta lên cái nhiệm vụ cũng chưa xong ngươi sẽ tới một cái như vậy nhiệm vụ đặc thù bất quá cái này đặc thù là ý gì ký chủ ngẫu nhiên kích hoạt nhiệm vụ nhiệm vụ đặc thù là mở khu mới vực hoặc là chức năng nhiệm vụ phải trang tra xem tình hình rõ ràng xem một chút đi dù sao ta là không chạy thoát nhiệm vụ vận mệnh nhiệm vụ đặc thù mời ký chủ đem mặt trời nhỏ thức ăn hoa trồng trọt đi ra hơn nữa toàn bộ tiêu thụ đi ra ngoài khen thưởng mở cửa rau cung ứng khu vực cũng giải tỏa hạt giống ký chủ có thể ở mô bản bên trong mua hạt giống trồng trọt giao tiêu thụ thất bại ký chủ lần kế nhiệm vụ độ khó gấp đội thời gian mười ngày hữu nghị nhắc nhở mặt trời nhỏ thành thục thời gian là bốn ngày nhìn xong nhiệm vụ sở mít lâm cảm giác được mình đầu góc có chút loạn tình huống gì mở cửa rau cung ứng khu vực có ý gì hóa ra ta cái này siêu thị còn bán thức ăn tiểu tinh rau cung ứng khu vực có ý gì ký chủ chính là ở siêu thị như cũ trên căn bản mở cửa rau bán khu vực à là như vậy à vậy còn phải ta trước hay là cầm sấm quả xử lý rồi hay nói dài dòng cho tới chưa một chút độ tiến triển cũng không có sở mít lâm ở trong tiệm bắt đầu bận rộn nhưng là hắn nhưng không biết là mỹ nạ à thân phận đúng là không nhất thiết cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé chương tộc người thú còn vợ ở dùng tiêu cảm ơn bạn khục gỗ không một để cử người phiếu sấm quả xử lý cần một ít đặc thù biện pháp cho nên sở mít lâm còn phải đi mị nạ nơi đó mua một chút ma lực tiêu tán dược tề nhân tiện hỏi một chút có hay không khá một chút ma lực dược tề ai mới vừa từ đối diện trở về lại phải trở về mới vừa rồi cầm chuyện này quên mất mau quên à trên thực tế mới vừa rồi sở mít lâm rất dễ dàng là có thể nhớ tới chuyện này đáng tiếc là không biết tại sao luôn là quên những thứ gì cái này làm cho hắn cảm giác mình gần đây đầu góc tựa hồ có chút gì xét lại đi mỹ nạ tiệm thời điểm trực tiếp đối với thi đặc biệt nói mình nhu cầu rất nhanh ma lực dược tề và ma lực tiêu tán dược tề cũng mua xong sau đó nhanh chóng đi vòng vèo về tiệm tới xử lý vậy một đống sấm quả chuẩn bị chế tạo thành hàng hóa nhưng mà hắn không biết chế tạo thành cái gì tương hoa quả ngược lại là có thể nhưng là quá đơn độc kẹp nhân bánh ngọt nói cũng là đơn độc khẩu vị những thứ khác chủng loại hắn còn chưa nghĩ ra đây là sợ mít lâm đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay đúng rồi thật giống như có thể chế tạo thành trái cây tô bính cầm tô bính và tương hoa quả dung hợp lại ta thật là thiên tài ạ à? nghĩ tới đây sợ mít lâm vậy không có ở dài dòng trực tiếp bắt đầu loại trừ sấm quả sấm xét sau đó cắt thành hạt liệu cuối cùng dựa theo chế biến hơn vị quả quả tương trình tự chế tạo thành sấm quả quả tương sau đó dựa theo chế tạo tô bính phương thức tiến hành sửa đổi gia nhập tương hoa quả sau đó tiến hành khảo chế một cái hơn giờ sau đó trái cây tô bính coi như là luyện chế xong nhưng là không ăn thử cũng không biết mùi vị như thế nào cái này tô bính có thể cho phẹ xã hội trưởng đưa đi một chút thuận tiện hỏi thăm một chút mì nạ rốt cuộc là người nào cũng không phải là hắn đối với nạ không yên tâm chủ yếu là hắn muốn biết một chút cái này chuyện cá nhân hành động thuận lợi sau này tốt sống chung ở trong tiệm thu thập một phen sau đó cầm thử làm tô bính không đúng phải nói là trái cây tô bính đặt ở bên trong một cái hộp đại khái vương bức dáng vẻ bên trong là thả đại khái sáu đến tám cái tô bính ngay tại sở mít lâm đi tìm phẹ tạ hội trưởng thời điểm ở bán nhân mã bộ lạc hoạt động săn thú nhưng là đang chuẩn bị bên trong bởi vì phần thưởng đều đã chuẩn bị xong sau này một ít thứ tất cả đều là chuẩn bị xong hơn nữa lần này hoạt động săn thú không giống với trước kia hoạt động phần thưởng lần này có thể nói là rất sang trọng đối với người mà nói là một cắm dỗ mà án Lucas đang chuẩn bị hoạt động săn thu sân mặc dù như đầu nhân bộ lạc và bán nhân mã bộ lạc tất cả không tương cập đều ở đây tương đối một mặt nhưng là bọn họ cũng có bọn họ địa vực phân chia cũng không phải là ai ở bên kia bên kia địa khu thuộc về người đó ở bán nhân mã bộ lạc nơi này trừ bộ lạc của bọn họ ra còn có một bộ lạc tiêu tộc người thú tộc người thú mặc dù không phải là rất cường đại nhưng là bọn họ xây kỹ thuật và trăm năm trước địa tình cửa có một so có thể nói là chỉ có hơn chớ không kém tộc người thú không riêng gì xây dựng hảo thủ cũng là một cái chiến đấu trung tộc sức chiến đấu rất cường hãn bọn họ thủ lãnh tiêu sắc cũng là tộc người thú thực lực cường đại nhất một cái người thú. Án Lục lần này cần mượn dùng chính là tộc người thú một mạnh vực, bất quá sắc cũng không phải là một cái đèn cạn dầu, cho nên Án Lục phải nghĩ biện pháp để cho sắc đáp ứng hắn, mà sợ Mít Lâm đưa tới những thứ đó dĩ nhiên là thành hiệp nghị đạt thành trước để ra điều kiện. Thần, đi chuẩn bị một chút, chúng ta đi tộc người thú một chuyến, chúng ta lần này phạm vi hoạt động có thể sẽ cần bọn họ địa vực. Được, thủ lãnh. Không cần Án Lục phân phó, biết nên làm cái gì, đoạn này thời gian tôi đi theo Án Lục bên người vậy học được không thiếu mang sở mít lâm cầm tới tương hoa quả hai người hướng tộc người thú chỗ ở đi trước đi không tới nửa giờ hắn Lucas liền đi tới tộc người thú nhưng là lại bị canh phòng cản lại các ngươi là tới làm gì hả à? canh phòng dĩ nhiên là không nhận biết tàn lucas dĩ nhiên hắn lucas ngày thường vậy không ra khỏi cửa dĩ nhiên không người biết vậy rất bình thường chỉ có những lao gia hỏa đó mới biết ta là bán nhân mã bộ lạc thủ lãnh ăn lucas tìm các ngươi thủ lãnh có chút việc canh phòng vừa nghe là những bộ lạc khác thủ lãnh đích thân đến cảm thấy khả năng này là lớn chuyện liền trực tiếp đi bẩm báo xác lúc này sắc đang trong phòng xử lý một ít chuyện vặt tắc tử đồng ruộng chuyện thế nào Thủ lãnh, đồng ruộng vẫn là bệnh dề dề, không có chút nào tinh thần à Đáng chết, tắt tử, ngươi bây giờ có không có cách nào vãn hồi đồng ruộng tổn thất. Tổng ngươi thú thật ra thì hàng năm lương thực 60% đều là mình trồng trọt, mình thiết tế, chỉ có 40% những vật phẩm khác cần mua, nhưng là năm nay không biết chuyện gì đồng ruộng bị hạn hán nguy cơ, sắp không thể hấp thu, có thể nói bây giờ đồng ruộng rất nguy hiểm. Thủ lãnh, bán nhân Mã Bộ Lạc can lũ Caster tìm ngài. Lúc này canh phòng vào tới báo cáo. Sắc xứng sốt một chút, trong đầu nghĩ án lũ tiên lại tìm hắn làm gì, bất quá nếu người ta tới thăm, tổng không thể từ chối người tại ngoài cửa đi liền tự mình đi ra cửa nghênh đón. Án Lucas ở ngoài cửa đợi 7-8 phút, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. À, đây không phải là Án Lucas, làm sao có thời gian tới ta tộc người thú liền. Thấy sắp tới, Án Lucas cười một tiếng. Đương nhiên là có chuyện tốt tìm ngươi à, đi tới lui, không mời ta đến ngươi trong phòng ngồi một chút sao? Dĩ nhiên, theo để ta đi, tộc nhân của chúng ta mới vừa chế tạo một nhóm rượu rum, mùi vị không tệ, ta mời ngươi uống một ly như thế nào ạ? À? An Lucas tự nhiên biết tộc người thú sản xuất rượu rum nhưng mà nhất tuyệt, mùi vị rất tốt, bọn họ rượu cũng là thường xuyên bán cho thành dạ vị quán rượu, liền liền ma pháp sư công hội ma pháp sư cũng có người tới mua, có thể nói bọn họ rượu nguồn tiêu thụ rất rộng. Cầu chi không được, ta cũng rất lâu không phẩm chất thử lãng mô mùi rượu liền. Sắt và An Lucas đi tới trong phòng, sắt tìm tới một cái thùng gỗ lớn, bên trong tràn đầy đều là rượu run mở ra thùng gỗ phía trên nắp bình, rót hai ly, cái nắp nhét ở sau này, đưa cho An Lucas một ly, mình thì cầm khác một ly liền uống một hớp. Cái này mùi vị không tệ, An Lucas, uống một hớp nếm thử một chút đi a lu trực tiếp uống một hớp rượu dung rượu mới vừa vào miệng liền có một loại lúa mì mùi vị rượu thơm ở trong cổ họng lan tràn vẫn là lúc đầu mùi vị ạ à. cùng hắn lu uống xong sau này sát vậy không dài dòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn tới mục đích người tên này lần này tới là tới làm gì cũng đừng nói ngươi là đặc biệt tới uống rượu dung không 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 ta lần này tới là vì ta trong bộ lạc hoạt động săn thú mà đến muốn cho ngươi mượn một địa phương dùng một chút qua mấy ngày liền trả lại cho ngươi vừa nghe đến là mượn địa phương sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm túc bắt đầu suy tư mấy phút sau hắn mới nói ra tới mình điều kiện Ngươi có cái gì có thể đánh động đồ ta hoặc là là điều kiện sao?" Án Lục suy nghĩ một chút lấy ra Tụt sần chuẩn bị đựng tương hoa quả hộp bỏ vào sắc trước mặt trên bàn nói: "Mở ra xem xem." Sắc nghi ngờ nhìn Án lù không biết hắn bán cái ải gì tử, bất quá vẫn là mở ra hộp, liền thấy hai bình tương hoa quả ở trong hộp, bất quá, sắc cũng không biết lời này là cái gì, còn lấy là đây là cái gì nước trái cây đâu. "Ngươi sẽ không như vậy chút nước trái cây cho ta đi." Sắc có chút rêu cực nói. Án Lục cũng không có tức giận, lên kiên nhận giới thiệu liền tương hoa quả tác dụng, mà sắc cũng là càng nghe càng giật mình. Hai người đang nói chuyện thời điểm, sợ mít lâm nhưng là ra cửa liền gặp phải phiền bái Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé chương một trăm tám mươi lăm bắt kẻ cắp chuyện kiện Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn hoàng bảo Nguyên đề cử người phiếu sợ mít lâm mới vừa rồi mới vừa vậy mới vừa tiếp thu được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở thu được mười bình ma lực dự tề mang trái cây tô bính đang chuẩn bị đi bán nhân mã tộc đi cầm cái này cho tiêu thụ đi ra ngoài nhưng mà mới ra cửa thì gặp phải vẻ mặt lo lắng mô nạ Mồ nạ ngươi đây là thế nào xảy ra chuyện gì gấp như vậy ta mẫu hậu đưa quả sinh nhật của ta tinh linh đã không thấy sở mít lâm vừa nghe đến lại là đồ không thấy cũng cảm thấy chuyện này có chút không giải thích được tinh linh đã rất chân quý vẫn là nói có hắn tác dụng của hắn à. mồ nạ à có chút bi thương nói khối này tinh linh đã là lần trước ta sinh nhật mẫu hậu đưa cho ta nhưng là ta ngày hôm nay ra một lần cửa sau đó sẽ không có sở mít lâm suy nghĩ một chút hỏi người đi địa phương nào ạ à? ta chính là đánh tạo một cây cung mũi tên kết quả lúc trở lại sẽ không có sở mít lâm rất nghi ngờ à? mồ nạ à không phải có cung tên à, làm sao còn đi chế tạo một cái đâu tựa hồ là nhìn ra sở mít lâm nghi ngờ Mộ nạ à giải thích nổi lên nguyên nhân ta ban đầu vậy cây cung tên đối với ta lại nói không quá thích hợp ta dự định hồi lò lần nữa để cho người chế tạo một cái à là như vậy à đúng rồi lúc ấy trong lò rèn người nhiều không nhiều Mộ nạ cẩn thận nhớ lại một chút thật giống như có bốn năm người thật nhiều có chút độ khó à không tốt lắm tìm bất quá tinh linh đá có đặc điểm gì không có tinh linh đá mang ta từng tia một hệ ma lực cũng có thể tìm được sợ mít lâm búng tay vậy là không thành vấn đề đi đường cũ trở về đi tìm một chút nhất định có thể bắt kẻ cắp hai người đẻ mộ nạ đường cũ tuyến đi một lần nhân tiện đi tới nhà này trong lò rèn nhà này tiệm rèn và hợp vậy gian tiệm rèn so sánh nhỏ một chút làm nhưng là vũ khí cái gì đều rất đầy đủ hết nhìn một cái tổng cộng có hai người đang bận rộn một cái ông bác hơn 50 tuổi nhìn dáng dấp tựa hồ cũng là địa tinh mà người tuổi trẻ kia nhìn như tựa hồ không phải tốt bao nhiêu phải nói người kia bề ngoài không việc gì nhưng là hắn luôn cảm giác người này không bình thường lao đầu vừa thấy được có người tới liền cười ha hả lên tới hỏi thăm ơ ờ, là ngươi hả à? ngươi cung tên còn được cùng hơn ba tiếng vị này là sợ mít lâm cũng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười ở không tìm được đầu mối trước vẫn lễ phép một chút tốt sợ mít lâm cũng là mở tiệm bất quá là bán đồ lao đầu này cũng là lễ phép giới thiệu liền mình ta kêu rắc bọn họ cũng gọi lao rắc bên kia là ta học trò kêu lét sơ mít lâm cười một tiếng ở lao rắc giới thiệu một chút đơn giản biết lao rắc tiệm rèn lao rác tiệm rèn sở trường chế tạo cấp bạc trắng vũ khí khác thỉnh thoảng tiếp một chút hoàng kim cấp bậc tờ đơn nhưng là nơi này lính đánh thuê hoặc là là một ít nhà mạo hiểm bọn họ không giàu có cho nên vẫn là cấp bạc trắng vũ khí tương đối thông dụng lao rắc ở nơi này bên trên cũng là một người có năng lực ba người trò chuyện rất lâu Smith mít lâm chuyển trở lại tránh sự lên cầm bộ Na bị mất tinh linh thạch sự việc nói một lần nhưng cũng không có tiết lộ mồ nạ thật là tình huống mà mẫu hậu đổi thành mẫu thân để tránh hủ được lao giác lao giác sau khi nghe xong lâm vào suy tư chính giữa hắn học cho mặc dù tính cách không phải rất tốt nhưng tuyệt không phải sẽ trộm đồ người như vậy trộm đồ chỉ có lao giác chợt nhớ tới một người liền vội và nói ta biết là ai trộm ngươi đồ mồ nạ vội vàng hỏi ai hả à? một cái kêu là nạp người tên nầy thường xuyên ăn trộm nhưng đều là chuyện nhỏ hoặc một ít nông cạn ma pháp liền bắt đầu đi ra lan lộn bởi vì hắn mỗi lần trộm đồ đều không hơn không đạt tới danh giới cuối cùng cho nên cũng chỉ là mỗi lần cảnh cáo hắn một chút mà thôi sợ mít lâm cười lạnh một tiếng lần này tên này có thể được thất bại ngươi trộm hai đồ đồ không được cần phải đầu tinh linh công chỗ đồ thật là bi kịch à đúng rồi lao giác nặc ở nơi nào à lao giác suy nghĩ một chút nói cho nặc địa chỉ hơn nữa nhắc nhở bọn họ nặc tên nầy rất xảo quyệt sợ mít lâm cảm ơn lao giác hay cùng Mộ nạ đi tới thành dạ vịt phía đông một tòa vắng vẻ trong nhà nhỏ nhìn dáng dấp rất đơn sơ bất quá nơi này chính là nặc chỗ ở cũng là lao giác nói địa phương sợ mít lâm và mô nạ đến nơi sau này sợ mít lâm đối với Mộ nạ nói ngươi ở bên ngoài trông nom phòng ngừa tên chạy trốn ta ở đâu bên đường đối ta đây muốn xem xem là ai trộm đồ ta Mồ nạ hiển nhiên là rất tức giận cho nên trong lòng cũng nghĩ xong chờ một chút tuyệt đối sẽ xuống tay tàn nhẫn Smith mít lâm đi vào trong phòng liền nghe được nặc ở đâu bên trong phòng lầm bầm lồ bầu cái này đã thật đúng là xinh đẹp hẳn có thể bán cái giá tiền vừa có thể mua rượu uống ha 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 Ồ, không biết có thể hay không bán được một ngàn tiền vàng à vậy thì càng tốt hơn nghe được mấy câu nói này sở mít lâm gì cũng rõ ràng không cần hỏi đầu sỏ chính là người này dứt khoát vậy không chào hỏi trực tiếp vọt tới bên trong ở nặc hoảng sợ dưới con mắt một cái một hệ ma pháp đem hắn trói lại sợ mít lâm cầm nặc trong tay tinh linh đá cầm tới nặc tức giận kêu to ngươi là ai làm sao xông vào trong nhà ta đem đồ vật trả cho ta sợ mít lâm hử lạnh một tiếng trộm đồ còn lý luận ngày hôm nay ngươi có thể xui xẻo ai nặc vừa nghe đến trộm cái chữ này mắt nhất thời hoảng loạn ánh mắt cũng là có ở đây không ngừng đánh một chút chuyện tựa hồ đang suy tư biện pháp ứng đối sợ mít lâm tựa hồ biết biết tên này muốn làm gì nhắc nhở một câu ta nói cho ngươi ngươi có thể đừng nghĩ chạy trốn chạy nghiêm trọng hơn ta cùng ngươi nói nặc ánh mắt tàn bạo trợn mắt nhìn sợ mít lâm nói ngươi rốt cuộc là ai ta không trộm đồ nắp dứt khoát liền tới một cái chết không nhận nợ đánh chết cũng không thừa nhận nhưng mà sở mít lâm ở bên thai hắn nói mấy câu nói sau đó tên nầy sắc mặt có đỏ chuyển trắng dần dần ánh mắt đổi rồi danh động đứng lên không ngừng vừa nói không thể nào tại sao có thể như vậy xong rồi các loại sở mít lâm cầm nặc ném tới mộ nạ thân vừa nói người tự xem làm đi đừng đánh quá nặng đưa đến ma pháp sư công hội chỗ đi đưa là được hắn giàu gì cũng là một cái gà mở ma pháp sư ở nặc ánh mắt hoảng sợ hạ mộ nạ không chút do dự cho nặc giáo dục một phen từng tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt sở mít lâm nhưng tựa như không có nghe thấy không phản ứng cùng mộ nạ xử lý xong sau đó hai người đi nặc dẫn tới ma pháp sư công hội cho trực ban nọ dị nổ nói một lần sau đó lúc này mới trở về bởi vì sở mít lâm còn có việc cần xử lý cho nên theo mộ nạ nói tiếng xin lỗi liền đi Mộ nạ vậy không phải dày sở mít lâm hắn vậy phải đi xem xem mình cung tên chế tạo xong rồi không có chỉ có bị góp được thảm không nỡ nhìn nặc dĩ nhiên là bị ma pháp sư công hội nghiêm trị ma pháp bị phế trừ hơn nữa vĩnh viễn không được sử dụng ma pháp hơn nữa còn muốn bị tù ba năm lấy làm xem xét có thể nói là nghiêm trọng trừng phạt thật ra thì vốn là trừng phạt không phải nghiêm trọng nhưng chính là bởi vì mồ nạ thân phận cho nên mới sẽ có như vậy xử phạt bất quá đối với nặc mà nói đây coi như là tốt nhất giải thoát cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé chương một trăm tám mươi sáu dò xét cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn khục gỗ không một ba để cử nguyên phiếu thời gian đã tới buổi chiều đáng tiếc là sở mít lâm liền trong tay trái cây tô bính còn không có đưa đi hắn cảm thấy ngày hôm nay vận thế của mình nhất định là đặc biệt xui xẻo nếu không làm sao ngày hôm nay đi ra ngoài làm việc thời điểm làm mọi chuyện không thuận trở lại án lũ cà và xác nơi này hai người thương lượng rất lâu cuối cùng quyết định một địa phương thành tựu bán nhân mã bộ lạc hoạt động khu vực hơn nữa xác mấy ngày nay sẽ để cho tộc nhân không muốn đi bên kia đi Án lucas cũng là trả giá 10 bình tương hoa quả giá phải trả đổi lấy khu vực này mặc dù có chút đau lòng những thứ này tương hoa quả nhưng là bọn họ có sở mít siêu thị cho nên cũng không lo lắng tương hoa quả cung ứng hắn lo lắng chính là sắc tên này sẽ thành trước chủng loại hỏi thăm còn trái cây này tương lai lịch từ đó tìm được sở mít siêu thị vậy thì không ổn Án Lukas, lucas người trái cây này tương không tệ à mua ở đâu có thể hay không nói cho ta à a nghĩ không sai sắc quả nhiên là làm quen bắt đầu hỏi tương hoa quả láo lai lịch bất quá án lũ cũng không sẽ ngu si đến bông tha cái này kiếm tiền cơ hội đây là ta một cái tộc nhân du lịch thời điểm cho ta mang về một ít bây giờ hắn đã đi ra ngoài tiếp tục du lịch ta cũng không biết hắn từ mua nơi nào án lũ khôn khéo lợi dụng không tồn tại cái này tộc nhân làm lấy lệ liền sắc yêu cầu sắc cũng biết trực tiếp hỏi không hỏi ra cái gì cho nên bông tha cái ý nghĩ này nhưng là trong lòng nhưng là suy nghĩ cùng án lũ sau khi đi liền phái người nghe cái này tương hòa quả lai lịch và tin tức như vậy à vậy thì thật là quá đáng tiếc đúng rồi bộ lạc thi đấu mau cử hành không biết các ngươi bộ lạc thực lực tăng cao không có à? Sắc những lời này mang phân nửa dò xét phân nửa trêu chọc ý bất quá dò xét chiếm đa số từ bán nhân mã bộ lạc ở mười mấy ngày trước đông nhiên theo không có thanh nhâm liền như nhau cũng không có cái gì trắng trận mua dược tề hoặc là vật liệu tin tức gì ngược lại là rất bình tĩnh cho tới hôm nay coi như là thấy ản lucas chúng ta bộ lạc thực lực và trước kia kém không nhiều bất quá chúng ta vậy sẽ không bỏ qua sẽ cố gắng gấp bội huấn luyện ản lucas những lời này trên thực tế tương đương với chưa nói bất quá đây cũng tính là mặt bên trả lời xác vấn đề chúng ta bộ lạc vẫn còn ở huấn luyện lần này chúng ta là sẽ không bỏ rơi đệ nhất đại khái chính là ý này sắc mặc dù có chút thất vọng bất quá từ án lù cắt nơi này hắn cũng biết không ít tin tức ít nhất tương hoa quả cho hắn mang tới ngạc nhiên mừng rỡ liền rất tốt cũng không thua thiệt đến lúc đó ta được biết một chút về các ngươi sức chiến đấu không thành vấn đề sẽ không để cho ngươi thất vọng sắc đúng rồi Sắc ta đi về trước ta trong bộ lạc còn có chút chuyện cần phải làm ngại quá à án lù cắt nhưng là còn có một số việc trở về xử lý hắn phải trở về xem xem hoạt động săn thú sau này chuẩn bị tình huống thế nào nếu không hắn cũng không quá yên tâm ngươi không lưu lại tới lại hơn uống một ly rượu dung sao không được bất quá ngươi nếu là đưa ta mấy thùng rượu dung mà nói ta vẫn là có thể tiếp nhận bởi vì án lũ cắt là cùng sân cùng đi sân không có thói quen tộc người thú bên trong cho nên ở bên ngoài chờ thấy án lũ cắt bị xác đưa ra còn ôm một thùng rượu vội vàng đi lên nhận lấy tay ôm lấy rượu run sắc cầm án lù cắt đưa ra bộ là cửa cười nói đưa ngươi một thùng rượu run trở về nhận ra điều uống được lần sau ta nếu là có thứ tốt nói không quên được ngươi sắc ha ha cười vậy thì tốt nhìn án lù cắt và tụt sân rời đi nghi sau này sắc đối với bên người một cái kêu là tỏ ruột thú người nói mấy ngày nay ngươi đi điều tra một chút bán nhân mã bộ lạc cùng ai đi được tương đối gần ngoài ra hỏi thăm một chút bọn họ cái loại đó kêu tương hoa quả đồ từ nơi đó lấy được ngoài ra đừng để cho bọn họ phát hiện rõ ràng thủ lãnh ta biết phải làm sao tỏ rút xoay người rời đi đi làm chuyện này mà án lũ sập và ông dịu tự sần đi hơn một nghìn m thần mới hỏi thủ lãnh thủ lãnh địa phương hoạt động tìm xong rồi hả à? tìm xong rồi bất quá chúng ta có thể phải thảm thần đầu góc mơ hồ không biết thủ lãnh nói thảm là ý gì lukas tựa hồ là nhìn thấu tuxon nghi ngờ không rõ ràng liền nói cho hắn mới vừa rồi xác bộ hắn tương hoa quả lai lịch chuyện nói một lần nghe được tộc người thú thủ lánh lại có thể hỏi thăm về cái này hắn cũng biết vạn nhất bị tộc người thú phát hiện tộc người thú thực lực cũng sẽ có liền một cái nhanh chóng vậy tăng lên mà đây vậy sẽ đối với bọn họ bán nhân mã bộ lạc tham gia bộ lạc thi đấu thời điểm tạo thành lý hiếp vậy chúng ta nên làm cái gì ạ tuxon hiển nhiên là có chút ưu sầu ad lukas vỗ một cái tuxon bả vai cười nói không cần lo lắng ở bọn họ còn không có phát hiện sở mít siêu thị thời điểm cố gắng tăng lên thực lực đi đây là biện pháp duy nhất Hắn Lục biết một khi tộc người thú biết sở mít siêu thị tồn tại, khẳng định cũng có thể phát hiện hàng hóa bên trong ẩn chứa hiệu quả thần kỳ, sẽ không không lớn tứ mua, như vậy thì sẽ để cho tộc người thú nguyên bản cường hãn sức chiến đấu kịch liệt lên cao. Bây giờ duy nhất biện pháp chính là hợp lại thời gian, đuổi ở bọn họ không phát hiện sở mít siêu thị thời điểm cố gắng tăng lên thực lực. Mà sở mít lâm lúc này đã đi tới bán nhân mã trong bộ lạc bên, hắn biết mấy ngày nay bán nhân mã bộ lạc chuẩn bị hoạt động săn thú, cho nên vậy không quấy dày những cái kia làm chuẩn bị công tác người, hắn ở tìm sân, cũng tìm nửa ngày, không tìm. Lúc này một người thị vệ thấy được sở mít lâm, đi lên chào hỏi hỏi thăm sức khỏe ngươi là sở mít lâm tiệm trưởng đi sở mít lâm ngạc nhiên nhìn cái này thị vệ hắn không nhớ và cái này thị vệ bê tả thị vệ tựa hồ nhìn thấu sở mít lâm nghi ngờ cũng là giải thích đứng lên Nguyên lai like cái này thị vệ đi theo tục sẵn đi qua nhiều lần sở mít siêu thị cho nên đối với hắn rất quen thuộc là như vậy à đúng rồi tục sẵn đâu tục sẵn đội trưởng đi theo thủ lãnh đi tìm tộc người thú thủ lãnh thương lượng sự việc đi hẳn mau trở lại ai tới vương không bằng tới được đúng dịp ta vẫn là cùng một cùng đi lúc này bên ngoài truyền đến đạn lũ thanh âm. mọi người chuẩn bị thế nào chuẩn bị xong hết rồi chuẩn bị xong sẽ chờ hoạt động bắt đầu được mọi người cực khổ nói cho mọi người một cái tin tốt chúng ta khu vực hoạt động có mọi người thật cao hứng ở án lucas nói mấy câu sau đó liền đi về nghỉ ngơi án lucas đang chuẩn bị sẽ nhà của mình liền phát hiện đề ra thứ này sở mít lâm vội vàng đi lên lễ phép lên tiếng chào hỏi sở mít lâm tiệm trưởng ngươi đến đây lúc nào hả? À? mới vừa đến đợi không mấy phút án lucas có chút ngại quá tiệm trưởng cái đó không biết người nơi này có hay không mới hàng hóa ạ à? sở mít lâm không nghĩ tới hắn đầu tiên lên tiếng bất quá như vậy tốt hơn quyền chủ động nằm ở bên trong tay hắn có à, ta cái này sách theo chính là, ta còn có việc về sớm một chút, ở nơi này nói đi. có thể, không biết giá cả nhiều y ta. sợ Mít Lâm mỉm cười đưa ra một ngón tay cũng nói, ta không phải nhiều, 300 tiền vàng, những thứ này cũng là của các ngươi, bởi vì là thử làm, cho nên giá cả sẽ không rất cao. Án Lù Cắt mừng rỡ thanh toán 300 tiền vàng, đi trái cây tô bính để cho người bỏ vào gửi vật phẩm trong kho hàng, mà sợ Mít Lâm còn có việc liền rời đi trước. Án Lù Cắt vậy không giữ lại Sơ Mít Lâm, hắn cũng hoạch định hoạt động săn thú kế hoạch cụ thể, mấy ngày nay quang chuẩn bị những thứ khác, quyên sắp đặt đi săn con mồi điểm tích lũy vấn đề. Mà Sở Mít Lâm trở lại trong tiệm thời điểm đã trời sắp tối. Bất quá hắn vậy không thèm để ý mà là nghiên cứu vậy túi hạt giống. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. chương một trăm tám mươi bảy cái này thì kích hoạt thăng cấp. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn hoàng bảo Nguyên Đề cử người phiếu. Từ bán nhân mã bộ lạc trở về sau này, Sở Mít Lâm liền cầm vậy túi tên là mặt trời nhỏ thức ăn hoa hạt giống nhìn chòng chọc rất lâu. Hạt giống này ngươi xác định có thể kiếm tiền, Tiểu Tinh. Có thể. Sở Mít Lâm cảm thấy Tiểu Tinh đổi được càng ngày càng nhân tính hóa, nên trả lời không trả lời, không nên trả lời nói với ngươi một đồng lớn nếu không phải là không để ý tới hắn cái này tiểu tinh ai ta nói ngươi có phải hay không nên thăng cấp ta cảm thấy ngươi hẳn thăng cấp ta nhìn người ta những cái kia trong tiểu thuyết đầu nhân vật chính đều là thăng cấp tiểu tinh ngươi sao không thăng cấp à tiểu tinh thăng cấp chuyện này vẫn là sở mít lâm muốn hỏi sự việc cái này ngón tay vàng đi theo hắn đã mấy tháng có thể tựa hồ không một chút thăng cấp dấu hiệu nhưng mà một khắc sau tiểu tinh bỗng nhiên ban bố một người để cho hắn muốn đụng tường nhiệm vụ chúc mừng ký chủ kích hoạt mô bản thăng cấp nhiệm vụ a à liệt có ý gì tiểu tinh ngươi không phúc hậu à ngươi đây là cái hố ta à lúc này sở mít lâm là thật bất đắc dĩ muốn không muốn như thế kịp thời ta không phải là nói một chút sao lại thế nào kích hoạt nhiệm vụ thỏa mãn ký chủ nguyện vọng mời ký chủ hết sức sắp hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ nếu không trừng phạt rất nghiêm trọng hắn nhìn xem ngoài cửa sổ tinh không sáng chói bất đắc dĩ mở ra nhiệm vụ cha nhìn thăng cấp nhiệm vụ mời ký chủ tìm được 5 màu tinh linh đá và biển sâu lam tinh khen thưởng thăng cấp sau đó nhiệm vụ độ khó đổi là đến một cái năm sao ngẫu nhiên kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến sau khi hoàn thành mới có thể kích hoạt nhiệm kỳ kế vụ hơn nữa tăng thêm những thứ khác phụ trợ chức năng đến tiếp sau này mở cửa thất bại ký chủ bị ném vào vong linh vực sâu bảy ngày thời gian không giới hạn nhắc nhở vừa sắp hoàn thành càng tốt nhìn xong nhiệm vụ sở mít lâm đã là trận mắt hốc mồm nhiệm vụ này có chút khó khăn à không nói cái này năm màu tinh linh đá hắn không biết là thứ gì cái này biển sâu lam tinh hắn cũng không biết là cái gì à tiểu tinh cái này năm màu tinh linh đá ta biết đi tộc tinh linh tìm nhưng là cái này biển sâu lam tinh ngươi khỏe ngặt cho ta một cái địa chỉ đi tìm đi nhắc nhở ký chủ đại dương tri đình ta đi cả nửa ngày vẫn là ở đại dương tri đình à biển sâu lam tinh danh như ý nghĩa ta phải đi biển sâu đi một chuyến ai khổ mệnh à hắn cảm giác được mình thật là quá bi thảm cái này mới vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ ngươi cái này thăng cấp nhiệm vụ đã tới rồi vẫn là oán giận kích hoạt thật sự là buồn rầu hả được rồi ta vẫn là đi nghỉ trước đi chờ ngày mai cầm cái này trong tay hạt giống này tìm địa phương trùng tốt liền sau đó lại đi hỏi một chút mồ nạ đi ngày thứ hai sáng sớm sợ mít lâm dậy rất sớm chủ yếu vẫn là vì ngày hôm qua nhiệm vụ dầu gì tuy nói mồ nạ là tộc tinh linh công chúa không giả nhưng là cái này năm màu tinh linh đá cũng không biết mồ nạ có biết hay không có hay không vật này nếu là không có vậy thì xong rồi bất đắc dĩ thở dài ngửa đầu trong trường tiệm bên trong trần nhà không biết có biện pháp gì ạ trước cầm hạt giống chúng tốt bất quá được trước tìm một địa phương như vậy liền được tìm thích hợp đất đai đi chơi đùa bất quá đợi một chút đúng rồi ta hẳn đi tìm ô lại tà hắn không phải có cái đặc biệt trồng trọt cây nông nghiệp đất đai không cần uống không cần à sơ lâm chợt nhớ tới lần trước cho ô lại xử lý ma thú bạo động chuyện này hắn trong bộ lạc có một khối đặc biệt trồng trọt cây nông nghiệp đất đai quân ra một miếng nhỏ đất đai cho hắn bên trong thức ăn hoa hẳn không vấn đề gì chẳng qua cầm mới hàng hóa cho hắn trao đổi không sợ hắn không thu nghĩ tới đây sơ lâm liền hưng phấn lên có hăng hái cầm một ít hàng hóa lại cầm bốn bình tương hoa quả mang giá trị của những thứ này cũng có thể đổi một khối đất ngay đi khóa lại cửa tiệm Smith lâm dự định đi ngưu đầu nhân bộ lạc thời điểm đi mỹ nạ nơi này xem xem dì lìn sau đó sẽ đi tìm ô lại đi tới mỹ nạ trong tiệm đúng dịp thấy dì lìn đang nhìn một ít tư liệu Smith lâm không khỏi được tò mò sẽ tới kết quả bị dì lìn phát hiện đại thúc ngươi đang làm gì à không nên quấy giày ta đọc sách dì lìn học được thế nào ta suy nghĩ một chút à cấp một dược tề căn bản cũng biết cấp hai dược tề biết một nửa còn có mấy loại đặc thù dược tề ta quen thuộc mấy ngày là có thể thuần thục chế biến Sở mít lâm nhìn dị lìn cái này ngốc manh suy tính dáng vẻ thật là cảm thấy vừa buồn cười lại không có tiếng nói bất quá cái này nha đầu học tập chế tạo thuốc thiên phú còn thật không phải là giống vậy lợi hại lúc này mỹ nạ đi ra thấy được sở mít lâm lễ phép lên tiếng chào hỏi tiệm trưởng ngươi tới xem dị lìn à nàng học rất tốt có thể nói là một thiên tài mỹ nạ tiệm trưởng ngươi có thể chớ khen nàng dị lìn nghịch ngợm rất à Dị lìn lúc này không muốn thở phì phò nói đại thúc mang linh thực không có hù 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 ta sáng sớm hôm nay có chuyện cho nên không mang ta lúc trở lại cho người đưa tới đại thúc chớ quên là được hì hỉ đối với dĩ lì năn hàng bản chất hắn là không thể làm gì bất quá cái này cũng tốt vô cùng có thể ăn là phúc và mỹ nạ cho chuyện mấy câu sau đó rời đi dược tề cửa hàng đi thịt bò người bộ lạc mà lúc này ở sa mạc gỗ bị bạo phong hành lang xuất hiện một ít dị trạng bên trong gió bão đổi được cùng bạo hơn nữa bốn phía trên vách đá hòn đá bị cuốn khắp nơi đều là từng tiếng tương tự với ma thú tiếng gào trở về hành lang bên trong văng dội lúc này một con chim khổng lồ từ trong gió bao đi ra cả người đều là màu trắng bạc cái này chim khổng lồ không có máu thịt chỉ có một ít có nguyên tố tạo thành thân thể có thể nói là một con có nguyên tố gió tạo thành chim khổng lồ cái này chim khổng lồ xuất hiện ở bạo phong hành lang sau này vùng lân cận gió lớn tàn phá bừa bãi hung tàn hơn hơn nữa không hề thiếu bạo phong bộ lạc tộc nhân bị mãnh liệt gió bao thổi đi mất tích ở bạo phong bộ lạc tộc trưởng trong lều một cái ước chừng chừng năm mươi tuổi lão đầu đang cùng những thứ khác mấy tộc nhân nói cái này chút gì lão đầu này chính là trong bộ lạc tộc trưởng hắn kêu nấu ngươi chung quanh mấy tộc nhân đều là trong bộ lạc danh vọng tương đối cao người lần này bọn họ tụ tập trung một chỗ chính là thương lượng bạo phong hành lang chuyện tộc trưởng bạo phong hành lang nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy mà nói chúng ta nghi thức trưởng thành không cách nào cử hành hơn nữa gần đây trên sa mạc gió lớn càng thêm liệt không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? À? Tộc trưởng, ta xem chúng ta hay là tìm thành dạ vịt ma pháp sư công hội tới hỗ trợ đi. Mấy người này năm mồm bảy miệng vừa nói vấn đề, hoặc là đề nghị, hoặc là nghị chủ ý, làm nô ngươi đều không lên tiếng, đến khi thanh âm của bọn họ nhỏ rất nhiều lúc, nô ngươi lúc này mới lên tiếng nói ra mình ý kiến. Mọi người trước không nên ồn ào, đầu tiên, trước nói cho các tộc nhân gần đây không muốn đi ra, thật sự là có chuyện cần muốn đi ra ngoài làm mà nói, xin phép qua ta lại đi ra, chúng ta bây giờ không biết bạo phong hành lang rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cho nên nhất định phải trấn an tốt tộc nhân, không nên để cho bọn họ kinh hoàng, sau đó đi e tốn ngươi đi thành dạ vịt tìm ma pháp sư công hội hội trưởng phệ tạ tìm xin giúp đỡ một cái cường tráng thanh niên ứng tiếng nói được tộc trưởng ta là bây giờ đi vẫn là đợi hồi đi bây giờ liền lên đường sau đó đi e tốn liền ra lều vải trực tiếp chạy tới thành dạ vịt ma pháp sư công hội còn như sở mít lâm giờ phút này còn không biết sắp gặp phải một kiện đặc biệt khó giải quyết sự việc giờ phút này hắn đang chạy về nhu đầu nhân bộ lạc trên đường nhàn nhã ngâm nga khúc nhạt đâu cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé chương một tìm tốt đất này còn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn khục gỗ không một ba để cử người phiếu bởi vì có chuyện cho nên sở mít lâm đi rất cấp dùng không tới một giờ liền đi tới ngưu đầu nhân bộ lạc đương nhiên là ở tăng tốc độ mà pháp ra chỉ xuống canh phòng bộ lạc người đầu châu thị vệ không nhận biết sở mít lâm cho nên một người thị vệ đi bẩm báo ô lệch thời khắc này ô lệch đang trong phòng suy nghĩ sự việc nghe được thị vệ nói sở mít lâm tới vội vàng để cho thị vệ mời vào hắn bây giờ đối với tại sở mít lâm nhưng mà rất bội phục nhất là đối với hắn đưa tặng những cái đồ ăn kia rất coi trọng cũng chính là sở mít lâm đưa tới những cái đồ ăn kia mấy giờ sau đó ố là sẽ để cho bọn thị vệ thua thiệt một ít kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện thị vệ của hắn thể lực và khắp mọi mặt năng lực đều có đề cao hơn nữa những cái kia vốn là thiên phú rất tốt thị vệ cũng là thực lực lớn tăng cái này làm cho ô lại thấy được tăng lên bộ lạc thực lực hy vọng sơ mít lâm ở thị vệ dưới sự hướng dẫn đi tới ô lại trong phòng vừa thấy được ô lại hắn đánh liền hứng thú ô lại thủ lạnh à ngươi cuộc sống này qua được không tệ nhà à còn uống rượu ở ô lại bên cạnh bất ngờ là để một ly rượu cái này tự nhiên là ô lại cao hơn mới uống mấy ly ta tâm tình không tệ uống mấy ly tiệm trưởng muốn không muốn uống một ly đây chính là ta trong bộ lạc độc nhất sản xuất rượu không 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 ta cũng không thủ lãnh tốt như vậy nha trí ta tìm thủ lãnh có chút việc ô lạch vừa nghe sở mít lâm tìm hắn có chuyện diễn cảm vậy nghiêm túc mấy phần tiệm trường nói đi chỉ cần là ta khả năng cho phép trong phạm vi ta sẽ giúp ngươi sở mít lâm cười một tiếng đừng như thế nghiêm túc ta cũng không phải là vậy ngươi bà bối ta liền muốn ở ngươi khu trồng trọt vực tìm khối đất đai trồng ít hạt giống mà thôi tiệm trường xác định chỉ là cần một khối đất đai ta lấy được một bao hạt giống thí nghiệm hạ có thể trùng xảy ra cái gì sở mít lâm thần bí cười một tiếng không có nói tiếp ô lạch suy nghĩ một chút không biết có nên hay không mở miệng nói ra mình ý tưởng Hắn bây giờ dấu hiệu mua một ít cái loại đó hàng hóa, rất quân quý. Smith Lâm tựa hồ đã nhìn ra Ô lạch tựa hồ có tâm sự, không khỏi được hỏi thăm tới liền nguyên nhân. "Thủ lãnh, là có chuyện gì cần giúp đi, cần cứ mở miệng." Ô lạch vẫn là nói ra mình muốn chọn thêm mua một ít hàng hóa ý tưởng, Smith Lâm vừa nghe đến Ô lạch lại là vì chuyện này ở quân quý, không khỏi được vừa buồn cười có không nói, cái bài này Lãnh cũng quá thật thả. "Cần gì phải người đi mua là được, ta cho ngươi bớt 20%." "Vậy thì cảm ơn tiệm trưởng liền." Ô lạch thật cao hứng, dấu sao lại có thể được một nhóm có thể nghe tiếng thị vệ thực lực hàng hóa sợ mít lâm và ô lại trò chuyện một lát sau đó hắn liền muốn đi trước cầm hạt giống cho chồng sau đó liền rời đi đi một chuyến ma pháp sư công hội tìm hiểu một chút mỹ nạ tư liệu ngày hôm qua bận bịu được sự việc hơn cũng quên không còn chút nào bởi vì lần trước chuyện kiện sợ mít lâm biết khu trồng trọt vực ở địa phương nào mình một mình đi hai mười mấy phút cuối cùng đã tới vậy phiến trồng trọt cây nông nghiệp địa phương làm hắn xem tới đây diện mạo thời điểm cũng là bị kinh ngạc một chút không nghĩ tới vốn là khu trồng trọt vực như thế xung xuê rau trái cây các loại kỳ dị hoa cỏ rất nhiều rất nhiều hơn nữa nơi này không khí cũng không tệ lúc này một cái thanh âm quen thuộc ở bên cạnh vang lên ồ ngươi không phải Sở mít lâm thấy từ bên cạnh trên đường mòn đi tới một người người kia hiển nhiên biết sở mít lâm nhưng là quên hy liền sở mít lâm tên Hắn tự nhiên biết cái này người đầu châu là ai người này chính là ngày đó cho hắn dẫn đường kệ hảo không nhớ ta sở mít lâm kệ hảo kệ hảo lúc này mới nhớ tới đây chính là lần trước tới người kia giáo viên ba thật lâu không gặp à đúng rồi ngươi làm sao tới nơi này ta tới trồng ít hạt giống mượn các ngươi đất đai dùng một chút kệ hảo rất rộng rãi vung tay lên tuy tiện dùng nơi này đất đai đi qua chuyện lần trước sau đó tiến hành tu sửa bây giờ cũng có một ít trống không địa phương ta cho ngươi tìm một phì nhiêu địa khu theo ta đi thôi kệ hảo dẫn sở mít lâm đến rồi một cái nhìn như địa thế tương đối cao trong khu vực nơi này giao lớn lên đều rất tốt nhưng duy chỉ có ở cạnh bên một khối đất đai là trống không không có trồng trọt bất kỳ cây nông nghiệp kệ chỉ khối kia trống không đất đai đối với sở mít lâm nói khối kia đất đai rất phì nhiêu có rất nhiều tộc nhân cũng muốn trùng ở chỗ này bất quá đều bị ta cự tuyệt sở mít lâm kinh ngạc nhìn kệ hảo không biết tên này rốt cuộc là làm cái gì ta là nơi này người quản lý coi như là quản lý khu trồng trọt vực lão bản sở mít lâm lúc này mới rõ ràng nguyên lai tên nảy lại là quản sự của nơi này thảo nào quen như vậy tất đất đai cằn cỗi tình huống hai người cùng nhau tiến vào bên trong hắn cầm hạt giống phân phát cho kệ ảo hai người bận làm việc đại khái được có một cái hơn giờ lúc này mới coi là cầm hạt giống cho gieo xong khối thổ địa này không lớn không nhỏ vừa vặn cầm tất cả hạt giống bao trọn và kệ cho chuyện mấy câu sau đó theo đường cũ liền trở về trở lại thành dạ vịt trên đường hắn không có đi và ô lạch nói tạm biệt hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm liền cái này thăng cấp nhiệm vụ đã đủ hắn nhức đầu còn có cái này hạt giống nhiệm vụ cũng là để cho hắn cảm thấy rất không biết làm sao dầu gì hạt giống bên kia có kề hảo đánh bảo phiếu có thể theo liệu tốt hắn cũng là yên tâm một tiếng sau trở lại trong thành lúc này mặt trời đã thật cao thăng lên nhiệt độ cũng là đi lên bất quá coi như là may mắn chính là hôm nay thành dạ vịt còn có chút rõ không tính là quá nóng đi thẳng tới ma pháp sư công hội bên trong và họ gì nổ lên tiếng chào hỏi liền dự định đi tìm phẹ tạ biết rõ mì nạ tài liệu như vậy mà lúc này hắn lại nghe được chuyện trọng yếu mòn tạ ma pháp sư ta là bạo phong bộ lạc ti e tốn chúng ta nơi đó bạo phong hành lang xuất hiện tình huống dị thường gần đây bạo gió so với trước kia càng thêm lợi hại hơn nữa người không thể đến gần một khi đến gần cũng sẽ bị cuốn vào hoặc là là cuốn bay mòn tạ cao mày đối với ti e tốn nói loại chuyện này hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra tiếp tục nghe ti e tốn vừa nói cái này cũng chưa tính là bết bắt nhất bết bắt nhất là cái này bạo phong hành lang nhưng mà chúng ta bạo phong bộ lạc cử hành lễ thành nhân chủ yếu nghi thức nơi một khi bạo phong hành lang không cách nào khôi phục như cũ tình huống chúng ta bộ lạc liền sẽ đụng phải tai nạn à mòn tạ suy nghĩ một chút cảm thấy chuyện này tựa hồ không phải như thế đơn giản đây là trực giác của hắn nói cho hắn chuyện này nhất định có kỳ hoặc ti e tốn nghe được tinh táo lại ta sẽ phái ma pháp sư đi điều tra bất quá không phải bây giờ ta được cho báo hội trưởng loại chuyện này ti e tốn dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng tự nhiên thì sẽ không có đoán gì nói mòn đã lại biết một phen tình huống sau đó đại khái biết bạo phong hành lang gần đây tình trạng ti e tốn sau khi đi sợ mít lâm đứng tại chỗ suy nghĩ cái này đều ti e tốn nói sự việc hắn tổng cảm thấy sự việc không như vậy dễ dàng nếu như chỉ là chỉ riêng bạo phong hành lang dị thường nói sẽ không xuất hiện lớn như vậy bạo gió hẳn là bên trong có cái gì ma thu chiếm cứ chỗ đó lợi dụng nơi đó nguyên tố do tiến hành tu luyện đưa đến mặc dù sở mít lâm rất muốn đi xem xem bất quá nếu chuyện không liên quan hắn hắn cũng không tốt đi tham gia náo nhiệt chỉ có thể là không biết làm sao than thở cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé chương một trăm tám mươi chín mỹ nạ đã qua cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn hoàng bảo nguyện đề cử người phiếu sở mít lâm gõ một cái fedsta cửa phòng ngay sau đó bên trong chuyển đến thanh âm quen thuộc vào đi hắn lúc này mới đẩy cửa đi vào thấy hội trưởng sau cười lên tiếng chào hội trưởng ngươi khỏe à? hạ fedsta thấy là sở mít lâm không khỏi sưng sốt một chút tử bất quá cũng là lễ phép cười một tiếng tiệm trưởng tới ta nơi này làm gì ạ ta nơi này cũng không có người muốn nguyên vật liệu ạ thấy phẹ xa hiểu lầm hắn vội vàng khoát tay nói không 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 hội trưởng ta không phải đến tìm nguyên tài liệu ta là tới hỏi thăm một người à là như vậy hỏi thăm ai chính là ta đối diện mỹ nạ tiệm trưởng ngươi có biết hay không nàng lai lịch phẹ xa bỗng nhiên diễn cảm có chút mất tự nhiên thận trọng hỏi thăm tựa hồ rất kiên kỵ cái vấn đề này ngươi điều tra nàng làm gì ạ ngươi sẽ không là và nàng nổi lên xung đột đi sợ mít lâm bị phẹ sợ đột nhiên này thay đổi thái độ có chút mơ hà muốn không muốn như thế cẩn thận mỹ nạ tiệm trưởng có như thế đáng sợ sao đây mắt hắn không hiểu cao đầu ta nói hội trưởng ngươi đây là cái gì diễn cảm vậy không có chuyện gì lớn chính là gì lìn gì lìn ngươi biết chưa ta biết cái đó bé gái đúng vậy mấy ngày nay nàng đi theo mỹ nạ học tập chế tạo dược tề ta không yên tâm cho nên muốn hỏi một chút mỹ nạ tiệm trưởng rốt cuộc là lai lịch gì nghe được mỹ nạ tiệm trưởng lại có thể thu học trò phẹ sợ thiếu chút nữa không ngã quỵ thấy phẹ như vậy sợ lâm cũng có chút không nghĩ ra được nghi ngờ nhìn hắn có phải hay không mỹ nạ tiệm trưởng cũng là ma pháp sư công hội người ạ à. ta nặng chết một hồi nói nói coi như là cũng không tính là coi như là cũng không tính là có ý gì nói một chút nơi này bên có câu chuyện à. thật ra thì mỹ nạ là một vị tháng cấp thực lực ma pháp sư nàng am hiểu chính là dược thể thường xuyên nghiên cứu dược thể bất quá đáng tiếc cả à. ta nói đến một nửa liền thở dài đứng lên sợ mít lâm mới vừa tới hứng thú ngươi cái này không nói nàng nhất thời không làm hội trưởng nói tiếp ạ à. nói một chút đi được rồi ta cho ngươi nói một chút chuyện nàng ngươi nhưng không cho theo người ngoài nói tới ạ à sợ mít lâm vô ngực bảo đảm tuyệt đối sẽ không để cho cái người thứ ba biết fedsta nhắc tới mỹ nạ chuyện lúc trước từ từ hắn lâm vào mười mấy năm trong trí nhớ mỹ nạ nguyên bản thật ra thì không hề biết ma pháp nàng coi như là một đứa cô nhi đi fedsta a thấy mỹ nạ thời điểm cảm thấy rất có duyên phận hay thu nuôi mỹ nạ lúc đó mỹ nạ cũng chỉ có chừng mười tuổi hắn cầm mỹ nạ coi là mình con gái ruột thịt như nhau đối đãi dạy nàng ma pháp dược tề chờ một chút bỗng nhiên có một lần fedsta phát hiện mỹ nạ dược tề chế tạo năng lực rất tốt sẽ để cho nàng học tập dược tề kiến thức ở mười bảy tuổi thời điểm nàng cũng đã có thể thuần thục chế tạo cấp một đến cấp 3 chất thuốc ở ma pháp sư công hội bên trong dược tề tổng cộng chia là năm cái cấp bậc đến một cái cấp ba còn lại hai cái cấp bậc là đặc thù dược tề và thuộc tính dược tề đặc thù dược tề giống như là chỉ có thể ở một ít trong chuyện hoặc là vật thể lên phát huy tác dụng mà thuộc tính dược tề cũng chỉ là một phương diện tăng lên ma pháp sư mấy phút ma lừa cả hoặc là lính đánh thuê thể lừa cả dĩ nhiên thuộc tính thuốc tăng lên hiệu quả là có lúc giới hạn có vậy có một ít tác dụng phụ mỹ nạ đi ra cái này hai loại dược tề mười bảy tuổi trước cũng đã cầm đến một cái cấp ba dược tề thuần thục nắm giữ có thể nói thiên phú cùng bố ạ à bất quá rất tiếc là ở mỹ nạ học tập ba năm đặc thù dược tề và thuộc tính thuốc chế tạo sau đó nhưng xảy ra chuyện đó là một cái ma pháp sư tới mỹ nạ nơi này mua dược tề kết quả mỹ nạ phối trí thuốc thời điểm quá tự tin cầm một loại tài liệu gam nếm lầm kết quả tên ma pháp sư kia xảy ra ngoài ý muốn, đi ra ngoài lịch luyện thời điểm bị ma thú giết chết nàng vậy bởi vì chuyện này bị xử phạt không cách nào ở chế tạo chất thuốc ở ma pháp sư công hội tiếp tục đợi một năm sau đó nàng liền bước lui ra ma pháp sư công hội ở vùng lân cận khai trừ một cửa tiệm ban đầu là không người tới bất quá có người mua liền sau đó cảm thấy mỹ nạ dược tề không tệ lâu mà lâu mà sống ý cũng khá có chút nhớ nhung chiếm đoạt thuốc kết quả đều bị mị nạ thực lực cường đại cho chân nhiếp từ cái này sau đó mị nạ cửa tiệm đi lên người nếp rất ít có người nói tới chuyện này sự việc đại khái chính là như vậy cái này mười mấy năm qua ta cũng đi thăm mị nạ đáng tiếc không về được nàng đối với ma pháp sư công hội có ngăn cách liền nguyên lai like còn có một đoạn như vậy câu chuyện à bất quá mị nạ thiên phu thật đúng là đáng sợ à mười bảy tuổi là có thể thuần thục chế tạo chất thuốc người so người tức chết người festa không nói gì thêm ánh mắt có chút bi thương đối với mị nạ hắn còn có cảm tình dẫu sao là phụ dưỡng mười mấy năm đứa nhỏ kia sợ không phải ruột thịt cũng có nhất định cảm tình Phé Ta nhớ lại một lát lần này hải nhớ tới sợ mít lâm vẫn còn ở nơi này ngượng ngùng nói xin lỗi để cho ngươi chê cười sợ mít lâm cười một tiếng không có sao ta cũng không quan tâm xem ra dị lìn ở mỹ nạ nơi đó ta rất yên tâm fedsta khỏe miệng giật một cái mỹ nạ đây chính là đại sư dược tề ngươi liền chỉ là vì yên tâm thật là không biết nói thế nào muốn cùng mỹ nạ học tập dược tề cũng có thể xếp hàng ngoại thành tên lầy, thân ở trong phúc không biết phúc tiệm trưởng ta có thể rất chịu trách nhiệm nói cho ngươi dĩ Linh nhất định có thể trở thành một vị đại sư dự tề sợ mít lâm nghe được phẹ sợ tạ như thế nói trong lòng vô hình có loại mất tự nhiên cảm giác một cái biết chế tạo thuốc lòng cảnh tượng này nghĩ như thế nào làm sao không được tự nhiên và phẹ sợ tạ tiếp tục trò chuyện đôi câu cho hắn giữ lại một ít quả vật rời đi ma pháp sư công hội mỹ nạ sự việc hắn hiểu rõ ràng hắn quả thật không nghĩ tới mỹ nạ lại là một vị ma pháp thực lực rất cao ma pháp sư cái này cũng chưa tính còn là một vị đại sư dược tề thật sự là cầm hắn chấn động kinh động bất quá hắn vậy không để ở trong lòng hắn nghĩ là bây giờ nên đi ăn đồ chạy tới chạy lui liền cái này mấy chuyến có chút đói ta đi cầm chuyện này quên mất quên cho dì liền đưa linh thực sợ mít lâm bỗng nhiên nghĩ tới hắn nói qua làm xong sự việc cấp cho dì liền đưa quả vật thiếu chút nữa thì quên may không quên đáp ứng cái này bé gái sự việc nếu không khẳng định cho ra việc lớn ạ à. cầm quả vật đưa đến mỹ nạ nơi đó sau đó dì lìn vừa ăn quả vật một bên phối trí dược tề nhìn sợ mít lâm là kinh hồn tăng đậm nha đầu ngươi xác định sẽ không phát sinh sở nạc khoai rơi vào thuốc thảm án trở lại trong tiệm sau đó sợ mít lâm đơn giản ăn chút gì bổ sung hạ năng lượng cảm giác tốt hơn nhiều sau đó hắn tìm một cái ghế ngồi suy tính sự việc lúc này hồi lâu không thấy bóng dáng cụt đi vào trong tiệm tiệm trưởng thật lâu không gặp muốn ta không có ơ cụt à ngươi đến đây lúc nào ta gần đây bê quan lĩnh nộ mà phát tới à vậy ngươi tới làm gì à cụt ngượng ngùng cười một tiếng cầm mình cần phải đi đại dương chi đỉnh thu thập tài liệu sự việc cho sở mít lâm nói một lần sở mít lâm ngược lại là ánh mắt sáng lên hắn vừa vặn có thể mượn tìm một cơ hội tìm biển sâu lam tinh dứt khoát hắn vậy đáp ứng một tiếng sau đó ước định xong đưa đi cụt sở mít lâm liền bắt đầu kế hoạch tiếp bên trong tới chuyện Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. Chương 190, nguyên tố ma thú. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn khục gỗ 0103 để cử người phiếu. Gần tới trưa, Smith Lâm đơn giản đối phó một chút, coi như là ăn no, bất quá hắn không quên đợi hồi còn phải cùng cô đi đại dương chi đình thu thập vật liệu, thu thập một ít quả vật làm tiếp tế sau đó, nhìn coi tiệm bên trong không cần gì cả, làm liền liền cầm một ít quả vật đơn độc chứa ở khác trong một cái túi, chuẩn bị cho gì liền đưa đi. Hắn nhưng mà biết cái này ăn hàng bản chất, vậy một túi sáng sớm hôm nay mới vừa đưa qua, bây giờ phỏng đoán đã là thành mấy cái túi chứa hàng từ nơi này cũng có thể thấy được cái này bé gái đối với quả vật lệ thuộc vào mạnh bao nhiêu hô xong hết rồi đóng cửa cửa tiệm bị khóa lại vừa vặn lúc này cụt vậy là dựa theo ước định thời gian chạy tới hội hợp tiệm trưởng đỉnh chuẩn lúc cả ừ cụt ngươi chờ ta sẽ ta đi đưa ít đồ mười phút sau đó đưa xong quả vật sở mít lâm theo cụt ra khỏi thành bên ngoài trực tiếp thông qua lôi mình cao địa bên bờ vùng tiến vào rừng mặt phía tây sau đó tiến vào đại dương tri đỉnh. ở trên đường cụt một mực lại nhải không ngừng vừa nói hắn mấy ngày này thu hoạch và nghe thấy nhưng mà sở mít lâm căn bản không tâm tình nghe cô dự ở nơi này nói cản hắn bây giờ chỉ muốn mau sớm hoàn thành tiểu tinh ban bố thăng cấp nhiệm vụ sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian cho dù là có một ngày lúc nghỉ ngơi gian cũng được tiệm trưởng ngươi đây là thế nào làm sao như thế không tinh thần à ta mệt mỏi à ta mỗi ngày dậy sớm chế tạo hàng hóa còn muốn chạy đơn đặt hàng làm hại xử lý một ít chuyện vụ vặt chạy tới chạy lui ai sở mít lâm bây giờ mới rõ ràng nhân viên tiêu thụ khổ cả, cả. cảm giác này không phải giống vậy mệt mỏi bất quá dầu gì hắn cũng là một vị ma pháp sư ít nhất có thể dùng ma pháp ăn gian đúng rồi cụt người biết biển sâu lam tinh là thứ gì nghe nói qua chưa tiệm trưởng biển sâu lam tinh ta suy nghĩ một chút ta thật giống như ở một bản trong tài liệu thấy qua cụt hướng mấy phút sau đó đông nhiên cao hứng nói ta có thể coi như là nhớ ra rồi cái này biển sâu lam tinh là ở đại dương tri đỉnh biển sâu bên trong kẽ hở trong kẽ hở tồn tại hiếm hoi ma pháp vật liệu bất quá nếu muốn lấy được được biển sâu lam tinh rất mệnh khó khăn sơ mít lâm không nghĩ tới lần này đột nhiên đường đi lại có thể sẽ chó ngáp phải rồi không khỏi được tiếp tục mở miệng truy hỏi làm sao cái khó khăn vậy bản trong tài liệu hình như là viết biển sâu lam tinh tích chữ ở biển sâu trong khe nhưng là biển sâu kẽ hở biển sâu áp lực nước rất cao người bình thường không chịu nổi liền liền một ít ma pháp sư cũng không dám hạ đi mạo hiểm còn có biển sâu áp lực vừa nói như vậy ừ ta nhớ bên trên liền là nói như vậy đây là một còn có cái thứ hai nguyên nhân chủ yếu ngươi có thể hay không duy nhất nói xong sợ mít lâm thật muốn cho cụ tới lập tức bất quá vẫn là nhịn được thứ hai nguyên nhân không cần ta nói tiệm trưởng ngươi cũng biết đại dương chi đỉnh sâu biển khơi hải thú rất nhiều hơn nữa thực lực mạnh cũng ở biển sâu phía dưới tiệm trưởng hiểu chưa thì ra là như vậy nói sao? đang nghe cuộc giảng giải sau đó, hắn cũng biết biển sâu lam tinh không phải như vậy dễ dàng tốt lấy được. Hơn nữa coi như là không có những cái kia hải thú tới quấy rối, biển sâu trong khe nguy hiểm cũng không phải hắn có thể lường được. Biển sâu kẽ hở tuyệt đối không chỉ là tức đệ thấp như thế đơn giản, khẳng định còn có những thứ khác nguy hiểm không biết tồn tại. Hơn nữa hắn cảm thấy lần này xuất hành sẽ không quá an tĩnh. mít Lâm và cụ đang xuất hành thời điểm, bạo phong bộ lạc tie tốn từ ma pháp sư công hội trở lại bộ lạc sau đó, liền một mực chờ ma pháp sư đến, mà ngay mới vừa rồi mấy vị ma pháp sư đi tới bạo phong bộ lạc từ ngày đó nói cho mòn tạ sau chuyện này mòn tạ liền nhanh chóng nói cho fedsta mới đầu hắn là không có để ý chuyện này bất quá nghe được mòn tạ nói đến bạo phong hành lang thời điểm fedsta sắc mặt hơi đổi một cái bất quá rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường mòn tạ không phát hiện có thể là bởi vì bạo phong hành lang duyên tớ fedsta phái ra mắt và đi ổ hai vị ma pháp sư đi trước điều tra nơi nào tình huống nhưng là lại bị từ kẻ sờ bên kia tới đây dần biết chuyện này hắn cũng có điểm hứng thú cho nên dần liền gia nhập điều tra nhiệm vụ trong hàng ngũ ba vị ma pháp sư không biết các ngươi xưng hô như thế nào ta là bạo phong bộ lạc tộc trưởng nô ngươi cảm ơn các ngươi tới thay chúng ta giải quyết khó khăn ta là đi ta kêu giai ẩn mời hơn chiếu cố ta kêu mát vẫn là nói một chút mấy ngày này bạo phong hành lang tình huống đi nấu ngươi cũng biết bây giờ không phải là nói chuyện phím thời điểm cầm bọn họ nên vào trong lều liền nói cho bọn họ một chút mấy ngày nay bạo phong hành lang phát sinh tình huống một chút cũng không kém nói ra đi ngươi làm sao xem ạ? À? mắt dựa theo tộc trưởng như thế nói bạo phong hành lang trước kia gió cũng không nhỏ nhưng là không có khủng như vậy bạo ta đoán bên trong nhất định là tiến vào cái gì mà thú tạo thành đi cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy thật là có loại này có thể bất quá là cái gì ma thú sẽ có lớn như vậy lực tàn phá còn có như thế cường đại đối với gió nắm trong tay năng lực thật sự là để cho người không đoán ra lấy ta lão đầu này kinh nghiệm nhiều năm tới xem cũng không phải là ma thú làm chuyện tốt ngược lại giống như đạn xảy ra cái gì đồ tạo thành đi ổ và mát chỗ mắt nhìn nhau tộc trưởng nấu ngươi cũng là cầm ánh mắt nhìn về phía giai ẩn ta nhớ ta xem qua một ít tư liệu đó là ở trăm năm trước thời điểm có một vài chỗ tụ tập cường đại nguyên tố không cách nào tiêu tán liền sẽ từ từ tụ tập hình thành một cái nguyên tố thể chúng ta gọi là nguyên tố ma thú đi ổ kinh hô thành tiếng nguyên tố ma thú mắt chính là một mặt nghi hoặc nhìn đi ổ hỏi nguyên tố ma thú rất lợi hại phải không đi ổ xông lên hắn liếc khinh bị nói nguyên tố ma thú dĩ nhiên cường đại chỉ cần ở hắn lãnh vực bên trong cũng chính là hắn nguyên tố trong phạm vi hắn liền sẽ rất mạnh bất quá nguyên tố ma thú cũng có khuyết điểm chí mạng chỉ cần cắt đứt bọn họ nguyên tố nguồn, bọn họ lực lượng liền sẽ từ từ yếu bớt cho đến tiêu tán dài ẩn không khỏi được nhìn nhiều cái này kêu đi âu người tuổi trẻ người này nhìn sách không thiếu là một tốt ma pháp sư vậy dần ma pháp sư ngươi cảm thấy trước mắt nên làm cái gì ạ à? nếu quả thật là nguyên tố ma thú nói vậy thật thì phiền thoái nơi này chính là nó thiên đường dài ẩn cười một tiếng không cần lo lắng chúng ta bây giờ chỉ là suy đoán còn không có điều tra ra chân chính kết quả cho nên không cần như thế khẩn trương đi ổ và mát trong đầu nghĩ cũng vậy còn không có điều tra khẩn trương làm gì sau đó ba người thương lượng một chút quyết định ở bên ngoài gió lớn nhỏ một chút thời điểm ở bạo phong hành lang vùng lân cận tra nhìn một chút trước tạm thời không tới gần mục tiêu ở phía xa xem xét mấy giờ sau đó đang đến gần điều tra làm như vậy ít nhất bảo hiểm mà ở bên này sở mít lâm và cút bộ dáng nhàn nhã ở lôi mình cao điệu bên bờ vừa đi vừa nói chuyện phiếm có lúc thấy một ít tốt dược thảo hoặc là là ma pháp vật liệu hai người không chậm trễ chút nào liền ra tay bỏ vào trong túi đụng phải một vài động vật nhỏ trực tiếp xô tan thấy trái cây rừng hái được liền ăn cũng không để ý sạch sẽ không sạch sẽ nhưng là sở mít lâm không nghĩ tới là bọn họ dựa vào bên bờ đi còn có thể gặp phải người thật là may mắn không phản đối ngay tại lúc này một cái bóng đen thoáng qua cụt và vậy người xa lạ cũng không phát hiện bất quá sở mít lâm tựa hồ có phát giác xảy ra cái gì nhưng cũng không xác định dứt khoát cũng không để ý không đến tìm hắn phiền thoái hắn cũng không muốn sinh nhiều rắc rối. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. Chương 191, nói chuyện đơn giản lật nạ. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn Hoàng Bảo nguyện để cử người phiếu. Smith Lâm và Cục đang lôi mình cao địa bên bờ vùng đi, nhưng là ở phía trước bên nghe được thanh âm đánh nhau. Cục nghi hoặc nhìn Sir mít Lâm hỏi, làm sao bên này duyên vùng còn có đánh nhau ạ? Smith Lâm nhún nhún bay ta cũng không biết, chúng ta nhích tới gần xem xem, nếu là cần giúp, chúng ta rút một chút. Cục gật đầu một cái, hai người từ từ đến gần đánh nhau địa điểm. Mà đang đánh nhau người nơi này là một cái cô gái, tuổi tắc cũng chính là hai mươi ba hai mươi bốn tuổi tóc màu vàng vóc người rất đẹp bất quá lúc này lại là cầm một cái trường kiếm màu bạc gác liệt vô cùng công kích trước mặt tàn bạo ma thú con ma thú này một sừng màu xám trắng ra thân thể tương tự trâu vậy nhưng lại không giống trâu đầu lâu tương đối lớn dáng người khá lớn hứng cái cô gái này chính là trợt đánh thẳng tới cô gái linh xảo nghiêng người tránh thoát cái này Ma thú đánh vào một màn này vừa lúc bị ẩn nút ở một bên sở mít lâm và cụt thấy được cụ khen ngợi một câu rất tốc độ bén mẹ à phản ứng không tệ tiệm trưởng muốn không muốn đi hỗ trợ sở mít lâm hướng về phía cô dưới liếc khinh bị nói bây giờ đi anh hùng cứu mỹ nhân à, người chịu chết à, cùng thời cơ, vẫn chưa tới thời điểm. Ngay tại lúc này, vậy chỉ một sừng ma thú đôi chân vừa bước, mặt đất chấn động, từng đạo gai đất hướng cái cô gái đó đâm tới, cô gái cũng không có bất kỳ hốt hoảng, ngược lại rất chấn định, tựa hồ không phải lần thứ nhất trải qua loại chuyện như vậy, trường kiếm hành phi xuống, thuận thế nghiêng người giật mình, tránh thoát gai đất, sau đó tăng tốc độ gần sát một sừng ma thú bên người, một kiếm đánh xuống, thừa dịp một sừng ma thú còn chưa kịp phản ứng, lần nữa khua kiếm cơ mua chém cuối cùng một sừng ma thú tựa hồ là nổi điên thừa dịp cô gái còn không có rời đi bên người thời điểm một cái sông lên đỉnh đèm cô gái đỉnh bay năm sáu m xa lúc này sở mít lâm hô to một tiếng cụt lên sau đó một cước đem cụt đạp đi ra ngoài ở cụt vậy ánh mắt lũ hoán hạ sở mít lâm làm một cố gắng lên động tác tay khích lệ hắn cụt vậy không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thi triển ma pháp công kích một sừng ma thú sấm xét thuật một đạo lôi điện bổ chúng một sừng ma thú sau lưng một sừng ma thú hiển nhiên là bị lôi điện bổ chúng vết thương thống khổ đều. nhưng là chặt tiếp theo chính là tức giận cầm ánh mắt nhìn về phía cụt Cụt phát giác đối diện ma thú biến hóa tựa hồ cảm giác có điểm không đúng mới vừa muốn đi tìm tiệm trưởng hỗ trợ kết quả ma thú liền đuổi theo dưới tình thế cấp bách cụt một bên kêu vừa chạy tiệm trưởng ngươi không phúc hậu mau cứu ta à sợ mít lâm thấy cụt cầm ma thú mang xa cười một tiếng khổ cơ ngươi cụt ta thật là người tốt à cho ngươi tìm một miễn phí bồi luyện nếu là cụt biết chuyện này sở mít bên trong lâm ý tưởng khẳng định sẽ hộp máu mới đầu hai người thì không muốn quản bất quá sở mít lâm suy nghĩ một chút cứu một mạng người thắng tạo bảy cấp phù đồ làm chút chuyện tốt nói không chừng còn có thể đụng tới không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ cho nên hai người mới nhung tay bất quá cụt không nghĩ tới là hắn lại có thể bị bẫy sở mít lâm đi lên trước cha xem cô gái này thương thế không có bao nhiêu tổn thương chính là bị đánh vào ngất đi ngoài ra chính là chảy ngoài ra cho cái cô gái này thi triển một chút chữa thuật trị liệu đơn giản liền một chút liền ngồi một bên cùng cô gái thất tỉnh. còn như cụt Smith lâm còn rất rất có tự tin tên này sinh tồn chỉ số có thể nói là tiểu cường vậy tồn tại chắc chắn sẽ không có chuyện nhưng là thời khắc này cục đang cái này một sừng ma thú đuổi theo chạy không có cơ hội phóng thích ma pháp thỉnh thoảng phóng thích một hai ma pháp tất cả đều là đánh tới trên cây tiệm trưởng ta hận ngươi vừa lúc đó một sừng ma thú đông nhiên dừng lại sau đó một tiếng ngã trên đất cục chạy một lát không cảm thấy phía sau có thanh âm quay đầu vừa thấy mới phát hiện đầu ma thú này ngã xuống không khỏi được nghi ngờ cào đầu lầm bầm lầu bầu nói chẳng lẽ ta ma pháp hậu tích bạc phát không đạo lý à cụt không dám kinh thường ma thú mặc dù ngã xuống nhưng là cũng không chết cho nên hắn cẩn thận đến gần ma thú sau đó phát hiện con ma thú này tựa hồ là mất máu quá nhiều ngất đi không thể không nói đứa nhỏ này vận khí người tiên thợ phao nhẹ nhõm cụt cho con ma thú này bổ một phát sấm xét thuật phải nói là bổ một bộ cấp hai ma pháp phần món ăn vỗ một cái bụi đất trên người bộ dáng nhàn nhã theo đường cũ trở về bởi vì đoạn đường này đều là cái này một sừng ma thú vết máu cho nên vẫn là rất tốt tìm đường cũ ở sở mít lâm bên này cô gái này dần dần mở mắt đầu tiên là mơ hồ một lát sau đó liền thấy bên người sở mít lâm lập tức cảnh giác hỏi ngươi là ai đối với ta làm cái gì sở mít lâm bất đắc dĩ nói ta nói ngươi cô gái này có thể hay không trước yên tĩnh một chút ta là ta cứu ngươi có được hay không cô gái bình tĩnh lại sờ một cái trên mình tựa hồ không có gì thay đổi lúc này mới yên tâm sau đó đem ánh mắt nhìn về phía sở mít lâm hỏi ngươi là ta tự giới thiệu mình một chút ta kêu sở mít lâm thành dạ vịt mở tiệm còn có một bằng hữu một hồi trở lại hắn kêu cụ cái cô gái này tựa hồ không thiện tại nói chuyện rất đơn giản lạc nạ nguyên ngươi kêu lạc nạ à tên rất hay đúng rồi ngươi là làm gì à lính đánh thuê cô gái liền lính đánh thuê cái nghề này sẽ không có điểm ta thích được rồi sợ mít lâm đối với cái này lặp nạ thật sự là hết ý kiến nói chuyện thật sự là đơn giản có thể sử dụng một câu nói rõ ràng tuyệt sẽ không theo ngươi nói câu nói thứ hai lúc này sợ mít lâm thấy được cụ dung dung trở về thấy sợ mít lâm xuống tới chỉ hắn một câu nói cũng không nói được sợ mít lâm cầm cụ tay rút kéo qua một bên đối với hắn chỉ chỉ bên cạnh lặp nạ lúc này cụ mới chú ý tới lặp nạ nhanh chóng giới thiệu ngươi tốt cụ d... thành dạ vịt ma pháp sư công hội ma pháp sư phía sau lại thêm cái học nghề ha ha lặp nạ vẫn cùng mới vừa rồi giới thiệu như nhau bất quá chỉ là cầm tên chữ và nghề cũng nói liền lặp nạ lính đánh thuê cục nhìn sở mít lâm ý kiến là đây là ý gì đừng xem ta cô gái này nói chuyện chỉ như vậy đơn giản à như vậy à đúng rồi tiệm trưởng chúng ta phải đi trước khi trời tối phải đến đại dương tri đỉnh, nếu không rất không an toàn cũng là sau đó sở mít lâm cầm ánh mắt nhìn về phía lập nạ trực tiếp mở miệng hỏi lập nạ ngươi là theo chân chúng ta đi đại dương tri đỉnh, hay là trở về ngươi lính đánh thuê công hội ta hoàn thành nhiệm vụ cùng các người đi vậy được đúng rồi lập nạ ngươi có muốn tới hay không ta trong tiệm công tác cả cao tiền lương còn có rất nhiều tài nguyên có thể tăng lên thực lực bao ăn bao ở sao lạc nạ nhìn chăm chú sở mít lâm hỏi nghe được lời này sở mít lâm khỏe miệng giật một cái bất quá cũng là trả lời nàng vấn đề có thể nhưng là mỗi ngày nên làm công tác phải được làm không cho phép lười biếng lạc nạ chỉ là gật đầu một cái sau đó liền không nói sở mít lâm bất đắc dĩ đành phải ba người cùng nhau tiếp tục lên đường rất may mắn chính là sở mít lâm bất ngờ thu được một con nhân viên tiệm mặc dù nóng này có chút cổ quái bất quá thực lực vẫn là rất tốt ăn nữa một ít trong tiệm quả vạn, thực lực hẳn có thể tăng lên một tầng thứ bất quá hắn tổng cảm thấy cái này kêu lạc nạ cô gái có chút cùng người khác không cùng tựa hồ có bí mật gì đang ẩn nút trước cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé chương một trăm cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn khúc gỗ một để cử người phiếu trải qua cái này khúc nhạc đệm ba người quan hệ cũng khá không thiếu nhất là cô luôn luôn liền muốn và lập nạ trò chuyện mấy câu sáo sáo cận hồ đáng tiếc là lập nạ nói cũng chính là như vậy mấy câu ừ tốt không có đợi một chút sợ mít lâm nhìn buồn cười vậy không để ý tới bây giờ bọn họ đã tới rừng nọ phía tây mặc nữa qua một đoạn rừng cây đã đến đại dương tri đình đến lúc đó tìm một trên biển quán trọ ở lại thuận lợi thu thập vật liệu đồng thời vậy thuận lợi sở mít lâm tìm biển sâu lam tinh hắn biết biển sâu lam tinh không phải một hai ngày có thể có được tay nhiệm vụ hắn ngược lại không lo lắng Cái xanh có ngu đầu nhân bộ lạc kệ ảo giúp theo liệu thăng cấp nhiệm vụ không có thời hạn cho nên cũng không cần phải gấp duy nhất cần để ý chính là có sao không tình hoặc là người đến tìm hắn là được ba người đi ước chừng được có hơn nửa tiếng đến đại dương tri đình nơi này cục ngược lại là rất tùy ý tiệm trưởng ngươi đã tới đại dương tri đình chưa đã tới à và hai người bạn tới chơi tiệm trưởng ngươi đã tới nơi này à Cục kinh ngạc hắn còn lấy là cái tiệm này dài chỉ biết là mở tiệm bán đồ không nghĩ tới lại có thể cũng là một người thích chơi người đúng rồi ngươi muốn tìm tài liệu, nhanh đi tìm, ta đợi hồi còn muốn đi tìm chính ta yêu cầu vật liệu liệu. Ai? Nói đến vật liệu, Sir mít Lâm vừa muốn đem Tiểu Tinh kéo ra ngoài đánh một trận, nhiệm vụ này độ khó có thể so với năm ngôi sao hả? Xuống biển không sao cả, đây chính là biển sâu hả? Nguy hiểm không biết à? Ngay sau đó Sir mít Lâm hỏi bên cạnh diễn cảm lạnh nhạt lật nạ. Lật nạ, ngươi dự định làm gì hả? Nghỉ ngơi. Sir mít Lâm cái đó mồ hôi hả? Ta nói đại mỹ nữ ngươi liền không thể nói chuyển một chút góp một câu nói cũng không được sao? Nếu lạc nạ muốn đi nghỉ ngơi vậy sở mít lâm vậy không dài dòng nữa, tìm quán trọ, ở bởi vì lạc nạ cần nghỉ ngơi, cho nên chỉ có hai người bọn họ đi ra ngoài tìm vật liệu đi ở bờ biển sợ mít lâm hỏi cụt Ngươi người thu thập vật liệu rốt cuộc là vì làm gì ta còn không có hỏi đâu cụt đang làm biển chuẩn bị bị sợ mít lâm hỏi tới thu thập tài liệu nguyên nhân rồi mới lên tiếng vì làm gì ta dự định tự mình luyện chế một kiện ma pháp đạo cụ chỉ đơn giản như vậy đúng vậy chỉ đơn giản như vậy hả sợ mít lâm bị cụt tiểu bạch tư tưởng đánh bại người đi thị trường giao dịch mua một ít vật liệu không được sao vừa nghe sở mít lâm nói tới thị trường giao dịch cụt liền buồn bực suy nghĩ khóc cuối cùng nói hai chữ không có tiền được rồi Ngươi lợi hại, chú ý an toàn à? Thật sự là tìm không ra liền đi lên, đừng khoe tải thành biển ma thú đỡ tiệc lớn. Đi đi đi, tiệm trưởng, ngươi chờ mong ta điểm tốt được không? cụ tiến vào hải lý, Sở Mít Lâm nhìn cái này màu xanh đại dương trong lòng không biết là tại sao, cảm giác rất bình tĩnh, cuối cùng trực tiếp té ngựa ở trên bờ cát tới một cái anh năm tắm. Buôn người chết, tiểu tinh đi ra trước mắt nhiệm vụ còn có cái gì có thể làm nhiệm vụ không có? Sở Mít Lâm thông qua ý thức hỏi tiểu tinh. Tiểu tinh tựa hồ bị Sở Mít Lâm chủ động cho kinh sợ, trầm mặc bốn năm giây mới nói một câu, tạm thời không có. Ai, ta muốn tìm chút chuyện làm cũng không được biển sâu lam tinh biển sâu lam tinh cái hồ ả à. người tuổi trẻ lẩm bẩm gì đây một cái thanh âm thu cùng ở sở mít lâm phía sau vang lên hắn lập tức ngồi dậy hướng phía sau nhìn sang liền thấy một cái hơn bốn mươi tuổi người to con trên người bắp thịt rất bền chắc hơn nữa ở hắn trên mình tựa hồ còn có một cây dao găm tựa hồ mơ hồ tản ra sắp bén người là ai ạ à? người tốt ta kêu kiệt mô tác, ta là tới nơi này chơi coi như là một người về hưu lính đánh thuê đi người tuổi trẻ ngươi tên gọi là gì tới làm gì ta nhưng mà chú ý ngươi rất lâu rồi sợ mít lâm ở chỗ này nằm đích sắc là rất lâu rồi bất quá nhưng là không chú ý tới có người ở chú ý hắn theo lễ phép vẫn là giới thiệu một chút về mình sợ mỹ lâm một vị ma pháp sư bây giờ coi như là cửa tiệm lão bản bán một ít hiếm lạ vật cổ cái đi cái này kêu kiệt mỗ tắt người to con hiển nhiên không nghĩ tới trước mặt người trẻ tuổi này lại là một cái ma pháp sư không khỏi được hơn quan sát mấy lần đúng là có chút không cùng thật là còn trẻ có là đúng rồi ngươi tới đây bên trong là dạo chơi vẫn là thu thập tài liệu thu thập tài liệu ta cùng bạn ta cùng đi hắn đã đi xuống đảo được là như vậy ạ à? sợ mỹ lâm gần đây hải lý không quá bình thường thường xuyên có cấp ba hải ma thu qua lại vậy không biết phát sinh vấn đề gì nếu như thu thập tốt lắm hãy mau rời đi tránh phát sinh bất ngờ sở mỹ lâm không nghĩ tới đại dương tri đình sẽ có loại này không ổn sự việc phát sinh hắn đối với cái này gọi là kiệt mỗ tắt thân phận có chút tò mò ta sẽ chú ý thu thập xong rồi sẽ rời đi nơi này vậy thì tốt ta đi bên kia liền được cảm ơn nhiều vẫy tay và kiệt mỗ tắt nói tạm biệt sau đó sở mít lâm nhìn mặt biển không biết đang suy nghĩ gì hắn biết bây giờ tình huống không phải rất tốt nếu quả thật như kiệt mỗ tát nói như vậy sẽ có cấp ba hải ma thu qua lại vậy tính nguy hiểm được ở lúc đầu kế hoạch lên gia tăng 15%, như vậy không xác thực định tính càng nhiều. Đang sở Mít Lâm buồn dầu thời điểm, cục đi lên, cầm một khối màu xanh đậm tinh thạch hướng về phía sở Mít Lâm nói: "Xem xem, đây chính là ta muốn tìm vật liệu, không tệ chứ?" "Cũng không tệ lắm." Sở Mít Lâm tâm tư không có ở nơi này, cho nên nói chỉ là một câu cũng không tệ lắm làm lấy lệ liền đã qua. Cục bởi vì tìm được yêu cầu vật liệu liệu cho nên thật cao hứng, sở Mít Lâm mắt nhìn thời gian không còn sớm, mặt trời cũng sắp ta việc, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, kéo hưng phấn cục rồi quán trọ nghỉ ngơi, vừa vặn bọn họ ngày này vậy mệt đến mất ngư mà lúc này ở bạo phong bộ lạc đi ổ và mát chuẩn bị lên đường đi dò xét bạo phong hành lang chung quanh tình huống sau đó từ xa đến gần đến gần bạo phong hành lang điều tra đây là bọn họ cũng thương lượng xong bảo hiểm một điểm không sai chuyện này khắp nơi cũng lộ ra một cổ không tầm thường mùi vị dĩ nhiên nếu quả thật là như bọn họ nghĩ như vậy là một con nguyên tố ma thú nói vậy thì được khắc làm cân nhắc tìm kiếm công hội chi viện hơn nữa nguyên tố ma thú đến nhất định cảnh giới sẽ ở trong thân thể tạo ra một hạt châu bình thường đều bị gọi là nguyên tố châu một khi xuất hiện vật này nguyên tố ma thú thực lực coi như mạnh mẽ rất nhiều rất khó tiêu diệt bất quá thường thường chỗ tốt đều là liền theo nguy hiểm nguyên tố châu giống vậy đối với ma pháp sư mà nói cũng là không thể có nhiều bảo vật phải nói là trí bảo cũng không quá đáng ví dụ như hệ lửa nguyên tố châu một khi bị truyền tu ma pháp hệ lửa ma pháp sư đạt được như vậy vị kia ma pháp sư ma pháp hệ lửa nhất định sẽ tăng lên một tầng thứ mắc đi ồ, còn có tọ rút cùng với hai cái cầm thứ này tộc nhân bắt đầu đi trước vùng lân cận tiến hành điều tra mà lúc này ở bạo phong hành lang bên trong vậy chỉ chim khổng lồ trong cơ thể nhưng đang phát sinh biến hóa từng cổ một cường đại năng lượng bị nén thành một cái hy chín nở dê dáng hạt châu bất quá lúc này hình hạt châu tựa hồ không phải rất tốt nhưng là bị một chút xíu hoàn thiện nếu như một màn này bị mắc và đi ô nhìn thấy khẳng định sẽ thất kinh lúc này sắc trời dần dần đổi được mở tối bình tĩnh dưới dưới bóng đêm nhưng là không bình tĩnh cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé chương một trăm chín mươi ba nguyên vật liệu nguy cơ giải trừ cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn hoàng bảo nguyện đề cử người phiếu ở ngưu đầu nhân bộ lạc bên này bởi vì sở mít lâm hạt giống ở khu trồng trọt vực trồng cây áo một mực ở chú ý sở mít lâm mảnh đất kia mới đầu buổi sáng còn không có phát hiện cái gì dị thường nhưng đã đến buổi tối hắn tới tuần tra thời điểm lại có thể phát hiện những mầm móng này có hơn một nửa lại có thể nảy mầm để cho hắn rất kinh ngạc cả. À. Như đầu nhân bộ lạc mua hạt giống trồng sau đó, ước chừng 7, 8 ngày sau mới sẽ nảy mầm, nhanh nhất vậy được 4, 5 ngày sau đó mới sẽ nảy mầm, lại không nhanh như vậy nảy mầm cây nông nghiệp, cái này làm cho Kệ hào đối với cái này kêu thức ăn hoa cây nông nghiệp tò mò, bất quá Kệ hào đổ cũng không có gì cử động khác, cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, sau đó rời đi. Mà ở bên kia tộc người thú trong phòng, Tò Dụt đang cùng Tát giải thích hắn thu thập được tư liệu. Bán nhân mã bộ lạc thường xuyên cùng một cái kêu là Sở Mít Lâm người lui tới mất tiết, hơn nữa cái đó sở mít lâm và ma pháp sư công hội còn có thật nhiều ma pháp sư cùng học giả đều có tiếp xúc hơn nữa hắn mở tiệm tên gì sở mít siêu thị tựa hồ cũng là không bình thường sắc sau khi nghe xong trầm tư một lát đối với tỏ dù nói ngươi cảm thấy cái đó sở mít lâm sẽ cùng chúng ta hợp tác sao tỏ dù suy nghĩ một chút có chút không xác định nói một câu hẳn sẽ đồng ý chúng ta hợp tác đi dẫu sao làm một thương nhân à lợi ích mới là vị thứ nhất sắc lắc đầu một cái tỏ dụ ngươi còn không hiểu hợp tác nhất định là có thể đáp ứng dẫu sao có khách tới cửa ai sẽ ngu được không hợp tác không quá ta suy tính là cái này sở mít siêu thị là phải hay không cung cấp tương hoa quả cho hãn lù cắt tên kia cửa tiệm điểm này ngươi lại đi điều tra một chút sau đó trở về báo cáo được thủ lãnh tỏ rụt rời đi nơi này sau đó sắc sờ cảm không biết đang suy nghĩ gì ngày thứ hai ở đại dương tri đình một nhà trên biển quán trọ ngoài cửa bên sở mít lâm cụt dự Lạc nạ ba người nhìn mặt trời mới mọc cảm giác cả người cũng ấm áp hơn nữa hừng đông biển khơi lộ vẻ phải là phá lệ lung linh động lòng người giống như ngọc bích vậy như vậy bất quá cái này sáng sớm tốt đẹp lại bị cụt trò phá hư tiệm trưởng ta vật liệu không có đây chính là ta thật vất vả tìm được Cục lo lắng trên người lục lọi bởi vì khối kia vật liệu về chất lượng ngồi cơ quả đấm như vậy một khối hắn trực tiếp mang buổi sáng vừa thấy trên mình mang khối kia vật liệu không có sơ mít lâm thấy cụt như vậy không nhịn được vô vô hắn bả vai đưa cho hắn một cái cái túi nhỏ nói đừng gào khóc cái gì ở ta cái này đâu tối ngày hôm qua ngươi một đêm đều ở đây nói mớ vật liệu vô tình rơi xuống đất vừa vặn ta phải đi tiểu liền nhân tiện lên vậy nhân tiện tìm một cái cái túi nhỏ cho người thả dậy rồi thật cảm ơn tiệm trưởng liền vừa nói cô liền muốn cho sở mít lâm tới một cái ôm siết nhưng mà sở mít lâm sáng sớm thức dậy khí còn nữa giật mình tránh ra nhưng mà vừa vặn lộ ra bên cạnh lật nạ cô mò ôm lấy lật nạ thời điểm chỉ thấy được một đạo đường vòng cung ưu mỹ ở sở mít lâm phía sau vạch qua ùn một tiếng rơi vào bên cạnh bảy tám em bên ngoài trên bờ cát sở mít lâm mới vừa quay đầu lại thời điểm liền thấy lật nạ chân còn không có bông xuống không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh nữ nhân này thật ác cả à? xem ra sau này dù sao cũng người khác người phụ nữ nếu không hậu quả rất nghiêm trọng à dĩ nhiên đây là một cái khúc nhạc định ba người đơn giản đối phó mấy hấp sau đó Cục và Sở Mít Lâm dự định đi hải lý tìm điểm vật liệu, dựa theo bọn họ ý nghĩa chính là tới đã tới rồi, không nhiều chuẩn bị một chút tài liệu, không nói được. Sở Mít Lâm vậy quên mất vị Tiêu Kiệt mộ tát đại ca nhắc nhở, Lạc nạ ngược lại là một như thường lệ lãnh đạm, chỉ là trả lời một câu nói. Ta nhìn, các ngươi đi đi. Sau đó gì cũng không có. Cục và Sở Mít Lâm cảm thấy lạc nạ nhất định là về tinh thần bị đả kích, nếu không sẽ không một cái như vậy thái độ. Đi tới bờ biển, Sở Mít Lâm đưa cho Cục một bộ lặn xuống nước trang bị, cũng nhưng là một mặt nghi ngờ kết quả vậy bộ lặn xuống nước trang bị ngây ngốc hỏi một câu. Tiệm trưởng, ngươi cái này chẳng ra gì là cái gì của não ạ? À? mới vừa mặc xong lặn xuống nước trang bị sở mít lâm nghe được câu này thiếu chút nữa ngất đi xin nhờ người tuổi trẻ đây là lặn xuống nước phục rất đắt có được hay không không phải chẳng ra gì quần áo sở mít lâm xanh mặt theo cuộc giải thích hơn nửa ngày cuộc lúc này mới rõ ràng nguyên lai like đây là sở mít lâm xuống biển trang bị cái món này lặn xuống nước trang bị mặc vào rất thoải mái sẽ không có cái loại đó áp lực hơn nữa tại trong biển du động thời điểm lực cản sẽ nhỏ một chút nhưng là cái này hai bộ lặn xuống nước dùng giá cả so lần trước sở mít lâm tới đại dương tri đình thời điểm vậy mấy thứ lặn xuống nước trang bị ước chừng đắt năm sáu tiền vàng hai người mặc xong lặn xuống nước trang bị sau đó liền xuống biển mà lạc nạ chính là ở trên bờ cắt lưỡi kiếm coi như là một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến ở trong thẻ lặn sơ nơi này sở mít siêu thị bởi vì gần đây khí trời nóng bức duyên cớ kem ly bán rất nhanh hơn nữa nguyên tài liệu tiêu hao vậy rất lớn bây giờ nguyên vật liệu dự trữ đã không nhiều lắm nhưng là bây giờ dạng cung ứng trái cây cũng là ít đi rất nhiều chủ yếu là rừng cự long bên kia trái cây cũng là không nhiều lắm nếu muốn lấy được được càng nhiều hơn trái cây vậy thì được chờ một chút khều một cái trái cây Trái cây giảm thiếu để cho Tina ly nguyên vật liệu lâm vào một cái quất cảnh. Nếu như lại không tìm được một ít trái cây mà nói nguyên vật liệu dị đoạn, ly liền được lâm vào dừng lại. Có lẽ so với cái này hỏng bét hơn cao. Tina, không cần lo lắng, ngươi có thể hạn chế bán ra ly, Mỗi ngày hạn định nhiều ít cái không là được rồi sao? Chạy tới giúp lần nạ à cho Tina đề nghị. Lần nạ, à, ta cũng nghĩ tới làm như vậy, nhưng mà như vậy tóm lại là không tốt, vẫn là được rồi. Nguyên tài liệu vấn đề phải được giải quyết. Nếu không hạn chế chỉ có thể thời gian ngắn giải quyết vấn đề, không thể thời gian dài giải quyết vấn đề. Chúng ta còn phải nghĩ những biện pháp khác. Tina ngươi nói chúng ta có thể hay không đi rừng tự nhiên thu thập trái cây sau đó vận chuyển trở về Lợn nạ nghĩ là nếu nơi này không có trái cây như vậy có thể tìm người đi rừng tự nhiên thu thập trái cây vận chuyển đến trong thẻ lãn sở, nhất hơn tốn thêm tiền vàng thuê điểm công nhân mà thôi tị nạ suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn không thế nào tốt phương pháp tốt thì tốt nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không rừng tự nhiên đến trong thẻ lãn sở cần phải đi qua lôi minh cao điệu coi như là từ lôi minh cao điệu bên bờ vùng đi lấy vận chuyển trái cây đoàn xe nhất định sẽ khai tới ma thú lần nạ vậy không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là không biết làm sao lẩm bẩm một câu ban đầu thừa dịp kem ly còn không có sôi động thời điểm còn không bằng mình trồng ít trái cây đâu Tì nạ đột nhiên nghĩ tới ở rừng nọt bên trong có sở mít lâm trồng mùi lạ chuối tiêu và trái cây củ cà rốt hai khối trái cây lợn nạ ta nhớ ra rồi tiệm trưởng theo ta nói qua ở rừng nọt có hai khối trái cây trồng trọt ta muốn chúng ta nguyên vật liệu nguy cơ có thể giải trừ lợn nạ cũng là kinh ngạc một chút không nghĩ tới sở mít lâm lại có thể trồng một ít trái cây ở tị nạ cho biết hạ nàng biết nguyên lai mùi lạ chuối tiêu là vừa đau ngọt đắng cay mặn tạo thành như vậy chỉ cần cầm giống nhau khẩu vị chuối tiêu hòa chung một chỗ chế ra kem ly là được rồi cái này dĩ nhiên không làm khó được Tina, Mít Lâm đã sớm nói cho hắn phân biệt khẩu vị phương pháp. Ngay sau đó hai người hưng sông lên vọt chạy đi rừng nọ tìm chồng chọp đi. Cuốn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. Chương 194, giảng giải ma pháp đạo cụ. Cuốn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn khục gỗ 0103 để cử người phiếu. Sir Mít Lâm và Cụ hai người tại trong biển vui chơi thỏa thích liền nửa ngày vậy không phát hiện một ít tài liệu tung tích, duy nhất một khối biển sâu mỏ sắt vẫn là Smith Lâm phát hiện, bất quá cũng chỉ có trẻ sơ sinh quả đấm vậy lớn nhỏ, quá ít cụ tìm hơn nửa ngày có chút gấp gáp liền hỏi bên cạnh sở mít lâm bởi vì lặn xuống nước trang bị có thể lọc đi ra ngoài nước biển cho nên có thể nói chuyện đây cũng là lặn xuống nước trang bị một trong ưu điểm tiệm trưởng tại sao không có vật liệu một chút tung tích có phải hay không không có sở mít lâm lắc đầu một cái đối với cụt than phiền hắn vậy rất không biết làm sao gần đây đại dương tri đỉnh tới ma pháp sư cũng không thiếu lính đánh thuê tiếp nhận vụ tới nơi này thu thập tài liệu cũng không thiếu lâu này nơi này vật liệu từng bước giảm thiếu dần dần mặt ngoài vật liệu hoặc là là hiếm hoi mỏ sắt sẽ không có nếu muốn tìm được hiếm hoi vật liệu hoặc là là mỏ sắt thì nhất định phải khai thác đáy biển hoặc là tiếp tục thăm dò chỗ sâu ngươi liền đừng bán trách không biết ở đại dương tri đỉnh tìm tài liệu ma pháp sư và lính đánh thuê có nhiều ít ai như thế nói vật liệu không có cách nào tìm à? cụt còn không có chuyển qua khúc cô tới sợ mít lâm thật muốn cho tên này một cái bạo lật phần món ăn đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm đành phải là giải thích mặt ngoài vật liệu không có bất quá chúng ta có thể thử một chút khai thác đáy biển khai thác vật liệu hả à? cục nghi hoặc nhìn là ba khai thác ngươi có công cụ sao ta nghe nói những cái kia khai thác đáy biển ma pháp đạo cụ rất đắt tiện nghi nhất vậy được ba nghìn tiền vàng ma pháp đạo cụ như thế kiếm tiền sao chính là một cái đáy biển khai thác công cụ như thế đáng tiền sợ mít lâm không thiếu nghe nói ma pháp đạo cụ cái này bốn chữ nhưng là càng làm cho hắn không nghĩ tới là ma pháp đạo cụ lại có thể mắc như vậy còn như thế kiếm tiền hâm mộ hắn cũng muốn đổi nghề làm ma pháp đạo cụ tiệm trưởng ma pháp đạo cụ cũng chia cấp bậc à tới tới nói một chút ta cùng ngươi nói tiệm trưởng ma pháp này đạo cụ cũng đơn giản theo sở mít lâm giới thiệu một chút ma pháp đạo cụ phân loại ma pháp đạo cụ danh như ý nghĩa có thể sử dụng ma pháp đạo cụ loại vật phẩm trước mắt phân là ba cái chủng loại theo thứ tự là sinh hoạt loại ma pháp đạo cụ chức năng loại ma pháp đạo cụ đặc thù loại ma pháp đạo cụ tổng cộng liền phân là cái này ba loại sinh hoạt loại ma pháp đạo cụ chính là tương tự với ma pháp cái quốc ma pháp cái ghế ma pháp cây chổi đều là thuộc về sinh hoạt loại ma pháp đạo cụ loại này vật phẩm giá cả tương đối thân nhân dân sẽ không quá cao đắt tiền nhất cũng chỉ là đến một 000 tiền vàng cũng không lại tăng chức năng loại ma pháp đạo cụ coi như là sử dụng tương đối rộng ma pháp đạo cụ ví dụ như sản xuất quần áo ma pháp máy móc hoặc là làm một ít đèn ma pháp các loại nhưng về tại chức năng cái này một loại giá cả thoáng đắt một chút bất quá cũng đại khái đều ở đây ba nghìn tiền vàng đến năm 000 tiền vàng trên giới phật phòng trừ ngoại lệ trên căn bản vậy chính là cái giá này cách đặc thù loại ma pháp đạo cụ cái này một loại ma pháp đạo cụ là cùng ma pháp sư tức tức tương quan hơn nữa rất khó chế tạo cái này một loại ma pháp đạo cụ sử dụng rất thuận lợi nhưng là sẽ chế tạo đặc thù loại ma pháp đạo cụ ma pháp sư rất ít bởi vì chế tạo cái này một loại cần cường đại hơn ma lực và đối với ma lực nhỏ xíu không chế nếu không rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn đặc thù loại bao gồm lần trước dò xét En sử dụng ma pháp đạo cụ là thuộc về đặc thù loại vật phẩm bất quá cái đó dò xét ma pháp đạo cụ là cấp thấp nhất đại khái phân cấp là cấp một đặc thù đạo cụ cấp 2 đặc thù đạo cụ cấp 3 đặc thù đạo cụ cái này ba cái cấp bậc vị kia ma pháp sư cũng chỉ là dùng cấp một bởi vì cấp một giá cả tiện nghi thích hợp đại đa số ma pháp sư đại khái hai đến ba nghìn ngũ kim tiền Cấp 2 đặc thù đạo cụ chỉ có số ít một số giàu có ma pháp sư mua được đại khái giá cả là 5.000 tiền vàng đến 8.000 tiền vàng bây giờ cấp 3 đặc thù đạo cụ có ma pháp sư coi như có thể đếm được trên đầu ngón tay giá cả ở 10.000 tiền vàng đến 13.000 tiền vàng bây giờ Nghe xong cuộc đối với ma pháp đạo cụ sau khi giới thiệu Smith Lâm cũng đúng ma pháp đạo cụ có một cái đơn giản biết Đúng rồi nếu đặc thù đạo cụ đều có phân cấp vậy trước hai cái có hay không phân cấp à đương nhiên là có à sinh hoạt loại phân là cấp 1 mà cấp 2 chức năng loại phân là thứ phẩm cấp 1 và ưu các loại cái này ba cái chia tay rất tỉ mỉ cụt ngươi bây giờ có hay không một kiện ma pháp đạo cụ à? tiệm trưởng ngươi có thể đừng tố khổ ta ta mới vào ma pháp sư công hội bao lâu mặt một chút thu nhập thêm cũng không có từ đâu tới tiền vàng đi mua ạ à? cụt nói lời này giọng hiển nhiên là có chút bi thương hắn hiện ở khi xuất hiện mỗi ngày chăm chỉ luyện tập ma pháp ra còn lại thời điểm đều là biết một ít ma pháp vật liệu sau đó đi hai tập hợp trở về đi thị trường giao dịch bán đi lại đi mua một ít học tập ma pháp tư liệu mặc dù ma pháp của hắn không việc gì tiến bộ bất quá hắn vậy không buông tha sợ mít lâm tựa hồ nhìn thấu cụt mất tự nhiên cười một tiếng vậy không nói tiếp hai người không nói bơi một lát hắn đột nhiên đối với cô nói một câu để cho nàng có chút mơ hồ nói ta đưa ngươi một kiếm kiện đặc thù loại ma pháp đạo cụ muốn không muốn cục cụ vừa vặn nghe được sở mít lâm nói những lời này không khỏi được có chút ngây ngẩn tại trong biển dừng lại một mực nghẹo đầu xuyên thấu qua tiếng nhìn sở mít lâm tựa hồ là muốn xem coi tiệm dài là không phải là đang nói mê sảng đừng dùng kỳ quái như vậy ánh mắt xem ta ta chỉ là xem ngươi thoát mắt cho ngươi mua một kiện thôi coi là ta cho ngươi mượn ngươi phải trả ta Cụ đột nhiên có chút cảm động không nghĩ tới tiệm trưởng là tốt như vậy một người rất nhiều lời nói cũng chỉ là có thể là hóa thành một tiếng cảm ơn theo ta khách khí cái gì trong tương lai ta phiền thoái ngươi cơ hội nhiều lắm sợ mít lâm vũ một cái cụt cánh tay coi như là trả lời cụt cười một tiếng hai người đi tới liền một phiến chưa bao giờ đã tới vùng biển nơi này đã rất nhiều hai người cảm thấy nơi này nhất định là có thu hoạch dứt khoát cách ra tìm vật liệu sợ mít lâm dĩ nhiên là ở gậy trước đá tìm biển sâu lam tinh mặc dù biển sâu lam tinh ở biển sâu bên trong kẽ hở không giả dạ, nhưng là khó tránh khỏi sẽ ở trong khe hở tìm được hy vọng dĩ nhiên đây đều là hắn ảo tưởng thôi triệu sóng hơn nửa tiếng bọn họ chỉ là tìm được một ít thông thường ma pháp vật liệu hơn nữa tài liệu phẩm chất tầng thứ không đủ bất quá bọn họ vẫn là đón nhận thực tế dẫu sao có chút vật liệu cũng không tệ ạ bỗng nhiên lặn xuống nước trang bị trên cổ tay một cái màu đen nhỏ đèn sáng lên liền đèn đỏ thuyết minh nhiên liệu không đủ cần bổ sung nhiên liệu hai người cũng chỉ tốt đường cũ trở về tìm cơ hội ở xuống biển bởi vì cái này bộ lặn xuống nước trang bị là cần chỉ có thể nguyên thành tựu năng lượng Smith mít lâm sáng nay lên thật sớm lấy ra chính là mở ra nhiên liệu thu thập nút ấn thu thập chỉ có thể cho nên bọn họ mới có thể tại trong biển ngây ngô lâu như vậy bất quá đáng tiếc là mặc dù bảo vệ môi trường nhưng là nhiên liệu tiêu hao vậy rất nhanh may là yêu cầu ánh mặt trời thành tựu nhiên liệu bổ sung nếu không bọn họ được buồn dầu chết một tiếng sau này hai người cởi ra lặn xuống nước trang bị nhìn nóng bức mặt trời chói chan mặt trời không khỏi được lau một cái mồ hôi trên đầu sợ lâm mở ra hai kiện lặn xuống nước dùng nhiên liệu bổ sung nút tấn thu thập ánh mặt trời bổ sung năng lượng xuống đi vệ sinh lần tìm vật liệu mà cụt và sợ lâm không biết là ở sau khi bọn hắn rời đi một đầu dáng người khổng lồ hải ma thú trải qua bọn họ thay đổi đá địa phương di động liền một lát sau nhất thời tức giận giận giống lên cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bổ sung trinh nghe trộm hệ thống chương một trăm chín mươi lăm tìm không lành lặn trang bị Côn vợ ở dùng tiêu cảm ơn bạn hoàng bảo nguyện đề cử người phiếu ở thành dạ vịt bên này ở mồ nạ bỗng nhiên nhận được tộc tinh linh mẫu hậu tin tức truyền đến nói là có vô cùng trọng yếu sự việc để cho nàng trở về một chuyến Mồ nạ không thể không thu thập một chút đồ nhưng cân nhắc đến sở mít lâm sẽ tìm nàng liền trực tiếp đi tìm sở mít lâm nói một chút để tránh sở mít lâm không tìm được nàng mà cấp lúc này mặt trời rất nước mắt ánh mặt trời rất phơi nhưng là đối với mô nạ mà nói đây coi là không được cái gì ngược lại hắn còn thật thích loại này ánh mặt trời ấm áp đi mười mấy phút đi tới sở mít siêu thị sau phát hiện điểm cửa là đang đóng nhất thời liền một bực bất quá cái này cũng không biện pháp nàng cũng không biết sở mít lâm đi nơi nào tên này sẽ không đi chơi đi mộ nạ mặc dù đoán có chút nghiêng bất quá cũng là tám chín phần mười ngay tại nàng muốn trở về cầm thứ này lúc rời đi chợ phát hiện tại đối diện dược tề trong tiệm dĩ lìn lập tức lại chạy tới hô dĩ lìn dĩ lìn ta có vô cùng trọng yếu sự việc hỏi ngươi dĩ lìn đang phối trí dược tề cần ma pháp vật liệu liền nghe có người đang kêu nàng ngẩng đầu khắp nơi nhìn xem phát hiện là mộ nạ liền cười hì hì nói mộ nạ tỉ tỉ à ngươi tới làm gì đại thúc không có ở đây hắn đi ra ngoài ngựa vậy cũng được cũng không có gấp hỏi sở mít lâm đi nơi nào mà là quay lại nhìn chằm chằm dĩ lìn cẩn thận nhìn xem sau đó mới một mặt nghi ngờ hỏi Dĩ lìn ngươi đây là Dĩ lìn cười ngọt ngào cười ta đang học chế tạo dược tệ ạ à? mộ nạ nhìn dĩ lìn thuần thục phối trí ma pháp vật liệu luôn cảm giác mình nhìn lầm rồi nhưng tình huống thực tế nhưng lại như là thấy như vậy Dĩ lìn ngươi thật là lợi hại đúng rồi cùng sở mít lâm trở về ngươi nói cho hắn ta hồi tộc tinh linh có chuyện trực tiếp tới rừng tự nhiên được mộ nạ tỷ tỷ ta sẽ không tiễn dĩ không ngầm đầu một bộ đại sư dáng vẻ ở đó phối trí vật liệu để cho mồ nạ là khóc cười không được rời đi mì nạ dược tề cửa hàng sau này thu thập một chút đồ rời đi cùng lúc đó ở thành dạ vị thu thập sở mít siêu thị tin tức tỏ rụt ở một buổi trưa này thời gian cũng là thu thập không ít tình báo hắn không nghĩ tới là một cái như vậy cửa tiệm lại có thể như thế lửa hơn nữa nghe những cái kia ở sở mít siêu thị mua qua đồ ngạch người nói tựa hồ những cái đồ ăn kia có một ít thần kỳ hiệu quả còn như cụ thể hiệu quả thần kỳ hắn cũng không biết đây đối với tỏ rụt mà nói rất không tưởng tượng nổi bất quá vẫn là phải trở về cho sát thủ lãnh báo cáo trở lại tộc người thú sau đó Tò Rút cầm kim thượng chưa thu thập được tin tức cho xác đầu đôi gốc ngọn kể một lần, một chút bỏ sót địa phương cũng không có. Sau sau khi nghe xong lặng lẽ không nói lời nào, suy nghĩ được có năm sáu phút mới mở miệng. Xem ra cửa tiệm kia trải không bình thường, ngươi nhìn cửa tiệm kia trải, nếu như mở cửa, đi ngay dò xét một chút, không nói là dò xét, chính là đơn giản đi tiếp xúc một chút, thích hợp, chúng ta vậy mua một chút hồi đi thử một chút, xem xem có phải hay không có thần kỳ hiệu quả. Ta biết, thủ lãnh. Rút, bán nhân Mã bộ lạc và Ngưu đầu nhân bộ lạc gần đây tình huống thế nào? Thủ lãnh, bán nhân Mã bộ lạc gần đây chuẩn bị bọn họ hoạt động săn thú mà ngưu đầu nhân bộ lạc tựa hồ không động tinh gì rất yên lặng một chút tin tức cũng không có sặc trong đầu nghĩ chẳng lẽ ố lạch tên kia cũng nhận được thứ tốt gì cái này làm cho sắc lại liên tưởng đến sở mít siêu thị không khỏi được suy tư nếu như ngưu đầu nhân bộ lạc vậy mua có hiệu quả thần kỳ ăn như vậy ngưu đầu nhân bộ lạc thực lực khẳng định sẽ tăng lên một đoạn mặc dù không vượt qua bọn họ tộc người thú nhưng nhất định có thể ở năm nay bộ lạc thi đấu lên ra chút danh tiếng các bộ lạc bây giờ mặc dù ngày thường rất hòa thuận nhưng là chỉ có đạt tới cái những người khác biết mỗi một bộ lạc bây giờ đều có cạnh tranh chỉ là không có đặt ở trên mặt đuổi mỗi cái bộ lạc cũng sẽ thu thập những bộ lạc khác tin tức để tránh bỏ qua thời cơ sắc cuối cùng hay là tìm liền người đi tìm hiểu ngưu đầu nhân bộ lạc tin tức đi hắn bây giờ đối với bán nhân mã bộ lạc và ngưu đầu nhân bộ lạc rất không yên tâm tổng cảm thấy ổ lệch và an cụ cả tư sẽ làm chút chuyện trở lại như đầu nhân bộ lạc nơi này khu trồng trọt vực bên trong kệ tối hôm qua nhìn xem sở mít lâm trồng hạt giống kết quả này mầm buổi trưa hôm nay lại đi xem kết quả phát hiện lại có thể lớn lên có bốn năm cm cao cái này làm cho kệ có chút nói bừa đồng thời cũng cảm thấy được có chút không tưởng tượng nổi những mầm móng này thật sự là quá thần kỳ lúc này có một cái và kẻ cùng nhau tuần tra người kêu mâu hơn sắp tới gần tò mò hỏi kệ ảo Kẻ áo ngươi nhàn rỗi không chuyện gì tổng xem khối thổ địa này nhìn cái gì bên trong có ma pháp vật liệu ạ à? chẳng lẽ đi 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 đây là chúng ta thủ lãnh khách quý trồng hạt giống để cho chúng ta chiếu cố hơn nữa thủ lãnh vậy đồng ý mâu hơn kinh ngạc nhìn kệ ảo do hỏi ai kệ ảo vị quý khách kia là phải hay không trước đoạn thời gian giải quyết chúng ta khu trồng trọt vực ma thú bạo động người ạ à? người cái này không biết sao mâu hơn im lặng nhìn kệ ảo ta cũng là từ mỏ sắt khu bên kia lúc trở lại biết ngươi cũng không phải không biết ta trực ban ở mỏ sắt khu bên kia ai đúng rồi mâu hơn các ngươi mỏ sắt khu không phát sinh đại sự gì đi không phát sinh việc lớn chính là gần đây mỏ sắt sản xuất càng ngày càng ít phỏng đoán hầm mỏ này phải bị thải không liền không thể nào đâu lúc này mới khai thác không tới một năm à. kệ có chút không dám tin tưởng bởi vì bọn họ như đầu nhân bộ lạc nơi nơi năm trước phát hiện hữu một tòa mỏ ở vùng lân cận hơn nữa không người khai thác tối lạch lúc ấy thì tìm người đi khai thác khai thác được bây giờ không tới một năm sẽ không có cái này không thể nào đi cái gì không thể nào bây giờ khai thác người ở trong hầm mỏ khai thác đều là một ít còn dư lại bể mỏ kim loại cây áo gật đầu một cái hai người trò chuyện một lát liền mỗi người tách ra mà đang điều tra bạo phong hành lang tình huống đi ổ và mát hai vị ma pháp sư đã tới khoảng cách bạo phong hành lang không tới một nghìn m địa phương nhưng là bởi vì phía trước gió bao thật sự là quá điên cuồng gió cắt tuổi phải là đầy trời bay bọn họ cũng không cách nào đến gần hơn nữa dựa theo loại gió báo này trình độ nếu như đến gần nói rất dễ dàng liền bị cuốn bay trừ phi mang theo trọng lực hình ma pháp đạo cụ gia tăng tự thân trọng lực bất quá trọng lực ma pháp đạo cụ bờ gì ạn đặc thù loại đắt hơn gấp đôi coi như là người có tiền trang bị đi ô ngươi có phát hiện gì không gió báo thật sự là quá lớn mắc ngươi cấp làm gì bạo phong hành lang không phải có một đoạn thời gian gió báo yêu đất đợi một chút là được đáng chết đi ô loại chuyện này ngươi còn trông cậy vào gió báo sẽ thành ít một chút làm cho đùa à. trên thực tế vậy quả thật như ngựa có thể nói như vậy bây giờ bạo phong hành lang vùng lân cận gió bão nếu muốn hạ xuống vậy thật là nói vớ vẩn dựa theo trước mắt gió bao cấp bậc có thể nói có cấp mười gió lớn trình độ đi lên trên căn bản liền là chịu chết vậy may cái này hai ma pháp sư cẩn thận một ít nếu không sớm muộn được chơi xong mà Houston ở trong cấm khu nhưng là đang tìm một món đồ món đồ này coi như là một cái sống lại vị kia đại nhân không lành lặn trang bị bọn họ tìm thời gian dài như vậy vật liệu chính là vì tu bổ cái này trang bị bất quá rất tiếc là cấm khu phạm vi lớn nguy hiểm rất nhiều coi như là chính hắn cũng phải cẩn thận cẩn thận hơn bỗng nhiên một cái bóng đen thoáng qua Houston cảnh giác nhìn một phía một tiếng sói chu truyền vào Houston trong lỗ thai nhất thời Houston cảm thấy không ổn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống chương 196, bị vây công cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn khục gỗ một để cử người phiếu bởi vì lần trước tiến vào hải lý không có tìm được cái gì hữu dụng vật liệu lần này sở mít lâm dự định lại vào biển sâu tiến hành thăm dò bất quá cô tên này ngại phiền toái cho nên liền không đi theo đi lạc nạ chỉ là đơn giản hồi phục 4 năm chữ nhàm chán không đi cái này bốn chữ nói vang vang có lực không chút dâu dài cầm sở mít lâm cũng cho đúng lửa bất quá cái này hơn nửa ngày thời gian là là dừng dậm vậy nhiều ít đối với lạc nạ nóng này có một chút rõ ràng mặc dù không quá thích nói chuyện nhưng là không đại biểu nàng không có động tác gì tổng thể nói chính là trong nóng ngoài lạnh tính tình mà thôi chuẩn bị xong lặn xuống nước trang bị sau này hắn liền chuẩn bị thu thập tài liệu lúc này cụt đông nhiên gọi lại hắn tiệm trưởng tiệm trưởng nhớ giúp ta tìm tìm à hắn rất muốn tổng cục dừng lại tên nảy ra mặt muốn không muốn dậy như vậy ta sẽ chú ý nhưng là ngươi cho ta chỗ tốt gì hả à? cụt khổ tư minh tưởng nửa ngày cuối cùng cho ra một cái đáp án không chỗ tốt sơ bít lâm cũng hết ý kiến tìm người hỗ trợ không chi tiền tiền công ngươi là cái đầu tiên không cùng cô trò chuyện một cái đường vòng cung ưu mỹ liền nhảy vào hải lý thuận tiện cho mình làm một cái phụ trợ ma pháp dĩ nhiên đây là là để người vắng nhất mà ở sân bên này hắn không nghĩ tới lại có thể sẽ đụng phải người sói ở hắn hiểu được trong tài liệu người sói vậy ở cấm khu trung bộ địa khu sẽ không ở đây cái bên bờ vùng à phía trước xuất hiện một tên người sói ánh mắt đỏ thấm phần lưng bụi đất màu xanh cho sói mau trên hai tay đều có nhọn móng vớt răng tản ra tí ti sắc bén hung ác nhìn chằm chằm sân khàn khàn nói loài người nơi này không phải địa phương ngươi nên tới ta có thể làm không thấy được ngươi cút về Houston cũng không phải một cái tánh tốt người, cái này người sói giọng hiển nhiên là cầm hắn coi thành một người bình thường cái này làm cho hắn rất tức giận hắn cũng không làm cái gì đối với bọn họ có chỗ xấu chuyện nhận được cảnh cáo thật là rất khó chịu ạ à. bất quá vì kế hoạch hắn vẫn là giả bộ một chiếc hiền hòa nói người sói các hạ ta là một người ma pháp sư ta tới nơi này là vì tìm đồ không biết làm cái gì đối với các ngươi chuyện bất lợi tình điểm này ngươi có thể yên tâm vậy tên người sói hử lạnh một tiếng ma pháp sư ta ghét ma pháp sư lần trước một cái ma pháp sư thiếu chút nữa cầm hình đệ ta cho đánh chết ta đối với các ngươi ma pháp sư không có hảo cảm không đi sẽ chết người sói hiển nhiên là rất tức giận làm wilson nói ra ma pháp sư thời điểm người sói hung ác hơi thở hơn nữa đầm đà wilson đem thấy hòa đàm không có cách nào cũng là cả người ngưng tụ ma lực thử một tiếng nói vốn là không muốn động thủ ta chỉ muốn tìm một món đồ tìm được liền lập tức rời đi nếu ngươi như vậy không biết điều vậy thì đừng ta trách ta không khách khí ngay tức thì wilson tụ niệm nổi lên thần chú thoáng qua gian từng phát nhũ băng hướng người sói cực nhanh bắn tới người sói bén nhạy tránh khỏi trên đất để lại ba đạo nhũ băng người sói nổi giận gầm lên một tiếng chạy vào tới ma pháp sư đi chết đi người sói sắp đến gần như sần thời điểm chỉ thấy từng cái từ ma pháp trận bên trong đột nhiên xuất hiện dây leo kéo dài hướng người sói định vây khốn người sói người sói khinh thường cười một tiếng một móng vuốt một móng vuốt đem đánh tới dây leo cào thành liền một đoạn một đoạn công kích nhanh mạnh vô cùng hữu không lên tiếng thủ hạ pháp trượng nhanh chóng huy động từng phát quả cầu lửa bắn về phía đang đang công kích dây leo người sói người sói một cái không chú ý oanh 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 bị quả cầu lửa đập chúng nhất thời bị đánh bay ra bốn năm m xa cả người nắm đen tản mát ra một cổ bị đốt cháy mùi nhưng là bởi vì người sói cường hãn năng lực tự khỏi bệnh điểm này công kích là không dậy nổi hiệu quả người sói một cái xoay mình đứng lên nhìn chăm chăm hữu sần cười một tiếng ma pháp sư ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ở lại chỗ này đi ha ha người sói cực nhanh tiếp theo hữu sần hữu sần chút nào không hoảng hốt tụng niệm nổi lên thần chú sấm xét thuật quả cầu lửa thuật băng trùy thuật gai đất thuật còn có quang minh hệ thánh quang thuật người sói cực nhanh nhảy công kích đem hữu sần công kích tới sấm xét nhũ băng quả cầu lửa hoặc là tránh thoát hoặc là đánh tan hoặc là trực tiếp rất miễn cưỡng lớn chống được nhưng duy chỉ có thấy một đạo chùm ánh sáng bắn tới thời điểm hắn nội tâm cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ mới vừa muốn né tránh nhưng là thánh quang thuật đã đánh tới người sói trên mình nhất thời người sói bốc lên tí ti khói trắng h i ngoài tình mơ trong lòng nhưng là cười thầm hắc ám sinh vật chính là hắc ám sinh vật quang minh lực lượng quả nhiên là khắc chế bọn họ người sói hiếm thấy hét thảm một tiếng sau đó che ngực đứng lên nhìn hữu sân đáng ghét ma pháp sư đáng ghét quang minh ngao cả người sói chu ở cấm khu trong rừng rậm quanh quẩn nhất thời hữu sân trong lòng nổi lên từng tia không ổn dự cảm chỉ nghe được từng tiếng lao qua lá cây tiếng xào xạc từng đạo bóng người xuất hiện ở hữu sân chung quanh làm thành một vòng cầm hữu sân đây. đáng chết không xong, tám tên người sói, đây có thể không có biện pháp đối phó. Wilson quên người sói có thể kêu gọi đồng bạn, nhất thời lâm vào nguy cơ chính giữa, nhưng mà ngay tại thời khắc nguy cấp, một cái thanh âm quen thuộc ở cách đó không xa vang lên. Ta nói với sần ngươi cái này tìm món đồ lại thế nào trêu chọc tới đám này tiểu lang liền. Cái thanh âm này bất ngờ là lộ cờ lạt phát ra, chỉ thấy một cái cả người bao phủ ở dưới hắc bảo người chậm rãi hướng Wilson đi tới bên này. Lam Wilson thấy lộ cờ là thời điểm, nhất thời thở dài nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói, vận khí không tốt, hỗ trợ một chút, giải quyết bọn họ đi. Nhớ, ngươi có thể thiếu ta một cái nhân tình. Phải, ai? Wilson là dợ khóc dở cười, nhưng là mới vừa rồi vậy tên người sói, nhưng là bị hai người này coi thường cho hoàn toàn chọc giận. Lên, thủ tiêu bọn họ. Tám tên người sói đồng loạt hướng hai người nhỏ tới, lộ cơ lạt người hổ tối tăm không biết từ đâu lấy ra một cái trường kiếm màu bạc, một kiếm đánh xuống, một tên người sói bị phách bay. thuật thế một cái nhảy một cái chém ngang đem hai tên người sói phách lui nửa mét. Sau đó một cước một cái đá bay bốn năm m xa, kéo vừa định phóng thích ma pháp Wilson liền đều thả cái xương ngủ dày đặc, chạy. Wilson mặc dù không phản ứng kịp lộ cơ lạc đây là bán cái ải di tử bất quá vẫn là đặt một cái khói mù ma pháp nhân cơ hội rời đi nơi này chạy ra ngoài rất xa sau đó Wilson một mặt im lặng nhìn lộ cờ lạc hỏi ngươi đây là tình huống gì hù 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 cái đó vũ khí không được mang sai trang bị ta không nghĩ tới sẽ gặp chuyện này ngươi nhìn phế Wilson thấy bị lộ cờ lạc vứt trên đất trường kiếm đã bị dùng không còn hình dáng đành phải bất đắc dĩ cười khổ một cái được rồi Wilson ngươi giữ ở mức độ vừa phải ta đi trước đúng rồi người người cá chìa khóa tung tích ta có chút manh mối chờ ta tìm được cụ thể đầu mối lại nói cho ngươi phải ngươi đi làm việc đi cùng lộ cờ lạc sau khi rời đi Wilson nhìn mới vừa rồi chiến đấu cái hướng kia trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, trong đầu nghĩ, người sói, bất quá chỉ là một đám tồi hắc ám sinh vật, trước nhớ, thử. Bởi vì người sói duyên cớ, hắn không thể không rời đi cấm khu, chỉ để lại một cái báo phế trường kiếm màu bạc lặng lẽ nằm ở trên mặt đất. Lúc này sắp trời mặc dù là buổi chiều, nhưng là cấm khu rừng rậm vẫn là lộ vẻ được phá lệ quỷ dị. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống. Chương 197, cảm ơn. Côn vợ ở dùng tiêu cảm ơn bạn Hoàng Bảo nguyện để cử người phiếu. Submit Lâm tại trong biển cẩn thận nhìn xem, bơi đến lần trước vậy một hòn đá khu vực, cũng chính là vậy phiến tương đối hoang vu đáy biển tựa hồ nhìn như không việc gì chỗ hiếm lạ địa phương này và cô lúc tới không phát hiện là chỗ nào khả nghi nhưng là đi qua lần trước phá hoại thật giống như nơi này ưu đổi được không giống nhau nhưng chính là không nói được nơi đó không giống nhau nhưng mà ngay tại lúc này một cái cấp ba hải ma thú vào tới sợ mít lâm kinh hô một tiếng ta đi vận khí thật đánh ta tránh biển ma thú thân thể rất lớn kém không nhiều cũng có thể có 3 điều cá mập lớn như vậy hơn nữa răng rất sắc bén tản ra sắc bén trên thân thể hiện đầy màu xanh đậm như vậy bốn cái bàn chân cũng là có quạt lá trạng thích hợp ở trong nước di động cái này hải ma thú chính là lần trước sau khi bọn hắn rời đi ở chỗ này du đãng ma thú né tránh biển ma thú công kích sau đó sợ mít lâm thừa dịp rời đi cái này hải ma thú mấy mét khoảng cách xa phòng ngừa tên nầy đánh lén trong lòng nhưng là đang suy nghĩ ta cũng không trêu cho ngươi ngươi cái này hải ma thú tới nơi này xem náo nhiệt gì ta không phải là phiên động mấy khối đá sao đợi một chút đá đầu góc linh hoạt sở mít lâm nghĩ đến đá thời điểm liền nghĩ đến một loại có khả năng đó chính là đá trong đống nhưng là có bà bối nhưng là cô dịp và hắn không tìm được hoặc là chính là chỗ này có con ma thú này đời sau chúng ta phá hư hắn đời sau ra đời lúc này mới tức giận công kích hắn thật ra thì sở mít lâm loại thứ nhất có khả năng là chính xác ở cục đá này trong đống đích xác là có một kiện đối với biển bọn ma thú đều có trợ giúp bảo vật cũng chính là sở mít lâm khổ khổ tìm kiếm biển sâu lam tinh ma pháp sư công hội bên trong đối với biển sâu lam tinh ghi lại cũng không hoàn toàn nó trừ là có thể chế tạo ma pháp đạo cụ màu sắt cũng là chế tạo thuốc hiếm hoi ma pháp vật liệu hơn nữa biển sâu lam tinh cũng là ma pháp sư tu luyện ma pháp hệ nước phụ trợ đồ dùng nếu như dựa theo cấp bậc phân chia tới xem biển sâu lam tinh hiếm hoi chỉ số chí ít ở bốn ngôi sao nhưng là bởi vì biển sâu lam tinh thưa thất không dễ lấy được, được lúc này mới không người tới thu thập một cái khác chức năng liền là biển sâu lam tinh đối với tất cả hải ma thú đều có chỗ tốt nó có thể phạm vi lớn tăng lên biển ma thú thân thể tố chất để cho hải ma thú đổi được càng cường đại hơn đến lúc đó hải ma thú hấp thu biển sâu lam tinh năng lượng hấp thu không phải rất toàn diện cho nên sẽ có hơi cho phép lãng phí dĩ nhiên đây là tiểu tinh cho sở mít lâm truyền tới tư liệu hắn mới biết được lúc này vậy chỉ hải ma thú dầu tương trước sở mít lâm cả tới giữ miệng to như chậu máu muốn đem sở mít lâm một hớp nuốt vào đáng tiếc sở mít lâm thân thể linh hoạt nhẹ nhàng tránh đi nhưng là nhưng là đụng vào lý do bên đáy biển đá lớn đau hô hoán lên ai u, đau chết luôn không có bị hải ma thú đụng chết vậy được bị đá đụng chết tiếp tục như vậy sớm muộn chơi xong được nghĩ biện pháp rút lui nhưng mà ngay tại sở mít lâm vừa định lúc rút lui tiểu tinh cho hắn tới liền một câu nhắc nhở nói phát hiện biển sâu làm tinh năng lượng ba động cái này làm cho sở mít lâm buồn bực suy nghĩ chết đành phải thầm mắng một câu nghĩ biện pháp khác Biển sâu lam tinh ở nơi này phiến đá trong khu vực, vậy ta liền tìm một chút. Ồ, nơi đó làm sao có phát lam con đồ Biển sâu lam tinh. Sở Mít Lâm nhất thời kinh ngạc, vui mừng hô lên Biển sâu lam tinh tên chữ. Sau đó trực tiếp nào tới muốn muốn lấy đi, nhưng mà hắn quên bên cạnh còn có một đầu nhìn chằm chằm Biển ma thú. Hải ma thú thấy mình thứ cần phải bị đoạn, không để ý hết thể đánh tới. Sở Mít Lâm phản ứng không đạt tới, bị đụng bay ra ngoài bảy tám m xa. Thông thả lại sức Sở Mít Lâm tức giận mắng liền một câu. Tin không tin ta cho ngươi tới dừng lại hải sản nướng, tiểu tinh, có hay không có thể đối phó trước mắt khó khăn đạo cụ, cho ta cầm một cái ký chủ có thể sử dụng ma pháp hệ nước thật là đần có thể đúng vậy ma pháp hệ nước ta còn lấy dùng à chui vào chỗ có vấn đề không đúng ngươi dám mắng ta ngươi chờ chờ ta bắt được biển sâu lam tinh ta đang thu thập ngươi sở mít lâm tụng niệm nổi lên ma pháp thần chú nhất thời ở sở mít lâm quanh người tràn ngập lên liền đậm đà hệ nước nguyên tố dần dần hội tụ thành một cái màu xanh ra trời trường kiếm bắn về phía hải ma thú tại trong biển vạch qua một đạo đường nước hải ma thú bởi vì thân thể to lớn không cách nào né tránh bị màu xanh ra trời trường kiếm đánh trúng thân thể bên cạnh kêu đau một tiếng tức giận gào thét thừa dịp hải ma thú thống khổ thời điểm sở mít lâm cho mình làm ma pháp tăng tốc độ hướng biển sâu lam tinh địa phương tiến về trước thuận thế cầm đi biển sâu lam tinh sau đó như một làn khói liền đi trước khi đi chính là thỉnh thoảng còn lưu một chút một câu nói tạm biệt cá nhỏ không ra hơn nửa tiếng sở mít lâm trở lại bên bờ biển cầm trong tay biển sâu lam tinh nhưng là hắn cũng không quên cầm nó bị đến không gian bên trong vì để ngừa bị những thứ khác không có hảo ý thấy được thời xuống cái này một thân lặn xuống nước trang bị sau đó sở mít lâm nằm ngã xuống trên bờ cát cả người vô lực nhìn bầu trời thở hào hẹn lúc này một cái quen thuộc mặt bu lại dọa sở mít lâm giật mình ta đi ai hù ta giật mình cụt ngươi có thể hay không không như thế đột nhiên ta mới vừa qua tới đúng rồi thu hoạch như thế nào vội tới ta xem xem ngươi xem ta là giả dạ, muốn vật liệu là thật đi cho liền tìm được mấy khối mà thôi sợ mít lâm lấy được rồi biển sâu làm tinh vậy không quên cụt tại trong biển tìm nửa ngày tìm được một hai khối mỏ sắt khi không hiếm hoi hắn cũng không biết dù sao đều là vật liệu cụt mình chơi đùa đi ném cho cụt sau đó sợ mít lâm nhìn xem mặt trời lặn tây sơn mặt trời đội cụt nói chúng ta trở về đi thôi ta trong tiệm còn có việc không thể trì hoãn quá lâu lạc đâu phải vậy đi trở về dù sao ta cũng phải trở về bận rộn nhân viên của ngươi ở đằng kia Cục chỉ quán trọ bên kia lạc nạ đang lẳng lặng đứng ở cửa quán trọ nhìn biển khơi tựa hồ đang ngần người lúc này cục cẩn thận đến gần sở mít lâm thân vừa nói ta cảm thấy lạc nạ trên mình nhất định là có câu chuyện nếu không không biết nói chuyện như thế đơn giản được rồi quản như thế nhiều làm gì sau này từ từ sẽ biết sở mít lâm xoay người đi tìm lạc nạ cục đuổi theo bất đắc dĩ cười một tiếng ba người hồi quán trọ thu thập đồ đạc rời đi nơi này lạc nạ đáp ứng làm sở mít siêu thị nhân viên cho nên sở mít lâm không thể không bạc đại hắn cho kéo gam như vậy một đống lớn quả vặt tiếng tốt lành biết là phát phúc lợi trên thực tế chính là hắn trong không gian trước khi ra cửa mang theo một đống quả vặt mà thôi mà bọn hắn lúc này ba người đang đi ở rừng nọt bên trong đâu đột nhiên xuất hiện một chỗ tinh thấy được sở mít lâm sau đó làm gì cái nào chạy tới ngay khỏe ngươi là sở mít lâm tiệm trưởng đi chúng ta en tộc trưởng mời các ngươi đi địa tinh tộc làm khách nói là cảm ơn lần trước trưởng tiệm ân cứu mạng cụt và lập nạ đều là chỗ mắt nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra nhưng là sở mít lâm trong lòng nhưng mà biết rất rõ không khỏi được nghi ngờ hỏi các ngươi tộc trưởng làm sao biết ta đi tới nơi này là như vậy có tộc nhân của chúng ta thấy người cho nên thông báo chúng ta tộc trưởng nghe điệu tinh vừa nói như vậy liền biết rõ sợ mít lâm hỏi cụ dịch và lạc nạ ý kiến có đi hay không cô ngược lại là rất nguyện ý hắn còn chưa có đi qua điệu tinh tộc đâu còn như lạc nạ trả lời rất giản tiện liền ba chữ không có vấn đề chỉ như vậy ba người bị điệu tinh mang đi điệu tinh tộc làm khách côn vợ ở dùng tiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống chương một trăm chín mươi tám nạn nhớ lại côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn khục gỗ một ba để cử người phiếu ba người đi tới liền điệu tinh tộc sau đó tò mò nhất là thuộc cụ dịch. hắn còn chưa có tới điệu tinh tộc nơi này đối với địa tinh tộc kiến trúc và trang sức còn có nơi này hoàn cảnh sống rất hiếu kỳ một mực ở bên cạnh không dừng được hỏi sở mít lâm bị hỏi không nhịn được sở mít lâm dứt khoát cũng không để ý hắn tên này thật sự là quá dài dòng lạc nạ ngược lại là không lên tiếng nhưng là trong mắt vậy nồng nặc tò mò thần sắc chuyện lý thú hiện ra nàng lúc này vậy thật là tò mò bất quá ngại vì tính nết nguyên nhân nàng không rõ ràng biểu lộ ra cũng coi là để cho sở mít lâm đỡ lo ở phía trước bên dẫn đường vị kia địa tinh để cho hắn kêu gờ coi như là khai thác mỏ sắt địa tinh một trong đi bất quá bởi vì gờ tài quản lý tương đối vượt trội lúc này mới lấy được tộc trưởng thưởng thức ở hầm mỏ nơi đó quản lý mỏ sắt vận chuyển sợ mít lâm tiệm trưởng đây là là các ngươi chuẩn bị gian phòng tối nay ở nơi này ở đi đợi hồi ta sẽ thông báo cho các ngươi đi tộc trưởng nơi đó được phiền thoái ngươi vờ rin sợ mít lâm không mất lễ phép nói một tiếng liền mang theo cô giúp và lạc nạ tiến bảo đây coi như là một cái lớn một chút nhà đá bất quá bên trong ngược lại là rất rộng rãi hẹn cân nhắc rất chu toàn tổng cộng ba cái gian phòng sắp hàng cô lựa chọn thứ nhất gian lạc nạ phòng thứ hai đối với mít lâm mà nói vậy một gian cũng không có vấn đề thứ ba phòng cũng chính là hắn ở cũng tới gần trước căn phòng hỏi sở mít lâm tại sao điệu tinh sẽ như thế tôn kính hắn sở mít lâm cũng chỉ trả lời một câu nên biết thời điểm ngươi sẽ biết trời cũng không còn sớm ta đi trước ngủ một lát nói sau cũng có người gọi thời điểm kêu ta ạ sở mít lâm ngáp đi ngay mị giác cũng nhìn sở mít lâm gian phòng im lặng lẩm bẩm cái gì không sau đó xoay người trở về phòng mình thì đi ở lạc nạ bên này nàng một mực đang lặng lặng ngồi ở mép giường cẩn thận quan sát trong phòng hết thảy vật phẩm và trang sức tựa hồ muốn nhìn ra chút gì bất quá rất đáng tiếc đều là thông thường đồ dùng hàng ngày mà thôi đơn giản bố trí đơn giản cái ghế lại đơn giản bất quá giường mà thôi lạc nạ nằm ở trên giường nhìn trên đầu màu nâu vết đá ánh mắt từ từ mơ hồ phản phất là lâm vào nào đó nhớ lại lạc nạ nguyên lai có một người chị têu Lệ nạ dài rất đẹp đắc ý một cái cô gái khi đó bọn họ phụ mẫu còn thật tốt không có gì đến lúc đó cho đến một ngày nào đó một cơn ác mộng hạ xuống ở nơi này tốt đẹp gia đình đem hết thể các thứ này biến thành mảnh vỡ biến thành thống khổ nhớ lại bọn họ một nhà người cư ngụ ở một cái trong thôn nhỏ không việc gì phân tranh nhưng là khi đó cũng chính là ở lạc nạ năm sáu tuổi thời điểm thôn bọn họ tử nên đón một đám ác lang liền là một đám cường đạo Đốt giết cướp bóc không chuyện ác nào không làm, bọn họ phụ mẫu bởi vì không muốn giao ra mình tài sản, vì vậy bỏ mạng. Tỷ tỷ không để ý hết thảy bảo vệ khi đó nhỏ yếu lật nạ, nhưng là chính là một cái nu nhược cô gái có thể làm gì? Không thể tránh khỏi một chàng thảm kịch để cho chỉ có năm sáu tuổi lật nạ mất đi ba mẹ, còn có thích nhất tỷ tỷ của nàng. Bất quá lật nạ rất hiểu chuyện, không có hô to kêu to. Lúc này một cái lính đánh thuê đi tới nơi này, hắn rất cường đại, đem tất cả xâm phạm cường đạo toàn bộ tiêu diệt. Vậy phát hiện mặt đầy nước mắt lật nạ. Lúc ấy vị kia lính đánh thuê chỉ đối với lật nạ nói một câu nói, cũng chính là những lời này để cho lật nạ đi lên lính đánh thuê con đường này con, ta sẽ dạy cho ngươi cường đại kiếm thuật để cho ngươi đổi được cường đại lên ngươi nguyện ý theo ta không thật đơn giản một câu nói nhưng là xúc động lúc đó lập nạ nàng nhìn pe xuống đất phụ mẫu còn có chị hạ quyết tâm đi theo cái này lính đánh thuê đi mười hai năm trôi qua trong khoảng thời gian này nàng không ngừng huấn luyện huấn luyện ở huấn luyện để cho mình đổi được mạnh hơn chính là vì không để cho mình ngạch thảm kịch lần nữa phát sinh ở trên người người khác đồng thời cũng không ngừng tiếp nhiệm vụ làm nhiệm vụ được phải đối với nàng gây dối được người trực tiếp bị phế dần dần tính nàng đổi được lạnh phai nhạt vô hình bây giờ sẽ sinh ra một loại lạnh như băng khí thế làm cho không người nào có thể đến gần lạc nạ dần dần hồi qua thần lấy ra một kiện đồ trang sức cái này là một khối màu xanh đá đây là tỷ tỷ hắn ở hắn khi còn bé sinh nhật thời điểm đưa cho nàng tên viết may mắn đá nàng một mực thật tốt giữ, dần dần nàng chìm vào mộng đẹp tựa như trở lại ban đầu vậy đoạn vui sướng nhớ lại khoe miệng vậy không kềm hãm được lộ ra vẻ mỉm cười hai tiếng sau đó bên ngoài đã là tinh không đầy trời lóng lánh sáng chói ánh sao mà lúc này sở mít lâm ba người cũng đang ăn tộc trưởng trong phòng ngồi ăn chung trước cơm tối cơm tối là em cố ý tìm người làm đều là điệu tinh tộc đặc chế thức ăn ngon rất phù hợp của khẩu vị đáng tiếc cũng không thích hợp sở mít lâm khẩu vị lạc nạ bởi vì không quen nói chuyện cho nên chỉ là thỉnh thoảng ăn mấy hớp thức ăn sẽ không ăn lúc này em tộc trưởng cảm kích nhìn sờ mít lâm rất trịnh trọng rót một ly rượu tiệm trưởng cảm ơn ngươi ngày đó cứu ta không có báo đáp ngươi dừng lại địa tinh tộc đặc sắc thức ăn ngon hy vọng tiệm trưởng thích sờ mít lâm thật ra thì đối với những thứ này thức ăn ngon không hề cảm bạo nhưng là đây đều là người ta một phần tâm ý không tốt đi nói gì có thể làm chỉ có đón nhận ta rất thích cảm ơn ngài hắn nói rất chân thành trong ánh mắt không có bất kỳ qua loa lấy lệ ngược lại là bên cạnh của hàm hồ không do nói gì ngươi không ăn cho ta ăn cũng được à Sở mít lâm nghiện đầu qua thấy cụt nhét trong miệng được tràn đầy thức ăn thiếu chút nữa cười phun hai thai chống theo tích chữ quả tùng con sóc như nhau buồn cười cực kỳ liền liền gần đây không biểu tình gì lắc nạ thấy cụt cái này tức cười dáng vẻ cũng là cười một tiếng mặc dù không quá rõ ràng cụt phát hiện lắc nạ cười chỉ lắc nạ nói lắc nạ cười tiệm trưởng ngươi thấy không à nàng cười ha ha Sở mít lâm một cái tắt đánh ra an tính một chút chú ý hình tượng sớm biết ta cũng không cùng ngươi tới ai tất cả mọi người là cười vui ăn xong rồi bữa tiệc này cơm tối tất cả từ trở lại liền gian phòng của mình đi nghỉ mà sờ mít lâm chính là ở trong phòng suy tính bước kế tiếp nên làm cái gì, là trước về tiệm xem xem, sau đó đi xem xem như đầu nhân bộ lạc bên kia thức ăn hoa, hay là trực tiếp lúc trở về đổi đường trực tiếp đi rừng tự nhiên, đây là một cái rất quấn quýt vấn đề. Dựa theo thức ăn hoa mọc, ngày hôm nay hẳn là đã sinh ra thức ăn xài, nhưng là còn không có thành thủ, hẳn còn cần hai ngày, vậy hẳn là không nóng nảy, như vậy thì nhất định phải ở trong hai ngày tìm được một loại khác tiểu tinh thăng cấp cần 5 màu tinh linh đá. Trong vòng 2 ngày tìm được sao? Ai? Nhức đầu hà vẫn là sớm một chút tìm được năm màu tinh linh đã đi ngày mai rời đi nơi này theo cụ dịch và lặc nạ nói một chút để cho bọn họ đi về trước đúng rồi còn phải nhường lặc nạ trở về nói cho dị lìn không để cho nàng muốn nhớ mong mình ngoài ra chính là nói cho lặc nạ trong tiệm chú ý sự hạng đại khái chỉ chút này ngủ suy nghĩ biết rõ sau đó tâm sự cũng mất một đêm này sở mít lâm ngủ được phá lệ thực tế bất quá sở mít lâm không biết là hắn thức ăn hoa nhưng là cầm kệ hào dọa sợ không nhẹ thật sự là lớn lên tốc độ quá nhanh Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống chương một hang núi lại lần nữa xuất hiện còn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn hoàng bảo nguyện để cử người phiếu sáng sớm ở rừng tự nhiên trên đường mòn mộ nạ nhìn mình nhà cảm thấy thân thiết vô cùng thiết không tự chủ được hay cùng chung quanh động vật nhỏ chào hỏi hi ngươi khỏe à? bên kia thật lâu không gặp à? bất kể là có thể nhúc đích vẫn không thể động cây lớn vẫn là thực vật cũng ai cái hỏi tiếng khỏe đi tới một cái cây lớn trước mặt nàng tụng niệm liền một đoạn thần chú sau đó một cánh cửa chậm dai muốn trước đi ra mộ nạ sau khi tiến vào cửa cũng đã biến mất mà ở bên kia thì là một bộ xanh đúng tươi tốt tướng mạo để hạ từng cái một nhà đó chính là tộc tinh linh mộ nạ thật cao hứng theo đường mòn đến tinh linh thôn ở trên đường phạm là thấy mộ nạ cũng sẽ hỏi một tiếng công chúa tốt mà và nàng quan hệ bạn thân liền sẽ trêu ghẹo một đôi lời đi không bao lâu thì gặp phải nàng tiếp thân thị nữ ngạ lệ công chúa nữ vương kêu ta ở chỗ này chờ ngươi để cho ngươi trở về đi tìm nàng ta biết đúng rồi cái này cho ngươi coi như là ta lệ vật đi vừa nói mộ nạ móc ra một cái nhỏ hàng thủ công nghệ ném cho ngạ lệ ngạ lệ rất cảm động rất thích một mực yêu thích không buông tay chơi bất quá vậy không quên mang mộ nạ đi gặp ngạ phủ kéo nữ vương ở tinh linh trong cung điện ngạ phù kéo nữ vương nhìn mình nữ nhi cảm thấy vẫn là như vậy đáng yêu mẫu hậu Mô nạ vừa nhìn thấy ngạ phù kéo liền chạy đi lên bắt đầu nũng nịu ngạ phù kéo ở nàng trên trán điểm một cái cáu giận giáo dục nổi lên mộ nạ lớn như vậy lại thế nào như vậy thật là cầm ngươi không có biện pháp kỳ hỉ đúng rồi kêu ta trở lại làm gì mẫu hậu vừa nghe đến mô nạ hỏi tới chuyện này ngạ phù kéo thần sắc đổi được nghiêm túc ngươi biết chúng ta tộc tinh linh tinh linh đã đi tinh linh đá ta biết à ta, ta nơi này không phải có một khối sao ngạ phù kéo ngay sau đó lại hỏi vậy ngươi biết tinh linh đá là làm sao sinh ra sao mộ nạ à suy nghĩ một chút nói một cái chưa tính là câu trả lời câu trả lời chẳng lẽ vẫn là tinh linh hóa thành ạ à? Ngạ phù kéo bị mô nạ à cái này khó hiểu câu trả lời cho làm được khóc cười không được không thể làm gì khác hơn là cho mô nạ à nói một lần tinh linh thạch lai lịch tinh linh đá nguyên lai không gọi tinh linh đá têu may mắn đá truyền thuyết là sẽ người mang đến may mắn bất quá cái này cũng chỉ là lời đồn đại thôi không người chứng thực bất quá cái đầu tiên hiển thị tinh linh thạch tinh linh nhưng là lấy được một lần cơ duyên cái đó tinh linh ở rừng tự nhiên đi loanh quanh kết quả là đường đi không bao lâu liền phát hiện một cái hang núi ở rừng tự nhiên nơi này không cũng chỉ có rừng rậm cũng có chỗ rửa vững chắc địa khu cho nên có cái hang núi rất bình thường nhưng là trong cái sơn động này bên nhưng là có màu xanh ánh sáng liền đưa tới cái này tinh linh tò mò tinh linh quả quyết đi vào dự định thử vận khí thăm dò một chút hy vọng có thể phát hiện bảo bối gì nhưng mà đi vào đi mấy chục mét cũng không phát hiện bảo bối gì ngay tại hắn muốn lúc rời đi chậm chân một cái từ bên cạnh ngạch một cái lối đi bên trong trượt đến một cái bốn phía tất cả đều là tinh thạch màu xanh lá cây trong hang núi để cho tinh linh rất khiếp sợ cái này tinh thạch màu xanh lá cây trong hang núi tản ra màu xanh ánh sáng phá lệ trói mắt mà ở chính giữa một khối lớn màu xanh lá cây thủy tinh bên trong nhưng là có màu màu xanh đá khối này đá và những thứ khác trong suốt màu xanh lá cây thủy tinh không giống nhau khối này màu xanh đá là màu xanh đen thật thể vừa lúc bị hắn phát hiện sau đó đi qua một phen các biện pháp sau đó cầm thủy tinh phá hư lấy ra ngoài ngay vào lúc này cái này tinh linh bỗng nhiên bị một đạo nhu hòa ánh sáng màu xanh lá cây bọc lại dòng dã ngủ say ba ngày cùng hắn ba ngày sau sau khi tỉnh lại nhưng là xuất hiện ở cái đó ưu tối trong hang núi nhớ lại cái đó màu xanh lá cây thủy tinh hang núi cái này tinh linh lập tức đem tin tức này nói cho cho lúc đó tinh linh nữ vương tinh linh nữ vương phái người đi tìm kết quả chỉ có rất ít người tìm được chỗ đó bất quá bắt được tinh thạch người trên căn bản không có thay đổi gì cho đến mấy ngày sau mới có người phát hiện bọn họ có thể học tập ma pháp hơn nữa học tập ma pháp tốc độ so người khác mau tinh linh nữ vương biết được sau đó cầm tinh thạch đặt tên vì tinh linh đá đồng thời vậy cầm cục đá này phong tồn coi là khen thưởng nhưng là ác ma đánh tới sau đó cái sơn động kia cũng không có xuất hiện nữa mà ngày hôm nay có người nói cho ngã phù kéo vương cái sơn động kia xuất hiện phát hiện hang núi người còn mang về một khối tinh linh đá người biết ta kêu ngươi trở về nguyên nhân đi mẫu hậu ta vẫn có chút trong váng không rõ ràng ngã phù kéo dứt khoát nói thẳng ra ta muốn cho ngươi mang một ít thị vệ đi hái tập hợp tinh linh đá không cần thu thập rất nhiều đại khái thu thập hai mươi hơn khối là được tham hơn không nai nát biết không mộ nạ à. ta biết vậy được ta sẽ trở về chuẩn bị một chút lúc nào lên đường xế chiều hôm nay tốt lắm ta đi về trước đi về nghỉ ngơi đi mộ nạ à rời đi cung điện sau đó ngã phù kéo thần sắc cũng không phải là tốt bao nhiêu xem bởi vì tinh linh đá hang núi xuất hiện nhất định sẽ mang đến sau này tai nạn hy vọng đây là nàng đoán sai rồi đi ở sơ mít lâm bên này bọn họ ba người thật sớm đã thức dậy sở mít lâm cầm hắn phải đi tộc tinh linh sự việc nói một lần cụt dĩ nhiên là không ý kiến lạc nạ chính là hỏi một câu ta đi nơi nào lạc nạ ở đây đây là ta trong tiệm chìa khóa còn có đối diện dược tề cửa hàng bên trong có một cái bé gái kêu gì lìn ngươi như vậy như vậy sau đó lại cho lạc nạ nói một lần trong tiệm chú ý sự hạng hơn nữa nói cho hắn nếu như không biết hàng hóa giá cả nói ở hàng hóa kệ hàng bên cạnh có cái giá cả hạng mục biểu cái này còn là nàng để cho tiểu tinh đặt làm để phong bất cứ tình huống nào sợ mít lâm tìm được em đến đường rời đi điệu tinh tộc lạc nạ và cụt muốn trên đất tinh tộc đợi thêm một lát hắn vậy không đi quản bởi vì hắn còn có một cái nhiệm vụ khác cần ở hai ngày sau hoàn thành cho nên phải mau sớm tìm được năm màu tinh linh đá dứt khoát trực tiếp toàn lực vận chuyển ma lực tăng tốc độ ma pháp liều mạng sử dụng nhưng là hắn thân thể tóm lại có cái chịu đựng hạ độ cho nên vừa mới tới liền lôi minh cao địa danh giới ở giữa thì không được ma lực đã tiêu hao hết mệt trực suy khí hô hô ta đi ma lực hao hết cảm giác như thế bi thảm xem ra sau này chiến đấu được hợp lý phân phối ma lực tỉnh không ngồi xuống tốt đã bị giết chết uống một chai đặc chế ma lực nước thuốc sau đó hắn ma lực vậy đang nhanh chóng khôi phục khoan hay nói tiểu tinh cung cấp ma lực nước thuốc quả nhiên là không có nói không tới mười phút ma lực hồi đầy có thể so với xanh thuốc thần khí rốt cuộc ở một tiếng sau tới rừng tự nhiên đồng thời ma lực vậy tiêu hao hai phần ba vì không trễ lại thời gian uống nữa một chai ma lực nước thuốc hắn không lo lắng ma lực nước thuốc dùng hết vật này ở khen thưởng phát cho hắn thời điểm ở tiểu tinh cửa hàng bên trong liền xuất hiện bất quá cái giá này đắt muốn chết mười ngàn tiền vàng một chai mà ở sân bên này bởi vì cấm khu xảy ra bất ngờ để cho hắn thay đổi phương hướng đi tìm người cá ba kiện bộ tin tức mà người cá ba kiện bộ trong đó một kiện người cá dây chuyển nhưng là có tin tức ngay tại núi dạ vịt bên trong nhưng là rất không khéo chính là lộ cờ đặt năng lực có hạn vị trí cụ thể hại được hắn số tuổi lớn như vậy người mình đi tìm để cho hắn rất là bần rầu. bất quá đồng thời một cái tuyến thượng người cũng không tốt nói gì. mà lúc này cô dứt và lặc nạ vậy thu thập đồ đạc bắt đầu trở lại thành giả vịt. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ ta thành chu u vương nhé. chương hai trăm trong hầm mỏ cửa đá. lặc nạ và cụ dịch trở lại thành giả vịt sau đó đang nếu muốn muốn mời lặc nạ đi ma pháp sư công hội vui lùa một chút nhưng là nàng nhưng cự tuyệt. bất quá cô dứt lại không phát hiện lặc nạ ánh mắt chỗ sâu chớp mắt rồi biến mất thống khổ và bi thương. thật ra thì lặc nạ tỷ tỷ cũng là một vị ma pháp sư bất quá cũng mới đi theo một vị ma pháp sư lão sư vừa mới bắt đầu học mà thôi cũng mời để cho lạc nạ nhớ lại tỉ tỉ của nàng nhìn cầm trong tay sở mít lâm cho siêu thị chìa khóa nàng nhỏ không thể xét cười một chút sau đó đi ngay tìm sở mít lâm cửa tiệm mà lúc này ở mỹ nạ trong tiệm học tập chế tạo thuốc dĩ lìn đã bước đầu có thể phối trí cấp hai chất thuốc ngươi có thể tưởng tượng đã bé gái ở tuổi nhỏ như thế ngắn ngủi hai ba ngày là có thể đem cấp hai dược tề phối trí đi ra cũng là một cái yêu nghiệt lúc này dĩ lìn đồ cũng không có học tập dược tề chế tạo mà là ngồi ở cái ghế núi nhìn bên ngoài mọi người ai đại thúc lúc nào lại cho ta đưa quà vào tới không biết ta cũng ăn xong rồi sao nếu như những lời này để cho sở mít lâm nghe được khẳng định sẽ hổ máu bất quá lúc này sở mít lâm nhưng là ở rừng tự nhiên bên trong lạc đường không thể nào đây là phương hướng nào hả à? xong rồi xong rồi ta làm sao sẽ lạc đường chứ kỳ quái đợi một chút nơi này làm sao có điểm không đúng tiểu tinh tiểu tinh ký chủ ta ở mời nói ra ngươi vấn đề tiểu tinh ta làm sao cảm giác ngươi đổi được càng nhân tính hóa liền đâu chẳng lẽ là ta nghe lầm tiểu tinh chậm chạp không trả lời thiếu chút nữa đem tránh sự quên tiểu tinh nơi này là nơi nào hả à? Ký chủ nội nhập không gian gấp. Không gian gấp, đây là cái gì? Không gian gấp là một loại chân thực tồn tại không gian, đến lúc đó hắn tồn tại thời gian và địa khu từ trường mạnh yếu là có rất lớn quan hệ. Từ trường mạnh yếu, làm sao theo đá nam châm tránh phụ vô cùng như nhau hả? À? Không sai biệt lắm đạo lý, ký chủ đi vào rừng tự nhiên thời điểm liền tiến vào lần thương cường độ cao địa vực, từ đó lọt vào liền không gian gấp, bất quá không gian gấp tồn tại thời gian là không cố định, có thể tồn tại một tuần, cũng có thể tồn tại một tháng, vậy chứa thành phần có vật khí. Nguyên lai like là như thế chuyện xảy ra, đợi một chút, ngươi nói là, cái địa khu này tồn tại thời gian là không cố định? nếu như ta không ra được liền sẽ vây ở chỗ này ký chủ trên lý thuyết là như vậy ta đi tiểu tinh có biện pháp không có ta cũng không muốn ở chỗ này hả à. ký chủ có thể mua tiểu tinh cửa hàng bên trong mới nhất xuất phẩm từ trường dò xét trang bị chỉ cần tìm được từ trường địa phương mạnh nhất nghĩ biện pháp để cho từ trường phát sinh biến hóa là có thể mặc trở về tiểu tinh vậy biện pháp gì có thể để cho từ trường phát sinh biến hóa đâu ký chủ mời tự đi thăm dò có câu nói thật tốt đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường cố gắng lên sơ mít lâm im lặng cho tiểu tinh tới một cái liếc mắt cộng thêm ánh mắt khi dễ mặc dù nhỏ tinh xem không thấy đi vì vậy hắn bất đắc dĩ xài mười ba ngàn tiền vàng mua cái này từ trường dò xét trang bị nói liếc chính là một cái tham chắc nghi mà thôi dựa theo trong sách hướng dẫn trình tự mở ra sau này hắn liền bắt đầu tìm tòi kết quả đi một vòng chính là không phát hiện từ trường mạnh địa phương bất quá hắn vậy không nóng này đây cũng không phải là tạm thời nửa hội là có thể đi ra chuyện ai bảo hắn xui xẻo đào trước trình độ mà lúc này ở tộc tinh linh bên trong mộ nạ đang ăn mặc thân màu xanh khôi giáp đây là tộc tinh linh đặc biệt khôi giáp trên khôi giáp có hệ dạ khắc cấn một ít minh văn coi như là tộc tinh linh đặc biệt phụ ma mà ở tộc tinh linh trong cung điện lúc này đã tập kết mười vị thị vệ đều là tộc tinh linh ở giữa tinh anh sức chiến đấu vậy là vô cùng mạnh mẽ đứng ở nơi đó thì có một cổ khí thế tản mắt ra để cho người không dám đến gần ở hư bên này nhận được lộ cỡ lạt gửi liên quan tới người cá dây truyền tin tức nói là ở đại dương tri đình hải lý cái này làm cho hư sân rất bận rộn nếu như sớm biết người cá dây truyền tại trong biển mà nói sẽ để cho cặt làm dùm lộ cỡ lạt người đang tin một chút có được hay không cẩn thận tử thần mang ngươi đi liền hư thứ lỗi thứ lỗi ngày hôm qua tin tức ra sai lầm ha <laughs> ha lộ cờ lạc vậy không có biện pháp nổi giận dẫu sao là mình bên này xảy ra vấn đề tối ngày hôm qua thông báo với sần đổi lúc tới chuyển sai rồi tin tức biến thành lôi minh cao địa bên kia sấm hồ bất quá thật may lộ cờ lạc xác nhận tin tức mới thông báo kịp thời để cho hư sần sửa lại mục tiêu người cá dây chuyển ở đại dương tri đình hải lý tin tức này ngươi xác định chân thực lộ cờ lạc rất khẳng định gật đầu một cái đích xác là chân thực nhưng là bây giờ vấn đề lớn nhất là không có cách nào tìm được người cá dây chuyển vị trí cụ thể liên liền cụ thể khu vực vị trí cũng không biết chẳng lẽ ta còn được từ mình đầy biện khơi bên trong tìm à? người chờ ta một tiếng ta khắc họa một cái dò xét loại ma pháp đạo cụ là được rồi chỉ mong như vậy thôi mà ở bán nhân mã bộ lạc lúc này đang cử hành náo nhiệt hoạt động săn thú mỗi một người tham gia cũng sẽ lấy được được một phần vinh dự lấy được được các tộc nhân kính ngưỡng và tôn kính thật ra thì hoạt động săn thú ở chiều hôm qua liền bắt đầu cử hành chỉ bất quá không có tuyên dương mà thôi mà ngày hôm nay cũng là hoạt động săn thú kịch liệt nhất lúc chuẩn bị quyết ra nhất dĩ nhiên khen thưởng là sờ mít lâm tự nhiên không sẽ là cái gì nát vụ đồ tuyển thủ tham gia cửa vẫn là vẫn là rất mong đợi mà lúc này ngưu đầu nhân bộ lạc nhưng là gặp vấn đề khó khăn ở bọn họ trong hầm mỏ moi ra một miếng cổ xưa cửa đá ở trên cửa đá khắc vẽ một ít bọn họ xem không hiểu ký hiệu sự phát hiện này cũng chính là sáng sớm hôm nay mới vừa phát hiện không lâu liền bị ổ lạc cho biết được hơn nữa triệu tập trong bộ lạc cao hy vọng người tới mở một lần thảo luận hội nghị chắc hẳn mọi người đều biết ở vùng lân cận trong hầm mỏ phát hiện cổ xưa cửa đá còn có trên cửa đá ký hiệu cổ xưa vì để đạt được an toàn nơi đó ta đã để cho thị vệ đóng cửa không cho phép người bất kỳ đến gần mọi người nói một chút mình cái nhìn đi ta cảm thấy có thể mời phệ stạ hội trưởng phái người tới điều tra một chút dẫu sao các ma pháp sư cũng có thể tìm được một ít tương quan tư liệu ta cũng cho là như vậy vẫn là nhờ giúp đỡ ma pháp sư công hội đi chúng ta và quan hệ của bọn họ từ trước đến giờ là không sai lúc này một người nói ra cái nhìn bất đồng nếu như ở cửa đá bên trong phát hiện bảo bối nên làm cái gì các vị cũng rơi vào trầm mặc quả thật nếu như cửa đá bị phá mở ra phát hiện bên trong là bảo vật cũng không tốt không cho ma pháp sư công hội bọn họ càng không thể nuốt một mình ô lại mới vừa rồi một mực đang quan sát những người này bây giờ mới mở miệng nói ra mình ý kiến ta cảm thấy có thể cùng ma pháp sư công hội thương lượng một chút nếu như là bảo vật chỉ có thể để cho cái đó bọn họ cầm đối với bọn họ đồ hữu dụng còn lại thuộc về chúng ta bộ lạc như vậy là được rồi cũng có thể để cho bọn họ đều lấy đi nhưng là phải cho chúng ta tương ứng bồi thường bất quá điều kiện phải chúng ta mở ra chư vị cảm thấy có được hay không còn lại mấy người như thế cẩn thận một suy nghĩ cảm thấy ố lạch nói có thể được liền dối dít phụ họa đáp ứng cuối cùng mọi người thương lượng quyết định phái người đi cầu giúp ma pháp sư công hội cuối cùng vẫn là ô lại tìm được trong bộ lạc tương đối thông minh hạ dạ để cho hắn đi nói cho phệ stạ hội trưởng cửa đá chuyện hơn nữa vẫn còn cho phệ stạ viết đóng kín một cái thơ đích thân viết thật ra thì ổ lại không biết là cái này phiến cửa đá nhưng thật ra là quan hệ đến một cái bí mật cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử ra này nhé chương hai trăm linh một thần bí hang núi ở tinh linh cung điện bên ngoài đã tụ họp tốt lắm mười thị vệ mộ nạ lúc này cũng chuẩn bị xong cầm mình cung tên nhìn cung điện trên bậc thang hệ giả cười một tiếng mẫu hậu vậy ta trước hết lên đường ừ cẩn thận một chút nếu như gặp phải nguy hiểm cố mau trở lại ta biết lên đường mộ nạ mang những thị vệ này đi bởi vì cái sơn động kia vị trí nàng đã từ mẫu hậu nơi đó biết bất quá chỉ là vị trí có chút lớn không xác định là không phải ở chỗ này mà lúc này bị kẹt ở không gian gấp sở mít lâm buồn bực suy nghĩ đụng tưởng cầm tham chắc nghi tới tới lui lui triệu sóng một trận chính là không tìm được có thể chạy khỏi cái không gian này biện pháp nhưng mà ngay tại sở mít lâm khổ nào thời điểm hắn nhưng ở cách đó không xa thấy được một cái hang núi không khỏi được thì thầm nói một câu nơi này còn có núi động kỳ quái làm sao cái này không gian gấp làm sao như thế là lạ cảm giác mình theo vào mê cùng tự như ngay tại sở mít lâm quyết định có nên đi vào hay không thăm dò thời điểm Tiểu Tinh bỗng nhiên cho hắn một cái nhắc nhở, ký chủ, cái sơn động kia bên trong sẽ có người không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ. Ách, Tiểu Tinh, ngạc nhiên mừng rỡ? Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ à? Nhưng mà vô luận Sợ Mít Lâm làm sao gọi, Tiểu Tinh chính là không nói lời nào. Đối với lần này hắn đành phải cầm tham chắc nghi vứt xuống mô bản trong không gian đi xem xem cái sơn động kia. Nếu Tiểu Tinh đều nói bên trong có ngạc nhiên mừng rỡ, nói không chừng thật sự có bảo bối gì vậy chuyện không không khả năng, cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá nguy hiểm và cơ hội là tương đối, vì bảo bối không đếm xỉa đến. Đi tới cửa hang núi, Sợ Mít Lâm phát hiện nơi này bên rất đen, không tự chủ được hỏi một câu có ai không trong hàng núi không có thanh âm người khỏe vẫn là không có thanh âm ngay tại sở mít lâm lấy là lúc không có chuyện gì làm bỗng nhiên ở trong sơn động bên xuất hiện như ẩn như hiện ánh sáng màu xanh lá cây ồ ánh sáng màu xanh sẽ là cái gì có hay không nguy hiểm muốn không nên tới gần xem xem liền đến gần xem xem đối với sở mít lâm quyết định đến gần đi xem xem dù sao cũng không phải là cái gì mà thú các loại cần phải sẽ không phải là cái gì cả bẫy nhưng là làm sở mít lâm sắp đến gần ánh sáng màu xanh lá cây thời điểm đột nhiên trợt chân một cái ta đi à phanh một chút sở mít lâm bị điều này trượt đạo dẫn tới một cái quanh co trong hang núi ai u ta đi ta cái mông à, đau chết luôn nơi này địa phương nào hả? À. sở mít lâm tỉnh lại sau đó cẩn thận quan sát liền một chút cái hang núi này chung quanh tình huống tựa hồ mới vừa tiến vào cái sơn động kia không việc gì khác biệt nhưng là sở mít lâm lại phát hiện một cái vấn đề đó chính là hắn lạc đường ta là đi về trước vừa đi à, vẫn là trong tương lai vừa đi tính đi về phía trước đi bỗng nhiên hắn nghĩ tới một cái nghiêm trọng chuyện nơi này mặc dù không coi là quá đen nhánh nhưng là vậy xem không thấy phía trước đường xa ạ à, vì vậy hắn hỏi tiểu tinh có hay không chiếu sáng đồ Ký chủ có phù hợp tình huống trước mắt có chiếu sáng đồng 1 ngàn tiền vàng một chi cho ta tới hai cây sau đó liền thấy sở mít lâm trên tay xuất hiện hai cây 12 hai cm côn gỗ lớn nhỏ tròn đồng cẩn thận quan sát liền một chút hỏi tiểu tinh vậy làm sao dùng không phải là tách một chút đi đúng vậy ký chủ nhẹ nhàng tách một chút ai không nói sở mít lâm vạch một chút quả nhiên từ chiếu sáng đồng lên tản mát ra ánh sáng vì vậy sở mít lâm cầm chiếu sáng đồng từ từ thận trọng phá lệ cẩn thận chú ý bốn phía biến hóa phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ mà ở bên kia mộ nạ mang bọn thị vệ đi tới chỗ đó nhưng là lúc này cái vị trí kia lại không có bất kỳ có hang núi dấu hiệu lúc này một người thị vệ tới đây bờ báo công chúa cũng không có phát hiện hang núi tốt lắm ta biết tiếp tục tìm kiếm đi chúng ta đi bên kia xem xem có tin tức lập tức thông báo ta dạ công chúa thị vệ sau khi rời đi mộ nạ đứng tại chỗ ở lặng lẽ suy tính hắn tổng cảm thấy tinh này linh thạch sinh ra hang núi tựa hồ là có bí mật gì đang ẩn lúc trước chính là không biết là cái gì được rồi vẫn là chúng ta đi tìm một chút đi mộ nạ vừa nói liền hướng một phương hướng tìm tới đi mấy trăm mét sau đó chút nào không chú ý tới thị vệ đã không thấy cảnh vật chung quanh ngạch xảy ra nhỏ xíu biến hóa một mực ở khắp nơi tìm trước hang núi tin tức mà vừa vặn lúc này một người thị vệ có chuyện bẩm báo cho công chúa kết quả ở vùng lần cận tìm một chút không phát hiện mồ nạ tung tích nhất thời sắc mặt đổi được cũng khó coi vội vàng tìm được dẫn đầu đội trưởng nói cho hắn chuyện này cái gì công chúa không thấy làm sao sẽ không thấy thị vệ chung quanh đều đang nghị luận lúc này đội trưởng đứng dậy bắt đầu chỉ huy tiểu đội phân tán tìm mồ nạ cũng phái ra một người thị vệ đi tìm mồ nạ mà lúc này tìm người cá dây truyền của Mang Ma pháp đạo cụ tại trong biển tìm kiếm người cá dây truyền đồ mối, nhưng là rất đáng tiếc, hắn cũng không có tìm được bất kỳ liên quan tới người cá dây truyền dấu vết hoặc là không chọn mẹ đồ, đồ là tìm được một ít hiếm hoi mỏ sát, dĩ nhiên đối với tại Sun là vô dụng. Vừa lúc đó, một đầu cấp 3 hải ma thú bị hư động tính cho kinh động, bỗng nhiên biển sâu bên trong kẽ hở chuyển đến một tiếng gầm thê hoặc. Sun cảm thấy nguy hiểm hạ xuống, nghe tới tiếng này gào thét thời điểm lập tức sắc mặt liền biến, mang một tiếng. Đáng chết, làm sao sẽ kinh động hải ma thú? Wilson tuy không e ngại hải ma thú, nhưng là ứng phó dẫu sao vậy rất phiền thoái. Có và hải ma chạy thời gian còn không bằng dùng tìm người cá ba kiện bộ thời gian lên, mở ra đi thông người cá đất nước cửa, tìm được đá thủy tinh, mới là căn bản. Chỉ thấy một cái giá người khổng lồ, có mấy chục mét lớn lên hải ma thú, miệng rất lớn, trên đầu dài đầy rác, không tính là rất dài. Đáng chết, trước hay là rời đi đi. Wilson mới vừa muốn lúc rời đi, ma thú đông nhiên vào tới, muốn muốn ăn Wilson, làm Wilson cảm giác được ma thú đang đến gần, nhất thời hư lạnh một tiếng, tụng niệm thần chú từng đạo có nguyên tố nước ngưng kết thành xiềng xích vây khốn hải ma thú, để cho Huy Sẩn trốn chạy nơi này, nhưng là vậy chỉ hải ma thú nhưng là tức giận đang gào thét, cho đến xiềng xích tiêu tán. Trở lại trên bờ cắt biển Huy Sẩn sắc mặt cũng không khá lắm xem, hắn rất hoài nghi lộ cờ lật có phải hay không đang đùa hắn, lại không có tìm được bất kỳ đầu mối, đây là không đạo lý. Mà lúc này đã là xế chiều, Lạc Nạ Đông hỏi một chút, Tây hỏi một chút, rốt cuộc tìm được Sở Mít Lâm cửa tiệm, nói chính xác là đụng phải đi thị trường giao dịch mua nguyên liệu mỹ nạ. Nhưng là mỹ nạ vừa vặn ở Lạc Nạ bên người đi qua, mua xong liền vật liệu muốn về tiệm, kết quả bị Lạc Nạ gọi lại, hỏi Sở siêu thị ở đâu mặc dù lạc nạ không thích nói chuyện nhưng là cùng mỹ nạ trò chuyện được vẫn đủ khoái trá cứ như vậy không giải thích được bị mỹ nạ dẫn tới sở mít siêu thị cửa cửa mỹ nạ cảm ơn không cần cảm ơn sở mít lâm tiệm trưởng giúp ta không ít việc à, mỹ nạ hỏi lạc nạ ngươi là trong tiệm nhân viên mới vừa thu mỹ nạ lúc này mới rõ ràng liền nguyên lai like lạc nạ là sở mít lâm tìm tới nhân viên coi tiệm biết tình huống sau đó mỹ nạ liền rời đi hồi tiệm lạc nạ cũng là mở ra siêu thị cửa tiệm đi vào cùng lúc đó ở thần bí hang núi sở mít lâm còn không biết hắn sắp muốn cùng mô nạ chạm mặt cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé chương hai trăm hai chạm mặt ở mộ nạ mất tích sau đó bọn thị vệ điên cuồng ở bốn phía tìm nhưng là chính là không có phát hiện liên quan tới mộ nạ bất kỳ tung tích và lưu lạc vật phẩm các loại đồ mối giống như là vô căn cứ bốc hơi như nhau rất là quỷ dị bất quá rất may mắn chính là mộ nạ cũng không có xảy ra ngoài ý mớn ở hệ giả nữ vương treo trên cổ dây chuyền là cùng mộ nạ mang một cái đồ trang sức có liên lạc nếu như mộ nạ xảy ra chuyện sợi dây chuyền này sẽ tản mát ra ánh sáng nhắc nhở hệ dạ bất quá bây giờ nhưng là không có xuất hiện loại biến hóa này thuyết minh Mộ nạ lúc này còn không có nguy hiểm cho nên không hề sẽ rất lo lắng mà ở Mộ nạ bên này nàng tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh nơi này cũng là dùng một cái rừng rậm một bên nhìn như tựa hồ và rừng tự nhiên không việc gì không giống nhau đến lúc đó nàng tổng cảm thấy nơi này tựa hồ không giống tầm thường đi từ từ một khoảng cách cũng không có phát hiện bất cứ người nào hắn thử kêu mấy tiếng có ai không trong rừng rậm chỉ có nàng thanh âm đang vang vọng trước không người đáp lại bỗng nhiên bên trong lòng nàng hiện ra không ổn dự cảm bất quá vẫn kiên chỉ có kêu một lần thị vệ thị vệ vẫn không có bất kỳ thanh âm trả lời lúc này mộ nạ mới ý thức tới mình có thể đi vào đến một cái trong không gian có thể cái này không gian và rừng tự nhiên kém không nhiều như nhau nhưng là nơi này không có bất kỳ sinh linh tồn tại nơi này rốt cuộc là nơi nào hả à? ồ bên kia hình như là hang núi đi đi xem xem mộ nạ quay đầu nhìn chung quanh thời điểm phát hiện sở mít lâm phát hiện cái sơn động kia vậy là tò mò đi tới mà ở sở mít lâm bên này hắn nhưng là cầm chiếu sáng đồng chậm rãi dọc theo lối đi đi về phía trước nhưng chính là không phát hiện lối ra buồn bực hắn muốn đụng tưởng có lầm hay không à mau mẹ chết đi được làm sao còn không đến lối ra chứ ăn một chút gì may mô bản trong không gian có quả vạn, nếu không ta được chết đói dứt lời ngồi trên mặt đất từ mô bản trong không gian lấy ra ăn liền bắt đầu ăn không cố kỵ chút nào nơi này là địa phương nào ăn uống no đủ sau đó nghỉ ngơi tại chỗ mười phút hắn dự định tiếp tục đi về phía trước xem xem nếu như không có xuất khẩu nói hắn liền hướng hồi thử đi tới lui xem xem bất quá hắn rất may mắn đi mười mấy phút rốt cuộc thấy được lau một cái ánh sáng màu xanh và ở trong sơn động thấy được ánh sáng màu xanh giống nhau như lúc lần này hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm hôm may đến cửa ra bất quá cái này màu xanh chỉ là chuyện gì xảy ra đi xem xem sợ mít lâm đi tới vừa thấy nhất thời liền mắt tròn váng bên trong vách tường mặt đất xó xỉnh toàn bộ đều là màu xanh thủy tinh hơn nữa đều là thượng đẳng thủy tinh hắn thử xích lại gần một khối thủy tinh đi xem kết quả ở thủy tinh lên liền ánh chiếu ra người hắn ảnh ta đi nơi này hóa ra là một hầm mỏ thủy tinh à bất quá hầm mỏ không nên ở trên cao bên làm sao sẽ chạy đến sâu như vậy dưới đất không bình thường không bình thường à sợ mít lâm lúc này mới nhớ tới nếu như là mỏ động như vậy điểm thứ nhất bên trên trong hang núi khẳng định chắc có còn để lại mỏ sắt cặn bạ hoặc làm ảnh vụn các loại đáng tiếc không có Điểm thứ hai hầm mỏ khai thác hẳn là lưu lại khai thác dấu vết nhưng là bên trên cũng không có. Cái này Sở Mít Lâm đã sớm cẩn thận quan sát qua. Điểm thứ ba, nếu như đây là mỏ động, tại sao không có ở đây bên trên khai thác, tại sao phải ở nơi này dưới đất khai thác? Cái này rất không bình thường. Tổng hợp trở lên thuật, chỗ này khắp nơi lộ ra không bình thường hơi thở. Bất quá đối với Sở Mít Lâm mà nói, còn chưa đến nỗi sợ. Dứt khoát lấy ra Tùng Văn cổ kiếm, dù sao sớm muộn cũng có thể dùng đến. Sau đó Sở Mít Lâm từ từ ở màu xanh lá cây thủy tinh bên trong ở đi loanh quanh, duy trì độ cao cảnh giác, chút nào không dám kinh thường. Chỗ này nhìn thời gian dài vậy sẽ trói mắt à? ai những nước này tinh nếu là toàn bộ có thể xét đi ta tuyệt đối có thể trở thành dù sao cũng phụ ông tiểu tinh ngươi tin không ký chủ ngươi nhân phẩm sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy đối với tiểu tinh những lời này là sở mít lâm chỉ có thể là ôm lấy ha ha tin ngươi tả ồ nơi này lại có một khối không trong suốt màu xanh lá cây thủy tinh chỉ là có chút nhỏ sở mít lâm vòng vo không bao lâu ngay tại một cái khu vực trung tâm bên trong phát hiện một cái tương tự với tế đàn như vậy địa khu, bất quá ở nơi này bên trên nhưng là có một khối chừng 10m cao dáng vóc to màu xanh lá cây thủy tinh, mà đây khối thủy tinh lại là không ra minh à, màu xanh đen, cái loại đó màu sắc. Ngay tại sở mít Lâm muốn đi xem một phen đến tụt cùng thời điểm, đồng nhiên ở cái hang núi này cửa hàng châu nghe được một người phụ nữ giọng nói. Người này thật ra thì chính là mô Nạ, cụ thể đi qua còn muốn từ mười mấy phút trước nói tới. mô Nạ đi vào trong hang núi sau đó, ngược lại không có người bình thường cẩn thận và sợ, phản ngược lại có chút nhao nhao muốn thử rất kích động dáng vẻ giống như một cái không gặp qua việc đời đứa nhỏ như nhau đối với hang núi hết thảy đều rất tò mò quên nói mộ nạ nàng cũng là một người thích người mạo hiểm dĩ nhiên vậy thích một ít tương đối không giống nhau địa khu cho nên mộ nạ vô tình dưới ở cùng một chỗ trận té rơi vào cái lối đi kia dĩ nhiên mộ nạ không có chiếu sáng động nhưng nàng có một khối có thể phát ra tia sáng tinh linh đá dĩ nhiên là không sợ không thấy được đường phía trước cũng chính là ở sở mít lâm phát hiện dáng vóc to thủy tinh thời điểm mộ nạ tới cái địa phương này sở mít lâm liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc ở thủy tinh trong động vang lên thật là đẹp à nơi này rốt cuộc là địa phương nào ạ à? ở sở mít lâm bên này đã là lửa tình huống gì thanh âm này tự hồ tự hồ là mô nạ ta đi muốn không muốn như thế đúng dịp hắn thử kêu một tiếng Người là mô nạ mấy giây sau đó mô nạ thanh âm chuyển tới ngươi là ai ngươi làm sao biết ta là mô nạ mau ra đây nếu không ta một mũi tên bắn chết ngươi nghe được mô nạ nói những lời này sợ mít lâm thiếu chút nữa thì cười phun bất quá vẫn là khắc chế mình dự định trêu cợt một chút mô nạ lâm tận lực đem thanh âm chứa hồng sáng lên một chút sau đó liền bắt đầu chập trần đứng lên hù, hù, hù ngươi khỏe à? ta là cái này trong hang núi thủy tinh thần ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng mời nói ra ngươi nguyện vọng đi nhưng mà một khắc sau mồ nạ thanh em thiếu chút nữa không để cho sở mít lâm buồn rầu chết sở mít lâm ngươi tại sao lại ở chỗ này ta đi nàng làm sao biết là ta không nên à? sở mít lâm trong lòng cả kinh bất quá nếu bị đâm xuyên cũng không cần nhiều hắn theo đường cũ trở về khởi điểm liền thấy đứng ở cửa hang một mặt nghi ngờ mồ nạ mồ nạ ngươi làm sao biết là ta hả? À? mồ nạ cũng là một mặt kinh ngạc nhìn sở mít lâm biểu tình kia tựa hồ là nói ngươi tại sao lại ở đây cái địa phương Sở mít lâm ngươi tại sao lại ở chỗ này hả ách chuyện này nói đến nói liền dài ta thiệu giản ngắn nói một chút đi sau đó sở mít lâm từ đầu tới đôi cầm tự mình tới rừng tự nhiên tìm tinh linh thạch mục đích nói hạ lại đem mình trong lúc vô tình tiến vào cái này không gian hơn nữa đi vòng vo một cái hơn giờ biết phát hiện hang núi đi tới đây toàn bộ đi qua nói ra hết lúc này mô nạ tất cả đều rõ ràng nàng lúc này mới rõ ràng nguyên lai sở mít lâm sớm liền tiến vào cái này thủy tinh hang núi mà lúc này ở thành dạ vịt bên trong lạc nạ nhìn mặt trời lặn núi tây mặt trời không biết đang nhớ lại cái gì mà đối diện mỹ nạ nhưng là một mực đang chú ý lạc nạ không có ma lực chập trờn nhưng là một cái có thể tạo chi tài đáng tiếc côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé chương hai trăm linh ba mô bản thăng cấp cùng lúc đó ở sở mít lâm và mô nạ à ở thủy tinh trong hang núi chạm mặt thời điểm ở bên kia bạo phong hành lang nhưng là xuất hiện dị biến ngay mới vừa rồi nửa giờ trước phụ trách xem xét bạo phong hành lang tình huống ngựa nhưng đột nhiên phát hiện bạo phong hành lang vùng lân cận bạo gió nhỏ rất nhiều thông qua ma pháp đạo cụ cẩn thận xem một chút sát mới biết nguyên lai like những cái kia bạo gió lại có thể lấy bạo phong hành lang một cái điểm làm trung tâm bị điên cuồng hút lấy hắn lập tức cầm tin tức này truyền đạt cho Điều đang nghỉ ngơi đi ô bị Mark cái vả ta nói Mark chuyện gì như thế khẩn trương đi ô bạo phong hành lang vùng lần cận gió lại có thể hướng hành lang bên trong điên cuồng bị hút lấy đây thật là dị thường tự nhiên biến hóa sao ta bây giờ có thể khẳng định ở bạo phong hành lang bên trong có một con nguyên tố ma thú nghe được mark nói được lần này tin tức lập tức sợ hãi kêu cái gì nguyên tố ma thú có biết hay không là kia chỉ nguyên tố ma thú đạt tới đẳng cấp gì mark lắc đầu một cái ta vừa phát hiện cái tình huống này sẽ tới nói cho ngươi tình huống cụ thể ta còn không biết chúng ta bây giờ lập tức đi đến gần do cha một chút phải xem một chút cái này nguyên tố ma thú phải chăng sinh ra nguyên tố châu nếu quả thật sinh ra nguyên tố châu chúng ta phải mời cầu hội trưởng phái người hỗ trợ liền hai người chúng ta người thuần túy là tự tìm cái chết đi vừa cùng mark vừa nói một bên đi quan sát chú đóng điểm chạy tới đích xác là như vậy đúng rồi ngươi nói tại sao sẽ sinh ra nguyên tố ma thú ạ à? trong này sẽ hay không có âm mưu gì ạ à? ngựa nhưng đột nhiên nói như thế một câu nói để cho đi đều là sướng sốt một chút sau đó cười khổ nói coi như là âm mưu cũng không quan chúng ta chuyện bất quá đúng là được hướng hội trưởng báo cáo một chút hơn chú ý một chút hai người thương lượng xong kế hoạch liền bắt đầu thi hành đứng lên lúc này trên căn bản trời sắp tối nhưng làng lưu đầu nhân bộ lạc vùng lân cận hầm mỏ phát hiện cái đó bên trên có khắc một ít ký hiệu cửa vẫn còn là để ở nơi đó mặc dù hệ dạ đã đi tìm phệ tạ hội trưởng hỗ trợ nhưng là cánh cửa này tựa hồ đang phát sinh cái này một ít biến hóa dĩ nhiên chỉ là chú đóng ở mỏ ngoài động thị vệ không có phát hiện mà thôi dần dần dưới bóng đêm trong hầm mỏ cửa đã xảy ra một ít biến hóa bên trên có khắc ký hiệu đống nhiên sáng mấy giây liền chớp mắt rồi biến mất tựa hồ chưa bao giờ sáng lên qua như nhau rất là quỷ dị mà ở cửa đá bên trong nhưng là một phen làm người ta không dám tin tưởng cảnh tượng bên trong có một cái tương tự với tế đàn sân hơn nữa ở chính giữa có một tòa pho tượng nhìn như tựa hồ niên đại rất cổ xưa nhưng là quanh thân tản mát ra tà ác hơi thở nhưng là không che giấu được đây là một cái tà ác tồn tại mà ở sân này có hình tam giác ba cái vị trí lên mỗi người để một khối thủy tinh tựa hồ là hàm chứa lực lượng thần bí nào đó ở áp chế cái này pho tượng trở lại sở mít lâm nơi này mộ nạ nghe xong hắn giải thích sau đó không khỏi được cười hỏi một câu ngươi là tới tìm tinh linh thật cả sở mít lâm không biết mộ nạ hỏi câu này hàm nghĩa là cái gì nhưng vẫn là thành thật trả lời đúng vậy ta muốn tìm cũng không phải là thông thường tinh linh đá ta muốn tìm nhưng mà năm màu tinh linh đá mộ nạ à nghe danh tự này sau sững sốt một chút sau đó nghi ngờ hỏi sở mít lâm ngươi xác định thật sự có năm màu tinh linh đá ta làm sao không có nghe mẫu hậu nhắc tới chưa nghe nói qua không đại biểu không có nhất định là tồn tại mộ nạ à mặc dù đối với sở mít lâm nói lơ lẽm bất quá cũng là nghe lọt được lúc này sở mít lâm mới nhớ mới vừa rồi mô nạ à hỏi hắn tìm tinh vấn đề linh thạch vì vậy liền hỏi đến lúc đó mô nạ à trả lời lại để cho sở mít lâm kinh hãi mộ nạ à lại nói nơi này thủy tinh chính là tinh linh đá hơn nữa lại có thể nơi này thủy tinh tất cả đều là tinh linh đá có lầm hay không ạ à? cái đó cái đó ngươi xác định nói không sai nơi này tất cả đều là tinh linh đá đúng vậy ta nào đó nói cho ta biết tinh linh thạch lai lịch cũng chính là một cái câu chuyện ta kết hợp chúng ta đợi chỗ này và câu chuyện đối với so có tám mươi có thể sẽ là thật mô nạ à nói rất khẳng định nhưng là tại sao sở mít lâm cảm thấy làm sao như thế không đáng tin cậy đâu vậy ngươi vậy là hai mươi là là hai mươi là ta cũng không biết Sở Mít Lâm thiếu chút nữa ngất đi, ngươi nhưng mà tinh linh công chúa, muốn không muốn như thế tùy tiện. Sau đó mộ nạ nàng cầm mẫu hậu nói cho hắn câu chuyện đơn giản cho Sở Mít Lâm nói một lần, chủ yếu tình tiết nàng nhớ rất rõ ràng, có chút không nhớ rõ, cho nên nói có chút đứt quãng. Bất quá đây đối với Sở Mít Lâm mà nói cũng không có gì đáng lo, hắn thông qua trong này chủ yếu tình tiết là có thể phát hiện một ít đầu mối, cho nên rất nhanh cũng đã biết là chuyện gì xảy ra, lại quan sát bốn phía một chút lúc này mới phát hiện, nguyên lai nơi này thật là tinh linh thạch sản xuất chi địa, không khỏi hừng phấn lên mà mô nạ chính là làm bên xem xem bên phải nhìn một chút còn luôn luôn lấy tay gõ một chút thủy tinh tựa như ở nghiệm chứng thật giả như nhau buồn cười cực kỳ vừa lúc đó bỗng nhiên đùm ngục thanh âm ở trong sơn động vang lên mẫu nạ sắc mặt ngay tức thì liền ngượng ngùng đỏ sợ mít lâm nhìn mô nạ cười một tiếng không để ý ta mang theo chút đồ ăn cho ăn đi ta mới vừa rồi lúc tiến vào ăn rồi mô nạ cảm tạ sợ mít lâm đưa tới thức ăn liền ngồi xuống chỗ đó ăn mười mấy phút sau đó hai người bắt đầu ở nơi này tìm dậy tinh linh đã tới bởi vì mô nạ còn mang mẫu hậu nhiệm vụ cho nên về tinh thần vẫn là rất hưng phấn còn như sở mít lâm chính là tùy ý viết mấy lần liền xong chuyện hắn mục tiêu chỉ là năm màu tinh linh đá mà thôi ngay tại sở mít lâm không có chuyện làm muốn tìm khối thủy tinh dựa vào nghỉ ngơi một hồi thời điểm tiểu tinh bỗng nhiên tới một cái đặc biệt nâng cao tinh thần tin tức để cho hắn thấy được hy vọng phát hiện năm màu tinh linh đá mời ký chủ ở vùng lân cận cẩn thận tìm những lời này một ở sở mít lâm đầu góc bên trong nhớ tới hắn liền khắp nơi xem xét kết quả trừ cái đó to lớn thủy tinh liền không khác đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì dáng vóc to thủy tinh dáng vóc to thủy tinh Sở mít lâm trong đầu linh quang trước mắt lấy tốc độ cực nhanh chạy tới dáng góc to thủy tinh bên người nắm tay thả lên đúng như hắn nghĩ như vậy tiểu tinh chuyển đến âm thanh nhắc nhở phát hiện bị niêm phong năm màu tinh linh đá phải chăng lấy ra hắn năng lượng Sở mít lâm không chút do dự lựa chọn lấy ra ngay tại sở mít lâm lời nói mới vừa rơi xuống từ trên tay bỗng nhiên chuyển ra một cổ cường đại hấp lực đem dáng vóc to thủy tinh bên trong từng cổ một năng lượng kỳ dị hấp thu được mô bản bên trong mô bản vậy bởi vì những năng lượng này đang phát sinh biến hóa mà ở một bên thu thập tinh linh thạch mô nạ nhưng là không biết sở mít lâm đây là đang làm gì nhưng là nàng cũng không có đi hỏi nàng dự định cùng sở mít lâm giúp xong lại đi hỏi đây là chuyện gì ngay tại sở mít lâm hấp thu năm màu tinh linh đá năng lượng thời điểm những nước này tinh vậy đang phát sinh vi diệu biến hóa chỉ là mộ nạ à cũng không phát hiện thôi 10 phút sau đó chuyến đến tiểu tinh âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành mô bản tiến vào thăng cấp ngủ đông bên trong ở thang cấp thời gian trừ tiểu tinh cửa hàng đóng cửa thăng cấp mô bản không gian ký chủ có thể sử dụng bình thường 6 nhỏ lúc sau đó thăng cấp xong mời ký chủ mau rời khỏi nơi này cùng tiểu tinh nói xong câu này nói sau cứu không có bất kỳ thanh âm gì sở mít lâm chậm rãi mở mắt thở dài nhẹ nhõm ngay tại sở mít lâm muốn nói gì thời điểm hang núi đột nhiên chấn động kịch liệt liền đứng lên mô nạ à kinh hoàng ở lớn đều. Sở sợ mít lâm thế nào làm sao sẽ chấn động ta cũng không biết chúng ta đi mau mau đi ra nếu không nơi này liền muốn sụp sợ mít lâm và mô nạ à đỡ nhau đi ra cửa hàng mới ra liền cửa hàng hai người liền bị phía trên đột nhiên rơi xuống hòn đá cho đánh ngất à hai người bất tỉnh nhân sự ma quỷ dị chính là hai người nhưng là không có bị bất kỳ tổn thương Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng ý gì thần này nhé chương hai có cá tính sáng sớm ở rừng tự nhiên nào đó một mảnh đất lên đang nằm hai người một nam một nữ cũng lâm vào đang hôn mê còn chưa tỉnh hồn lại mà đây hai người chính là từ không gian gấp đi ra ngoài sở mít lâm và mô nạ lúc này trên người của bọn họ phủ đầy bụi đất mô nạ trên người khôi rắp cũng có một ít đá vụ đập xuống ở trên cao bên qua không bao lâu sợ mít lâm ý mắt giật giật chậm rãi mở mắt theo bản năng đi hỏi tiểu tinh tiểu tinh nhỏ tinh ta đây là thế nào nhưng là sợ mít lâm nhưng quên mất ở hang núi sắp sụp đổ thời điểm tiểu tinh sớm liền tiến vào thăng cấp giai đoạn mà ở đầu góc mô bản lên bất ngờ là sáu giờ hai mươi phút năm mươi hai giây đang đến ngược giờ bên trong sợ mít lâm từ từ chống lên thân thể từ từ hoạt động nửa mình dưới thể cảm giác vậy không nhận được tổn thương gì chính là đầu có chút đau phỏng đoán hẳn là bị động ồ đợi một chút nơi này là rừng tự nhiên làm sao đi ra không nên à ngay sau đó sở mít lâm liền thấy bên cạnh vẫn là không có hồi tỉnh lại mô nạ cái này mới phản ứng được nhanh chóng đứng dậy muốn đi tới đáng tiếc mới vừa đứng lên còn có chút này chỉ có thể từ từ đến gần mô nạ đi tới mồ nạ bên người sau đó hắn ngồi sổn người xuống đi mồ nạ trên khôi giáp một ít đá vụn rút kéo tới đất lên sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái mona nạ tê tỉnh lại đi tỉnh lại đi ạ à. Mộ nạ à mắt lông mi mau hơi động một chút sau đó mở mắt đầu tiên là một trận mơ hồ dần dần hắn thấy rõ người trước mặt ảnh không khỏi được hỏi một câu dở khóc dở cười nói sợ mít lâm ngươi làm sao ở thiên đường chẳng lẽ ta đã chết rồi sao sợ mít lâm là dở khóc dở cười cái này nha đầu là có ý gì mình cứ như vậy dễ chết chúng ta còn chưa có chết chúng ta bây giờ ở rừng tự nhiên bên trong chính là không biết ở vị trí nào nghe được sợ mít lâm như thế nói mộ nạ à cũng nhớ tới liền từ cái sơn động kia trốn ra được tình cảnh không khỏi được có chút sợ đứng lên ngay sau đó nàng muốn đứng lên kết quả lại là cả người đau nhức nhất, nhất là phần lưng có chút đau chắc cũng là bị rơi xuống hòn đá đập chúng thấy mộ nạ như thế tốn sức sợ mít lâm trực tiếp đem nàng đeo lên sau đó tính toán một chút nơi này vị trí dùng dọ thám biết ma pháp dò xét một chút vùng lân cận kết quả ngay tại lúc này bọn họ lại nghe được một cái thanh âm mộ nạ công chúa ngươi ở đâu công chúa ở đây mời kêu một tiếng dần dần thanh âm từ xa đến gần mộ nạ cũng nghe được không khỏi được có chút nóng này nói nhất định là ta đột nhiên đi vào thời điểm bọn thị vệ lấy là ta mất tích ta mẫu hậu khẳng định lo lắng gần chết ngươi trước thả ta xuống đỡ ta Tốt. sợ lâm cầm trên lưng mộ nạ để xuống dịu đỡ nàng sau đó thỉnh thoảng liền nghe được mô nạ số gào liền một giọng thiếu chút nữa không cầm sờ mít lâm lỗ thai cho chấn động hư ta ở cái này bên trong mà ở phía xa tìm kiếm mô nạ thị vệ nghe được thanh âm quen thuộc vội vàng gọi còn lại thị vệ mô nạ công chúa ở bên kia mau đi qua theo ta tới bảy tám cái thị vệ vội vội vàng vàng hướng mô nạ kêu thanh âm chạy tới thấy mô nạ sau đó nhất thời đều là vừa hưng phấn coi ấy náy đều là dối rít biểu đạt mình ấy náy nói gì bảo vệ không chu toàn mình không tận trách các loại nhưng là mô nạ nhưng chỉ là cười một tiếng để cho bọn thị vệ đỡ hắn sau đó muốn cho thị vệ đỡ sờ mít lâm sở mít lâm nhưng là khoát tay nói không cần đỡ ta ta khôi phục lại tốt lắm muốn không muốn ở chúng ta tộc tinh linh làm một chút khách à. mộ nạ hướng sở mít lâm phát ra mời hy vọng sở mít lâm có thể đi làm khách tộc tinh linh không đi lần sau có cơ hội đi ta trong tiệm còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đoạn này thời gian khẳng định chỉ hoãn không thiếu mộ nạ hứng thú hiển nhiên thấp mấy phần bất quá người ta có chuyện cũng không thể ép ở lại không thể làm gì khác hơn là ở thị vệ đỡ đạt tới dưới sự hộ tống trở lại tộc tinh linh sở mít lâm nhìn mộ nạ đoàn người đi xa sau đó cái này mới tìm được hồi thành dạ vị phương hướng đổi về tiệm còn như mộ nạ hắn là không lo lắng chút nào chính là gây điểm bị thương ngoài ra mà thôi nhất hơn vậy chính phải chính phải về tinh thần có chút mệt nhọc mà ở lắc nạ bên này sáng sớm nàng gần đây đều là dậy rất sớm bởi vì nàng mỗi ngày đều phải dậy sớm huấn luyện nửa giờ đây đã là hắn thời gian dài làm thành thói quen muốn thay đổi vậy không đổi được huấn luyện xong sau đó lau mồ hôi sau đó nghỉ ngơi mấy phút đây mới là cầm siêu thị cửa mở ra sau đó liền thấy một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thanh niên ở ngoài cửa thiếu chút nữa dọa kéo gam giật mình mà người thanh niên kia cũng là bị trước mặt cô gái dọa cho lập tức bất quá kịp phản ứng, nhưng là lui đến ngoài cửa, xem nhìn xuống đất tiệm, sau đó nhìn một chút cái cô gái này, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần sau đó, đây mới là kinh nghi bất định nói. Nơi này là Sở mít siêu thị đi. Lặp nạ cũng chỉ là trở về một cái là liền xong chuyện. Cái này người thanh niên sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới trước mặt cô gái này nói chuyện như thế đơn giản, sau đó liền bắt đầu tự giới thiệu mình đứng lên. "Ngươi tốt, ta kêu món Tạ, xin hỏi ngươi là ai?" Sở mít Lâm tiệm trưởng ở không ở nơi này, ta tìm hắn có chuyện. Cái này người thanh niên bất ngờ chính là Mộ Tạ. Nhưng mà lạc nạ nhưng là chút nào không nhận biết, nhưng cũng để cho mòn tạ kinh ngạc không thôi. Lạc nạ thì đơn giản trả lời chín chữ. Lạc nạ, nhân viên, tiệm trưởng không có ở đây. Mòn tạ hiển nhiên là bị cái này đơn giản nói trả lời cho làm lửa, bất quá còn tiếp tục chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Cái đó, lạc nạ đúng không, sợ mít lâm tiệm trưởng lúc nào trở về? Không biết. Trả lời vẫn là dứt khoát đơn giản. Vậy hắn đi đã làm gì, người đây hẳn biết chứ? Không biết. Sau đó mòn tạ tiếp tục hỏi lạc nạ nhưng là lật nạ trả lời không phải là không biết chính là không biết nếu không phải là không phải đợi một chút để cho ấn tạ cảm thấy cô gái này thật sự là rất có cá tính bất quá cuối cùng món tạ vẫn là thở dài nói một câu cùng sở mít lâm trở về nói cho hắn đi ma pháp sư công hội một chuyến có chuyện tìm hắn lần này lật nạ ngược lại là không đáp lời chỉ là gật đầu một cái ấn tạ đi ra ngoài mấy trăm mét thời điểm quay đầu nhìn coi tiệm cửa rất buồn rầu nói câu tại sao có thể có làm như vậy do người tiệm trưởng tìm nhân viên cũng là rất có phong cách ha ha nói xong món tạ liền cười một tiếng rời đi mà lúc này đang chạy trở về sở mít lâm nhưng là đánh nhảy mũi tự lẩm bẩm đứng lên ai ở sau lưng nói xấu ta ngay sau đó thi triển ma pháp tăng tốc độ đi thành dạ vịt dẫu sao hắn còn phải trở về giao phó lạc nạ sử dụng những cái kia máy móc nếu không lạc nạ cũng sẽ không bổ sung hàng à mặc dù có chút hàng hóa là tiểu tinh tự động bổ sung hàng nhưng là những cái kia chế tạo ra kem ly tương hoa quả cá khô các loại liền được dựa vào tài nấu nướng hắn định đem trong tiệm phần lớn công tác liền giao cho lạc nạ mình liền làm một cái hất tay tiệm trưởng cũng được đi đến lúc đó kiểm toán bản thu tiền là được hơn nhàn nhã tự tại thật ra thì làm một cái cá mặn tiệm trưởng vẫn là rất tốt mà ở ma pháp sư công hội bên này tướng yêu đầu nhân bộ lạc tới đây nhiều hệ giả đang ngồi ở phệ đối diện nói cái này chút gì đến lúc đó phệ lại không có bất kỳ động tác và nói chuyện chính là yên tĩnh nghe bất quá phệ trong lòng nhưng là có chút nghi ngờ bởi vì từ hệ giả nói tin tức xem cánh cửa kia phía sau hẳn là có thứ gì hắn trong lòng tổng có một loại dự cảm xấu không biết là chuyện gì xảy ra Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y gì thần này nhé chương hai trăm linh năm lần đầu gặp hệ giả rốt cuộc tại tiêu hao hai phần ba ma lực dưới tình huống sợ lâm tới thành dạ vịt bên trong bất quá thật bất ngờ là sở mít lâm luôn cảm giác mình ma lực tựa hồ nhiều rất nhiều giống như là nguyên bản chỉ có thể chứa một trăm hào thang nước đồ đựng bây giờ lại có thể có thể trang bị một trăm năm mươi hào thang nước đại khái chính là ý này tựa hồ thật là có liền một ít kỳ ngộ à xem tới chuyến này không thua thiệt sở mít lâm đối với lần này thu hoạch ngoài ý muốn vậy rất hài lòng không khỏi được tâm tình cũng là tốt lắm rất nhiều khẽ ngâm nga liền đi tới trong siêu thị mới vừa vào siêu thị hắn liền thấy lạc na ngồi ngay ngắn ở trong quầy bên trên ghế không nói một lời tựa hồ theo pho tượng như nhau lạc nạ đồng thời vậy đưa ánh mắt nhìn về cửa tiệm ở phát hiện lại là sở mít lâm sau đó nạn ra liền vẻ mỉm cười bất quá cái này mỉm cười nhưng là có chút mất tự nhiên tựa hồ là rất lâu không cười duyên cớ đi như thế nào hả, à? lạc nạ cũng không tệ làm à, ta nơi này không tệ lạc nạ vẫn là trả lời rất ngắn gọn cứ như vậy hai chữ sở mít lâm cũng bất đắc dĩ xem ra lạc nạ tính cách được thảo luận kỹ từ từ sửa lại một cái cô gái không thích cười thật là đáng tiếc cả à? ngay sau đó hắn lại mang lạc nạ đến lầu hai an bài cho hắn một gian phòng đơn thành tiểu nhân viên chỗ ở cũng nói cho hắn trong siêu thị đồ tùy tiện ăn còn cầm hắn trong tiệm hàng hóa có thần bí hiệu quả vậy hàm hồ nói một chút liền xem lặc nạ sẽ hay không để ý sau đó sở mít lâm từng cái nói cho hắn rõ ràng cá khô chế tạo cơ kem ly chế tạo cơ đợi một chút máy phương pháp sử dụng còn có nguyên tài liệu thu thập dĩ nhiên nguyên vật liệu cũng không cần nàng quan tâm sở mít lâm thuận đường liền sẽ giúp góp nhặt sau đó lại cho lật nạ cầm một bộ tiệm phục đây là đang tiểu tình còn không có thăng cấp thời điểm theo tiệm kinh doanh bên trong mua cả người lục trắng xen nhau tiệp phục nhìn như rất tốt xem bất quá duy nhất rất không ngỡ nẻo chính là phối hợp lên lặc nạ vậy tấm không thiện tại mỉm cười diễn cảm có chút lúng túng bất quá hắn vậy không kế những thứ này, đột nhiên lặc nạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó mới lên tiếng tiệm trưởng có người để cho ngươi đi ma pháp sư công hội việc gấp ha ha ma pháp sư công hội có chuyện tìm ta ta đi muốn không muốn đuổi chung một chỗ à ta vừa mới trở về có thể để cho ta cái tiệm này dài nghỉ ngơi một lát không đáng à mặc dù sở mít lâm một ngàn cái mười ngàn cái không muốn đi nhưng vẫn là được qua đi hiểu một chút rốt cuộc là chuyện gì tìm hắn nếu không hắn cần giúp đỡ thời điểm cái này hàng xóm cũng tốt giúp điểm bất điệu gian do lặc nạ coi trọng cửa tiệm sau đó hắn thẳng hướng ma pháp sư công hội chạy tới mười phút sau đó sợ lâm tiến vào ma pháp sư công hội bên trong phòng khách đối diện liền thấy quen thuộc bạn cũ họ gì bạn cũ gần đây được không ạ à? cũng không tệ lắm ta chính là một mực trực ban không có chuyện gì làm rất dễ dàng đúng rồi các người nơi này có phải là đã xảy ra chuyện gì họ gì có chút nông bất quá vẫn là lắc đầu bắt bỏ không có cho dù có ta vậy không thể nào biết ta sợ lâm suy nghĩ một chút cũng phải hắn một cái như vậy trực ban ma pháp sư nội bộ sự việc có thể biết mới là lạ đơn giản trò chuyện với hắn mấy câu đi ngay tìm phẹ hội trưởng bởi vì liền đã tới nhiều lần, phệ stạ gian nhà hắn vẫn là rất rõ ràng ở vị trí nào, mấy phút liền tìm được, gõ một cái phệ stạ nhà cửa. Lúc này đang trong phòng và phệ stạ trò chuyện người đầu châu trong hầm mỏ cửa đá chuyện hai người hiện nhiên là sướng sốt một chút, đồng loạt cầm ánh mắt nhìn về phía cửa bên kia, vẫn là phệ stạ phản ứng lại, kêu một câu: "Mời vào." Sau đó Sở Mít Lâm liền đẩy cửa tiến vào, đầu tiên nhìn thấy liền ngồi ở phệ stạ đối diện người đầu châu hệ ra, không khỏi được kinh ngạc liền lập tức trong đầu nghĩ, Như đầu nhân bộ lạc sẽ không lại phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa liền đi, muốn không muốn xui xẻo như vậy, hết ý kiến. Là Sở Mít Lâm tiệm trưởng à? tới tới ngồi xuống phệ sạ thân thiết chào hỏi lộ vẻ được rất hòa ái sợ mít lâm tự nhiên không thể không cấp mặt mũi cười một tiếng liền ngồi chờ ở một bên bọn họ mở miệng nói tiếp mà cái đó hẹ dạ lúc này đánh giá sở mít lâm không xác định mở miệng hỏi ngươi chính là chúng ta thủ lãnh đề cập tới cái đó giải quyết chúng ta bộ lạc phiền toái người đi đúng vậy ngươi là ta tự giới thiệu mình một chút hẹ dạ như đầu nhân bộ lạc chiến sĩ may mắn sẽ may mắn sẽ ta cũng giới thiệu lần nữa một chút chính ta đi sợ lâm Smith siêu thị tiệm trưởng ngươi nếu tới ta trong tiệm mua đồ nói ta cho ngươi đánh bảy phần trăm à sợ mít lâm còn không quên giao hàng mình một chút hàng hóa nhưng là để cho bên cạnh phẹ xạ lung túng không thôi chỉ có thể là ho khan mấy tiếng biểu thị mình lung túng không nhạc đệm sau này ở hệ dạ giả đơn giản tự thuật hạ sợ mít lâm lúc này mới biết tìm hắn tới mục đích nguyên lai like ở ngưu đầu nhân bộ lạc trong hầm mỏ bên phát hiện có khắc ký hiệu chữ viết bọn họ không nhận ra tìm ma pháp sư công hội đi hỗ trợ phá dịch một chút mặc dù chuyện này rất kỳ quái bất quá sở mít lâm tổng cảm thấy nơi này tựa hồ có cái gì loại địa phương hắn cảm giác có một loại rất cảm giác không ổn loại cảm giác này không biết từ lâu tới nhưng là có thể cảm giác chân thật đến trong lòng có chút hoảng Phêsta hội trưởng, hy vọng ngài có thể tinh thông chữ viết ma pháp sư đi phá dịch một chút, kính nhờ. Phêsta mặc dù là hội trưởng, nhưng là hắn cũng không thể qua loa đáp ứng, hắn phải cân nhắc sự việc rất nhiều. Bây giờ đã phái đi ra ngoài liền đi ổ và mát hai vị ma pháp sư đi bạo phong hành lang điều tra nguyên nhân đi. Mà nếu như ở phái ma pháp sư đi chỉ có thể phái đi ra ngoài một vị, nếu không ma pháp sư công hội không có chú đóng ma pháp sư, nếu như phát sinh tình huống khẩn cấp sẽ rất hỏng bét. Suy nghĩ 7-8 phút, cuối cùng Phêsta đáp ứng hệ giả tình cầu, phái ra bọn họ công hội tinh thông chữ cổ ma pháp sư gạ ký ạ gạ kỳ ạ à tuổi tác mặc dù hơn ba mươi tuổi lý lịch chưa tính là rất cao nhưng là hắn nghiên cứu chữ cổ thời gian đã có bốn năm dài hơn nữa thực lực cũng là ở tháng cấp một sao có thể nói là công trong hội người xuất sắc gạ kỳ ạ à có một người để cho phệ tạ rất yên tâm điều kiện đó chính là hắn rất có đúng mực biết lúc nào nên làm cái gì lúc nào nên buông tha hơn nữa rất quả quyết mà sờ mít lâm cùng ở vừa nhìn hai người này người tới ta đi ở trao đổi tựa hồ cầm hắn lượng ở một bên bất quá hắn cũng không tức giận hắn biết phệ tạ nhất định là có chuyện đơn độc tìm hắn rốt cuộc dài đến một buổi tối cho chuyện rốt cuộc ở sáng nay lên trên bức tranh liền số câu hệ dạ trước khi đi nhìn sở mít lâm một mắt liền rời đi nơi này đi trong bộ lạc hồi báo mà sở mít lâm lúc này có chút im lặng hỏi một câu ta nói ngươi cái này một lát chi trưởng có chuyện có thể hay không nói nhanh một chút ngươi không người ta. thấy sở mít lâm như vậy hắn cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng tiệm trưởng không muốn gấp như vậy nóng này ta tìm ngươi tới thật ra thì vậy không có chuyện gì gấp chính là nghĩ đặt mua một nhóm hàng hóa nghe được phệ lại có thể chỉ là đặt mua hàng hóa loại chuyện nhỏ này hắn nhất thời cũng có chút nổi tiếng loại chuyện nhỏ này ngươi tìm lặc nạ là được còn cần phải phiền với ta ta còn cần nghỉ ngơi đâu thấy sợ mít lâm sắc mặt không tốt lắm xem đã liền vội vàng giải thích nổi lên nguyên nhân Sở mít lâm vậy không thật tức giận chỉ là có chút buồn rầu mà thôi hai người bắt đầu hàn huyên fedsta nói ra liền mình yêu cầu mà lúc này ở bạo phong hành lang đi ô và mát tâm tình không phải rất tốt đụng phải vấn đề khó khăn không nhỏ lại là một con có nguyên tố châu nguyên tố ma thú cái này làm cho hai người rất muốn quay đầu rời đi bất quá tình huống cũng không coi là quá tệ cao cái này nguyên tố ma thú nguyên tố châu bây giờ còn chưa phải là rất cường đại cho nên hai người quả quyết cho công hội mặc một cái tin hy vọng phái người tới còn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé chương 206, đột phát tình trạng trở lại như đầu nhân bộ lạc hẹ giả dạ cầm từ ma pháp sư công hội thấy sở mít lâm và cùng phẹ sư bàn kết quả cho ô lạch nói một lần hơn nữa vậy cầm phẹ sư nói yêu cầu cũng lớn gửi nói một chút lúc này mới ngậm miệng ngồi xuống chờ đợi ô lạch nói thế nào ô lạch lúc này đang suy nghĩ chính là sở mít lâm tại sao sẽ ở ma pháp sư công hội hơn nữa phẹ sư có thể có chuyện gì cần sở mít lâm hỗ trợ đây mặc dù không biết phẹ sư chỉ nhưng hắn vậy có thể đoán được một chút đơn giản chính là hàng hóa mà thôi chân mắt nhìn mấy phút ô lại rồi mới từ trong suy tính tỉnh hồn lại nhìn hẹ dạ dặn dò hẹ dạ cứ làm như vậy đi ngươi đi xem xem hầm mỏ bên kia có chuyện gì có tình huống lập tức trở về tới báo cáo được thủ lãnh vậy ta liền đi trước đưa đi hẹ dạ sau đó đông nhiên một người thị vệ kinh hoàng thất thố đi vào thủ lãnh không không xong hầm mỏ bên kia xảy ra chuyện ô lạch nghe được hầm mỏ bên kia xảy ra chuyện chính là ánh mắt đông lại một cái ngay sau đó sâu hô mấy hơi thở để cho cái này thị vệ đi sự việc nói rõ ràng cái này thị vệ liền đem sáng sớm hôm nay đi đổi ban thấy tình hình đầu đuôi gốc ngọn nói một lần nguyên bản ở nơi này cái thị vệ đi tới hầm mỏ thời điểm phát hiện cái cửa này hai cái thị vệ đột nhiên ngã trên đất người thị vệ này một vị là hai người này lười biếng ngủ ga ngủ gật liền muốn đi đánh thức bọn họ kết quả nhích tới gần mới phát hiện bọn họ hai mắt mở thật to ánh mắt tựa hồ rất kinh hoàng đưa cái này thị vệ sợ hết hồn người thị vệ này bình tĩnh một lát lúc này mới thăm dò hai người này hơi thở nhưng mà đúng là không tức giận vì vậy liền chạy tới ổ lạch nơi này vội vàng hồi báo ổ lạch sau khi nghe được tin tức này cũng là cao mày đang suy tư hắn tổng cảm thấy thần bí này cửa đá sau lưng không sẽ là thứ tốt gì bây giờ nhìn lại trực giác của hắn là không sai bất quá hắn vậy không lo lắng vạn nhất xuất hiện chuyện rắc rối gì tin tưởng ma pháp sư công hội bên kia còn có lính đánh thuê công hội cũng sẽ không bỏ mặc nghĩ tới đây hắn cũng là yên tâm không thiếu dặn do cái này thị vệ cẩn thận một chút ngoài ra để cho hắn để cho hắn giữ bí mật chuyện này Tô lại ngồi ở chỗ ngồi không biết đang suy tư cái gì bất quá xem vẻ mặt tựa hồ có chút phiền muộn dáng vẻ mà ở phệ và sở mít lâm bên này hai người thương lượng hàng hóa sự việc sở mít lâm không nghĩ tới là phệ lại có thể để cho hắn tự chủ sáng tạo một khoản không thua tại ma lực dược tề và sinh mạng thuốc đồ đây không phải là để cho hắn trực tiếp từ phổ thông cấp bậc tăng lên tới địa ngục cấp bậc sao hơn nữa bây giờ chủ yếu nhất vấn đề là tiểu tinh vẫn còn lên cấp bên trong à còn có bốn tiếng mới có thể tỉnh lại còn có một chút không có nhiệm vụ ta làm vậy không chỗ tốt cả cho nên sở mít lâm bèn cười ha ha ta hết sức ta hết sức phải ta thấy là sở mít lâm như vậy cũng biết là làm người khác khó chịu không khỏi được cũng là phóng khoán yêu cầu nếu không tiệm trưởng cho ta một ít trong tiệm có thể bổ sung ma lực hàng hóa đi tạm thời dùng trước đến lúc đó giá cả ngươi được cho ta ưu đại à? sở lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm không khỏi được cũng là cho vị này hội trưởng để lại một chút hy vọng phải cho ngươi đánh bảy mươi phần trăm còn như không thua tại ma lực thuốc hàng hóa ta sau đó tiếp theo suy tính phe xa cười được vậy thì phiền thoái tiệm trưởng liền ngươi còn có việc không hội trưởng ngươi không vội vàng ta còn bận hơn đâu lúc này sở mít lâm vậy oán trách lao đầu này thật không thực tế không sao tiệm dài trở lại bận điệu đi đúng rồi ta lúc nào phái người đi lấy hàng hóa ta về tiệm cho ngươi chuẩn bị xong ta sẽ dặn dò ta trong tiệm nhân viên ngươi tùy tiện tìm một tin được người đi lấy là được tùy thời đều được được đi thong thả rời đi ma pháp sư công hội sau đó sở mít lâm thở dài nhẹ nhõm trong đầu nghĩ lần sau nếu là lão đầu này tìm ta có chuyện nhất định được lường gạt ít đồ nếu không thật xin lỗi ta cố gắng trở lại trong tiệm sau cầm phẹ Sư tạo yêu cầu hàng hóa chuẩn bị xong nói cho lạc nạ nếu là có ma pháp sư tới lấy đồ giữ bảy mươi phần trăm thu lấy tiền vàng là được đánh mấy hao tổn vấn đề thật may hắn trước thời hạn cho lạc nạ nói qua nếu không cái này nha đầu khẳng định còn tre trở lại rừng tự nhiên bên này không gian gấp sự việc coi như qua mộ nạ tìm kiếm tinh linh đá cũng tìm được mang về hai mươi ba viên tinh linh đá bất quá vốn là hai mươi viên thất lạc hai viên ngược lại là rất để cho cái này nha đầu bật mực hệ giả nữ vương biết con gái mình không có sao sau đó cũng là yên tâm thấy mồ nạ sau đầu tiên là khiển trách mấy câu sau đó hỏi mồ nạ đi nơi nào mồ nạ đi mình đến một cái không gian rồi đến tìm được hang núi thấy sở mít lâm sau đó ở trong sơn động phát hiện thủy tinh cũng chính là tinh linh thạch sự việc nói cho hệ dạ liền liền hệ dạ nghe được khắp núi động đều là tinh linh thạch thời điểm cũng không miễn có chút kích động dẫu sau đó không phải là một viên hai viên tinh linh đá mà là một hầm mỏ ạ à. sau đó nói đến hang núi chấn động sụp đổ thời điểm hệ dạ cũng là lo lắng một chút cho đến nói đến sau khi tỉnh lại ngay tại rừng tự nhiên sẽ không có sau này sự việc hệ dạ đều biết thật là mạo hiểm ạ à mộ ngươi lần sau phải cẩn thận một chút mộ nạ giải kiều một bộ ta rất biết điều dáng vẻ ta biết kỳ hì. hệ dạ nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái con gái này chính là không đổi được thích chơi tính tình theo nàng đi đi qua được vui vẻ là được rồi đúng rồi sợ mít lâm làm sao cũng sẽ ở nơi đó mộ nạ lắc đầu ta cũng không biết à ta không có hỏi hắn nói hình như là có chuyện cụ thể là chuyện gì vậy chưa nói là như vậy à vậy coi như xong đi ngay sau đó hai người tán gẫu sẽ hệ dạ sẽ để cho mộ đi nghỉ ngơi mình nhưng là đi tới cung điện trước cửa sổ ngước nhìn mặt trời không biết hạ suy nghĩ cái gì mà lúc này đi ổ và mark đã tiếp thu được công hội tin tức chuyển đến nói là sẽ mau sớm phái ma pháp sư tới tiêu diệt nguyên tố ma thú để cho bọn họ hai cái hơn hiểu một chút cái này nguyên tố ma thú tình huống lúc cần thiết có thể dò xét dò xét nhưng dò xét thuộc về dò xét vạn nhất dò xét không được cầm mình nhập vào thì xong rồi hai người rất cẩn thận một chút xíu đến gần bạo phong hành lang đột nhiên từng đạo đao gió từ hành lang bên trong hướng hai người tấn công tới nhất thời đi ô mắng liền một câu đáng chết mau phòng ngự hai người cuốn quýt thi triển phòng ngự ma pháp ầm một tiếng kịch liệt tiếng vang biểu minh cái này mấy đạo đao gió mạnh mẽ đúng như như vậy như nhau ở hai người phòng ngự bình phong tre trở lên xuất hiện từng tia vết nước nhỏ bé để cho bọn họ kinh hại không thôi mắt và đi nhìn nhau một mắt đều biết đối phương đang suy nghĩ gì lần này phiền phức lớn mà đang thu thập người cá ba kiện bộ tin tức sần tiếp thu được các tin tức nói là vật liệu căn bản thu thập tốt lắm còn kém cái đó trang bị chỉ cần trang bị đến một cái tay là có thể tăng nhanh sống lại vị Tia đại nhân như bước cái này làm cho sần rất hưng phấn bất quá rất để cho hắn lung túng là bây giờ không có cách nào tìm được người cá ba kiện bộ cụ thể tin tức có đầu mối cũng là linh linh thoái thoái không có ai cá ba kiện bộ liền không cách nào mở ra đi thông người cá đất nước cửa như vậy thủy thuộc tính thủy tinh liền vô vọng. Đống nhiên lúc này, lộ cờ lạt cho Hựu lại chuyển tới một cái tin tức, nói là hắn tìm được người rồi cá san hô tiêu ở một cái lính đánh thuê trong tay, tựa hồ hẳn là từ đánh chết ma thú trong bụng tìm được. Phỏng đoán vậy, con ma thú cầm người cá san hô tiêu nuốt. Hựu không dám chần chờ, vội vàng từ đại dương chi đỉnh chạy tới lộ cờ lạt cho vị trí. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. Chương hai trăm bảy, tăng cường bản đồ hủ túi. Tới gần lúc xế chiều, đã lần nữa tiếp nhận được đi và mát tin tức, biết tin tức nội dung sau đó, hắn rơi vào trầm tư chính giữa tức lý thuyết cái này, nguyên tố ma thú thực lực rất mạnh, hơn nữa nguyên tố châu đã đông lại rất thực, xem thực lực cũng có thể đạt tới cấp 3 ma thú trình độ, đây đã là rất kinh khủng. Fresta suy tính còn không chỉ là thực lực vấn đề, địa vực vấn đề vậy rất mấu chốt, tựa này ư có thể hay không trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt cái này nguyên tố ma thú, hơn nữa bạo phong hành làng cái loại địa phương đó là có một đường thiên thế đi, rất khó ở không người bị thương tổn dưới tình huống tiến vào bên trong công kích nguyên tố ma thú, hơn nữa nơi đó hiểm trở địa hình và thỉnh thoảng gió lớn, rất khó, rất khó. Fresta xoa chán mặt đầy vẻ lo lắng, hắn thật sự là có chút đau đầu, như đầu nhân bộ lạc thần bí cửa đá Bạo phong hành lang nơi đó nguyên tố ma thú thật sự là không biết nên làm gì bây giờ bất quá biện pháp giải quyết ngược lại là có chính là phiền thoái điểm nguyên tố ma thú vấn đề trước hết giải quyết nếu không cùng nó lớn lên liền không cách nào hạn chế Phải đã để cho người cầm món tạ kêu tới đây cầm đi ổ và mát tin tức chuyển đến nói cho hắn một lần hắn dự định nghe một chút món tạ một thời gian món tạ từ trước đến giờ đều là suy tính rất toàn diện có lẽ có thể ở hắn nơi này đạt được giải quyết phiền thoái căn bản biện pháp món tạ suy nghĩ một sẽ mở miệng nói ra mình biện pháp hội trưởng có lẽ có thể nghĩ biện pháp cầm cái này nguyên tố ma thú dẫn ra ngoài không nhất định phải ở nó khu vực chúng ta có thể để cho nó đi vào chúng ta thiết lập tốt cả bấy sau đó mòn tạ tỉ mỉ vừa nói chính hắn chú ý hơn nữa còn đem một vài biện pháp quá trình cũng cho nói một lần phe ta nghe được mòn tạ chú ý thời điểm ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng cuối cùng cười khen mòn tạ một câu ý kiến hay cụ thể thực hiện kế hoạch liền giao cho ngươi ngươi mang ma pháp sư đi hỗ trợ tiêu diệt vậy chỉ nguyên tố ma thú đi mòn tạ chỉ mình mặt đầy không thể tin Ta ạ đúng vậy nếu là ngươi đề nghị nhất định là ngươi nhất biết rõ ngươi không đi chẳng lẽ còn để cho ta lao đầu này đi ạ mòn tạ nhanh chóng khoát tay không 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 ta nào dám để cho ngài đi chỉ là ta cái này gì đó còn đang nghiên cứu ma pháp thuộc quan hệ tình dục đâu còn không có cùng món tạ nói xong phệ xét tạ đã cắt được hắn liền quyết định như vậy tốt lắm ta còn có việc ngươi đi về trước đi món tạ bị hội trưởng cứ như vậy cho đuổi đi bất quá món tạ cũng không nổi giận não dù sao đều là là công hội làm công hiến đăng giá mà ở sở mít lâm bên này hắn chính là một mực giáo sư trước lặc nạ một ít sử dụng máy bí quyết nhỏ mặc dù lạc nạ học biết liền làm sao sử dụng vậy mấy đài hát khoa học kỹ thuật máy móc đến lúc đó cụ thể chi tiết làm việc còn chưa sẽ dùng cái này thì được vạn năng tiệm trưởng vào tay dạy nửa giờ sau đó sợ mít lâm lau cầm mồ hôi trên trán hỏi lạc nạ lần này ngươi biết phải làm sao chứ biết biết là được hô mật chết ta sợ mít lâm ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi nhân tiện tra xét hạ tiểu tinh thăng cấp thời gian còn dư lại nhiều ít cái này vừa thấy nhất thời vui mừng đứng lên còn có hai giờ là có thể gặp mặt cũng không biết sau khi thăng cấp tiểu tình sẽ có thay đổi gì hy vọng đừng tìm những thứ khác như vậy một lít cấp liền cái hô ký chủ như vậy là không đạo đức ngay vào lúc này mọn tạ đi tới trong siêu thị thấy sở mít lâm sau đó liền kéo sở mít lâm liền hỏi người nơi này có hấp dẫn ma thú hàng hóa không ta đây có phiền phức lớn cần người trợ giúp à sở mít lâm nghi ngờ một tiếng mặt trên viết đều là dấu hỏi thật to nguyên lai lai、like、mọn tạ thứ nhất bổ kế hoạch chính là dẫn nguyên tố ma thú đi ra bất quá cái này hấp dẫn nó đi ra ngoài đạo cụ liền được tìm sở mít lâm cung cấp cho nên mới tới phiền thoái sở mít lâm Nghe Mộ Tạ cầm bạo phong hành lang xuất hiện nguyên tố ma thú sự việc nói một lần, sau đó có đơn giản giới thiệu một chút chuyện gì nguyên tố ma thú liên quan cầm vậy chỉ nguyên tố ma thú tình huống trước mắt cũng cho nói rõ ràng, nhưng là Sở Mít Lâm vẫn là rất mông ả, à, bởi vì hắn căn bản cũng không biết đây là có ý gì. Hơn hai mươi phút sau đó, Mộ Tạ nói xong, nhìn Sở Mít Lâm hỏi, có hay không hấp dẫn ma thú hàng hóa, tiệm trưởng, cần à? Sở Mít Lâm chính là hỏi Mộ Tạ, không phải, ta tại sao phải giúp người à? Mộ Tạ, lúc này đến phiên Mộ Tạ ngây ngẩn, đúng vậy, người ta tại sao phải giúp hắn, lại không có chỗ gì hay còn không nói còn thật tốt đại công phu ngay tại mòn tạ cẩn thận dư vị sở mít lâm cái vấn đề này thời điểm lạc nạ đột nhiên nói chen vào một câu tìm muốn thù lao nghe được lạc nạ nói mòn tạ đây mới là có chút ngượng ngùng nhìn sở mít lâm hỏi ngươi muốn cái gì thù lao ta nhưng mà trước thời hạn nói xong nhà ta để không giàu có ả à. ách sở mít lâm trong đầu nghĩ ngươi về điểm tiêu phá ma pháp vật liệu ta còn lười phải hơn đâu nhưng là ngoài mặt vẫn là sở cầm ở làm bộ như suy tính bảy tám giây sau mở miệng nói ta đổ là không phải là không thể hỗ trợ nhưng là ta có cái điều kiện thấy sở mít lâm đáp ứng mòn tạ vội vàng vỗ ngực bảo đảm ngươi đừng nói một cái điều kiện hai cái điều kiện mười điều kiện đều được không không ta liền một mình ngươi điều kiện đó chính là các ngươi công hội thiếu ta một cái ân huệ à ta nếu như có khó khăn thời điểm các ngươi có thể phải giúp giúp ta dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là có ở đây không vi phạm nhân nghĩa đạo đức tình huống mòn tạ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đáp ứng ta tiếp nhận rất tốt một tiếng sau tới phiên ngươi ta cho ngươi hàng hóa ta được làm liền thật là phiền thoái đi thôi đi thôi sợ mít lâm cái này liền bắt đầu đổi người đưa đi mòn tạ sau đó sợ mít lâm nhìn xem đối diện trong đồng nghĩ dĩ liền học xong hết rồi đi muốn không muốn để cho nàng và lạc nạ làm một bạn trao đổi lẫn nhau một chút có giúp cho hữu nghị phát triển à nghĩ tới đây sợ mít lâm bước đi đối diện tìm dì lìn đi vừa ra đến trước cửa dặn dò lạc nạ coi trọng cửa tiệm ở mỹ nạ trong cửa hàng sợ mít lâm cầm chuyện này cho dì lìn nói một chút dì lìn nghèo đầu suy nghĩ một chút hỏi một người để cho sợ mít lâm im lặng vấn đề có ích lợi gì cho ta sợ mít lâm che mặt à cái này nha đầu muốn không muốn như thế chân thực ngươi khỏe ngặt cho bản trưởng tiệm mặt mũi được không bất quá sợ mít lâm hay là cho lần này xảy ra thù lao một túi quả vật ba túi quả vật đại thúc không được nhất hơn hai túi quả vặt nếu không không bàn nữa liền hai túi nhớ mỗi ngày cho ta hai túi quà vặt tả à, ta sẽ nhớ ngạch và lập nạ tỉ tỉ nói chuyện trời đất sợ mít lâm biết mình lại bị cái này bé gái xáo lộ đứa nhỏ chiêu thức sâu cửa tiệm dài không ngăn được cả cuối cùng sợ mít lâm ôm vô cùng tâm tình buồn bực trở lại trong tiệm nhìn xem vẫn còn ở tay máy máy lập nạ ngầm thở dài một cái tự mình an ủi mình đứng lên ta là một người tốt ta là một người tốt mười mấy phút sau đó sợ mít lâm liền bắt đầu làm việc mòn tại chuyện nếu là nói hấp dẫn ma thú hàng hóa đơn giản liền hai loại đánh rơi hàm chứa đối với ma thú có chỗ tốt hai chính là mùi Ma thú đối với mùi đều rất nhạy cảm, cho nên lần này Sở Mít Lâm Định dùng ma pháp cộng thêm trong tiệm đậu hũ chế phẩm, làm một cái tăng cường bản đậu hũ túi. Tư vị kia tuyệt đối là để cho người dư vị bất tận, không dám tưởng tượng à? Ha ha ha, hụ hụ hụ. vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển tiếp. Chương 208, nửa đường si. Ở chế tạo đậu hũ túi thời điểm, nhất định phải chú ý dù sao cũng không muốn ngộ thương mình, cái này các ngươi cũng hiểu. Sau đó hắn lại đem đậu hũ thiết tốt, sau đó bỏ vào đặc chế cái bình bên trong, cộng thêm nước chát, cái này nước vẫn là hắn đặc biệt dùng ma pháp làm ra, ước chừng xài hơn nửa tiếng bất quá rất tiếc là liệu không đủ đáng tiếc đáng tiếc tiếp theo cho cái bình đóng kín sau đó làm nhất định tăng tốc độ ma pháp là được rồi loại này ma pháp không phải tăng tốc độ thời gian thời gian loại ma pháp cũng phải cần lĩnh nộ nhất định phép tắc nơi này tăng tốc độ ma pháp là đối với nào đó vật phẩm thành phần tiến hành tăng tốc độ sinh ra hoặc là tăng tốc độ phân giải từ đó lấy được phải cần thành phẩm bất quá cái này một loại ma pháp tiêu hao ma lực rất nhiều nếu như nói ma lực đẩy trị giá là một trăm mà nói được tiêu hao bốn mươi đại khái chính là như vậy sợ mít lâm ngồi một bên yên tĩnh yên tĩnh chờ là được liếc mắt một cái đang làm việc máy lật nạ không khỏi được cười khổ nói cái này nhân viên hóa ra muốn đi kỹ thuật hình nhân mới phát triển à bất quá cái này nhân viên căn bản giải công tu dưỡng rất tốt chính là không biết tiểu tình có hay không khảo hạch nhân viên năng lực nhiệm vụ nếu như có thật là có điểm cứng hãn mặc dù có thời điểm tiểu tình cũng có chút cái hố nhưng đó cũng là có hạn độ cái hố hắn sẽ không cái hố được quá ác nhưng là loại này cái hố đi người tức giận không đáng giá làm không tức giận mình liền buồn bực muốn chết thật sự là buồn rầu cũng vui vẻ lúc này hắn nhìn xem cái bình biến hóa phát hiện mau tốt lắm vì vậy nhanh chóng cho cái bình lại củng cố một chút cái bình xây tránh xảy ra tai nạn đậu hủ thúi uy lực cũng không phải là thổi hơn nữa đây chính là tăng cường bản đầu hủ túi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cả người không tự tại mười mấy phút mòn tạ vội vội vàng vàng đi tới siêu thị thấy sở mít lâm mới vừa muốn mở miệng hỏi đồ xong chưa sở mít lâm một cái liền đem cái bình giao cho mòn tạ mặt đầy nghiêm túc trịnh trọng ánh mắt chỗ sâu thật giống như mang điểm đồng tình đây là đồ ngươi muốn ai ai ngươi đừng có gấp đi còn có chú ý sự hàng đâu À nha nha tiệm trưởng ngươi nói nhanh một chút ta đuổi đi tiêu diệt đầu kia nguyên tố ma thú đâu hù 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 là như vậy vật này có chút đặc biệt đến lúc đó ngươi chú ý một chút đừng đổ còn có chính là nhớ lấy đường hơn mười triệu đừng mở ra nhất định không nên mở ra biết không ta biết tiệm trưởng ta đi trước không còn kịp rồi Món tạ vội vã cầm cái bình liền đi ra ngoài sau lưng chuyển tới sở mít lâm dặn dò nhớ mở ra thời điểm che mũi cũng không biết mòn tạ nghe không nghe được dù sao sở mít lâm cảm giác được mình là hết tình hết nghĩa hy vọng không nên phát sinh bi kịch đ nhiên lúc này một đạo quen thuộc âm thanh nhắc nhở vang lên để cho sở mít lâm hưng phấn lên thăng cấp xong trước mắt mô bản cấp bậc là cấp hai nhiệm vụ mổ đủ lệ thăng cấp cũng mở cửa nhất định phụ trợ chức năng đến tiếp sau này ký chủ có thể biết hiểu Ai u, tiểu tinh, tới tới, chúng ta trò chuyện một chút, mấy giờ không gặp, ta rất là nhớ ngươi hả? À? Mời ký chủ chú ý mình thân phận. Chưa đến nơi đi, dâu gì trò chuyện một chút, ta cũng không phải là không xong thành nhiệm vụ, ta đi. Nhiệm vụ, thiếu chút nữa cầm cái này tra quên mất, đi ngưu đầu nhân bộ lạc đi xem một chút. Gian gió lạc nạ một phen sau đó, lại đi đối diện nói cho dì lìn một tiếng, đây mới là vội vội vàng vàng chạy tới ngưu đầu nhân bộ lạc. Trở lại ngưu đầu nhân bộ lạc khu trồng trọt vực, bây giờ sở mít lâm trồng trọt thức ăn hoa trên căn bản đã chín mười, hơn nữa lớn lên tốt vô cùng, nhìn theo nhiều đóa hoa như nhau dĩ nhiên điều này cũng làm cho kệ hào rất ngạc nhiên kệ hào đối với cái này phiến vườn rau phí không ít công phu thường xuyên đến xem xem nơi này tình huống trên căn bản mỗi ngày đổi giống nhau liền liền một ít qua lại tộc nhân thấy được cũng là rối rít nghị luận cảm thấy rất ngạc nhiên bất quá ngại vì cái này phiến vườn rau là sờ mít lâm cho nên cũng không có người đi xúc phạm vị này anh hùng nhưng là ở ổ lạnh nơi này nhưng là giàu gì bởi vì trong hầm mỏ cửa đá đã quá giang hai cái thị vệ sinh mạng hơn nữa còn không biết sẽ sẽ không phát sinh chuyện tương tự tình còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nếu như chuyện này bị tộc người biết khẳng định ngủ rất phiền thoái ai đây rốt cuộc làm thế nào ạ à? ma pháp sư công hội ma pháp sư làm sao còn chưa tới thật ra thì phệ sạ đã sớm phái ma pháp sư tới chỉ bất quá ma pháp sư đối với ngưu đầu nhân bộ lạc không quá quen thuộc bây giờ còn đang dừng mệt bên trong đi tùm lung đầu vị này ma pháp sư kêu bộ ở ờ ở ờ, cũng coi là một cái thực lực tháng cấp một sao ma pháp sư bất quá hắn mặc dù thực lực rất mạnh vậy rất trẻ tuổi cũng chính là chừng ba mươi tuổi hơn nữa hắn học sĩ rất yên bác đến lúc đó bất đồng duy nhất chính là hắn rất khiêm tốn bất kể là ngày thường làm việc vẫn là tham gia hoạt động đều là rất khiêm tốn bất quá hắn cũng có một cái rất khuyết điểm trí mạng hắn là một cái nửa đường si nửa đường si là ý gì đâu cái này ý nghĩa chính là hắn cũng không phải thật không nhận biết đường, vậy mà nói đi qua địa phương hắn vậy nhận được, nhưng là không đi qua địa phương, coi như là cho hắn đồ hắn vậy không tìm được, liền nguyên nhân này, trừ phi có người mang hắn tìm được mục tiêu, liền khuyết điểm này còn để cho hắn ở hai thời điểm mười mấy tuổi thiếu chút nữa không có ở một chỗ cho vây khốn, thật may lúc ấy phệ tạ cầm hắn liền liền đi ra, à, như đầu nhân bộ lạc rốt cuộc ở bên kia, vậy cũng lại phạm à, ai, xem ra lần sau đi tới không địa phương quen thuộc được tìm một hướng đạo, ở trước mặt hắn bất ngờ là có hai con đường, một con đường là đi phía trái đi, khác một cái có chút hơi cao chính là đi bên phải đi vậy cái hơi cao đường là đi thông núi dạ vịt trên núi đường bên trái mới là đi ngưu đầu nhân bộ lạc lúc này thanh âm quen thuộc ở bùa ở ở sau lưng văng lên lạp 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 ân hừ 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 à sợ mít lâm phát hiện trước mặt ma pháp sư thời điểm bùa ở ở cũng nhìn thấy đi ngưu đầu nhân bộ lạc sợ mít lâm không khỏi được hưng phấn đi tới sợ mít lâm bên này lễ phép hỏi một tiếng tốt ngươi tốt ta là ma pháp sư bùa ở ở ngươi là ta là sợ mít lâm sợ mít siêu thị tiệm của ta có danh rỗi có thể đi xem xem rất nhiều ma pháp sư cũng đi qua bùa ở ở vừa nghe là sợ mít siêu thị nhất thời cũng là kinh ngạc quan sát một chút cái tiệm này dài hắn có chút bằng hữu cũng đi qua cái siêu thị này thường xuyên mua vài món đồ ăn hơn nữa những thứ này còn có tăng lên ma lực hiệu quả thần kỳ để cho bồ ở ở mở rộng tầm mắt đồng thời vậy thật là tò mò siêu thị tiệm trưởng liền ngày hôm nay hắn vẫn thật không nghĩ tới có thể gặp được vị này tiệm trưởng thật là đúng dịp các bạn của ta thường xuyên đi ta cũng hưởng qua trong siêu thị đồ rất tốt sợ mít lâm không lên tiếng chỉ là cười một tiếng sau đó mới chuyển về chính để hỏi bồ ở ờ ở ờ. bồ ở ờ ở ờ, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào hả à? thế nào bồ ở ở vẻ mặt tựa hồ có chút lung túng nhưng còn là nói ra nói như thế nào đây ta phải đi ngưu đầu nhân bộ lạc đáng tiếc ta không nhận biết đường nói cho đúng ta là một cái nửa đường si đi a à liệt nửa đường si có ý gì bộ ở ở đơn giản giới thiệu một chút chính hắn nửa đường si trói lọi sự tích nghe được sở mít lâm là sướng sốt một chút không nghĩ tới lại có như thế không bình thường người thật là lợi hại bộ ở ở sau khi nói xong sở mít lâm mới mở miệng ta cũng phải đi ngưu đầu nhân bộ lạc ta mang ngươi đi đi bộ ở ở cảm kích nói cảm ơn liên tục phiền thoái ngươi chạy nhanh đi ta được mau sớm đến ngưu đầu nhân bộ lạc Sở mít lâm chỉ như vậy và bùa ở ở dọc theo đường đi vừa trò chuyện bên đi ngư đầu nhân bộ lạc đuổi Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển tiếp chương hai trăm chín bất ngờ người tới gần buổi trưa sợ mít lâm và bùa ở ở đi tới ngư đầu nhân bộ lạc bộ lạc cửa bùa ở ở nhìn ngư đầu nhân bộ lạc hoàn cảnh chung quanh than thở một câu nơi này hoàn cảnh thật đúng là không tệ ạ à. sợ mít lâm mặc dù cảm thấy nơi này không có gì lớn không được nhưng là từ một cái thưởng thức góc độ mà nói nơi này đích sắc là du lịch chỗ đi không khỏi không thừa nhận đúng vậy đi thôi bùa ở Người sau khi tiến vào trực tiếp tìm một thị vệ mang ngươi đi tìm ô lạnh là được ta đi bọn họ vùng lân cận khu trồng trọt vực có chút việc như vậy à vậy trước tiên cảm ơn trưởng tiệm dẫn đường không khách khí không khách khí hai người tách ra sau này bộ ở ở tìm được thị vệ mang hắn đi tìm ô lạnh, hắn cho mình đi trước nhu đầu nhân bộ lạc khu trồng trọt vực hắn muốn kệ hào sẽ hay không ở nơi nào có cần hay không cho kệ hào ít đồ dẫu sao giúp hắn nhìn chừng mấy ngày đường về rau không bày tỏ một chút thật sự là quá không phải là người đúng cho điểm trong tiệm hàng hóa đi sợ lâm tính cách chính là như vậy người khác đối với hắn tốt Hắn liền đối với người khác tốt, có người tìm hắn phiền thoái, hắn cũng sẽ để cho tìm hắn phiền toái đầu người đau. Tuy nói tính cách có thể có chút nóng nảy, nhưng là nhưng là một cái ghét ác như thủ tốt thiếu niên. Đi tới khu trồng trọt vực bên trong sau này, hắn thấy được một cái người không quen, không khỏi được kinh ngạc hỏi. Cái đó, ta hỏi một chút, ngươi có biết hay không kệ ở nơi đó, ngươi là? Nhưng mà người này xoay người thời điểm, sơ biết lâm đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó dùng quan sát mắt nhìn người này, tổng cảm thấy ở đâu gặp qua, chính là không nói được. Sau đó hắn vô đầu một cái kêu lên. Ta đi, ô Tàn, là ngươi à? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? trước mặt ô tàn cười một tiếng nơi này là nhà ta ta không trở lại có thể đi đâu à sợ mít lâm một liên tưởng ô tàn ô lạch ô lạch và ô tàn nhất thời liền biết rõ có chút khó tin nhìn ô tàn không nghĩ tới cái đó ô tàn thật vẫn là cái này ô tàn thật sự là có chút rung động ta thật là không có nghĩ đến ban đầu ở địa tinh tộc bên kia thấy ngươi bây giờ lại có thể lại thấy được ngươi đúng rồi ngươi tại sao lại ở chỗ này à ngươi biết ta là một cái thương nhân ta biết à một điểm này sở mít lâm là biết ô tàn đích sắc là một cái thương nhân rất thuần túy cái loại đó cho nên ta ở chỗ này phát hiện vật có giá trị. A à liệt, vật có giá trị, thứ gì? Trái cây. Vẫn là rau. Ô tàn lắc đầu. Không không không, giá trị của những thứ này đã sớm là cố định. Ta nói đúng một loại mới là rau. Ngươi theo ta tới. Sở Mít Lâm không giải thích được đi theo Sở Mít Lâm đi tới khối kia nở đầy thức ăn hoa vườn rau bên trong. Ô tạm chỉ cái này phiến thức ăn nói. Liên cái này, nếu như muốn là tìm ra người có mà nói, ta rất muốn mua lại tới vật này hạt giống. Nhưng mà Sở Mít Lâm thì là một bộ cổ quái dáng vẻ nhìn Ô tạn ý kia theo thứ tự là nói sau, ngươi ở chọc cười ta hư. Ừ sau đó hắn lung túng ho khan mấy tiếng nói cái đó ngươi nói cái đó ngươi có có thể đại khái có lẽ hoặc là chính là ta ồ tạn nhìn sở mít lâm tựa hồ có chút không tin sở mít lâm thấy ồ tạn ánh mắt cũng biết mình phải cầm nguyên ủy nói một chút vì vậy sở mít lâm món ăn hoa trùng ở chỗ này cũng giao cho kệ chồng coi sự việc từ đầu tới đuôi nói một lần chút nào cũng không có dấu dếm chính là như vậy ngày hôm nay ta tới xem xem thành chín chưa chín mùi mà nói ta liền lấy đi tới bán trong lòng nhưng là đang suy nghĩ nếu không phải còn có nhiệm vụ ta mới lười được tốn sức chạy tới chạy lui còn không bằng ăn nhàn ngồi ở trong tiệm một ly nước trái cây thoải mái ồ tàng nghe sở mít lâm như thế nói cũng là cẩn thận suy xét một lát sau đó mở miệng nói ra một người để cho sở mít lâm vừa hưng phấn vừa vui mừng một câu nói tiệm trưởng ngươi nếu như không ngại có thể hay không bán cho chúng ta ngưu đầu nhân bộ lạc dĩ nhiên ta là lấy một cái thương nhân nhà góc độ nói sở mít lâm không dám tin tưởng hạnh phúc tới quá đột nhiên nhanh như vậy nhiệm vụ liền liền hoàn thành thượng đế như thế chiếu cô ta nữ thần may mắn như thế cho lực tiệm trưởng tiệm trưởng đồng ý chúng ta liền viết cái hiệp nghị như thế nào lúc này sở mít lâm mới phản ứng được vội vàng đáp ứng kẻ ngu mới không đáp ứng thật tốt đúng rồi ta trước cho ngươi giới thiệu một chút vật này làm sao ăn nếu không cho ngươi không thể ăn cũng là lãng phí sau đó sở mít lâm đơn giản giới thiệu một chút nơi này thức ăn hoa làm sao ăn còn có xử lý như thế nào thức ăn hoa vân vân chú ý sự hạng rất kỹ càng chu đáo tất cả đều nói một lần ô tản cũng là nghe rất cẩn thận hai người chỉ như vậy đánh thành trên đầu môi hiệp nghị đến lúc trong bộ lạc bên đang viết hai phần hiệp nghị coi như là giao dịch hoàn thành sau đó hai người ngồi ở trên tảng đá lớn bắt đầu dội danh hàn huyên mà ở bộ ở ở bên này gặp được ô Lạch sau đó cũng là đơn giản biết một chút trong hầm mỏ cửa đá chạm vướng cụ thể ô lại không có dấu vậy hai cái thị vệ tử vong vậy đều nói cho bồ ở ở bồ ở ở nghe được hai cái thị vệ chết thời điểm cũng là nhữ mày một cái hắn cảm thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp hơn nữa tựa hồ đã hướng thật không tốt phương hướng đang phát triển hẳn là không cách nào ngăn cản ngầm thở dài một cái lần này quả nhiên hung hiểm ạ à. bồ ở ở ma pháp sư tình huống trước mắt chính là như vậy cho đến bây giờ không có gì dị thường phát sinh nước qua chuyện này người biết nhiều không bồ ở ở cảm thấy chuyện này tốt nhất là vượt ít người biết càng tốt dẫu sao hắn cảm thấy chuyện này rất cổ quái ô lại lắc đầu một cái chỉ có số ít người biết không có tiết lộ ra ngoài như vậy liền tốt ta đợi hồi đi xem một chút vậy phiến cửa đá ngươi tìm một người tin cẩn mang ta đi qua là được ô lại hiển nhiên cũng biết nếu như mình mang bùa ở ở đi nhất định sẽ đưa tới tộc nhân chú ý như vậy thì coi là thì không muốn để cho người biết vậy được tiết lộ ra ngoài hai người cẩn thận bàn dưới bù ở ở quyết định đợi hồi đi xem xem cửa đá buổi tối mới thử lại giải quyết một cái không được chỉ có thể nghĩ biện pháp khác ô lại cũng biết cái này phiến cửa đá của quái cho nên cũng không phải là rất gấp dù sao lộ vẻ rất chấn định hắn cũng biết lại cuốn cũng sẽ không lập tức giải quyết bây giờ vấn đề vẫn là yên lặng xử lý tương đối khá mà ở bạo phong hành lang bên này đi và mark đang quan sát nguyên tố ma thú tình huống bọn họ đưa cái này nguyên tố ma thú tạm thời định là phong ma thú chủ yếu là bởi vì con ma thú này chủ yếu nguyên tố là hoàn toàn do nguyên tố gió tạo thành đây mới là nổi lên một cái biệt hiệu chật như vậy ngựa nhưng đối với bên cạnh đi nói ngươi nói lần này công hội sẽ phái ai tới trợ giúp chúng ta đi lắp lắc đầu biểu thị không biết đột nhiên đi tựa hồ nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi đồ như nhau chỉ bên cạnh xa xa mấy đạo nhân ảnh nói là món tạ ma pháp sư ai xa xa tới đây vậy mấy đạo nhân ảnh bất ngờ là sử dụng ma pháp khó khăn lắm chạy đến mòn tạ mấy người mà đi ồ và ngựa nhưng cũng là rất hưng phấn không nghĩ tới lại là mòn tạ sẽ đến trợ giúp bọn họ thật sự là rất để cho bọn họ bất ngờ dẫu sao mòn tạ thân phận và địa vị bày ở nơi đó so hai người bọn họ nhưng mà cao hơn lúc này ở bạo phong hành lang bên trong vậy chỉ phong ma thú nhưng là lần nữa phát sinh biến hóa từng tiếng gầm to truyền vào mòn tạ đám người trong thai nhất thời để cho bọn họ sắc mặt vậy ngưng trọng xuống Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống chương 210, khai chiến bạo phong hành lang bên trong phong ma tiếng thú gào liền liền vừa đổi tới mòn tạ các người vậy đều nghe được cái này thanh âm bé nhọn không khỏi được cầm ánh mắt nhìn về phía cái hướng kia trong đó có một vị ma pháp sư thận trọng nói cái này phong ma này thú thực lực không kém à ngoài ra một vị hơi mập một chút ma pháp sư không vui nói có thể hay không có chút kiến thức cái này cũng có nguyên tố châu làm sao sẽ yếu món tạ cắt đứt mấy người cãi vả tất cả chớ ồn ào cẩn thận xem xét lúc này phong ma thú đột nhiên bay ra tựa hồ cảm thấy từng cổ năng lượng ba động phong ma thú không cảm giác được ma lực nhưng là có thể cảm giác được năng lượng biến hóa rất nhỏ mà mọn tạ mắc và đi ổ ba người năng lượng ba động mạnh nhất nhất là mòn tạ đối với nó uy hiếp lớn nhất cho nên cái này phong ma thú dự định tiên hạ thủ vi cường mòn tạ thấy phong ma thú dương ra cánh nhất thời cảm giác không ổn hướng chư vị ma pháp sư còn có xa xa đi ổ và mác lớn tiếng nhắc nhở nhanh lên một chút thi triển phòng ngự bình phong che chở sử dụng nữa trọng lực ma pháp nó muốn phát động công kích nghe được mòn tạ nhắc nhở đi ổ và ngựa có thể không dám kinh thường rồi rít thi triển phòng ngự bình phong che chở nhưng là rất không khéo chính là trọng lực ma pháp chỉ có mắc sẽ đi ổ chủ tu là ma pháp hệ nước thiên về điểm không giống nhau chỉ thật là phiền phức mát cho hắn làm mà mòn tạ mấy người cũng là dối rít thuần thục tầng tầng làm ma pháp Đề phòng gió ma thú công kích một khắc sau phong ma thú cánh vung lên bây giờ mấy đạo dài đến mấy gạo đao gió hướng mòn tạ bên này tấn công tới tốc độ công kích vô cùng là nhanh mạnh ngay trước mắt đao gió liền đánh tới bình phong tre trở lên phát ra đinh thái nhức góc tiếng nổ mà mòn tạ mấy người lúc này vậy cũng không tốt bị khi nhìn đến những thứ này đao gió uy lực sau đó bọn họ gia tăng ma lực chuyển vận nhưng là bình phong tre trở lên vẫn là xuất hiện nhỏ xíu vết rách mòn tạ lúc này đã tiêu hao rất nhiều ma lực thừa dịp gió ma thú vòng kế tiếp thế công còn chưa đánh tới ném cho mấy người một người một chai trung cấp ma lực dược tề có thể gặp món tạ dự trữ vẫn là rất phong phú. vậy mà nói rất ít có ma pháp sư biết sử dụng trung cấp ma lực dược tề, trên căn bản đều là dùng sơ cấp ma lực dược tề, bởi vì là trung cấp ma lực thuốc giá cả sẽ để cho rất nhiều vốn cũng không giàu có ma pháp sư trung bước. 2 000 tiền vàng một chai trung cấp ma lực dược tể rất nhiều ma pháp sư nhất hơn vẫn là mua một chai, có lúc còn bỏ không được dùng. ngược lại, người có tiền bán 10 mười bình, trăm chai trung cấp ma lực dược tể cũng không biết đau lòng, ngược lại cảm thấy đây là thể hiện thân phận tượng trưng. ma pháp sư công hội tiền lương cũng không phải đều là giống nhau chức vị không cùng cấp bậc không cùng lấy được phúc lợi vậy trên lệch khá xa cho nên mấy người này thấy trung cấp ma lực thuốc thời điểm đều là rất hâm mộ cho bọn hắn thời điểm bọn họ cảm giác đầu tiên liền là không dám tin tưởng lúc này món ta nhắc nhở mấy người uống nhanh hết bổ sung một chút ma lực gió ma thú công kích lại một tới nghe được món ta nhắc nhở mấy cái ma pháp sư mặc dù đau lòng nhưng vẫn là đem dược tề cũng uống ngay tức thì bọn họ cảm giác mình ma lực khôi phục bảy tám phần cũng chỉ ở ma lực bổ sung trong nháy mắt gió ma thú vòng thứ hai đao gió đã tới nhưng là lần này bọn họ hấp thụ giải bảo đồng thời bơm vào ma lực đi một điểm lên gót quả nhiên có hiệu quả bình phong che chở phòng ngự lại tăng lên một đoạn không có bị đánh ra cái hở sau đó mò tạ đối với mấy cái ma pháp sư lớn tiếng hét các người đi công kích phong ma thú ta đi cầm vật này ném tới bạo phong hành lang bên trong đi mấy cái ma pháp sư rồi rít gật đầu thi triển lơ lửng thuật đến gần phong ma thú chính là ngọn lửa sấm xét đợi một chút ma pháp nhất để đánh không có kỹ chút nào ma lực tiêu hao dĩ nhiên bọn họ cũng không phải không mang ma lực dự tề bất quá không có mò tạ cao cấp thôi mò tạ vừa mới bắt đầu vốn là muốn dụ phong ma thú sau đó bao vây tiến hành công kích phương án không thể thực hiện được hắn không nghĩ tới phong ma này thú lại có thể sẽ tự mình chạy đến như vậy thì để cho hắn biện pháp có biến hóa bất quá món tạ vậy rất thông minh biết không có thể để cho hắn lần nữa trở lại bạo phong hành lang cho nên quả quyết cầm trong tay tăng cường bản đầu hủ túi cái bình vứt xuống hành lang bên trong đông nhiên một tiếng vỡ vang lên chuyển tới chặt tiếp theo chính là một cổ kỳ túi vô cùng mùi vị chuyển vào món tạ trong lỗ mũi nhất thời để cho hắn muốn muốn mửa ói ói làm sao như thế thúi à món tạ nhanh chóng thi triển lơ lửng thuật rời đi may hắn cách khá xa nếu không lần này khẳng định được đi sáng nay lên ăn điểm tâm cho phương ra đông nhiên hắn nhớ ra rồi sở mít lâm nhắc nhở nhớ mở ra thời điểm che mũi những lời này bây giờ ở món tạ đầu góc bên trong hồi tưởng lại hắn mới biết đây là ý gì không khỏi được cười khổ lắc đầu một cái tiệm trưởng tiệm trưởng à, ngươi nhưng mà bấy chết ta rời đi mùi thúi phạm vi sau đó hắn vừa quay đầu liếc mắt một cái bây giờ kỳ thúi vô cùng có mùi vị hành lang không khỏi được trong lòng ở lẩm bầm cái này sau này trực tiếp đổi thành mùi thúi hành lang thôi cũng không biết bạo phong bộ lạc sẽ hay không tìm bọn họ tính sổ hạ à bất quá ấn tạ vậy không cân nhắc quá nhiều trực tiếp hướng phong ma thú liền công đánh tới thật ra thì ấn tạ không biết là sở mít lâm chế tạo tăng cường bản đầu hủ túi nếu như là ăn nói khẳng định sẽ có hấp dẫn hiệu quả nhưng là nếu như là đổ hoặc là là cố ý ném ra ngoài chán ghét người cái này sinh ra hiệu quả chính là ngược lại đáng tiếc sở mít lâm không có nói cho hắn dĩ nhiên sở mít lâm mình cũng không biết mà ở sở mít lâm bên này đi theo ổ tạm trở lại hắn trong phòng hai người đơn giản viết một phần hiệp nghị thương lượng một chút thức ăn hoa thu hoạch vấn đề đúng rồi tiệm trưởng ngươi nói cái đó thức ăn hoa bây giờ thành chính chưa còn được lại cùng hai tiếng đi hai tiếng sau thu hoạch là được thu hoạch thời điểm vậy rất dễ dàng tìm thanh đao đem phần đấy dễ cây chém đứt là được lá cây nói lưu không lưu cũng không có vấn đề như vậy à vậy thì tốt tiệm trưởng ngươi tới đây bên trong còn có chuyện gì khác không không có à ta chính là tới xem xem cái này phiến vườn rau không nghĩ tới lại có thể có thể cầm những thức ăn này hoa cho bán đi đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn liền sợ mít lâm nói tới chỗ này thời điểm mình cũng là cảm giác buổi chiều nay vận khí đúng là có chút tốt khẳng định là người mình phẩm bộc phát ô ta nghe được sợ mít lâm nói cũng là cười một tiếng và hắn tán gấu một lát sau sợ mít lâm dự định đi về trước hắn phải trở về xem xem lật nạ dùng máy móc chế tạo hàng hóa có thể ăn được hay không tuy nói máy móc chế tạo cũng có thể ăn nhưng là mùi vị khác biệt còn có thể nếm ra phối liệu pha chế nắm giữ không tốt vậy sẽ ảnh hưởng khẩu vị cho nên sở mít lâm phải nghiêm cẩn đối đãi nếu không hắn siêu thị liền đập Tổ tản cũng là muốn giữ lại sở mít lâm ăn cơm tối xong lại đi đáng tiếc là sở mít lâm cuốn cuồng có chuyện muốn đi hắn cũng sẽ không tốt giữ lại đưa sở mít lâm đi ra bộ lạc cửa sau đó liền về bộ lạc trong lúc này sắp trời đã là mặt trời lặn tây sơn bất quá bây giờ ở trong siêu thị bận rộn lặn nạ nhưng mà không tâm tư cố kỵ thời gian trôi qua nàng bây giờ đang giàu gì kem ly chế tạo có thể hay không làm điểm sáng tạo cái mới ví dụ như thêm chút tương hoa quả quả hạch cái gì các loại hắn bây giờ đang làm những chuyện này nếu để cho sở lâm biết lật nạ ý tưởng khẳng định sẽ rất kinh ngạc bởi vì đích sắc là có loại này kem ly chỉ bất quá cần mua thêm một ít công cụ xử lý vật liệu mà thôi cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống chương hai nhiệm vụ này sở lâm từ như đầu nhân bộ lạc trở lại siêu thị sau vậy không có thể làm chuyện chỉ thật nhàm chán nhìn Lập nạ ngã quỵ áo của máy vậy thỉnh thoảng chỉ điểm Lập nạ một ít sai thao tác sai lầm máy móc bị làm hư vậy tiền sửa chữa nhưng mà rất đắt giá cái này hắn hỏi qua tiểu tinh ở mòn tạ bên này gió ma thú công kích nhanh mạnh phạm vi lớn hơn nữa rất trọng yếu một chút gió ma thú tốc độ di động vậy rất nhanh đi và Mark mặc dù không sẽ cường đại gì ma pháp nhưng là trói buộc loại ma pháp bọn họ vẫn là biết ngay tại phong ma thú sắp dương cánh bay đến bên kia thời điểm mắc và đi đồng thời thi triển dây leo quấn quanh cái này ma pháp trên đất dọc theo từng cái dây leo nhanh chóng cầm gió ma thú chân chói lại mòn tạ bắt cơ hội hô tập trung công kích mau mấy cái ma pháp sư rồi rít phát động miệng ma pháp cường đại tiến hành hữu hiệu đã kích ma pháp là một cái tiếp theo một cái đập về phía gió ma thú trên thân thể oanh 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 thanh âm bên thai không dứt phong ma thú liền liền phát ra hết thảm lộ vẻ rất là thống khổ đông nhiên lúc này phong ma thú một tiếng gầm tê lấy lực lượng lớn nhất tránh thoát mark và đi ổ dây leo chói buộc bay liền hướng ngọn tạ công kích tới đây nhưng mà mấu chốt trong ngay mắt dông lựa thuật từ bên cạnh truyền đến đi ổ và mát tụng niệm thần chú thanh âm nguyên lai like ngay tại dây leo gãy mất một khắc kia hai người bọn họ liền bắt đầu sử dụng bọn họ học tập nhất ma pháp cường đại dòng lửa thuật to lớn do ngọn lửa ngưng kết thành hai cái đầu rồng mang theo ngập trời ngọn lửa một khí thế không thể địch nổi đánh về phía đang đang phi hành phong ma thú vâng, vâng. hai tiếng nổ sau này liền theo phong ma thú thê lương hết thảm gió ma thú thân thể ở giữa không trung bị đánh rơi xuống văng lên một phiến bụi đất ngã trên đất vùng vây liền một lát sẽ không có sống mà món tạ và mấy cái ma pháp sư cũng không dám kinh thường tại chưa có xác nhận phong ma thú tử vong trước bọn họ là không dám đến gần một phút sau bọn họ thấy do gió ma thú trạng thái nhất thời thở phào nhẹ nhõm đều là đặt mông ngồi trên mặt đất pháp trượng vậy vứt trên đất thở hào hẹn tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ mà mò ấn tạ quả thật không như thế không chịu nổi hắn chính là xề gần gió ma thú thân thể bên cạnh mọi ra nguyên tố châu sau đó đặt ở niêm phong ma pháp vật liệu đặc biệt chế tạo niêm phong ma lực hộ. hô cuối cùng kết thúc ai u chân ta à mới vừa rồi bị phong ma thú xé đứt dây leo vứt lập tức mắc gào lên đi chính là mặt đầy khinh bị, muốn không muốn như thế tiểu cách không phải chân bị thương sao vậy bất quá chỉ là chảy ra một chút mà thôi tiểu cách mà tạ lúc này mới chú ý tới đi và mác dặn dò bọn họ các ngươi hai cái không có sao chứ không có chuyện liền nhờ ngươi cửa thông báo bạo phong bộ lạc tộc trưởng liền hạ liền nói bạo phong hành lang đã lại nữa bạo gió tàn phá bừa bãi nhưng là rất không khéo chính là bên trong nhưng là bị ô nhiễm thật ra thì mộng hắn trong lòng là rất buồn rầu hắn tổng không thể nói là chính hắn đi bạo phong hành lang làm thành cái dáng vẻ kia đi vậy hắn còn có thể hay không trở lại công hội cũng là cái vấn đề hai người ngược lại là không vấn đề gì vỗ ngực vui vẻ đáp ứng bọn ta mang vậy mấy cái giúp ma pháp sư rời đi ma đi và mác lúc này lại nhìn chung quanh một chút cục diện rồi dám lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương không biết làm sao ai bảo bọn họ là khuôn vác làm việc vào đâu nhận mệnh đi bọn họ thu thập tốt lắm nơi này tàn cuộc sau đó đi ngay cầm cái tin tức tốt này nói cho nấu ngươi tộc trưởng nghe được cái tin tức tốt này nấu ngươi tộc trưởng tâm tình rất là vui vẻ cao hứng dưới liền muốn chúc mừng một chút kết quả còn không có cao hứng bao lâu liền bị đi ô một câu bạo phong hành lang bị ô nhiễm tin tức chọc tức hôn mê bất tỉnh thật may bị mát một cái chữa thuật cho trị liệu tới đây nhưng là tỉnh lại nấu ngươi tộc trưởng vẫn luôn là thống khổ nói một câu nói này tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy ta nguyền rủa cái đó ô nhiễm bạo phong hành lang người mà đang đi đường trở lại ma pháp sư công hội mòn tạ nhưng là hát hơi một cái nghi ngờ lẩm bẩm một câu ai ở sau lưng nói xấu ta đi ổ và mát hoàn thành nhiệm vụ vậy không có chuyện gì cũng là vội vội vàng vàng trở lại công hội lãnh phần thưởng lần này đi mà lúc này ở siêu thị sở mít lâm chút nào còn không biết mình nghiên cứu đậu hủ thúi sẽ trở thành là hắn sau này một cái nhiệm vụ nối liền điểm dĩ nhiên đây đều là nói sau sắc trời từ từ đổi được mờ tối đứng lên đối diện dĩ lìn lúc này bỗng nhiên đi tới trong siêu thị để cho sở mít lâm thật ngoài ý liệu dĩ lìn ngươi tại sao trở lại học xong dĩ linh một bộ ta rất kiêu ngạo rất lợi hại dáng vẻ tự khen liền đứng lên ta là ai ta là thông minh tuyệt đỉnh công chúa dĩ nhiên cũng học xong vừa nói liền đi về phía kệ hàng lên thử kéo một tiếng liền xé ra một bao sờ nạc khoai liền mở ăn không có kỵ chút nào sờ mít lâm vậy bờ lợn dầu muốn đánh người ánh mắt bất quá dĩ linh đúng là học tập xong hết rồi ở mấy ngày này trong thời gian mỹ nạ cầm tất cả có thể dạy đạo dĩ linh dược tề kiến thức cũng không giữ lại chút nào liền truyền thụ cho dĩ linh hơn nữa còn cầm nàng chân quý nhất một kiện ma pháp dây truyền đưa cho dĩ linh nghe xong dĩ linh giải thích sau đó sợ mít lâm đều có chút hâm mộ có hay không như thế may mắn ma pháp dây chuyển à đại sư dược tề ma pháp đạo cụ vậy khẳng định là rất lợi hại à đáng tiếc đáng tiếc ngay sau đó lạc nạ vậy gặp được dĩ lìn nàng đối với dĩ lìn ngược lại là rất có hào cảm mặc dù không quá thích nói chuyện nhưng là luôn luôn vậy sẽ cười một cái thuyết minh lạc nạ tính cách đang đang lặng lẽ phát sinh thay đổi sợ mít lâm gần đây vô cùng mệt mỏi cho nên ngủ rất sớm lạc nạ và dĩ lìn ngược lại là vẫn còn ở trong siêu thị đi chơi bất quá hắn cũng là dặn dò qua các nàng không muốn chơi quá muộn ngày thứ hai vừa dạng sáng sợ mít lâm dậy rất sớm bất quá hắn thật bất ngờ thấy được đang chế tạo hàng hóa lật nạ hắn lấy là mình nhìn lầm rồi rủi mắt một cái lại đi xem không có nhìn lầm Lật nạ sớm à ngươi làm sao dậy sớm như vậy chế tạo hàng hóa đứng lên huấn luyện thói quen liền nói lời mặc dù đơn giản nhưng là so mấy ngày trước mới vừa lúc tới nói thẳng một hai chữ tốt hơn nhiều à như vậy à đúng rồi ngươi nói liền mình ăn một chút gì là được không cần cố kỵ biết lật nạ vẫn là rất chuyên chú ở làm việc máy móc cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu sở mít lâm đều có chủng to quyết hắn cảm giác được mình có thể được đào tạo được một vị máy móc đại sư mấu chốt là cái này công nhân đối với nghiên cứu máy hứng thú cũng quá nồng hậu hắn cũng đang lo lắng muốn không muốn đổi điểm cơ giới tư liệu cho nàng nhìn một chút khi nghĩ tới chỗ này sở mít lâm bỗng nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào không khỏi được lắc đầu một bộ suy nghĩ nhiều diễn cảm trong đầu nghĩ ta cái này muốn đi đâu trước hay là đi ra ngoài đi dạo một vòng đi sáng sớm nhưng mà tốt thời điểm à? nhưng mà ngay tại sở mít lâm vừa định ra cửa tiệm thời điểm quân thuộc cơm thanh nhắc nhở lại vang lên nhiệm vụ mời ký chủ mình sáng tạo một khoản đồ uống không có thể sử dụng trong tiệm đồ uống chế phẩm chế tạo chỉ có thể lấy sử dụng này đại lục vật liệu chế tạo hữu nghị nhắc nhở trong cuộc sống khắp nơi có ngạc nhiên mừng rỡ khen thưởng ma lực cái phiến có thể trưng bày tiêu thụ thất bại tiếp nhận tượng gỗ trừng phạt đi thời gian năm ngày làm sờ mít lâm thấy nhiệm vụ này thời điểm sắc mặt hắn là rất đặc sắc nhiệm vụ này thật sự là rất nghiêm hà vật liệu cũng được từ mình chuẩn bị hơn nữa ngươi cái này trong cuộc sống khắp nơi có ngạc nhiên mừng rỡ là ý gì nhưng mà phía sau trừng phạt để cho sờ mít lâm nghênh ngẩn hắn hỏi tiểu tinh mới biết nguyên lai like cái này trừng phạt là hắn bị biến thành tượng gỗ sợ mít lâm nguyền rủa tiểu tinh tượng gỗ tượng gỗ cái này cái quỷ gì ạ à? cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thành chu u vương nhé chương hai trăm mười hai ân đoán mòn tạ mấy cái ma pháp sư ở tối hôm qua thời điểm đổi về sao ma pháp sư công hội sáng sớm hôm nay mòn tạ sáng sớm đi ngay phẹt tạ nơi đó báo cáo cái này một sự kiện tình huống cụ thể vậy một con nguyên tố châu đương nhiên là vậy giao cho phẹt tạ giữ tiến hành phân phối cái này thì không phải là mòn tạ có thể biết hội trưởng lần này phong ma thu thực lực rất mạnh nếu như không phải là hắn nguyên tố châu còn không có đông lại rất tốt chúng ta cũng không có cơ hội kéo chết nó không quan hệ sai lầm luôn là tồn tại lần sau chú ý là được đúng rồi hội trưởng bạo phong hành lang bên kia cái đó cái đó mọn tạ chân thực ngại nói ra cái đó cái bình gây ra tai nạn thật sự là quá mất mặt thúng chi hắn vậy ngại nói đây là sở mít lâm kiệt tác phe ngược lại là đã nhìn ra mọn tạ có chút do dự không khỏi được nghi ngờ mọn tạ đây là thế nào không khỏi cho ra tiếng hỏi còn có chuyện gì muốn theo ta nói sao là như vậy à mọn tạ quyết định vẫn là đem chuyện này nói ra được tốt nếu không hắn trong lòng cũng không nỡ tại tu hành trên đường vậy sẽ sinh ra ảnh hưởng từ một góc độ khác mà nói chính hắn cũng có trách nhiệm cho nên vẫn là nói ra tương đối khá phệ xa nghe xong món tạ giải thích sau đó cũng là một mặt nét mặt cổ quái nhìn món tạ một độ ngươi có phải hay không đang gạt ta diễn cảm bất quá hắn cũng biết món tạ mặc dù có thời điểm làm việc có chút chậm rãi nhưng là làm việc phong cách vẫn là rất nghiêm cẩn món tạ một mực chờ trước phệ tạ nói chuyện tựa hồ là phạm vào cái gì sai lầm lớn như nhau cũng không dám thở mạnh một chút dẫu sao là sở mít lâm đồ ngươi đi tìm hắn nói rõ ràng là được ta muốn hắn khẳng định sẽ có biện pháp món tạ nghe được hội trưởng như thế nói trong lòng nghĩ cũng vậy cái này cũng không phải là đại sự gì nói rõ là được tiệm trưởng như vậy nhiều mới nhất định là có biện pháp giải quyết chỉ như vậy món tạ từ rời đi phẹ tạ nơi này sau đi ngay tìm sở mít lâm đi bất quá hắn cũng không biết sở mít lâm muốn là thật biết hắn gây ra chính là cái này hoa đoan phỏng đoán sẽ choáng ở sở mít lâm bên này hắn vẫn còn ở cẩn thận phân tích mới vừa rồi ban bố nhiệm vụ tự chủ sáng tạo một khoản đồ uống còn được dùng nọt trên đại lục đồ dễ dàng ngược lại là dễ dàng chính là không biết làm sao phối hợp à lại được lật tư liệu sở lâm phát điên à hắn cũng không muốn lại lật tài liệu đầu hai lần đi ma pháp sư công hội phòng tài liệu lật tư liệu nhìn nhức đầu bây giờ lại đi thấy phòng tài liệu vậy một đống không đúng vậy từng hàng tư liệu nói chỉ định được cho vắng đúng rồi tiểu tinh cái này ma lực cái phiến là thứ gì có thể hay không giải thích một chút ký chủ ma lực cái phiến thông tục nói chính là bổ sung ma lực cái phiến sau đó ở những lời này phía sau còn đi theo một cái khinh bị diễn cảm hiển nhiên là đang cười nạo sở mít lâm rốt nát hắn thấy tiểu tinh phía sau khinh bị diễn cảm sau đó nhất thời liền nổi tiếng ngươi cái tiểu tinh thăng cấp thăng kêu nạo như vậy tiểu xem ra là thăng cấp mật mã sai lầm thật ra thì sở mít lâm là thật hiểu sai tiểu tinh chẳng qua là thăng cấp sau đó nói chuyện phương thức và dọn càng thêm nhân tính hóa liền mà thôi càng thêm trí năng liền mà thôi sợ mít lâm chợt nhớ tới Phệ muốn hắn tự chủ sáng tạo đồ không khỏi được cười lên cái này ma lực cái phiến tới thật là thực thì hậu như vậy Phệ tạ sự việc liền làm xong bất quá trước lúc này vẫn là phải đi tra tư liệu lần này tra không phải trái cây càng không phải là dự thảo mà là các loại vật chất pha chế cái này pha chế mặc dù có thể thỉnh giáo mỹ nạ vị này đại sư dược tề nhưng là ngại mặt mũi vấn đề vẫn là không có cái nhiễu mỹ nạ hắn vậy cân nhắc qua trực tiếp đi tìm Phệ đi nhưng mà vạn nhất lao đầu này lại đề ra yêu cầu gì vậy thì không có lợi lắm nghĩ tới nghĩ lui vẫn là mình tra tư liệu đi lúc này ở rừng tự nhiên tộc tinh linh nơi này mộ nạ lúc này đang luyện tập trước kia học tập ma pháp vì để cho mình đổi được mạnh hơn lúc này mới cố gắng đứng lên dĩ nhiên sự biến hóa này hệ dạ vậy xem ở trong mắt trong lòng cũng là rất cao hứng bất quá ngay vào lúc này đột nhiên phát sinh đại sự ngay mới vừa rồi ở rừng tự nhiên bên trong xuất hiện ám tinh linh bóng dáng nói đến ám tinh linh trên thực tế và bây giờ tộc tinh linh thật ra thì cũng có một ít sâu xa có lẽ là thời điểm tộc tinh linh còn không có rời đến rừng tự nhiên bên trong thời điểm bọn họ chủng tộc còn là vô cùng mạnh mẽ nhân khẩu vô cùng hơn Phát triển vậy rất nhanh chóng, mỗi một tinh linh ma pháp thực lực đều không tục trên căn bản cũng có thể ứng đối một ít phiền toái nhỏ. Nhưng là ở nơi này chính giữa nhưng là có một cái tinh linh trong lòng nhưng là lại mơ ước lúc ấy tộc tinh linh ngôi vừa muốn mình làm vương, cái này tinh linh kêu bối ni lạc, cũng coi là một cái ở tộc tinh linh danh vọng rất cao người hậu tuyển, bất quá rất tiếc là nàng hư hỏng, rơi vào hát ám, cùng hát ám làm giao dịch, trở thành một cái rất xuống ám tinh linh. Cùng lúc đó nàng dục vọng cũng bị vô hạn phóng đại đổi được một phát không thể thu thập từ mới bắt đầu ở tộc tinh linh bên trong trắng trận lôi kéo mình thế lực cầm những thứ này tinh linh tiến hành đầu độc cầm bọn họ biến thành và nàng vậy ám tinh linh lúc đó tinh linh nữ vương rất tức giận tức giận bối ni lạc hành vi tức giận bối ni lạc sa đoạn tức giận bối ni lạc lại còn để cho một ít vô tội tinh linh vậy lâm vào vực sâu vô tận cuối cùng tinh linh nữ vương ra tay ưu việt tiến hành trấn áp tinh linh nữ vương cũng không có giết hại nàng vậy không thích giết hại mà là đem các nàng khu trục xuất tộc tinh linh biến thành một cái người lưu lạc đem các nàng đuổi cho tới bây giờ cấm khu bất quá lúc ấy bối ni lạc lúc đi lưu lại qua một câu nói nói ta sẽ còn trở lại khi đó tinh linh nữ vương rất thống khổ bên trong lòng nàng rất thất vọng có thất vọng cũng có tiếc nuối bất quá nàng cũng không hối hận làm như vậy nặng hơn tới một lần mà nói nàng còn sẽ là đổi mà không phải là cường thế tiêu diệt bởi vì hắn không làm được tiêu diệt mình sớm chiều chung sống cực kỳ lâu tộc nhân nàng hy vọng bối ni lạc có thể từ trong bóng tối tìm được qua Minh, cho đến vị này tinh linh nữ vương qua đời trước vẫn là cái ý nghĩ này đáng tiếc là sa đọa vào hát cám chính là vĩnh viễn sa vào trừ phi quang minh sẽ tiếp nhận bối ni lạc mà sáng sớm hôm nay tuần tra tinh linh phát hiện ám tinh linh bóng người, dĩ nhiên cũng không phải trùng hợp. Đây là Bối nghi Lạc kế hoạch, là nàng thật sớm liền kế hoạch tốt lắm. Mặc dù nàng không có ở đây, nhưng là Bối nghi Lạc báo thủ chấp nghiệm nhưng là chuyển tới mỗi một ám tinh linh trong lòng. Biết ám tinh linh xuất hiện, tin tức về dạ cảm thấy chuyện lần này có thể phiền thoái, Nàng cũng biết một ít tộc tinh linh trước kia lịch sử, biết những thứ này ám tinh linh đều là rất xuống tinh linh. Mặc dù có chút đồng tình bọn họ, nhưng là nếu như uy hiếp đến tộc tinh linh, nàng vậy sẽ không chút do dự đem bóc chết, cho dù là bị thần minh hạ xuống trừng phạt. Trở lại sở mít Lâm nơi này, hắn bây giờ đang thưởng thức lập nạ chế tạo bánh táo cùng hàng hóa làm đích xác là không tệ hơn nữa có một ít sáng tạo cái mới cái này làm cho sở mít lâm thật cao hứng không nghĩ tới lạc nạ mới có thể tốt như vậy mà dĩ liền coi như không quản được nhiều như vậy liền trực tiếp là từng cái một đi trong miệng đi nhét không sai chính là từng cái một đi nhét trong miệng nhìn sở mít lâm đều là đầy mặt lúng túng cái này nha đầu có thể hay không văn nhã một chút ngươi muốn thục nữ có hiểu hay không cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thành chu u vương nhé chương hai trăm mười ba bị bắt gây ra mọn tạ ở sở mít lâm mấy người nếm trước hàng hóa mang tới tâm tình tốt đẹp thời điểm kết quả mọn tạ thật là đúng dịp xuất hiện tiệm trưởng các ngươi được a lúc này sở mít lâm lúc này mới chú ý tới món tạ đến không khỏi được có chút kỳ quái tên này làm sao như thế nhiều sự việc không khỏi được mở miệng hỏi thăm ta nói món tạ ngươi còn có chuyện gì khác không món tạ lộ vẻ được có chút lúng túng muốn biết chuyện này không quá thuận lợi nói nhưng còn là từ từ nói ra sở mít lâm nghe xong món tạ nói xong bạo phong hành lang chuyện bên kia sau cũng là mặt đầy không nói làm sao sẽ trùng hợp như vậy đây chính là tăng cường bản đầu hủ túi ngươi cứ như vậy ném ra ngoài thật sự là rất lãng phí có được hay không nhưng mà sở mít lâm trả lời để cho món tạ hoàn toàn lửa món tạ ngươi có biết hay không có biết hay không đây chính là tăng cường bản đậu hủ thú à? Vật liệu phân độc nhất à? Nhận ra điểm dùng không được sao? Cần phải ném ra ngoài. phen này giải thích là cầm món tạ làm cho lửa. Tiệm trưởng trọng điểm của ngươi có phải hay không lập à? Ta không phải là nói cái này vấn đề, chẳng lẽ tiệm trưởng ngươi liền không một chút ấy náy cảm giác sao? Không không không, tiệm trưởng à, ta nói đúng người ta hành lang nơi đó còn có tác dụng, như vậy người ta bạo phong bộ lạc làm thế nào à? Sở mít Lâm nghe được món tạ như thế nói, mặc dù trong lòng là có chút không đành lòng, nhưng là dính dấp đến bộ lạc khác sự việc, hắn cảm thấy vẫn là chết không thừa nhận tốt vì vậy hắn bắt đầu biểu diễn cuộc hành trình các loại chiêu thức món tạ nhưng mục đích chính là không nói chuyện này làm món tạ cảm giác được mình đều có điểm hoài nghi mình xử lý năng lực lúc này dĩ linh cầm một chai nước thuốc đi tới món tạ bên người một mặt cười híp mắt nói đại ca ca tới uống chút đồ uống đi món tạ trong lòng còn sẽ rất cảm động không nghĩ tới lại có tốt như vậy bé gái hắn nhận lấy đi vừa mới chuẩn bị uống vào trong nháy mắt ở dĩ linh trên mặt lộ ra một tia không dễ phát giác âm mưu nụ cười như ý bất quá cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất nhưng là cái biểu tình này bị sở mít lâm và lập nạ thấy được hai người liếc mắt nhìn nhau cũng từ đối phương trong ánh mắt thấy được đồng tình đáng thương và không biết làm sao sau đó liền thấy mòn tạ đột nhiên trên mình biến sắc đổi được màu sắc rực rỡ và một con bảy màu chim non như nhau bất quá lúc này mòn tạ nhưng là không tâm tình ở siêu thị ở lại như một làn khói liền chạy trở về cuối cùng di lìn ha ha cười lên ha 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 buồn công chúa nước thuốc cũng không phải là như thế dễ giải quyết thật là quá thú vị lập nạ ngược lại là khẽ mỉm cười một cái không nói gì nhưng là sở mít lâm mặt coi như tối hắn đông nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng nếu là hắn chọc phải di lìn sẽ hay không hắn đã nghĩ được mình bị các loại làm ác hình ảnh không khỏi được bắc cực lạnh cả người cảm thấy cái này nha đầu so giống vậy cấp ba ma thú còn đáng sợ hơn cái này đứa nhỏ thật sự là không chọc nổi à khúc nhạc đệm sau khi đi qua sợ mít lâm bắt đầu suy nghĩ mình thu thập qua mỗi một loại trái cây và dự thảo từ đó ở đầu góc bên trong dung hợp ở phân giải từ đó cho ra một cái có thể được phương án tới chế tạo đồ uống ngay mới vừa rồi sở mít lâm xài 15.300 tiền vàng mua một máy đồ uống chế tạo cơ bởi vì nếu như là chủ động chế tạo uống liêu sẽ rất phiền thoái không tính là nguyên tài liệu chế tạo ra được sau mùi vị vậy sẽ rất đơn độc nếu như không trải qua máy điều chỉnh thử tăng thêm một ít thích hợp đồ uống gia vị thuốc vậy thì có chút lộ vẻ được đồ uống khẩu vị quá xu hướng tại bình thản hơn nữa nọt đại lục trái cây chủng loại rất nhiều hắn được tìm được một loại thường gặp trái cây chủng loại nếu không rất dễ dàng rơi vào nguyên vật liệu nguy cơ đạo sư hồ đường đồ uống chế tạo ra được nguyên vật liệu có thể không đủ vậy thì xong rồi đây là một cái rất đáng giá được lo lắng vấn đề hắn vậy được suy tính một chút theo mùa vấn đề ví dụ như loại nước này quả ở mùa xuân xuất hiện nếu là không có có thể dùng hạ cái mùa màng kia loại trái cây thay thế đợi một chút cũng phải đi suy nghĩ một chút ai nhức đầu à muốn không muốn như thế phức tạp à à đại thúc ngươi kêu gì à có cần hay không ta hỗ trợ à dĩ lìn lúc này cũng là không có ở đây ăn linh thực bị sở mít lâm ồn ào đến sau này hắn đưa ánh mắt chuyển hướng dĩ lìn tổng cảm thấy cái này nha đầu gần đây thay đổi rất nhiều tựa hồ không phải như vậy tinh lịch điều này cũng làm cho sở mít lâm cảm thấy mới lạ không dứt cuối cùng sở mít lâm vẫn là đem mình cần muốn chế tạo một khoản đồ uống ý tưởng nói cho dĩ lìn dĩ lìn chính là liếc khinh bị một bộ dạy bảo học sinh giọng vừa nói mình đề nghị đại thúc ngươi nghĩ vậy quá nhiều trước cầm mùa này trái cây tính vào là được hạ cái mùa màng trái cây đang suy nghĩ không được sao như thế toàn diện làm gì trước cầm một cái mùa giải quyết nói sau ngươi lấy là ngươi là ta lão sư à? sở mít lâm là thật hết ý kiến hắn thật vẫn là không đổi kịp mina nói thật hắn còn rất bội phục mina có một thân dược tể kiến thức làm người cũng không tệ nhưng chính là ma pháp sư công hội bên kia ai hắn không có tiếp tục lo lắng nhiệm vụ chuyện dặn dò lạc na một tiếng sau liền dự định đi ra ngoài trước đi dạo một vòng mà ở tộc người thú bên này phát hiện bán nhân mã bộ lạc những thư đó lai lịch sau đó to rụt một mực đang điều tra sở mít lâm tin tức cá nhân phát hiện sở mít lâm giống như vô căn cứ xuất hiện như nhau không có bất kỳ triệu chứng nào hồi báo cho sắc những tin tình báo này sau đó sắc cũng có chút một mực không nghĩ tới lại là như vậy xem ra tiệm này dài vậy không đơn giản à cuối cùng sắc vẫn là cảm giác được mình hẳn đi một chuyến thành dạ vịt đi gặp gặp cái tiệm này dài nói một chút làm ăn bọn họ vậy được suy tính một chút mua vài món đồ chủ yếu là sở mít siêu thị đồ quá bất phàm rất có cảm giác thần bí mà ở cấm khu bên này ở chỗ sâu một phiến trong khu vực bên trong ở một đám và tộc tinh linh vậy tinh linh nhưng là những thứ này tinh linh trên mình nhưng là một mảnh hát ám những thứ này chính là sa đoạn nhập bóng tối ám tinh linh cái này vừa đảm nhiệm ám tinh linh thủ lãnh là một người đàn ông tinh linh kêu cột thực lực vậy rất cường đại ở ám tinh linh bên trong cũng là có rất cao hy vọng từ hắn nhậm chức tới nay quán triệt bối ni lạc tín nhiệm thời thời khắc khắc không khỏi kế hoạch báo thù biện pháp lén lút vậy đang điều tra tộc tinh linh tình huống trước mắt ám tinh linh mặc dù và tộc tinh linh tinh linh không việc gì khác biệt nhưng là tâm linh của bọn họ lại bị hắc ám ô nhiễm bọn họ trong nội tâm tham lam dục vọng bị hắc ám vô hạn làm lớn ra từ đó đổi được vô cùng hung tàn và cuồng bạo thú chi ở trong cấm khu cũng không phải mỗi ngày cũng là hòa bình cuộc sống ở trong cấm khu mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ phát sinh giết hại nơi này tôn chỉ chính là cường giả vi tôn nhỏ yếu chủng tộc đều bị đào thải mà có chủng tộc cũng ở đây thời khắc đề phòng chủng tộc khác xâm nhập ám tinh linh cửa cũng không ngoại lệ bọn họ cũng là thường xuyên gặp phải người sói tập kích nhưng vậy thật may bọn họ biết một chút ma pháp có thể đối phó một chút người sói nếu không bây giờ ám tinh linh liền đã trở thành đi qua mà cũng cũng chính là dưới tình huống này có chiếm lĩnh rừng tự nhiên ý tưởng cho nên ở ngày hôm nay phải đi ra ngoài liền thai mắt đi điều tra rừng tự nhiên tộc tinh linh tình trạng coi như là bị phát hiện hắn vậy không có gì đáng sợ ở bóng tối dưới sự dẫn đường cột nội tâm vậy đang phát sinh biến hóa dần dần tiến vào vực sâu cột vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé chương 214, năm vị bánh ngọt ở ánh mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm ở tì nạ nơi này tổ chức sở mít trong siêu thị tới một vị quý khách cũng coi là người quen đó chính là họ từ lần trước em tộc trưởng xảy ra chuyện sau này hắn tiệm rèn vậy lại không có mở cửa buồn bán qua ngày hôm nay rau cụ dại coi như là tới đây triệu tập học trò chuẩn bị mở cửa hắn học trò henry và rót giờ đi theo hắn phía sau và tì nạ lên tiếng chào hỏi là học sư phụ ạ à? ngài đây là tới làm gì Tí nạ sáng sớm hôm nay trên thực tế vậy không có chuyện gì sáng sớm hôm nay người tới mua đồ tương đối thiếu nàng đoán nghĩ có thể là ngày hôm nay đa số người đều có chuyện đi cho nên không để ý ta tới xem xem sở mít lâm trường tiệm tiệm vậy thuận tiện mua một chút bánh ngọt ta đã rất lâu chưa ăn bánh cả kệ rất hoài niệm cái mùi kia tín nạ à cười một tiếng cho hợp lần nữa giới thiệu một chút họp sư phụ chúng ta nguyên lai like khẩu vị bánh ngọt cũng có bây giờ chúng ta nghiên cứu mới khẩu vị bánh ngọt gọi là năm vị bánh ngọt danh như ý nghĩa ngay cả có năm loại mùi vị và vậy hứng thú trực tiếp mở miệng hỏi kia năm loại mùi vị chua ngọt đắng cay mặn đợi người bất thái họp tự mình lẩm bẩm cái này năm chữ cuối cùng khẽ mỉm cười chua ngọt đắng cay mặn ừ rất tốt như nhau tới một cái tì nạ gói kỹ năm cái năm loại mùi vị bánh ngọt giao cho họ bởi vì cái này mấy loại bánh ngọt giá cả vốn là tổng cộng là ba trăm tiền vàng bất quá họp là khách hàng cũ coi như hai trăm sáu mươi tiền vàng đưa đi họp sau đó tì nạ bắt đầu nhìn sở mít lâm lưu lại một ít thuật những sách này tự nhiên là có chỗ dùng là một ít liên quan tới hàng hóa chế tạo phương diện kiến thức mấy ngày nay tì nạ luôn muốn làm sáng tạo cái mới thay đổi một chút nguyên hữu hàng hóa mùi vị khiến cho càng thêm đa dạng hóa như vậy khách hàng cũng có thể lấy được được càng nhiều hơn hưởng thụ liên nói cái này năm vị bánh ngọt chính là tì nạ căn cứ mùi lạ chuối tiêu tiến hành sửa đổi phía sau còn có cái gì năm vị kem ly năm vị bánh táo đợi một chút rất nhiều cũng có thể tiến hành sáng tạo cái mới nhưng mà điều này cần đi thực hành mới có thể tìm được thích hợp pha chế nếu không làm được ăn mùi vị rất quái lạ mà mấy ngày nay lần nạ à vậy không có tới tì nạ nơi này hỗ trợ chủ yếu vẫn là lần nạ à phải học tập mới ma pháp học tập mới ma pháp quyển trục khắc họa cho nên ít một chút thời gian tới hỗ trợ bất quá ở giữa vậy có mấy lần tới thăm tì nạ Kệ gần đây vậy rất nhàn nhã dừng nó không có gì việc lớn vùng lân cận một ít địa khu lần trước chút chuyện nhỏ một ít ma pháp sư mình liền có thể xử lý đây cũng là ma pháp sư tu hành trừ một ít ma pháp sư không quyết định được sự việc mời dạy hắn thật đúng là không có sao có thể làm mà phèn ma pháp sư vợ ma pháp sư giai ân ma pháp sư mẹ lộ kỷ ma pháp sư bọn họ cũng đang tiến hành công việc của mình thích phèn tự nhiên vẫn là như vậy xem xét côn trùng tập quán cùng với biến hóa thỉnh thoảng bắt mấy con côn trùng làm làm thí nghiệm cũng là rất tự tại bờ vẫn là bộ dáng kia vẫn là tư tư bất quyện nghiên cứu ma pháp bất quá so sánh trước kia bây giờ bờ xuất hiện tương đối thường xuyên bất quá cái này xuất hiện lý do vậy rất làm cho người im lặng lại là cầm tư liệu hoặc là cầm ma pháp tài liệu thời điểm mới ra ngoài cũng là để cho người rất im lặng giai đoạn vẫn là ở trong phòng nhỏ của hắn tới mình một chút bồi dục thực vật làm một chút tiêu bản làm một chút thực vật ghi chép cái gì không có chuyện làm liền đến công hội bên trong đi tìm các bạn cũ nói chuyện phiếm mẹ lô kỳ bây giờ lại không có chuyện gì có thể làm cũng chính là thường xuyên ở vùng lân cận thôn trang và địa khu đi trợ giúp có khó khăn người giải quyết khó khăn trợ giúp có phiền thoái người giải quyết phiền thoái thấy cần cứu trợ đứa nhỏ liền giúp một cái ở chung quanh thôn trang vậy giữ lại một cái ấn tượng tốt còn như sở mít lâm hiện ở khi xuất hiện ở trên đường phố đi loanh quanh thật đúng là không có chuyện gì có thể làm nhàm chán nhìn chung quanh vậy không tìm được đồ chơi đẹp nhiệm vụ sự việc hắn ngược lại không gấp chủ yếu là tìm được thích hợp nguyên vật liệu là được máy móc sớm liền mua vậy quen thuộc qua chính là cái này nguyên vật liệu khó tìm vừa lúc đó hắn thấy được người quen cụ tên này làm sao ở phía trước bên làm gì nguyên like sở mỹ lâm ở phía trước bên một nhà dược thảo cửa hàng bên trong thấy được xem hắn vẻ mặt tựa hồ rất là cuống cuồng, không biết chuyện gì xảy ra, hắn vậy là tò mò ngạch đi tới, vỗ một cái cụt bà vai hỏi: "Ngươi tới dược thảo cửa hàng làm gì?" "À, là ngươi à?" Hù ta giật mình. Cũng bị giật mình, bất quá vậy có thể thấy được cụt tâm tư không ở nơi này. "Ai, bạn tốt của ta kể xảy ra chuyện, ở núi Dạ Vịt tìm ma pháp tài liệu thời điểm bị một con ma thú cấp 2 đụng bị thương, ta tới dược thảo cửa hàng xem xem có hay không dược liệu có thể trị hắn thương thế." Biết cụt vẻ mặt không tốt nguyên nhân sau đó, hắn cũng là buông lòng không thiếu, đối với cụt hắn vẫn rất có hảo cảm, người bạn này cũng không tệ, mấu chốt thời điểm không thiếu hỗ trợ cho nên hắn dự định trợ giúp cụt cứu bạn hắn không vì cái gì khác liền vì phần này hữu nghị sợ mít lâm thấy cụt vẫn còn ở và dược thảo cửa hàng lao bản đang thương lượng liền tiến lên cắt đứt cụt trò chuyện cụt ta có biện pháp cứu bạn ngươi ngươi nếu như tin lời của ta cụt nhìn sở mít lâm mặc dù có chút không quá tin tưởng nhưng là từ một lần kia ở sở mít siêu thị ăn những cái đồ ăn kia sau tăng lên thực lực sau đó hắn liền cảm thấy tiệm này có một loại cảm giác thần bí mà cái tiệm này dáng dấp trên mình tựa hồ cũng là có một đoàn xương mù dày đặc như nhau để cho người không nhìn thấu nhưng là hắn có thể cảm giác được cái tiệm này dài tính cách rất tốt đối đãi người thân và không có gì cái khác khuyết điểm cũng nhìn chằm chằm sở Mít lâm ánh mắt nhìn nước chừng bảy tám giây lúc này mới gật đầu biểu thị mình đáp ứng sở Mít lâm bị cụt mang đi liền bạn hắn kèn chỗ ở mà ở sân bên kia vẫn là không có chút nào đầu mối có thể nói bất quá lộ cờ lặt và cặt còn có hồi lâu không thấy lạc tháp cũng đang giúp sần thu thập đầu mối một điểm này hay là để cho sần cái này lão đại rất cảm động mặc dù người cá ba kiện bộ đầu mối không dễ tìm nhưng là bọn họ đã ở đại dương tri đình tìm được mở ra người cá đất nước truyền thống trận cầm vào ở đó bên trên có hình tam giác ba điểm trên có ba cái hình dáng lõm cũng chính là người cá ba kiện bộ người cá dây chuyền người cá san hô tiếu nước mắt người cá đặt vào vị trí nhắc tới truyền thống trận này ở địa phương đó lại là trong một cái hang động mà cái huyệt động này còn rất bí ẩn may lộ cờ lặt điều tra rất cẩn thận mới tìm được bất quá vì thế nhưng là kinh động một đầu cấp ba hải ma thú thật may lúc đó là hư sần và lộ cờ lặt đồng thời ở nơi này đồng loạt ra tay cho giải quyết hết trở lại rừng tự nhiên bên này bởi vì ở rừng tự nhiên bên trong phát hiện ám tinh linh tung tích từ buổi sáng phát hiện được buổi trưa vẫn không có tìm thấy được ám tinh linh nhận thân địa điểm mà hệ giả nữ vương cũng là phái ra năm triệu đội tiến hành tìm kiếm vì thế còn vận dụng bí thuật nối liền toàn bộ rừng rậm thực vật thông qua thực vật tới truyền kịp thời bắt tám tinh linh đáng tiếc là hệ giả nữ vương cũng không biết tám tinh linh mục đích nếu không vậy chưa đến nỗi như vậy bị động nhưng là may là không có đại sự gì phát sinh cái này làm cho hệ giả nữ vương yên tâm không thiếu mà ở một chỗ bí ẩn trong hang động một cái cả người tản ra hắc ám khí tức người đang ẩn nút cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé chương 215, tiêu tiền buồn dầu Cụt trong miệng nhắc tới kền cũng là và cụ cùng kỳ tiến vào ma pháp sư công hội người mới học đồng dạng cũng là ở mông dưới đáy tháp học tập ma pháp kiến thức và ma pháp vận dụng nhưng là kền so Cụt thiên phú thật tốt hơn nhiều bình thường món tạ vậy sẽ chiếu cố hắn một chút hơn giáo sư một chút ma pháp kiến thức còn như Cụt khi đó còn không có gặp phải sở mít lâm cho nên một mực coi như là một đội sổ có rất nhiều người cũng đang cười nhạo hắn là một ma pháp tiểu bạch nhưng là kền không cùng mặc dù kền so còn trẻ nhưng là hắn chưa bao giờ khinh thị bất kỳ một người nào hắn có lúc cũng sẽ có kiên nhẫn dạy dỗ cụt như thế thường xuyên qua lại hai người trở thành bạn tốt tuy nói hai người tranh lệch rất lớn nhưng là không trở ngại bọn họ bình thời trao đổi hơn nữa hơn nữa kển đối với cụt một ít chỉ điểm cụt hơn nhiều ít thiếu vậy học biết liền một ít ma pháp một cấp gia lông mặc dù không phải là rất nhuẩn nhuyễn nhưng cũng là bước ra liền bước đầu tiên cái này làm cho cụt thật cao hứng mà cụt gặp sở mít lâm sau đó vận mạng hắn vậy đang phát sinh thay đổi mà kển cũng là bắt đầu tiến hành sâu tầng thứ ma pháp tu tập không cách nào và cụt lần nữa tán gấu có mấy lần cũng là vội vã trò chuyện mấy câu hai người liền rời ra mấy ngày gần đây kển ma pháp đã học tập xong hết rồi ở căn cứ vào thuần thục nắm giữ cấp ba ma pháp vận dụng sau đó vậy học tập hai cái cấp bốn ma pháp coi như là từ người mới học biến thành ma pháp học đồ mà đây bị cô biết ngày hôm nay hai người vừa thương lượng dự định đi núi dạ vịt tìm một ít ma pháp vật liệu chế tạo đơn giản một chút ma pháp đạo cụ kể ở ma pháp tu tập thời điểm không mất cùng một ít chế tạo ma pháp đạo cụ lao sư học qua cũng coi là có chút thành đáng tiếc là chỉ là sẽ đơn giản một chút đạo cụ chế tạo mà thôi vì vậy hai người vội vội vàng vàng đi ngay núi dạ vịt nhưng quên mất núi dạ vịt cũng là một cái ma thú thường xuyên qua lại khu vực kết quả không cẩn thận dưới bị một con cấp ba ma thú cho thương tổ tới kể mất đi mà cụt biết một chút tăng tốc độ ma pháp mang kiển chạy mười mấy phút mới tính là cầm cái đó cấp ba ma thú hất ra đến kiển chỗ ở vung xuống kển sau đó hắn đi ngay tìm dược thảo muốn cho kiển chữa trị kết quả gặp trong lúc danh rỗi đi tùm lùm sở mít lâm kiển chỗ ở coi như là một gian chưa đủ tám mươi thước vuông nhà nhỏ cũng coi là có một cái nghèo khó hộ bài biện trong phòng rất đơn giản một cái bàn nhỏ một cái giường một cái ghế một ít đồ trang sức bày đặt ở trên tường phòng bếp là rộng mở đoán chừng là không gian không đủ đưa đến mà trên giường một hơi một tí nằm chính là kển cụt nhìn sở mít lâm ánh mắt kia bên trong mang khát vọng và hy vọng sợ mít lâm dĩ nhiên là phát giác của ránh mắt khẽ mỉm cười một cái yên tâm hắn không có việc gì ta chưa xem nhìn hắn tình huống thế nào ừ kính nhờ sợ mít lâm không nói nữa nói mà là vỗ một cái cột bả vai tỏ ý hắn không muốn khó qua đi lên trước đơn giản dùng tiểu tinh bổ sung thêm thăm dò chức năng đơn giản kiểm tra một chút xương sườn chặn mấy cây hơn nữa tỉ tặng cái gì vậy bị tổn thương thật nghiêm trọng hơn nữa chút nào không phòng bị dưới bị đụng vào tình huống quả thật không cần lạc quan ở Sở mít lâm cha xem tình huống thời điểm hắn vậy nhân tiện hỏi tiểu tinh có hay không biện pháp giải quyết tiểu tinh tiểu tinh có biện pháp cứu trị hay không hả à? Ý chủ có thể mua tiểu tinh trong tiệm vạn năng chữa dược tề chỉ cần uống 3 ngày là được một ngày uống một chai nếu như là chỉ cần tỉnh lại nói một chai là đủ rồi sợ mít lâm vậy không nói nhảm trực tiếp hỏi giá cách bao nhiêu tiền hai mươi tiền vàng một chai Sở mít lâm thiếu chút nữa kinh kêu thành tiếng cái này tiểu tinh thừa dịp cháy nhà hôi của hạ, à, mắt như vậy tiểu tinh không mang theo như vậy mắt như vậy bất như thế nào hắn muốn đánh một chút tình cảm bài kết quả tiểu tinh câu nói đầu tiên cầm hắn trận trở về tiểu tinh làm ra sản phẩm tất cả đều tinh phẩm như có nghi vấn cũng không mua những lời này hiển nhiên là chính là thay đổi pháp nói cho hắn, ngươi muốn mua thì mua, ta cái này là đồ tốt, không sợ ngươi không mua, cảm thấy có vấn đề. Dễ làm, không mua là được. sợ Mít Lâm trong lòng cái đó buồn rầu hả, bất quá cứu một mạng người thắng tạo bảy cấp phù đồ, hắn cũng là quyền làm chuyện tốt. Khấu trừ ký chủ tám mươi nghìn bốn ngàn tiền vàng, đã lấy được được ba bình vạn năng chữa dược tệ, ký chủ còn có nhu cầu gì? sợ Mít Lâm cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này. Không, cần, muốn. Sau đó Sở Mít Lâm làm bộ như từ trong lòng ngực lấy đồ trên thực tế chính là từ mô bản trong không gian cầm cái này ba bình vạn năng chữa dược tề lấy ra mà thôi ba bình màu xanh dược tề bị chứa ở ba cái chai nhỏ bên trong tản ra màu xanh trói lọi cũng thấy được sau đó mặt đầy không hiểu hỏi hắn tiệm trưởng đây là cái gì sợ mít lâm không lên tiếng cầm một chai thuốc vạn năng thuốc cho kển đổ vào trong miệng sau đó mới mở miệng nói ra đây là cái gì vạn năng chữa dược tề có thể cứu mạng hắn đủ nơi này còn có hai bình mỗi ngày cho hắn uống một chai là được cùng nửa giờ sau hắn là có thể tỉnh lại rồi mới vừa ăn vào dược tề còn không có phát huy dược liệu cụ cảm kích hướng về phía sở mít lâm nói tiếng cảm ơn tiệm trưởng thật là rất cảm tạ ngươi nếu như cần ta hỗ trợ xin cứ việc phân phó ta sợ mít lâm thật ra thì cảm thấy vậy không có gì lớn không được chỉ là trong nháy mắt tốn ra liền tám mươi nhiều kim tệ hắn đau tim à tuy nói hắn bây giờ tài sản đã là hoàn toàn có thể thừa nhận tám mươi nhiều kim tệ nhưng là hắn cho tới bây giờ đều là nhất tốn thêm mười hai k còn cũng là vì nhiệm vụ mua máy móc đây cũng là không đau lòng đáng tiếc là ngày hôm nay ba bình vạn năng chữa dược tề lại có thể mắc như vậy thật đúng là để cho hắn không có thói quen vượt bực sở mít lâm cáo biệt cụt trực tiếp hướng bán nhân mã bộ lạc đi mà ở bán nhân mã bộ lạc bên này ngày hôm trước mới vừa kết thúc hoạt động săn thú vậy cầm nên ban hành phần thưởng trao tặng đi xuống nhưng là rất tiếc là án lù cắt phát hiện bọn họ trong kho hàng để dành từ sở mít siêu thị mua những thứ đó tiêu hao quá nhanh hơn nữa bọn họ trước mắt còn cần nhiều loại vật này tăng lên bộ lạc toàn thể sức chiến đấu án lù cắt còn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng bộ lạc bọn họ tiền vốn không đủ trước mắt chỉ có một ít khai thác mỏ sắt hoặc là, là cây nông nghiệp các loại có thể thế chân cho sở mít lâm nhưng là bây giờ rất mấu chốt một cái vấn đề là hắn không biết tiệm trưởng có thu hay không những thứ này chính xác nói là có thể hay không tiếp thu những thứ này đột nhiên lúc này có cái thị vệ mà nói sở mít lâm tới nhất thời hắn lù cát lộ ra nụ cười thật đúng là đúng dịp rất nói ai ai đã tới rồi sở mít lâm đi hơn bốn mươi phút liền đi tới bán nhân mã cửa của bộ lạc chỗ hắn phát hiện bán nhân mã bộ lạc vòng ngoài bố trí giống như xảy ra một ít biến hóa tựa hồ càng thêm nghiêm mật đoán chừng là đoạn này thời gian tăng cường phòng ngự mà lúc này ở thành dạ vịt kển trong phòng cũng đang cùng mới vừa rồi mấy phút trước tỉnh lại kển trò chuyện sở mít lâm trói lọi sự tích nói lợi hại gì ạ à? rất thần bí còn có thể tăng lên ma lực hàng hóa đợi một chút dĩ nhiên đây đều là cụ mình soạn từ nếu là sở mít lâm biết cụ khen hắn như vậy phỏng đoán cũng không biết đạo nên khóc hay nên cười cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thế nhé chương hai trăm mười sáu hướng giao hàng kể đối với sở mít lâm còn là rất hiếu kỳ bất quá cô đối với sở mít lâm biết rõ vậy giới hạn tại sở mít siêu thị những chuyện khác hắn là không biết sở mít lâm tiệm trưởng người thật không tệ hắn cái đó siêu thị rất thần kỳ vật bán cũng có thể tăng lên ma lực ta thực lực tăng lên như vậy nhanh trong chính là ngày ngày ăn một bữa siêu thị như thế tới may là kiện bây giờ còn muốn nghiêm túc một chút vậy nghiêm túc không đứng lên cũng những lời này nói được thật sự là quá trêu chọc bất quá hắn còn là tò mò hỏi một câu nhà kia siêu thị thật sự có loại này thần kỳ đồ tồn tại sao đối với kẻ không tin cũng, cũng không có sống khí mà là mặt đầy im lặng nhìn hắn ngươi cứ như vậy không tin ta tên thiên tài này mà pháp sư của sao yên tâm chờ ngươi tổn thương dưỡng hảo ta mang ngươi đi xem xem bảo đảm để cho ngươi thất kinh tốt kẻn cũng không vì là mình bị thương mà cảm thấy thương tâm ngược lại cùng cô trò chuyện rất cởi mở lòng hai người ở trong phòng luôn luôn truyền tới tiếng cười nói để cho người không thể không hâm mộ ạ à. mà ở sở mít lâm và án lù bên này ở án lù Cắt trong phòng sở mít lâm rất im lặng hỏi hắn các ngươi đây là gặp tặc ta đi nhiều đồ như vậy tiêu hao nhanh như vậy, chậc chậc. Án Lục cười khổ một cái, cho Sở Mít Lâm giải thích những ngày qua tiêu hao nhanh như vậy nguyên nhân. Thật ra thì nguyên bản trong kho hàng từ siêu thị nơi đó đổ mua là đủ dùng, nhưng là bởi vì cử hành hoạt động săn thú thời điểm, không có cân nhắc đến phần thưởng phát cho sẽ xảy ra vấn đề, nhưng đây cũng là án Lục gây ra hoa đoan. Vốn là chỉ cần phát 3 phần phần thưởng là được rồi, trước 3 tên là đủ rồi, kết quả án Lục không đành lòng thấy những thứ khác người tham gia như thế thương tâm, vì vậy làm ra quyết định, ra trước ba tên, đến tên thứ 10 đều có thể lấy được được một phần tham hỏi phần thưởng, chỉ như vậy, 7 phần bánh táo đưa ra ngoài sợ mít lâm không nhịn được khinh bị nói một câu người đây chính là thẻ người tốt phát nhiều Án lucas chỉ là cười khổ không nói gì dừng lại một chút ngay sau đó lại nhắc tới cái thứ hai nguyên nhân cái thứ hai nguyên nhân vẫn là ra ở bán nhân mã bộ lạc những thị vệ này trên mình chủ yếu là bọn họ bình thời huấn luyện tính tăng lên rất lớn như vậy yêu cầu năng lượng vậy rất lớn dần dần thức ăn thông thường vậy không đổi kịp bọn họ tự thân tiêu hao nhanh vì vậy án lù cắt cắn răng một cái lấy ra gửi ở kho hàng bánh táo các loại đồ cho bọn họ dùng làm huấn luyện bổ sung dùng ta nói thủ lãnh đại nhân à, người đây cũng quá hào phóng sắp xỉ hai ba chục ngàn tiền vàng đầu ngươi sẽ dùng tới huấn luyện vẫn là như thế sợ mít lâm cũng không cách nào hình dung thật sự là án lũ cắt quyết định này cũng có chút qua loa trên thực tế ngươi cầm thức ăn này và thức ăn thông thường phối hợp một chút không được sao hoặc là cầm tương hoa quả tăng thêm vào thức ăn bình thường bên trong không được sao còn như giả như thế thực sao thấy sợ mít lâm như thế nói Án lũ cắt cũng là bất đắc di cười một tiếng ta cảm thấy nếu muốn huấn luyện bộ lạc sức chiến đấu như vậy thì được dùng tốt nhất cho nên ta mới to gan sử dụng ta lần này tới trên thực tế chính là hướng ngươi mua một ít tiền nghi nhưng là tăng lên hiệu quả rõ ràng đồ tăng lên hiệu quả rõ ràng còn tiện nghi ngươi tại sao không nói lại lợi ích thiết thực một chút là được rồi sợ lâm vốn là rất buồn bực, bị tiểu tinh gài bấy tám mươi nghìn nhiều kim tệ hiện tên này lại còn nói cái gì phải tiện nghi làm hại hiệu quả tốt đây tuyệt đối không nhịn được cả ta cảm thấy tiệm trưởng ngươi muốn là thật muốn cho ta lợi ích thiết thực một chút ta là không ngại hắn lucas quả quyết phát huy mặt dạy mày dạn tinh túy sợ lâm khinh bị hướng về phía hắn liếc khinh bị sau đó nói rất khẳng định liền một câu không có tiện nghi ngươi không biết tiện nghi không hàng tốt đạo lý sao ách lúc này đến phiên hắn lucas có chút mơ hồ, đúng vậy tiện nghi nào có thứ tốt ta à? vậy một lần và sở mít lâm giao dịch cũng không là ở hai ba ngàn tiền vàng trở lên xem ra là mình suy nghĩ nhiều cuối cùng hắn lủ cắt cười một tiếng vậy không cảm giác được mình có cái gì lúng túng trực tiếp mở miệng nói ra vật mình muốn 50 bánh táo 10 bình tương hoa quả lại tới 20 cái kỳ toán lúc này sở mít lâm chen vào một câu tổ bắt đầu giao hàng Hu hù 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 cái đó ăn thủ lanh à ta trong tiệm mở mang sản phẩm mới có trái cây bánh táo kẹp nhân bánh táo còn có sô cô la bánh táo không biết ngươi muốn loại nào kỳ toán vậy ra sản phẩm mới có hạnh nhân toàn đậu phộng kỳ toàn trong vàng kỳ toàn nói đi muốn cái gì hắn lucas mặt đầy ngạc nhiên không biết nên nói cái gì cho phải người cái này giao hàng đầy được thật là đúng lúc bất quá hắn vẫn hỏi một câu cái giá này sợ mít lâm cười ha hả nói dĩ nhiên là sẽ cho ngươi giảm giá ngươi nhưng mà khách lâu đời những thứ này ngươi chuẩn bị muôn cái loại đó như vậy đi năm mươi trái cây bánh táo mười bình tương hoa quả không thay đổi nếu là có mới phẩm đổi cho ta một chai là đủ rồi hiệu quả tốt lại tăng thêm còn như kỳ toàn liền đậu phộng kỉnh toàn và hạnh nhân kỉnh toàn tất cả tới mười được ta trở về sẽ chuẩn bị ngày mai ngươi phái người tới lấy là được giá cả nói trái cây bánh táo giá mua một trăm hai mươi tiền vàng một cái bất cho ngươi chín mươi lăm tiền vàng tương hoa quả nói vẫn là nguyên dạng một trăm tiền vàng kỳ toán mà nói giá mua là một trăm mười lăm tiền vàng cũng coi là chín mươi lăm tiền vàng tốt lắm tổng cộng mười hai bốn trăm tiền vàng đầy đủ đi vậy thì cảm ơn tiệm trưởng liền đợi một chút ta còn chưa nói hết đâu lù lucas nghi ngờ hỏi hắn còn có việc tiệm trưởng cái đó cái đó ta gần đây cần một nhóm trái cây làm một ít uống đồ như vậy đi ngươi mua những thứ đó cho ta mười ngàn tiền vàng là được còn dư vậy hai 400 bốn trăm tiền vàng coi như là ta muốn trái cây thủ lao đi nghe sở mít lâm như thế nói ạn lù cắt hiển nhiên là thật cao hứng hai người thương lượng xong sau đó sở mít lâm liền lấy trong tiệm còn có việc làm lý do rời đi bộ lạc dĩ nhiên trước khi đi còn không quên cầm đi án lù cắt năm kg chính bọn họ ngươi sản xuất rượu mặc dù không bằng tộc người thú sản xuất rượu dung nhưng là cũng không tệ ở trở lại siêu thị trên đường nhìn mặt trời lặn núi tây nắng chiều hắn cảm thấy thật ra thì hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm nếu như không có vậy tám mươi tiền vàng trở lại hệ giả nữ vương nơi này bởi vì không có tìm được cám tinh linh tung tích vì giữ tộc tinh linh trật tự và an toàn vậy năm tiểu đội đã được vời tập hợp trở về bất quá lúc này ở trong hang động nút cái đó ám tinh linh nhưng là không có bởi vì tinh linh tiểu đội rời đi mà đi động hắn đang đợi một cái thời cơ chờ đợi tộc tinh linh phát sinh đại sự thời điểm nhân cơ hội chui vào từ đó nháo cái long trời lở đất như vậy ám tinh linh liền có thể ồ ạt tấn công nhưng là cũng không biết là có lẽ là trước kia thời điểm đó tinh linh nữ vương ở đổi ra bối ni lạc thời điểm đã sớm giữ lại một tay chuẩn bị đó chính là bố trí một cái ma pháp trận ma pháp trận này chỉ có tộc tinh linh tinh linh mới có thể tới lui tự nhiên những chủng tộc khác nếu như không có đi qua tinh linh nữ vương chấp thuận sẽ bị ma pháp trận từ mang phòng ngự ma pháp tiến hành công kích cho nên cụt là không có dự liệu được điểm này lúc này mới sẽ như vậy ngây thơ lúc này dưới bóng đêm Dương tự nhiên lộ vẻ được có một chút không rõ ràng đáng tiếc không có tinh linh phát hiện cột vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta Băng sơn tổng giám đốc vị hôn thế nhé chương hai trăm mười bảy sắp tới từ bán nhân mã bộ lạc trở về sau này sắp trời đã có chút mở tối hắn cũng không có làm gì những công việc khác mà là và lật nạ dĩ liền các nàng chơi nổi lên phi hành cờ ta năm giờ đi năm bước kỳ hỉ, hỉ sau đó nên sờ mít lâm ném xúc sắc như vậy mà chỉ có đáng thương hai điểm cũng chính là chỉ có thể đi hai bước ha 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 đại thúc ngươi vận khí thật sự là quá tốt dĩ liền thấy sở mít lâm đếm số lại là như thế thiếu nhất thời liền cười vui vẻ sở mít lâm trong lòng buồn rầu hả, chơi một phi hành cờ cũng như vậy không thủ trưởng còn có thể hay không cứ việc chơi đến phiên lạc nạ thời điểm cũng không nói thêm cái gì trực tiếp ném một cái nhất thời dĩ liền kinh hô lên lạc nạ tỉ tỉ ngươi thật là lợi hại à lại là sáu giờ so một vị tiệm trưởng nhưng mà tốt hơn nhiều hỉ hỉ sở mít lâm vô hình nằm súng bất quá ba người vẫn là chơi rất vui vẻ ước chừng chơi hơn ba tiếng ba người coi như là đi nghỉ ngơi mà Smith mít lâm vậy phát hiện lạc nạ tối nay thật giống như cười phỏng đoán rất nhanh lạc nạ nụ cười là có thể mỗi ngày thấy được ngày thứ hai sáng sớm sợ mít lâm không có ngủ rất thẳng dĩ nhiên hắn vậy không ngủ qua rất thẳng ngày hôm nay dị lìn cũng là khắc thường dậy rất sớm sớm à dị lìn Smith mít lâm hướng dị lìn chào hỏi nhưng mà dị lìn nhưng là buồn buồn dáng vẻ không vui tựa hồ là có tâm sự dáng vẻ bất quá hắn cũng không biết cái này nha đầu rốt cuộc thế nào có ở đây không chọc giận vị này công chúa nhỏ điều kiện tiên quyết hắn xít tới thận trọng hỏi dĩ lìn ngươi thế nào cần ta giúp một tay sao dĩ lìn liếc mắt một cái sờ mít lâm nhất thời phảng phất là có chủ ý như nhau trong mắt lóe lên rảo hoạt ánh sáng bất quá cũng chính là trợt lóe lên sau đó đáng thương trông mong nhìn hắn nói ra mình khổ sở đại thúc ta rất đáng yêu đi còn có thể đi chí ít ta không ghét dĩ lìn trong lòng cái đó khí ả à, không khỏi được trong lòng nguyền rủa đứng lên chết đại thúc thử nguyền rủa ngươi nguyền rủa ngươi nhưng mà ngoài mặt cái này nha đầu tiếp tục làm bộ như làm bộ dáng vẻ đáng thương khóc kể hu hu ta dược tề không tài liệu đại thúc ngươi có thể hay không giúp ta thu thập một ít trở về thấy dĩ Linh như thế thương tâm hắn trong đầu nghĩ cái này nha đầu vậy thật đáng thương giúp nó một cái cầm dù sao không phải là hái ít vật liệu có thể đi hơn địa phương xa được ta đáp ứng ngươi nói cho muốn thu thập cái gì ta đi hay chính là sợ mít lâm đáp ứng rất sung sướng dĩ lìn vậy nói ra mình yêu cầu vật liệu liệu sau đó bổ sung một câu đại thúc quên nói cho ngươi những thứ này vật liệu đều là ở núi dạ vịt bên trong mới có thể đạt được mặc dù dĩ lìn bây giờ nói rất là thành khẩn nhưng là sở mít lâm có thể nhìn ra cái này nha đầu tuyệt đối là rồi trả thù núi dạ vịt bên trong đây chính là ma thú rất nhiều có được hay không coi như ta có năng lực đi hái tập hợp bị ma thú thường xuyên quáy dày cũng là rất đáng ghét được rồi cuối cùng sở mít lâm bất đắc dĩ đón nhận thực tế không có biện pháp ai bảo mình là tiệm trưởng gánh nặng mà đường xa ạ à? bởi vì còn có một chút sự việc cho nên hắn cầm giúp dị lìn thu thập tài liệu chuyện thả một thả bây giờ chủ yếu nhất trước cầm đồ uống chế tạo ra được dĩ nhiên hắn lũ cắt còn không có cầm trái cây trở tới đây còn được đợi một chút mà lúc này ở thành dạ vịt cửa nhưng đã tới hai cái người thú cái này hai người chính là muốn tới thăm sở mít lâm sát thủ lãnh và tỏ rút thủ lãnh sở mít siêu thị ngay tại và ma pháp sư công hội con phố kia phía trước mấy trăm mét vị trí ta biết tốt thời gian dài không đi tới nơi này không nghĩ tới biến hóa còn thật lớn cũng không biết phẹ tạo cái lao già đó thế nào lần trước bấy ta mười thùng rượu run ta được tìm hắn trò chuyện một chút đi bên cạnh hắn tỏ rụt mặc dù như thế nào đi nữa bình tĩnh lúc này cũng không miễn mồ hôi một chút thủ lãnh điểm chính không ở nơi này hả? À. sát thủ lãnh ở phía trước vừa đi trước tỏ rút nhường ra cả người vị ở phía sau đi theo mà ở sở mít lâm nơi này bởi vì hạn lũ cắt còn không có cầm trái cây đưa tới hắn cũng là không có chuyện làm chỉ điểm lạc nạ một ít liên quan tới chế tạo quả vật kiến thức hoặc là một ít ý tưởng mới dẫn dắt nàng làm sáng tạo cái mới một cái hợp cách siêu thị tiệm trưởng nhất định phải cho cùng nhân viên càng phát triển tốt cho nên sáng tạo cái mới là nhất định vậy là đặc biệt rất cần phải có bất quá lấy trước mắt lạc nạ tình huống tới xem còn phải tiếp tục học tập đang nhìn sách sở mít lâm đột nhiên thấy được hai cái người thú đi vào vậy thân ảnh cao lớn thiếu chút nữa thì không vào được may cửa tiệm còn đủ cao sắt và tỏ rụt vừa đi vào siêu thị nhất thời cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất là đặc biệt rất có đặc điểm một cửa tiệm trang sức phong cách rất mới lạ đây là xác dạy ý tưởng ban đầu mà làm sát thấy kệ hàng lên quen thuộc kia tương hoa quả thời điểm trong mắt lóe lên kích động ánh sáng trong lòng kích động đang suy nghĩ chính là cái này quả nhiên à sợ mít lâm mặc dù không biết cái này hai cái người thú nhưng là từ đối với khách hàng lễ phép hay là đối với hai người bọn họ lên tiếng chào hỏi các ngươi tốt ta là tiệm này tiệm trưởng sở mít lâm không biết các ngươi có nhu cầu gì sắc vừa nghe sở mít lâm danh tự này lập tức cười một tiếng nói ra mình thân phận và ý đồ ngươi tốt ta là sắc tộc người thú thủ lãnh vị này là ta thị vệ tọa du ngươi tốt tiệm trưởng chúng ta lần này tới là muốn mua một ít thứ sợ mít lâm rõ ràng nguyên lai like là tới nói chuyện hợp tác trong lòng cũng liền biết rõ sát thủ lanh không biết ngươi muốn mua một những thứ gì ta những thứ kia căn bản cũng đầy đủ hết không có ta cũng không có biện pháp ha ha tiệm trưởng nói đùa ta muốn hỏi một chút ạn lucas ở ngươi cái này mua thứ gì không biết có thể hay không nói cho ta sợ mít lâm vừa nghe đến ạn lucas lại xem xem hai người này nhất thời bừng tỉnh hắn nói làm sao hai người này làm sao vừa nhìn thấy trong tiệm mình hàng hóa liền hai mắt sáng lên nguyên lai like là theo sự ạn lucas vậy hỏi thăm bất quá có làm ăn làm nói cho hắn vậy không có quan hệ gì hắn mua chính là bánh táo tương hoa quả kỳ toàn cá khô đợi một chút hút, thật nhiều sắc và tỏ rụt nhìn nhau một cái ý kia không cần nói cũng biết quả nhiên là mua rất nhiều thứ sau đó sắc mở ra mình đơn đặt hàng thiếu chút nữa không cầm sở mít lâm dọa cho đến bởi vì sắc mở ra danh sách bất ngờ là 100 cái kỳ toàn 100 cái bánh táo 50 bình tương hoa quả mười bao cá khô những thứ này cộng lại mau hết mấy vạn đi thật là có tiền à bất quá coi như một cái ưu tú tiệm trưởng làm sao có thể không giao hàng trong tiệm mình hàng hóa đâu vì vậy hắn cầm mình ngày hôm qua theo hãn lù nói những cái kia lại lần nữa nói một lần cuối cùng xác quyết định là một trăm cái đậu phộng kỳ toán một trăm người người hạnh nhân kỳ toàn trong vàng kỳ toàn cũng muốn một trăm cái tương hoa quả vẫn là năm mươi bình cá khô năm mùi thơm mười bao nguyên vị mười bao dựa theo giá cả mà nói sở mít lâm bản không nên giảm giá nhưng là đây chính là cái khách hàng lớn cuối cùng kỳ toàn định giá một trăm tiền vàng mỗi một tương hoa quả chín mươi tiền vàng mỗi bình cá khô mỗi bao bốn mươi tiền vàng cuối cùng hơn ba mươi nghìn tiền vàng lớn đơn đặt hàng cứ như vậy giao dịch hoàn thành và xác bọn họ trò chuyện một lát sau xác nói một chút chưa sẽ phái người tới lấy Smith lâm miệng đầy đáp ứng đưa đi hai người này sau đó sờ một chút mồ hôi trên đầu không khỏi được có chút hưng phấn không nghĩ tới sáng sớm hôm nay còn có lớn làm ăn vận khí tốt cả à. mà bán nhân mã bộ lạc cạn lũ không biết chút nào đạo tộc người thú sát lại có thể sẽ đích thân viếng thăm sở mít siêu thị cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc la mã thần thánh này nhé chương hai trăm mười tám không có biện pháp chút nào ở đưa đi sắc và tỏ ruột sau một cái tiếng thời gian bên trong sở mít lâm một mực đang suy nghĩ cái gì đồ uống chế tạo gì dạng khẩu vị là nghiêng ngọt một chút vẫn là hơi đắng một chút hoặc là nói hơi ngọt hoặc là, là mang điểm hoa mùi thơm đồ uống những thứ này sở mít lâm cũng được cân nhắc đi vào cái này không ước chừng quan hệ đến đồ uống khẩu vị vấn đề còn quan hệ đến cái món này đồ uống tiêu thụ tình huống vẫn là được hoàn nên trình độ vấn đề bất quá trước mắt tới xem khẩu vị cái gì ngược lại không phải là trọng yếu dừng nào chuyện trọng yếu nguyên tài liệu vấn đề ngay tại hắn buồn dầu thời điểm bốn năm cái bán nhân mã bộ lạc thị vệ kéo một xe trái cây đi tới siêu thị trước cửa Smith mít lâm nghe được thanh âm liền đi ra kết quả thấy trên xe trái cây sau đó cũng sắc khóc rốt cuộc tới nguyên tài liệu hắn cũng là lễ phép xông lên những thị vệ này lên tiếng chào hỏi cực khổ các ngươi tiệm trưởng chúng ta thủ lãnh để cho ta đưa tới chúng ta đi trước một người dẫn đầu mở miệng nói xong nói tỏ ý bọn thị vệ cầm trái cây rời xuống tới sau đó muốn đi kết quả thấy những thị vệ này phải đi sở mít lâm nhanh chóng nói một câu liền chạy trở về siêu thị đợi một chút ta đưa các ngươi ý đồ sau đó không đồng nhất sẽ sở mít lâm lấy ra một ít sữa canxi a à một người một chai đưa xong sau đó vẫy tay và bọn họ cá biệt những thị vệ này tự nhiên tâm tình vậy là rất tốt không nghĩ tới có thể được tiệm trưởng đưa đồ bọn họ cũng biết sở mít siêu thị đồ thật không đơn giản nhưng không nghĩ đến lại có thể có thể lấy được, được cũng coi là ngoài ý muốn một chút nhìn những thị vệ kia sau khi đi xa Sở Mít Lâm gọi lạc nạ cầm cái này một sọ sọ trái cây dọn vào trong siêu thị dĩ lỉn ở một bên cơ quả đấm tê cố gắng lên cố gắng lên cẩn thận một chút đi bên kia thả giống nhau một bộ ta là lão bản ngươi được nghe ta dọn để cho lạc nạ và Sở Mít Lâm đều là khóc cười không được bất quá để cho Sở Mít Lâm kinh ngạc chính là không nghĩ tới lạc nạ lại có khí lực lớn như vậy thật sự là người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đấu lượng à rời xong rồi trái cây Sở Mít Lâm nghỉ ngơi một lát sau bắt đầu ý tưởng đứng lên đổ uống phương án mà từ Sở Mít siêu thị trở về sắc và tỏ rút lúc này đã trở lại tộc người thú hai người ngồi ở trong phòng thương lượng với nhau trước sở mít siêu thị đồ sau khi đến phân phối thế nào hoặc là nói làm sao sử dụng cái này là một đại vấn đề tộc người thú không cùng lưu đầu nhân bộ lạc bán nhân mã bộ lạc như nhau bọn họ không có như vậy nhiều đức cao vọng trọng lao tiền bối bọn họ quy tắc trên căn bản chính là thủ lãnh một nhà độc quyền cho nên tộc người thú hết thệ công việc đều là do thủ lãnh toàn quyền quản lý tỏ dù suy nghĩ một chút mở miệng nói ra mình đề nghị ta cảm thấy có thể trước cầm những thứ này ưu tiên cung ứng cho cường đại chiến sĩ người thú sau đó tuyên bố một cái khen thưởng quy định chỉ cần ai ai đạt tới tiêu chuẩn hoặc là thu thập vật liệu các loại đạt tới yêu cầu liền có thể lấy được được những thứ này thần kỳ có thể tăng lên thực lực đồ cũng có thể thi hành một ít nhiệm vụ thông qua hoàn thành nhiệm vụ tới lấy được được khen thưởng như vậy cũng có thể phạm vi lớn nâng cao tộc người thú tài nguyên dự trữ tăng cường tộc người thú phát triển độ tiến triển sắt vừa nghe trước tỏ rụt nói đề nghị không được gật đầu coi như là đồng ý tỏ rụt chủ ý cùng hắn sau khi nói xong hắn mới làm mở miệng bổ sung mấy câu nói người cái biện pháp này mặc dù tốt là tốt nhưng là được có cái độ không thể không ngừng nghỉ hoàn thành nhiệm vụ được có một cái ghi danh liệt biểu người nào chuyện gì làm mấy lần nhiệm vụ mỗi tuần hoặc là nói mỗi một tháng chỉ có thể làm mấy lần nhiệm vụ cái này được quy định xong nếu không coi như chúng ta mua lại hơn sở mít siêu thị hàng hóa vậy không làm nên chuyện gì to rút rất đồng ý lời của thủ lãnh cuối cùng hai người thương lượng quyết định dựa theo nhiệm vụ chế độ quy tắc lấy mỗi tuần hai lần nhiệm vụ chế độ mỗi tháng năm lần nhiệm vụ hạn chế bắt đầu nhiệm vụ chế khen thưởng chế độ cũng coi là đầy đủ phát huy những thứ này hàng hóa giá trị sau đó an bài xong xuôi sau đó sắc mới nhớ tới còn không có phái người đi lấy hàng hóa vội vàng tìm mấy cái tộc người thú chiến sĩ đi sở mít siêu thị lấy đồ ở ngưu đầu nhân bộ lạc bên này bộ ở một mực đang chú ý cái này phiến thần bí cửa đã biến hóa nhưng là từ mấy ngày này xem xét tình huống tới xem cánh cửa này không việc gì đặc biệt địa phương ban đêm bù ở ở khi rảnh rỗi ngươi tới qua một lần kiểm tra qua vậy không phát hiện cái gì khác thường tình trạng cái này thì để cho hắn buồn bực không rõ được chủ ý bù ở ở cầm cái tình huống này phản ứng cho thủ lãnh ô lệch, nói cho ô lệch cái này phiến cửa đá hắn không tìm ra cái gì địa phương kỳ quái mặc dù có chút không giống bình thường nhưng là y theo hắn những năm này kiến thức cũng là không tìm được cái gì kỳ quái điểm khả nghi ngài nói ngài không tìm được khả nghi địa phương ô rất kinh ngạc hỏi ra cái vấn đề này bù ở ở gật đầu một cái rất tiếc nói ra mình cái nhìn mặc dù ta không tìm ra cái này phiến cửa đá quỷ dị nhưng là ta có thể khẳng định cái này phiến thần bí cửa đá có cổ quái ta đề nghị hay là đem cái này phiến cửa đá trôn giấu đi các ngươi khác tìm một chỗ khoáng sản khai thác đi ai bộ ở ở thở dài ô lại cũng là bất đắc dĩ thở dài hắn biết xem ra phải phải đem cái này phiến cửa đá cho xử lý nếu không đêm dài lắm rộng không chừng sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ cho nên hắn lập tức tìm thị vệ đem cái đó hầm mỏ đóng lại sau đó lại để cho thị vệ thông báo trong bộ lạc tộc nhân và những cái kia ở hầm mộ công tác thợ mỏ nói hạ nguyên nhân nói là trong hầm mỏ phát hiện vách đá yếu kém lại phải sụp đổ dấu hiệu cho nên để an toàn dạy gặp quyết định phong cái này hầm mỏ khắc tìm hầm mỏ khai thác tin tức này ở trong bộ lạc vừa chuyển tới quả thật dẫn phát một ít nghi vấn làm rất nhanh liền yên tính lại những thứ này tộc nhân cũng biết thủ lãnh là vì bọn họ nghĩ an toàn vô hình chung cũng là một lần người tốt điều này cũng làm cho ổ lạnh ở tộc nhân hình tượng trong lòng lại cao mấy phần còn có mấy phần kính trọng mà bán nhân mã bộ lạc bên này ạn lũ cắt tự nhiên cũng là phái ra tự sẩn đi lấy ngày hôm qua và sở mít lâm thương lượng xong những cái kia hàng hóa đi lúc này bỗng nhiên có thị vệ nói ở tỉnh cờ gian phát hiện tộc người thú thủ lãnh và tỏ rụt mới vừa trở lại trong bộ lạc tin tức này đưa tới án lù hoài nghi hắn không biết sắc và tỏ rụt ra đi đã làm gì nhưng là hắn suy đoán khẳng định không phải tin tức tốt gì bất quá cái này buổi sáng bọn họ đi có thể làm những thứ gì sắc tên này rốt cuộc đánh cái gì chủ ý chẳng lẽ chẳng lẽ hắn đi sở mít siêu thị hắn lucas sẽ như vậy thoát ra như thế cái ý niệm nhất thời trong lòng cảm giác không ổn vội vàng đi tìm cái thị vệ để cho hắn đi tìm còn không có lên đường sân mấy phút sau tôi đi tới hắn lucas nơi này thủ lanh ngươi tìm ta chuyện gì hả à? hắn lucas nghiêm túc hướng về phía dặn dò một cái nhiệm vụ mới rồi có người thấy sặc và tỏ rụt đi ra ngoài mới vừa trở về ta hoài nghi bọn họ đi sở mít siêu thị ngươi lần này đi lấy đồ thời điểm nhân tiện hỏi thăm một chút ta biết thủ lãnh thần tự nhiên không quan tâm chút chuyện nhỏ này hỏi thăm một chút tin tức mà thôi rất đơn giản giao phó xong sau đó an lucas cũng coi là thở phào nhẹ nhõm bất quá hắn không biết là sặc đã từ sở mít siêu thị mua nhóm lớn hàng hóa bắt đầu chuẩn bị tăng lên bộ lạc sức chiến đấu lúc này tỉnh ngộ hơi trễ cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đế quốc la mã thần thánh này nhé chương hai trăm mười chín tự nhiên đen trắng hóa đang chuẩn bị chế tạo đồ uống, sở mít Lâm chợt nhớ tới thật giống như giúp Dị lìn đi hái tập hợp vật liệu tới, bất quá lúc này trễ giờ cũng đi không việc gì, mới vừa đến buổi trưa mà thôi, thời gian sớm rất. Sau đó hắn liền bắt đầu tìm trái cây, dựa theo hắn sơ kỳ ý tưởng phương án bắt đầu chế tạo thức uống, bất quá dị thế giới trái cây cũng không phải là như vậy dễ dàng lợi dụng, mỗi loại trái cây hơn nhiều ít thiếu đều sẽ có một ít không giống nhau địa phương, hoặc là mang theo cổ quái gì đặc tính các loại đều có. Dĩ nhiên, Smith Lâm cũng không sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, hắn đã sớm tra cứu qua tài liệu, cẩn thận hiểu qua liền nọ đại lục tất cả trái cây chủng loại và đặc tính trong này ở núi dạ vịt thì có hai đến ba loại không đặc tính trái cây vừa vặn cũng là ở núi dạ vịt bên trong có thể thừa dịp cho dì lìn thu thập tài liệu chống không đương đi xem xem thu thập một ít trở về thí nghiệm một chút lần đầu tiên sơ kỳ thí nghiệm thất bại ở hắn nằm trong dự liệu cũng không có hơn thất vọng ngược lại là bên cạnh lặc nạ mặt đầy tò mò tựa hồ muốn hỏi cái gì Sơ mít lâm tự nhiên chú ý tới tò mò lặc nạ đông nhiên có chú ý tại sao không để cho lặc nạ tới nghĩ một chút biện pháp ta đây là chui vào chỗ có vấn đề sau đó hắn cầm lặc nạ kêu tới đây có chút ngượng ngùng nói ra mình tình cầu cái đó cái đó lặc nạ à? không biết có thể hay không mời người giúp ta chuyện có thể mặc dù lạc nạ nói chuyện vẫn rất đơn giản nhưng là giọng nhưng là không lạnh như vậy người giúp ta cầm những trái cây này chế tạo thành một phần đặc biệt đồ uống phiền thoái ngươi à lạc nạ quả quyết chỉ là ồ một tiếng liền bắt đầu bận làm việc lúc này sở mít lâm là có chút buồn bực, bất quá cũng không để ý dẫu sao là mời người hỗ trợ sau đó hắn nhìn xem đang đại cật đặc cật di lìn trong lòng chính là một trận phiền muộn thêm không nói cái này nha đầu thật là càng ngày càng lớn mật cái này siêu thị cũng sắp thành nàng người quán cơm nhỏ hắn dặn dò lạc nạ một tiếng nói là đi ra ngoài một chuyến liền đi dẫu sao thu thập trái cây đây cũng là cần người làm. Vạn nhất ở núi Dạ vịt đụng phải một con ma thú cường đại tự mình một người ứng phó không được đó cũng là rất hỏng bét. Tại là tìm được trong lúc rảnh rỗi của. D. Cục mới vừa cho kể uống vạn năng chữa dược tề, đang cùng kể nói chuyện, bỗng nhiên liền thấy cửa bị đẩy ra, Sở Mít Lâm đi vào. Cục nghi ngờ hỏi, Tiệm trưởng, ngươi cái này vô cùng lo lắng làm cái gì? Thật ra thì cũng không quái cụt hỏi như vậy, mấu chốt là bây giờ Sở Mít Lâm thật sự là thật mệt mỏi, nhưng cái này thật ra thì vậy có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là kển chỗ ở thật sự là quá lệch, hắn vậy tìm không dễ dàng, nếu không phải hắn biết ma pháp vật này phòng đoán tìm bảy tám lần vậy không tìm được nơi này ta đến tìm ngươi Cục chỉ mình rất nghi ngờ nhưng vẫn hỏi đi ra ta có thể giúp ngươi cái gì ạ à? hơn nữa ta còn được chiếu cố bằng hưu ta đâu tiền không sao chứ sợ mít lâm mặc dù mục đích là tìm cục hỗ trợ bất quá nên quan tâm vẫn là được quan tâm một chút nếu không cái này lộ vẻ được thật sự là thật không có nhân tình Cục vừa nghe sợ mít lâm hỏi kện tình huống nhất thời cũng là nhỏ cười lên khôi phục rất tốt đang uống hoàn cuối cùng một chai vạn năng chữa dược tề là được sợ mít lâm gật đầu một cái Hắn trong lòng bây giờ còn có chút bồn chồn đây chính là 80.000 nhiều kim tệ, một cái chớp mắt sẽ không có ạ. À. Cụ dĩ nhiên không biết Sở Mít Lâm ý nghĩ lúc này, nếu không đã sớm là dở khóc dở cười. Đúng rồi, quên chuyện tránh, ta phải đi núi Dạ Việt thu thập chút vật liệu và trái cây làm một ít mới hàng hóa, mọi người hỗ trợ giúp ta phân biệt một chút có phải hay không nên chủng loại trái cây. Cụ vừa nghe đến Sở Mít Lâm phải giúp một tay chuyện liền biết rõ, nguyên lai like là tiệm trưởng đối với núi Dạ Việt trái cây không quen thuộc, cho nên mới tìm hắn đi nhận. Cụ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đáp ứng, ở kiện nơi này đợi có hơn 40 phút sau đó, cụ mới và Sở Mít Lâm chạy tới núi Dạ Việt mà lúc này ở rừng tự nhiên bên trong vẫn là có hai đội tinh linh thị vệ đang đi tuần tìm kiếm ám tinh linh tung tích mà hệ giả nữ vương lúc này cũng là cảm thấy sự việc có chút không đúng lắm nàng cảm thấy tổng chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh như nhau đông nhiên vừa lúc đó ở ẩn nút cái đó ám tinh linh trên đất vãi một loại đen tuổi lùi dược tề sau đó cười lạnh rời đi nơi này mà bị vãi thuốc đất đai cùng với chung quanh thực vật lại có thể biến thành màu trắng đen chính là màu trắng đen xanh un tươi tốt màu xanh lá cây từ từ bị những thứ này màu trắng đen từ từ ăn mòn chung quanh cư ngụ ở rừng tự nhiên bên trong ma thú cũng là cảm thấy trong rừng dậm biến hóa đội được não sau đó trên mình từ từ nổi lên từng tia hắc ám khí tức, ánh mắt trở nên đỏ như máu liền đứng lên, ngay tức thì nóng nảy, thấy những ma thú khác liền bắt đầu điên cuồng công kích. Mà cái tình huống này bị tuần tra tinh linh thị vệ thấy được, nhất thời kinh luống cuống, hướng tộc tinh linh cổng vào liền tiến vào, mà những tinh linh kia thị vệ thấy nổi điên ma thú, cũng không dám ở bên ngoài tuần tra, vậy rối rít tiến vào, sau đó đóng kín truyền tống cổng vào. Bọn họ lúc nào thấy qua như vậy điên cuồng tình cảnh, thường ngày quen thuộc ma thú, quan hệ tốt ma thú bây giờ đổi được rút ra đao mặt đối mặt, rất tàn bạo công kích đối phương, thật sự là thê thảm không đỡ nhìn mà rừng tự nhiên lúc này cũng đã có hai phần ba diện tích bị dính vào màu trắng đen dính vào hắc ám khí tức ở tinh linh trong cung điện hệ giả nữ vương bỗng nhiên nghe được tin tức này nhất thời liền kinh luôn cuống bất quá sau đó liền chấn định lại ngươi nói rừng tự nhiên biến thành màu trắng đen xâm lý ma thú đấu đổi được tàn bạo đứng lên công kích lẫn nhau đúng vậy những ma thú kia ánh mắt là máu đỏ hơn nữa trên người của bọn họ tựa hồ tràn ngập hắc khí rừng rậm màu trắng đen giống như chút nào không một tiếng động từ địa như nhau hệ giả suy nghĩ một chút màu đen hơi thở chẳng lẽ là ám tinh linh dợ cho quỷ khẳng định là như vậy đám này đáng chết rất xuống tinh linh làm sao không biết hối cải lúc này tìm cái đó quay dối ám tinh linh đầu tiên là không quá có thể nhất định là cũng sớm đã trốn nàng cảm thấy lúc này nàng hẳn chấn định muốn cứu rừng tự nhiên bởi vì đây là bọn hắn gia viên không cho phép người bất kỳ phá hoại và ô nhiễm thị vệ thông báo tất cả tinh linh thị vệ đi sinh mạng nước suối nơi đó chứa một ít sinh mạng nước suối đi giải cứu những ma thu kia nếu như không có hiệu quả lập tức trở về Ừm, nữ vương phân phó thị vệ sau này nàng cảm thấy vẫn là không yên lòng sau đó dùng tộc tinh linh đặc biệt bí thuật cho kẻ Star và Star, hai vị hội trưởng truyền tin tức khẩn cấp cùng lúc đó đang đang bận rộn kẻ sờ chợt thấy trước mặt trong không khí xuất hiện một nhóm tin tức viết là tộc tinh linh gặp nạn mời xin giúp đỡ nhanh tới kẻ sở cảm giác sự việc không đơn giản lập tức triệu tập tất cả ma pháp sư bắt đầu sử dụng truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến rừng tự nhiên mà giai ẩn dị hồ vệ đang nghiên cứu ma pháp bờ cũng không có ngoại lệ chút nào đều bị kêu qua ở thanh dạ vịt bên này phe đang muốn đi ra ngoài đi lang thang thời điểm chậm nhìn thấy và ở kẻ sở xuất hiện trước mặt vậy hệ dạ chuyển tới tin tức nhất thời cảm thấy sự việc khẩn cấp cũng là lập tức triệu tập tất cả ma pháp sư không có bất kỳ nói nhảm trực tiếp bắt đầu sử dụng truyền tống trận bắt đầu truyền tống. Dương tự nhiên thời khắc nguy cấp, tộc tinh linh thời khắc nguy cấp, bây giờ tình huống không cần lạc quan, không biết hai đại công hội hội trưởng có thể hay không tìm được hữu hiệu biện pháp tìm về đã từng xanh đúng tươi tốt, chim hót hoa thơm rừng tự nhiên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh của thời. Chương 220, khẩn cấp. Cụt và Sở Mít Lâm hai người ở đi thông núi dạ vịt trên đường mòn nhàn nhã xem phong cảnh, hai người một chút cũng không cuống cuồng, thật ra thì núi dạ vịt bản thân phong mạo vẫn là rất đặc biệt một ít ly kỳ cổ quái thực vật cũng là nơi này một lớn đặc sắc có lúc liền liền là dự cũng sẽ bị một ít ly kỳ cổ quái thực vật làm cho đầu góc mơ hồ xem phong cảnh hai người khắp mọi nơi vậy không nhàn rỗi ở trên đường cũng tìm được một ít vật liệu mặc dù đều là ma pháp cấp thấp vật liệu và dược thảo nhưng là chế tạo sơ cấp dược tề vẫn là đầy đủ không muốn xem nhẹ sơ cấp dược tề đối với mới nhập môn ma pháp sư người mới học mà nói là rất trọng yếu tiếp tế dược tề mặc dù sơ cấp dược tề tiếp tế hiệu quả rất kém cỏi hơn nữa giá cả vậy hơi cao không qua tính toán nhưng là đối với ma pháp sư tân thủ giai đoạn là rất tính toán những thứ này vật liệu cũng có thể buôn bán cho ma pháp sư công hội lấy được một khoản tiền tài cũng có thể thả vào thị trường giao dịch đi bán nhưng là bất đồng là thị trường giao dịch giá cả sẽ hơi thấp một ít sẽ không vượt qua vật liệu bản thân giá trị quá cao nếu không bọn họ sẽ thua lô lớn lúc này cục chợt nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu cái đó tiệm trưởng hà ta có chuyện muốn mời ngươi giúp một chuyện ngươi nói là được hai ta quan hệ này không có nói sớm mít lâm dĩ nhiên là sẽ không từ chối cục giúp hắn rất nhiều hồi giúp hắn một lần cũng là phải ta ma pháp trưởng đi lịch luyện thời điểm bị ma thú cho làm gãy bây giờ ta hay là dùng công hội trang bị sơ cấp ma pháp trượng người biết sơ cấp ma pháp trượng uy lực căn bản giống như là không cho nên ta muốn hỏi một chút tiệm trưởng có hay không biết đại sư giúp ta chế tạo một cái ma pháp trượng tài liệu chính ta đã có đủ sơ lâm ngạc nhiên nhìn cô không nghĩ tới tên này âm thầm lại có thể cầm một kiện ma pháp trượng chế tạo vật liệu cho có đủ hắn nhưng mà biết một cái ma pháp trượng cho dù là nhất ma pháp cấp thấp trượng yêu cầu vật liệu liệu đối với một người mới vừa gia nhập công hội ma pháp sư cũng là rất khó gánh nổi nhưng là hắn không nghĩ tới cô lại có thể có đủ không tưởng tượng nổi được ta tìm một thời gian mang ngươi đi điệu tinh tộc tìm đức thẻ đại sư đây chính là một vị chế tạo đại sư nghe sở mít lâm như thế nói cũng cũng là thật cao hứng gật đầu một cái cảm ơn tiệm trưởng liền không cần cảm ơn ta ngươi giúp ta rất nhiều lần giúp ngươi là phải sau đó hai người lại bắt đầu ven đường mới dự thảo thu thập ma pháp tài liệu công tác nhưng là hai người góp nhặt một lát sau liền lại không có góp nhặt bởi vì là sơ cấp ma pháp vật liệu thu thập nhiều cũng không dùng đại khái ba mươi mấy phân dược tề vật liệu là được dần dần đường mòn luyện chuyển hướng đi lên sở lâm biết đây là muốn đi núi dạ vịt chỗ sâu đi bất quá chuyến này hắn cũng sẽ không đi chỗ sâu mà là ở núi dạ vịt chỗ sâu bên bờ đi dạo du nếu không rất dễ dàng xuất hiện bất ngờ bởi vì ngươi cũng không biết lúc nào liền sẽ ở bên cạnh lao ra một con ma thú Cục mặc dù chỉ ghé qua núi dạ vịt chỗ sâu một lần nhưng là đối với nơi này hoàn cảnh vẫn là nhớ rất rõ ràng theo cuộc chỉ dẫn cuối cùng đã tới cái gọi là chỗ sâu bên bờ vùng ta đi nơi này hoàn cảnh theo dưới đấy thật sự là không quá giống nhau hả à? kỳ quái hả à? Cục nghe được sờ mít lâm lẩm bẩm cũng là cười một tiếng giải thích đứng lên thật ra thì núi dạ vịt vốn là không có nhiều như vậy màu xanh trước kia núi dạ vịt thuần túy chính là một cái tràn đầy vách đá núi mà thôi cho đến có một vị ma pháp sư trong vô tình bỏ ra liền một ít nước thuốc thì trở thành như vậy nhắc tới tên ma pháp sư kia cũng coi là trong vô tình làm một chuyện tốt sợ mít lâm lúc này đối với núi dạ vịt lịch sử hứng thú dùng tui trò đồng like của hai cái tò mò hỏi thăm tới liền cái vấn đề này tên ma pháp sư kia ngươi biết sao tại sao lại đột nhiên ở núi dạ vịt bỏ ra nước thuốc chẳng lẽ là ma pháp xảy ra vấn đề theo sở mít lâm từng cái một vấn đề hỏi ra cũng nhức đầu sau đó cụt quả quyết làm một cái tạm ngừng động tác tay cũng hô to ngừng 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 chớ nói Sở mít lâm bỗng nhiên cảm giác được mình có chút quá bắt quái bất quá mình lúc nào đổi được tốt như vậy kỳ những cái kia chuyện vụ vặt thật là kỳ quái Sở mít lâm ngượng ngùng nhìn cô nói tiếng xin lỗi bất quá hắn cũng không để ý đối với Sở mít lâm tò mò cũng không bất ngờ vì vậy cô vừa cùng sợ mít lâm ở bên bờ thu thập ma pháp vật liệu vừa nghe cô nói mới vừa rồi hắn hỏi vấn đề mà ở rừng tự nhiên bên này nhưng là một phen thảm không nỡ nhìn tình cảnh nhất định chính là một chàng thái nạn đen trắng hóa rừng tự nhiên nhìn như không có chút nào sinh khí từ khí trầm trầm trong không khí tràn ngập như có như không hắc cám khí tức trong rừng rậm ma thú đều là đổi được tàn bạo công kích lẫn nhau không cố kỵ chút nào tiến hành phá hoại hệ giả phái đi ra ngoài thị vệ cầm sinh mạng nước suối đi những cái kia nổi điên ma thú trên mình liền tạt đi lên nhưng là không có hiệu quả chút nào vẫn là như vậy máu đỏ ánh mắt hắc khí vẫn là ở ma thú trên thân thể lờ lờ nhưng là cử động này nhưng là cầm bọn ma thú sự chú ý chuyển tới thị vệ trên mình nhất thời ma thú mục tiêu công kích biến thành những thứ này tinh linh thị vệ bọn thị vệ thấy ma thú vào tới trong lòng cũng rất khẩn trương ngay tại ma thú sắp công kích được những thị vệ này thời điểm từng tiếng tiếng kêu chuyển tới quân quanh sấm xét chi cầu ngọn lửa chi mâu phong nhật thuật gai đất theo cái này một từng tiếng ngạch tiếng tê trong không khí ma pháp nguyên tố bắt đầu từ từ hội tụ thành từng cái một ma pháp hướng những ma thú này công kích đi nhất thời những ma thú này bị oanh kích đổ lui ra ngoài bốn năm m kinh hoàng xoay người trốn mà đây một nhóm ma pháp sư bất ngờ là kẻ sơ dẫn ra ẩn vợ cùng một nhóm người đầu tiên xuất thủ bất ngờ chính là kẻ tờ hội trưởng trong tay ma pháp trượng còn tản ra từng tia ánh sáng yếu ớt tựa hồ một khắc sau sẽ xuất hiện một đạo ma pháp lúc này kẻ nhìn hoàn cảnh chung quanh thần tình nghiêm túc trong không khí hắc ám khí tức hắn vậy cảm nhận được tu tập qua quang minh ma pháp ma pháp sư cũng có thể cảm nhận được cái này bẩn thỉu hắc ám khí tức đều là không thích cái này nhưng là lúc này rừng tự nhiên bên trong nhưng là tràn ngập hắc ám khí tức, cái này không bình thường, thật là nhiều hắc ám khí tức cả, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? làm sao cũng đen trắng hóa, đây là thế nào? trong rừng rậm ma thú lại có thể cũng bị hắc ám ô nhiễm, không tốt lắm làm ạ. À. các ma pháp sư rồi dít đánh giá bốn phía, vẻ mặt cũng là hoặc đau mày, hoặc suy tư, hoặc thương cảm, tâm tình rất là nặng nề. mà được cứu những thị vệ kia cảm tạm những thứ này mà pháp sư ấn cứu mạng, vậy cầm trạng hướng trước mắt đại khái theo Kester nói một lần. Kester không nghĩ tới chỗ này đen trắng hóa lại là ám tinh linh dọa cho quỷ, nếu như là như vậy, vậy đến không sai ám tinh linh bị hắc cám ô nhiễm rất xuống tinh linh biết sử dụng một ít hắc cám khí tức thủ đoạn vậy là có thể nhưng là đây rốt cuộc là dùng ma pháp gì hoặc giả nói là phương pháp gì làm được đây chính là ngay ngắn một cái cái rừng rậm ạ à. mặc dù trong này nguyên hủy hắn không biết nhưng là bây giờ nếu nhận được nhờ giúp đỡ thì nhất định phải trợ giúp hắn quả quyết phân ra năm tiểu đội để cho bọn họ ở rừng rậm dùng lọc sạch nước thuốc trước cầm bọn ma thú hắc cám khí tức lọc sạch cũng mang khỏi nơi này sau đó đang nghĩ biện pháp tiếp xúc đen trắng hóa nguy cơ hắn đi theo những thị vệ này đi tìm vệ dạ nữ vương loại chuyện này cũng chỉ có nàng rõ ràng nhất Còn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh của thời chương hai trăm hai mươi ma pháp sư tất cả nhân viên tập trung đông đủ kệ đi theo tinh linh thị vệ đi tới tộc tinh linh truyền tống cầm vào tiến vào sau này đi theo một người thị vệ đi tới mau tinh linh cung điện gặp được vệ giả nữ vương hệ giả nữ vương ngươi tốt ta muốn hiểu một chút ám tinh linh tại sao sẽ dùng loại thủ đoạn này tới ô nhiễm rừng tự nhiên kệ đem mình nghi vấn hỏi lên hệ giả nữ vương đang do dự muốn không muốn cầm tộc tinh linh lịch sử theo ma pháp sư này nói mặc dù tộc tinh linh và ma pháp sư công hội giao tình tốt vô cùng nhưng là cũng không loại bỏ có một ít ma pháp sư đối với các nàng cũng có một ít thành kiến cuối cùng nghệ dạ cân nhắc luôn mãi vẫn là đem bọn hắn lịch sử nói một lần mười phút sau kệ sơ cũng biết ám tinh linh mục đích à đây chính là trả thù à lịch sử trả thù bất quá xa đoạn tại bóng tối sinh vật vậy dám ra đây làm ác đây là quang minh nơi không cho phép tinh linh nữ vương ta sẽ toàn lực trợ giúp tộc tinh linh vượt qua lần này nguy cơ bây giờ ta đã để cho tất cả ma pháp sư tách ra tìm khiến cho rừng tự nhiên đen trắng hóa ngọn nguồn tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm được nguyên nhân hệ dạ nữ vương thở dài không có gấp nói chuyện mà là cầm ánh mắt nhìn về phía cung điện bên ngoài tới đây có mười mấy giây mới ung dung mở miệng chỉ mong đi mà ở rừng tự nhiên nơi này các ma pháp sư năm tiểu đội phân biệt hướng phương hướng bất đồng lọc sạch những ma thú kia trên người hắc cám khí thức rất may mắn chính là nơi này mà thú tính cách rất ôn thuận sẽ không tùy ý công kích người chúng cũng biết là những thứ này ma pháp sư cứu bọn chúng cho nên cũng là rất phối hợp rời liền liền nơi này đến núi dạ vịt vùng lân cận rừng rậm tạm thời cư trụ vì không để cho những ma thú này và núi dạ vịt ma thú đưa tới phiền thoái các ma pháp sư còn cố ý cầm cánh rừng rậm này ma thú dọn dẹp một lần bày ra một cái ma pháp trận phòng ngừa ma thú vào tới quấy rối. mà vào lúc này một tia sáng trắng thoáng qua phệ sạ mang món tạ cùng các ma pháp sư cũng tới đến rừng tự nhiên thấy rừng tự nhiên lần này cảnh tượng sau đó cũng là giật mình không nhỏ nơi này làm sao tại sao có thể như vậy màu trắng đen ta cảm nhận được trong không khí tựa hồ khắp nơi đều là hắc cám khí thức ta ghét không khí nơi này nói những lời này chính là một vị tu tập quang minh ma pháp ma pháp sư hắn kêu đã xiết hắn quang minh ma pháp đã học được cấp ba coi như là phệ sạ nơi này số lượng không nhiều thiên tài ma pháp sư một trong hơn ba mươi tuổi đã đến tháng cấp thực lực thật sự là mạnh à? món tạ nơi này tựa hồ bị người dắt lên thuốc gì thuốc đoán chừng là cái gì dính hắc ám khí tức nước thuốc các loại. Đây là công trong hội đại sư dược tề một trong bờ rít đại sư, mặc dù đã là hơn 40 tuổi, sắp 50 lao đầu, làm hắn thực lực nhưng mà sắp đến tháng cấp 5 sao thực lực, hơn nữa vậy dạy không ít học trò. Đại sư, nơi này ta cảm giác tựa hồ nơi nào không bình thường, cái này đen trắng hóa có chút quỷ dị, ta muốn chỉ cần tìm được tung nước thuốc địa phương, hóa nghiệm một chút dược tề cách điều chế, cũng có thể tìm được giải trừ đen trắng hóa, loại trừ hắc ám khí tức biện pháp. Các vị ma pháp sư cũng là rối rít gật đầu. Lúc này phệ cuốn cùng, cùng các vị ma pháp sư, bắt đầu ban bố mệnh lệnh các ngươi giúp một chút bọn họ lọc sạch rừng rậm này ma thú ngoài ra bọn tạ bờ Dít đại sư các ngươi dẫn mấy người đi tìm một chút mặt nguồn, tìm ra nguyên nhân mau sớm khôi phục rừng tự nhiên dạng nguyên thủy biết rõ ràng tất cả ma pháp sư dối rít tàn đi bắt đầu riêng mình công tác bọn tạ và bờ Dít tìm bốn năm người cùng nhau dọc theo rừng tự nhiên một phương hướng bắt đầu lan truyền thức tìm ngọn một chỗ ở thành dạ vịt ma pháp sư công hội ma pháp sư gia nhập vào lọc sạch ma thú hàng ngũ chính giữa ngay tức thì lọc sạch hiệu suất và tốc độ đề cao rất nhiều hơn nữa trong không khí hắc ám khí tức mặc dù có một ít nhưng là vậy chưa đến nỗi lần nữa ô nhiễm bọn ma thú cái này thật ra thì giống như đánh thuốc ngựa như nhau, đã có một lần đề phòng, lại có một lần liền không có hiệu quả. Bởi vì Pesta đã tới tộc tinh linh một lần, cho nên đối với tộc tinh linh nhiều cổng vào vẫn là biết. Trải qua tinh linh thị vệ sau khi kiểm tra, Pesta vội vàng đi tới tinh linh cung điện, liền thấy bên cạnh Kester cũng là lễ phép lên tiếng chào hỏi, rồi mới hướng nghệ dạ hỏi thăm sức khỏe. hệ dạ nữ vương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dừng tự nhiên làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? hệ dạ thở dài, không có nói, từ từ quay người sang, tựa hồ đã có chút chán ghét cái vấn đề này. Kester thấy được dạ nữ vương trên mặt vậy từng tia ưu sầu cũng là kéo lập tức phệ斯塔 nhỏ giọng nói cho chuyện này ngọn nguồn. phệ斯塔 sau khi nghe xong cũng sẽ chết khá là cảm khái. chủng tộc đấu tranh à? quả nhiên đều là dục vọng à? giả dạ nữ vương, ta đã để cho các ma pháp sư đi tìm ngọn nguồn đi. không quá ta buồn bực là nếu như là hắc ám tính chất dược thể, tại sao ngươi sẽ không cảm giác được? cái này không nên à? kệster thật ra thì cũng muốn hỏi ra cái vấn đề này bọn họ biết nếu như có người mang theo mang theo hắc ám khí tức đồ khẳng định sẽ có một ít dấu vết hoặc là giám sự hắc ám khí tức ma pháp đạo cụ sẽ phát ra cảnh báo mà ở tộc tinh linh cũng có một cái thần kỳ đồ có thể dò xét hắc ám khí tức tồn tại hay không có thể bao trùm toàn bộ rừng tự nhiên nhưng mà lần này tại sao không có đề kỳ đâu như vậy liền chỉ có một cái khả năng ám tinh linh lấy được có thể ngăn cách hắc ám khí tức ma pháp đạo cụ cái vật kia cũng sớm đã hư hại không có cách nào sử dụng ai nói tới chỗ này hệ dạ tâm tình cũng không được khá lắm cái này có thể dò xét hắc ám khí tức đạo cụ cũng không kêu lên cái nói chính xác hẳn gọi dò xét cây kim chỉ nếu quả thật có hắc ám khí tức mà nói cái này cây kim chỉ sẽ tìm được hắc ám khí tức tồn tại phương hướng sau đó xuất hiện cái vị trí kia tọa độ nhắc nhở hơn nữa sẽ xuất hiện năm loại màu sắc cấp bậc phân chia phân biệt là màu xanh biếc màu vàng màu cam màu đỏ màu vàng theo thứ tự đi lên cấp bậc vượt nguy hiểm cao độ càng lớn đáng tiếc cái này do xét cây kim chỉ bởi vì có một lần đi ra ngoài đến lôi minh cao địa sấm xét trong rừng rậm tìm vật liệu bị ma thu tập kích đụng hư bên trong bộ phận đưa đến không cách nào vận hành hư hại hai cái hội trưởng tất cả đều là toát ra thương tiếc vẻ mặt tốt như vậy ma pháp đạo cụ cứ như vậy hư hại thật sự là có chút đáng tiếc mà sao màu ấn tạ bên này hắn và bờ rít một mực ở khoách tán tìm lên một ít dấu vết mặc dù đều là màu trắng đen hoàn cảnh nhưng là cái này không trở ngại trên đất xuất hiện bị nước bị ướt dấu vết hơn nữa đào một chút đất cũng biết là chuyện gì xảy ra lúc này rừng tự nhiên tình thế cũng khá rất nhiều chỉ ít bọn ma thú bị các ma pháp sư lọc sạch hơn nữa những ma thú này cũng không có đảo loạn gì coi như là vạn hạnh trong bất hạnh bất quá để cho những thứ này ma pháp sư buồn bực là thi triển quang minh lọc sạch và lọc sạch thuật cần muốn nha ma lực cũng là không nhỏ bọn họ mang theo ma lực dược tể cũng coi là mới vừa đủ dùng thật sự là rất hao phí ma lực lọc sạch cả à? nhưng là ở bên kia cấm khu cứ ngủ ở nào đó một mảnh đất trong khu ám tinh linh chỗ ở nơi đó xác thực nhưng là có khác một phen cảnh tượng trong một gian phòng có mấy cái ám tinh linh tựa hồ đang mật mưu cái này cái gì kế hoạch lớn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé chương hai trăm hai mươi hai biển xanh ra trời sợ mít lâm ngẩng đầu nhìn trời một cái không lúc này mặt trời đã có chút muốn tan việc ý liếc mắt một cái bên cạnh cụt hắn bây giờ vẫn là hưng phấn thu thập trước dược thảo không khỏi được thở dài một cái trong đầu nghĩ tên này là không gặp qua dược thảo đúng không ai đáng thương ạ à? hai người cho tới bây giờ đến núi dạ vịt nơi này đã ước chừng có hai cái tiếng thời gian nhưng bởi vì sở mít lâm sợ trái cây không đủ cho nên dứt khoát hơn đào được một chút mười phút sau cụt chúng ta cần phải trở về thời gian không còn sớm ta còn phải trở về chế tạo sản phẩm mới à tốt lắm vậy ngay bây giờ đi thôi Tốt. hai người mỗi người thu thập xong mình hái được dược thảo một loạt các loại vật liệu các loại vật phẩm liền bắt đầu quay trở về mà lúc này lạc nạ nhưng là ở trong tiệm chuyên tâm nghiên cứu đồ uống pha chế cầm từng cái một chai nhỏ từ tới lui chất lỏng gì tựa hồ rất là cẩn thận dáng vẻ bên cạnh gì lìn cũng không ăn cái gì bị lạc nạ động tác hấp dẫn lạc nạ tỉ tỉ ạ người đang làm gì đồ uống cách điều chế nói chuyện vẫn là như vậy đơn giản bất quá giọng nhưng là ôn hòa không thiếu đồ uống cách điều chế đó là vật gì dĩ lin về ngón tay mặt đầy không rõ ràng lúc này lạc nạ cũng không tâm tư cho dĩ lin giải thích tình huống cụ thể dĩ nhiên dĩ lin cũng sẽ không đi quái giày lạc nạ cứ như vậy lặng lặng nhìn cụt và sở mít lâm xài một cái hơn giờ rốt cuộc quay trở về thành dạp viên. bởi vì cụt muốn đi thăm kiện cho nên sở mít lâm liền một mình trở lại siêu thị nhưng là ở đường đi của ma pháp sư công hội thời điểm nhưng là phát hiện căn bản không có động tĩnh cái này làm cho hắn rất buồn bực cả. À. Thường ngày thời điểm, ma pháp sư công hội bên trong hẳn sẽ có hoặc nhiều hoặc ít trao đổi thanh âm, nhưng là lúc này ma pháp sư công hội nhưng là chỉ có một hai ma pháp sư ở trực ban, nơi này bên nhất định là có đại bí mật. Tò mò sờ mít lâm trước đem mình thu thập trái cây và vật liệu vứt xuống mô bản trong không gian, sau đó đi vào, liền thấy họ gì nộ ở trong phòng khách cầm chổi khi dọn dẹp phòng khách vệ sinh, hắn không khỏi cho ra tiếng đều một chút họ gì nổ tên chữ. Họ gì các ma pháp sư tất cả đi đâu? Làm sao an tĩnh như vậy hả? À? Họ gì ngẩng đầu đi công hội cửa nhìn sang, liền thấy sờ lâm cũng là cười một tiếng, nói ra công hội như thế thành tĩnh nguyên nhân. Là như vậy, rừng tự nhiên gặp phải ám tinh linh phá hoại, bây giờ toàn bộ rừng tự nhiên đều biến thành màu trắng đen, hơn nữa trong rừng rậm khắp nơi đều tràn ngập hắc ám khí tức, bọn ma thú lúc trước là bị hắc ám khí tức ô nhiễm, nhưng là đi qua chúng ta ma pháp sư lọc sạch, bây giờ tốt hơn rất nhiều, trước mắt đang tìm đưa đến rừng tự nhiên đen trắng hóa nguyên nhân, ai. Nói xong lời cuối cùng, họ dì nổ cũng thở dài một cái, không biết là ưu sầu vẫn là bi thương. Smith lâm nghi ngờ nhìn Ozino, ngươi là làm sao biết ta? À? Hội trưởng nửa giờ trước cho ta truyền tới ma pháp tin tức, để cho ta coi trọng công hội, ta hỏi một chút mới biết là như vậy à? xem ra lần này tộc tinh linh là có thai nạn, không dễ làm à? Sở Mít Lâm nói như thế một câu, nói sau đó, họ gì nổ cũng là sát theo thở dài một cái, vậy thì nói chuyện, chính là lặng lẽ quét dọn vệ sinh. thấy cái bộ dáng này họ gì nổ, hắn cũng biết họ gì nổ vậy rất thương tâm, hắn vậy không lưu lại quá lâu. mấy phút sau rời đi nơi này, ở trở lại siêu thị cái này mấy trăm mét trên đường, hắn suy nghĩ rất nhiều. Dương tự nhiên lại là bị hắc ám khí tức cho ô nhiễm, biến thành hầu như không còn sinh khí màu trắng đen, đây là Sở Mít Lâm tuyệt đối không nghĩ tới, không nghĩ tới ám tinh linh sẽ ác như vậy, làm như thế đoạt tuyệt hắn ở trên cao lần tiến vào ma pháp sư công hội phòng tài liệu ngạch thời điểm thỉnh thoảng thấy qua tộc tinh linh lịch sử tò mò liền toàn đều thấy một lần lúc ấy thấy tinh linh bị hắc cám đầu độc biến thành ám tinh linh thời điểm có một cái chớp mắt như vậy gian hắn quả thật có chút thương tâm bất quá vậy chỉ là thương tâm mà thôi vì mưu cầu quyền lực không tiếp dùng tộc nhân tương lai đổi lấy hắc cám đây là sở mít lâm thống hợp nhất cũng là sở mít lâm xem thường nhất bất quá cái này thì có thể làm gì hắn chỉ là một tiệm trưởng mà thôi hắn không làm được quá nhiều liền giống như bây giờ hắn cũng không cách nào đi làm cái gì giải trừ rừng tự nhiên nguy cơ vậy không thực tế ai mô à hy vọng ngươi có thể vượt qua lần này nguy cơ đi tộc tinh linh hy vọng nữ thần may mắn thiên sưng có thể nghiêng về các ngươi đi ngầm đầu nhìn xem sắp trượt rơi xuống nắng chiều sợ mít lâm vẫn là thở dài quay trở về trong siêu thị trở lại siêu thị hắn liền thấy lạc nạ ở ban đầu vị trí đã bắt đầu bận rộn trên bàn chai chai lọ lọ rất nhiều chất lỏng đặt ở từng cái một đồ đựng bên trong sợ mít lâm nhìn là trợn mắt hốc mồm vừa vặn lúc này dì liền thấy được sợ mít lâm trở về đại thúc lạc nạ tỉ tỉ thật là lợi hại lại có thể chế ra uống ngon đồ vội tới nguyên nếm thử một chút không cần cảm tạ ta nha sợ lâm khỏe miệng rung động mấy cái vậy không nói gì cầm lấy cái ly kia nhìn xem màu sắc là nghiêng màu xanh mùi vị ngược lại là chỉ có một chút xíu quả vị uống một hớp sau đó ngược lại là có một loại rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác cẩn thận dư vị sau đó là hơi ngọt quả vị mùi vị rất tốt lạc nạ không tệ à cái này mùi vị không tệ đúng rồi ngươi làm sao không cần máy móc chế tạo à ta sẽ không lạc nạ nói rất dứt khoát sợ mít lâm lúc này mới chợt hiểu trên mặt có chút lúng túng hắn là lúc này mới nhớ tới mình cầm máy móc mua còn không có dạy lạc nạ làm sao sử dụng cái này trách móc hắn hù 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 cái đó ngươi đang làm một lần nói cho ta một chút phương pháp luyện chế ta đi đổ uống máy móc nơi đó cho ngươi hoàn thiện một chút Tốt. đáp ứng một tiếng lạc nạ liền bắt đầu dựa theo mình suy nghĩ quá trình từng bước từng bước cho sở mít lâm làm đi ra nhìn sở mít lâm liền liền khen ngợi cuối cùng lại là chút nào không keo kiệt cho lạc nạ cây nổi lên một ngón tay cái biểu thị lợi hại lạc nạ đổ là tới nay không bị qua như vậy tàn dương trên mặt tựa hồ còn có chút ngượng ngùng dáng vẻ sở mít lâm chỉ là hướng về phía lạc nạ cười một tiếng sau đó đi ngay làm việc đồ uống máy móc đi chế tạo thức uống nhiệm vụ này phải hết sức sắp hoàn thành sau đó hắn dự định đi rừng tự nhiên xem xem tình huống có thể giúp một chút bận bị vậy thì không tốt hơn nữa bởi vì trình tự rất đơn giản cho nên chỉ cần đem vật liệu rót vào đồ uống máy móc bên trong thiết lập tốt pha chế khởi động là được rồi không ra 20 phút chai chai đồ uống từ đồ uống máy một chỗ khác xuất khẩu truyền thống mang theo sau đó sở mít lâm dựa theo 6 bình một cái cặp tắp quy cách bao được vào lạc nạ vậy không nhàn rỗi đi lên vậy hỗ trợ đóng gói dĩ lìn dĩ nhiên là cầm một chai liền mua uống không cố kỵ chút nào mình hình tượng đập đi đập đi miệng tuyên dương sở mít lâm một câu đại thuốc làm không tệ uống rất ngon sau này tiếp tục cố gắng Sở mít lâm bận bịu đóng gói đồ uống không dành phản ứng gì lìn bất quá nhưng là liếc khinh bị biểu thị mình không nói vì vậy sở mít lâm và lạc nạ bận rộn đóng gói đồ uống gì lìn ở một bên một chai một chai uống mười mấy phút đóng gói hoàn thành đồng thời sở mít lâm vậy nhận được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở nhất thời lộ ra mỉm cười thuận tay cầm còn thừa lại không cách nào góp thành một nhỏ dương ba bình đồ uống đưa cho dì lìn và lạc nạ tỏ ý lạc nạ nếm một chút sau đó sở mít lâm đường vân lạc nạ một câu lạc nạ nếu đây là ngươi chế tạo như vậy tên chữ ngươi lấy đi lạc nạ cuối cùng suy nghĩ mấy phút nhìn xem trong tay màu xanh đồ uống cuối cùng phun ra mấy chữ này biển xanh ra trời tên rất hay liền cái này ở sơ mít siêu thị một khoản tiêu biển xanh ra trời đồ uống cứ như vậy ra đời cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé chương hai trăm hai mươi ba hát cám ăn mòn rực tề sơ mít lâm nhiệm vụ đã là hoàn thành lạc nạ và dị lìn ở một bên chơi ma phương hai người trò chuyện là kinh khủng hắn vậy không để ý tới mới vừa rồi đi đồ uống chế tạo ra được sau đó quên xem xem tưởng thưởng nhiệm vụ mở ra tưởng thưởng nhiệm vụ vậy một bao ma lực cái phiến Sở Mít Lâm cũng hết ý kiến, tiểu tinh ngươi có thể hay không đổi một cái khá một chút đóng gói, ta có tiền à? Bất quá đây cũng là không chủ yếu nhất, chủ yếu là Sở Mít Lâm mới phát hiện đây chính là tiểu tinh lần đầu tưởng thưởng nhiệm vụ chính là có thể trưng bày tiêu thụ hàng hóa, vẫn là chưa từng thấy qua. Tiểu tinh ngươi cái này ma lực cái mảnh giới thiệu có hay không? Có lời để cho ta nhìn một chút. Ký chủ xin cho chút. Sau đó Sở Mít Lâm liền thấy liên quan tới ma lực cái mảnh giới thiệu, tên, ma lực cái phiến, chủ yếu chức năng khôi phục bộ phận ma lực cùng với bộ phận thể lực, đặc thù hiệu quả, có tỷ lệ nhất định có thể kích hoạt toàn bộ ma lực khôi phục. Tiểu tinh ngươi phần thưởng này rất tốt, rất tốt, có thể coi như là biết ta khẩn cấp, phệ tạ lao đầu kia nguyện vọng ta cũng coi là thực hiện. Sau đó sở mít Lâm liền nghe được quen thuộc âm thanh nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến trợ giúp tộc tinh linh vượt qua lần này nguy cơ, cũng để cho rừng tự nhiên khôi phục hình dáng cũ, phấn đấu đi, tiệm trưởng. Tưởng thưởng nhiệm vụ, không điều kiện tăng lên ký chủ một cái ma lực cấp bậc, mười bình đặc chế sinh mạng nước thuốc. Nhiệm vụ thất bại, gặp phải ám tinh linh truy nã cùng với trả thù. Nhiệm vụ thời gian, năm sở mít Lâm thấy nhiệm vụ thời điểm cũng lựa, ta đi, tình huống gì? Đây chính là ta nhiệm vụ chủ tuyến, ngươi không có lầm chứ? ta tiểu tinh à. ký chủ xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến nếu không không cách nào tiến hành giai đoạn kế tiếp nhiệm vụ sợ lâm bất đắc dĩ đáp ứng ta biết ai cái này cũng trời tối tính ngày mai đi đi hiện ở bên ngoài sắc trời đã là mặt trăng thượng cương thời gian sao trời chợt lóe một cái rất đẹp bởi vì nhiệm vụ duyên cớ sợ lâm và lập nạ nói một tiếng liền đi nghỉ ngơi còn như lập nạ và dí lìn thích làm thế nào thì thế đó à hắn bây giờ là vượt bận tâm vượt phiền còn không bằng mình bất chuyện một ít không phản ứng cho thỏa đáng ngày thứ hai sáng sớm lạc nạ theo ca huấn luyện nửa giờ sau đó rất quy luật chế tạo kem ly, bánh táo và kìm toàn bổ sung nguồn hàng hóa, thuần thục bận rộn hai ngày, nàng cũng coi là quen thuộc máy thao tác, sợ mít lâm vậy không cần lo lắng, mà sợ mít lâm bởi vì ngủ được sớm, vậy là mới vừa mới tỉnh, sau khi xuống lầu, ngáp một cái, thấy lạc nạ sớm như vậy liền lên tiếng chào, sớm à, lạc nạ, cho ta một khối bánh táo, sớm, tốt, lạc nạ trực tiếp ném cho sợ mít lâm một khối bánh táo, sau đó xoay người liền đi làm việc trước làm việc máy, sợ mít lâm mở ra đóng gói liền trực tiếp mở ăn, vừa ăn, một bên đi cửa tiệm bên ngoài đi, nhìn mặt trời mới mọc, tâm tình cũng là phá lệ thoải mái nhưng là tại sao còn muốn có nhiệm vụ ai đợi sẽ đi thu thập hạ một đồ đúng rồi tiểu tinh ngươi cảm thấy ma lực cái mảnh giá bán nhiều ít thích hợp à mời ký chủ tự đi định giá thành cựu tiệm trưởng phải có siêu nhân vậy tầm mắt và nhãn lực được rồi ta suy nghĩ một chút à vậy thì định giá hai trăm tiền vàng đi ta mang một ít nhiệm vụ lần này hắn sẽ dùng đạt được ngay sau đó hắn đi ngay trên lầu thu dọn đồ đạc lần này khẳng định được ở rừng tự nhiên bên kia ngây ngô cái ba bốn ngày vậy nói không chừng cho nên nhất định chuẩn bị toàn diện điểm bởi vì có mô bản không gian cho nên trực tiếp toàn cũng thả tại bên trong không gian là được rồi rất bất chuyện sau đó sau khi xuống lầu liền thấy đang ăn thứ này dĩ lìn và ở một bên nhìn ngoài cửa sổ sừng sờ lật nạ cái đó dĩ lịn, lật nạ ta có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến có thể phải đi ra ngoài ba bốn ngày đoạn này thời gian nếu như có người tới tìm ta sẽ để cho hắn trước chờ nếu như gấp ngươi sẽ để cho hắn tới rừng tự nhiên tìm ta đại thúc ngươi đi rừng tự nhiên làm gì thì nguyên vật liệu sợ mít lâm không phản ứng dĩ lìn mà là nhìn lật nạ dặn dò đứng lên vậy cầm mới vừa lên giá ma lực cái mảnh giá cả nói một lần lúc này mới coi như là không có gì lạc nạ vẫn là rất để cho sở mít lâm yên tâm cầm siêu thị giao cho lạc nạ trông coi tuyệt đối yên tâm mang đi một ít quả vật và ma lực cái phiến sau đó sở mít lâm liền lên đường mà ở rừng tự nhiên bên này tình huống vẫn là không cần lạc quan rừng tự nhiên đen trắng hóa trình độ ở tăng thêm hơn nữa không trung hắc ám khí tức có chút đổi được nồng nặc đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu ở rừng tự nhiên bên trong tìm đầu mối món tạ và bờ rít mang theo mấy người kia cũng cảm thụ trong không khí hắc ám khí tức biến hóa nhất là bờ rít cảm thụ rõ ràng nhất ở trong những người này nếu như nói ai quang minh ma pháp mạnh nhất vậy khẳng định là bờ rít đại sư tạ không khí này hắc ám khí tức tựa hồ trở nên có chút đậm đà tình huống rất gây go hạ vợ rít cao mày vẻ mặt nghiêm trọng món tạ cũng là gật đầu nói xem ra chúng ta được tăng nhanh tìm đầu mối tốc độ nếu không nơi này rất có thể sẽ biến thành một cái tử địa không có chút nào sinh khí nhưng là bây giờ chúng ta chỉ có mấy người này không có cách nào lớn diện tích tiến hành tìm kiếm sử dụng ma pháp có thể vậy sẽ xuất hiện chỗ sơ hở hơn nữa hắc ám khí tức ảnh hưởng rất khó ạ à. vợ bắt đầu phân tích trước mặt hiện trạng mòn tạ thở dài hắn vậy cho tới bây giờ không đủ nhân viên bất quá cái này cũng không biện pháp phần lớn người đều ở đây lọc sạch các nơi ma thú nếu không có ma thú quấy rối sợ rằng sẽ phiền phức hơn. Trước như vậy có hình quạt từ từ tìm kiếm đi, chân thực không được, đụng phải lọc sạch hoàn thành ma pháp sư, xem xem có thể hay không mời mời vào. Chỉ có thể tạm thời như vậy. Bờ Dít cũng là rất bất đắc dĩ, không có cả người ma pháp tương đại, nhưng là không có biện pháp sử dụng. Ở Tinh Linh cung điện bên này, hệ giả nữ vương cùng với Phệ và Kệ hai vị hội trưởng đều là thời khắc đang chú ý rừng tự nhiên bên trong tình trạng biến hóa, tự nhiên cũng là chú ý tới rừng tự nhiên bên trong hắc ám khí tức biến hóa, Kệ cau mày nói ra mình cái nhìn nhìn như trong rừng rậm hắc ám khí tức lại tăng lên nếu không đen trắng hóa màu sắc sẽ không thay đổi nặng như vậy được mau sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh à. biện pháp nhất định là có nhưng là bây giờ chủ yếu tinh lực chúng ta hẳn thả tìm ra tạo thành cái này chạm hướng đầu mối hoặc là dấu vết phải biết cái đó ám tinh linh sử dụng biện pháp gì cầm rừng tự nhiên đổi thành như vậy Phép tạ ta nhớ ta ở trong tài liệu thấy qua một loại dược tề tên là hắc hoa dược tề tựa hồ chính là như vậy tình huống nhưng là cái hiện tượng này theo trong tài liệu miêu tả lại có một ít không cùng trong tài liệu miêu tả là màu đen có chút nghiêng màu xám cho nhưng là đây là đen trắng cái này cũng có chút khó làm hắc hóa dược tề ta nghe nói qua bất quá kẻ ngươi người tên này làm sao vậy sẽ nhìn lên tài liệu không phải là già rồi não lực bước lui đi ha ha phe hiếm có khai trừ một bùa giỡn, bất quá cái này cũng không chậm tách ra trước mặt bầu không khí hai cái hội trưởng đều là trầm mặc không có nói tiếp mà lúc này hệ giả nữ vương nhưng là nói ra một người để cho hai vị hội trưởng đều khiếp sợ một loại thuốc tên chữ không cần đoán ta biết đây là thuốc gì thuốc ăn mòn dược tề tăng thêm hắc cám khí tức hắc cám ăn mòn dược tề hai cái hội trưởng lại lần nữa rơi vào trầm mặc hiển nhiên bọn họ đã biết cái này thuốc tác dụng đều là bất đắc di thở dài muốn giải trừ cái này nguy cơ khó khăn à. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân ý gì thành nhé. Chương 224, chuẩn bị đánh bất ngờ. Kester và Phệ tạo biết hắc cám ăn mòn thuốc hiệu quả, đây chính là rất bá đạo một loại bị cấm chỉ dược tề, hơn nữa một khi sử dụng nó liền sẽ để cho trước mặt địa khu tất cả động thực vật toàn bộ đổi được không có chút nào sinh khí, hơn nữa vậy sẽ bị nhiễm lên hắc cám khí tức biến thành chỉ biết là giết hại sinh vật. Hắc cám ăn mòn dược tề là bị một vị kêu khoa luân ma pháp sư chế tạo ra, ma pháp sư này là một cái dược tề nghiên cứu cùng, thường xuyên có một ít không thiết thực ý tưởng, hơn nữa làm được dược tề thí nghiệm đều là quái lạ, rất nhiều ma pháp sư đều là cảm thấy người này đến rồi, nhưng là Khoa Luân không thèm để ý chút nào, hắn quan tâm chỉ là thuốc của mình thuốc mà thôi. Nhưng là Khoa Luân có một lần đem dược tề chế tạo sai lầm, đưa đến một vị ma pháp sư ma lực rối loạn, thiếu chút nữa không thể tu tập ma pháp, hắn vậy bởi vì chuyện này bị khu trục xuất ma pháp sư công hội, nhưng là Khoa Luân không cam lòng, hắn rất không cam lòng, chỉ như vậy, hắn đầu phục hắc ám, là hắc ám làm việc. ở hắn gia nhập bóng tối ba tháng sau, hắn nghiên cứu liền ra một loại dược tề, chính là bây giờ rừng tự nhiên bị vải lên hắc ám ăn mòn dược tề lúc đó mảnh khu vực kia trực tiếp biến thành một phiến tử địa cho đến ma pháp sư công hội quang minh ma pháp sư ra tay mới tính là miễn cưỡng lọc sạch liền vậy mảnh đất khu bất quá cái địa khu nào hắc cám nhưng là lao đi không được vì vậy đi qua ma pháp sư công hội lính đánh thuê công hội cùng một ít thế lực nhất trí quyết định đem chỗ đó liệt vào cấm khu cũng chính là hiện tại cấm khu cái này lịch sử trên căn bản không có ai biết trừ một ít tuổi tác tương đối lớn người biết những thứ khác tuổi trẻ ma pháp sư căn bản không rõ ràng có như thế chuyện xảy ra kệ sợ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nói ra mình trước mắt đề nghị hệ nữ vương bây giờ chủ yếu nhất là tìm ra một vị quang minh ma pháp sư trước thử lọc sạch một chút rừng tự nhiên bất quá quang minh ma pháp sư cực kỳ thưa thớt ta nhớ mạnh nhất quang minh ma pháp sư chính là bối đặc biệt ma pháp sư ai đáng tiếc không nói nói đến bối đặc biệt ma pháp sư liền liền phệ stạ cũng là có từng tia thất lạc bởi vì phong lớn đắc ma kết quả lại là tự đi thiên đường phệ stạ bờ dít đại sư quang minh ma pháp có thể hay không lọc sạch rừng tự nhiên kệ lúc này rời đi đề tài hóa giải bầu không khí hỏi phệ stạ bờ đại sư quang minh ma pháp mặc dù mạnh nhưng là phạm vi không đủ rộng không cách nào thực hiện à? Phép đã thở dài, nói ra bờ dít thiếu sót. Hai cái hội trưởng bây giờ cũng là đang suy nghĩ có thể tin biện pháp, đáng tiếc có thể nghĩ tới biện pháp hết thể không hữu hiệu, nếu không phải là phái không được công dụng, thật sự là khó làm. Lúc này ở rừng tự nhiên bên trong tìm đầu mối món tạ ở một bụi cỏ trùm bên trong phát hiện một cái bình tử, món tạ cầm lên mình nhìn xem, vậy không phát hiện chỗ nào khả nghi, như vậy bên cạnh bờ dít nhưng là phát hiện trong cái bình này có hắc ám khí tức lưu lại, không khỏi cho ra tiếng nhắc nhở một chút món tạ. Trong cái bình này có lưu lại hắc ám khí tức, ta có thể cảm giác được. Nghe được bờ như thế nói, món tạ cũng là cau mày tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì tình như nhau mấy phút sau món tạ thở dài hướng về phía mấy cái ma pháp sư dặn dò đứng lên đi về trước đưa cái này trai giao cho hội trưởng xem một chút đi ta muốn bọn họ hẳn biết cái này lai lịch của vật vợ rít gật đầu một cái vậy đồng ý món tạ cách làm liền liền hắn cũng không nhìn ra đây là thuốc gì thuốc thật ra thì món tạ sư nhận ra đây là thuốc gì thuốc bởi vì hắn đã từng ở phòng tài liệu thời điểm từng có một đoạn thời gian là thường xuyên đi lật xem tư liệu trong này có một đoạn tư liệu chính là giới thiệu một loại kêu hát cám ăn một thuốc mặc dù chỉ có ngắn ngủn mấy câu nói nhưng là hắn cảm thấy chắc là cái này chất thuốc thời điểm đó trong tài liệu ghi lại hắc cám ăn mòn thuốc một ít tình trạng và bây giờ rừng tự nhiên tình trạng mặc dù có chút không quá tương tự nhưng là nguyên tắc vẫn là giống nhau đây mới là hắn khẳng định một trong những nguyên nhân một cái nguyên nhân khác chính là hắc cám ăn mòn dược tề chính là hỗn hợp hắc cám khí tức chế tạo thành cho nên hắn mới rất tin chắc trở lại tộc tinh linh trên đường Trung quanh ma pháp sư đã lọc sạch ma thú lọc sạch xong hết rồi rất nhiều ma thú cũng bị chuyển tới an toàn địa khu đi nơi này trên căn bản trong vòng một tuần thì không cách nào sinh sống nếu như muốn không ra biện pháp giải quyết ở đi rừng tự nhiên người đi đường sở mít lâm nhưng không biết rừng tự nhiên nơi này tình thế đã rất nghiêm trọng hắn bây giờ vậy mới mới vừa tiến vào dạ vịt và lôi minh cao địa tiếp giáp vùng chỉ có thông qua lôi minh cao địa bắc bộ biên giới tiến vào rừng tự nhiên bởi vì hắn phát hiện ở núi dạ vịt và rừng tự nhiên biên giới chỗ lại có một cái ma phát trận, để cho hắn không có cách nào tiến về trước hắn không thể làm gì khác hơn là đổi đường đi khi tiến vào lôi minh cao địa sau đó smith lâm quét nhìn một phía hắn cảm thấy lôi minh cao địa chỗ này rất thần bí hơn nữa vậy chưa nghe nói qua có ma pháp sư tới đây thăm dò có cũng là một số ít mà thôi cái này làm cho hắn cái này hay kỳ bảo bảo thật bất ngờ cái này liệt thời tiết như thế của quái trong rừng rậm nguyên tố ta có thể cảm giác được rất cuồng bạo nhưng là đi lại có chút không cùng tính giúp xong nhiệm vụ này trở lại thăm dò một chút đi sợ mít lâm lẩm bẩm rời đi vị trí này nhưng là lại có một đôi mắt nhìn một lát sợ mít lâm rời đi phương hướng liền biến mất không thấy hai tháp dĩ nhiên là không biết đôi mắt này sự việc vẫn là ung dung đi diễn cảm cũng là rất dễ dàng nhưng là hắn lúc này trong lòng nghĩ là mình ma lực cấp bậc hắn bây giờ ma lực cấp bậc là ngày cấp sáu sao còn có một tấm thăng cấp thẻ không hữu dụng hắn rất quấn quýt à cái này hai cũng có thể làm cho hắn tiến vào tháng cấp ma pháp sư hàng ngũ nhưng là hai loại phương pháp này quấn quýt à tiểu tinh ngươi nói ta hẳn dùng loại nào đến thăng cấp mới bảo hiểm một chút ký chủ có thể sử dụng thăng cấp thẻ tiến hành tăng lên tại sao ký chủ thăng cấp thẻ chỉ có một tấm hơn nữa chỉ có thể ở cảnh giới này sử dụng mà tưởng thưởng nhiệm vụ ký chủ có thể tạm thời cất giữ đến khi ký chủ có thể đột phá đến hạ một ma lực đẳng cấp thời điểm đang sử dụng phần thưởng này tiểu tinh sẽ cất giữ nói cũng đúng cứ như vậy đi bất quá ngươi xác định ta có thể giải quyết cái này dừng tự nhiên đen trắng hóa vấn đề ký chủ cố gắng lên sợ mít lâm hết ý kiến làm sao thang cấp sau đó đổi được như thế nhân tính hóa muốn không muốn như thế đơn giản thẳng trắng trở lại siêu thị bên này bởi vì sở mít lâm đi làm việc dĩ lìn cái này nha đầu vậy nhảy tới ra ăn một chút cái đó ăn ăn cái này tóm lại cũng sắp coi trời bằng vùng nếu không phải ngại vì lặc nạ uy nghiêm phỏng đoán dĩ lìn đã sớm mình chơi hải lạc nạ ở một bên làm việc máy móc thử sáng tạo cái mới mới hàng hóa liền liền sở mít lâm cũng không biết cái này nha đầu lại có thể và tì nạ giống nhau lại có thể đều có to gan sáng tạo cái mới độc đáo cách nhìn nếu như nói tì nạ sáng tạo cái mới là dịu dàng như vậy lặc nạ sáng tạo cái mới chính là sắc bén lúc này mỹ nạ bỗng nhiên đi tới trong siêu thị không biết là đến tìm sở mít lâm vẫn là đến tìm lặc nạ mà lúc này ở cấm khu bên kia ám tinh linh thủ lanh cuộc tập kết mười mấy ám tinh linh chuẩn bị đánh bất ngờ rừng tự nhiên hắn bây giờ còn không biết rừng tự nhiên bên trong tất cả đều là ma pháp sư nếu như biết khẳng định sẽ không như thế liều lĩnh cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lấy dễ ảm giải phẫu nhé chương hai trăm hai mươi lăm lộ ra ma pháp thực lực sở mít lâm ở lôi minh cao địa nghỉ ngơi nửa giờ góp nhặt một ít vật liệu mới tiếp tục đi đường nhưng là đến khi sở mít lâm đi tới rừng tự nhiên và lôi minh cao địa biên giới thời điểm thấy được người quen bất ngờ chính là phèn ni ma pháp sư phèn Nì ma pháp sư phèn Nì ma pháp sư ta là sở mít lâm à mít Lâm cách thật xa liền kêu Phèn Nhi tên chữ. Phèn Nhi lúc này đang biên giới tra xem tình huống, chợt nghe có người đang gọi nàng, cứ như vậy quay đầu vừa thấy nhất thời vui mừng đứng lên. "Tiệm trưởng, là ngươi à? Ngươi làm sao tới rừng tự nhiên liền?" "Ta à, tới có chuyện, tới hỗ trợ à?" mít Lâm giọng nói chuyện rất rực rừng, rừng, liền liền Phèn Nhi cũng không dám tin tưởng vị này tiệm trưởng lại muốn để giải quyết cái này đen trắng hóa vấn đề. Phèn Nhi dự định xác nhận thêm chút nữa, vì vậy liền đang hỏi liền một lần. "Ngươi không phải là đùa đi?" "Không không không, ta nhưng mà rất nghiêm túc, ta tuyệt đối là nghiêm túc cân nhắc qua." Đông nhiên lúc này lại một cái thanh âm quen thuộc chuyển tới phèn ý ngươi cùng ai nói chuyện phiếm nhanh lên một chút dò xét cha một chút vùng lân cận chúng ta phải đi lọc sạch phía đông ma thú cái này thanh âm quen thuộc sợ mít lâm vậy biết không phải người khác đang là thích khắc họa ma pháp quyển trục dị rút dị rút ngươi khỏe ạ à? sợ mít lâm đúng lúc lên tiếng chào hỏi mà dị rút thấy sợ mít lâm sau cả người cũng lựa phản ứng lại thời điểm nói một câu để cho hai người cùng im lặng nói đây là tiệm trường sao không phải là giả chứ sợ mít lâm hoàn toàn hết ý kiến sau đó tức giận đi lên cho dị Dụt một cái bạo lật phần món ăn ngươi mới là giả mới tới có được hay không? Penny ở một bên một mỉm cười, giác được chơi rất khá dáng vẻ. Mấy phút sau, Penny và rút biết Sở mít Lâm tới mục đích, thật sự là để giải quyết tộc tinh linh nguy cơ. Sở mít Lâm chợt nhớ tới rất mấu chốt chuyện, mở miệng hỏi: bây giờ rừng tự nhiên bên trong tình trạng thế nào? rút sắp xếp lời nói một chút, nói đơn giản một chút tình huống trước mắt. Trước mắt, thành dạ vịt bên kia và chúng ta công hội tất cả ma pháp sư đều tới, chủ yếu là lọc sạch bị ô nhiễm ma thú. Bây giờ chúng ta những thứ này mà pháp sư đã bận rộn được có một đoạn thời gian. Ngươi đợi một chút, ma thú bị ô nhiễm, cái gì ô nhiễm? Sở Mít lâm cắt đứt dị rút, hỏi ra mình nghi vấn. Dị rút lúc này mới nhớ tới, mình quên nói một chút rừng tự nhiên hoàn cảnh chẳng hướng. Là như vậy, từ rừng tự nhiên đen trắng hóa sau này, ở trong không khí phát hiện hắc ám khí thức, bị ma thú hấp thu sau này thì sẽ thành được cuồng bạo, tùy ý công kích những ma thú khác, vì không để cho rừng tự nhiên phát sinh hỗn loạn, hai cái hội trưởng liền ban bố lọc sạch ma thú bước đầu tiên mệnh lệnh, sau đó để cho mòn tạ đi tìm đưa đến rừng tự nhiên đen trắng hóa nguyên nhân. Nghe xong dị rút giải thích sau đó, hắn cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút phiền toái, nếu dắt kéo ra hắc ám khí tức cái này bốn chữ, chắc hẳn nên theo ám tinh linh không thoát được quan hệ ngay tại sở mít lâm suy tính thời điểm dị rụt vậy không nói tiếp chờ hắn nghĩ xong nói sau một phút sau đó sở mít lâm tỏ ý dị rụt nói tiếp Dường tự nhiên hát tốn không nguyên nhân tìm được là một loại kêu hát cám ăn mòn thuốc đồ, tựa hồ hiệu quả rất lợi hại bất quá trước mắt không có thích hợp biện pháp giải quyết chúng ta chỉ có thể dùng lọc sạch thuật quang minh ma pháp các loại ma pháp tiến hành ngắn ngủi lọc sạch đáng tiếc không việc gì thực chất hiệu quả hạ hát cám ăn mòn dược tề Vật này ta thật giống như ở nơi nào thấy qua áo đúng rồi ở ma pháp sư công hội phòng tài liệu bên trong nhìn dáng dấp chuyện này phiền thoái sợ mít lâm một mực ở tự lẩm dị Dụt và Phẹn cũng không biết sở mít lâm đang nói thầm cái gì đó nhưng vậy không đi truy hỏi ngươi nói là đây là Hắc cám ăn mòn thuốc kiệt tác đúng vậy ta và các ngươi cùng nhau lọc sạch ma thú đi đi ta cũng là một cái quang minh ma pháp thiên tài phèn nhì dị rút hai người cũng hết ý kiến tiệm trưởng biết ngươi tính nết đó là không câu chấp không biết ngươi tính nết đây tuyệt đối là kéo cừu hận à ngươi biết không tiệm trưởng à hai người vậy không nói gì vui vẻ đáp ứng giàu gì hơn một người trợ giúp vậy mau một chút sở mít lâm đi theo hai người chạy tới rừng tự nhiên phía đông dọc đường hắn thấy được rất nhiều ma pháp sư có người thì có không nhận biết cái này thời gian vậy đụng phải giai ẩn bờ cũng là vội vã lên tiếng chào hỏi cũng được đi hắn bây giờ chủ yếu vẫn là quan sát rừng tự nhiên trước mắt hoàn cảnh ừ trong không khí này hắc ám khí tức tựa hồ đổi được dày đặc một chút các ngươi không cảm giác được sao dị rút mở miệng giải thích đứng lên chúng ta không sở trường quang minh ma pháp cho nên không cảm giác được chúng ta cũng chính là sẽ sơ cấp quang minh lọc sạch mà thôi sợ mít điệu môi một cái trong đầu nghĩ các ngươi sợ không phải không sở trường mà là không thể nào ha ha ở trên đường sở mít lâm không thiếu quan sát đen trắng hóa rừng rậm hoàn cảnh luôn cảm giác trong rừng rậm hắc ám khí tức tựa hồ đang một chút xíu cắn nuốt rừng tự nhiên còn sót lại sinh mệnh lực, giống như một cái năng lượng thủy tinh như nhau, không ngừng bị tiêu hao năng lượng như nhau. Đến phía đông sau này, đông nhiên một con ma thú thừa dịp Sở Mít Lâm không phản ứng kịp thời điểm đụng tới, thật may dị dù sớm có phòng bị, một nổi giận diễm đánh đã qua, ngay tức thì đánh bay con ma thú này, Sở Mít Lâm mở mịt ngẩng đầu lên hỏi Dị Dụt. Mới vừa rồi thế nào? Dị Dụt cũng sắc khóc, tiệm trưởng à, ngươi chuyên tâm điểm có được hay không? Nơi này ma thú đều bị ô nhiễm, muốn không muốn như thế ổn định. Hu hu hu, tiệm trưởng, mới rồi có một con ma thú đánh lén ngươi, bị ta đánh bay vậy tiếp tục đi thôi. Dị Dụt muốn khóc cả, tiệm trưởng ngươi nói tiếng cảm ơn là khó khăn như thế sao? Bất quá Dị Dụt vậy không so đo, cũng là vừa đi, một vừa chú ý tình huống phụ cận, đột gặp ma thú đánh ngất xịu sau đó, trực tiếp lọc sạch thuật mất qua đi. Ngay tại hai người bận bịu lọc sạch ma thú thời điểm, đột nhiên một con ma thú xông về đang đứng ở một bên yên lặng suy tính Sở Mít Lâm. Dị Dụt và Nhi mới vừa muốn tới trợ giúp, nhưng mà ngay tại một khắc sau, từ Sở Mít Lâm trên mình một tia sáng trăng thoáng qua, chỉ nghe được Sở Mít Lâm kêu một câu. Thanh quang lọc sạch. Sau đó vậy con ma thú trên người hắc ám khí tức ngay tức thì tiêu tán. Rớt rơi xuống đất dị rụt và phèn nỉ dừng bước ngươi xem xem ta ta xem xem ngươi không biết nói cái gì cho phải thật sự là mẹ à sợ mít lâm không nghe được hai người lọc sạch thuật làm phép thanh âm nghi ngờ nhìn sang liền thấy dị rụt và phẹn nỉ ngơ ngác đứng cách hắn không tới năm mươi em ở địa phương nhìn chăm chú hắn này này làm gì ngẩn ra đi lọc sạch ma thú đi sợ mít lâm trực tiếp đi lọc sạch ma thú để lại phẹn nỉ và dị rụt tại chỗ lặng lẽ không nói hai người nhìn nhau lắc đầu cười khổ đuổi theo mà vào lúc này rừng tự nhiên vòng ngoài đến gần cấm khu vậy đoạn trong khu vực lúc này lại là tiến vào mười mấy thực lực rất mạnh ám tinh linh đang tụ tập chờ đợi thời cơ đánh bất ngờ rừng tự nhiên những người này chính là cuộc chuẩn bị tấn công tộc tinh linh bộ đội tiên phong nhưng là cột tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện sở mít lâm cái này làm chuyện người cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ hát giả dạ tiến hoa nhé chương 226, ép tới gần nguy cơ đi theo phèn nhỉ và dị rút hai người phía sau lọc sạch bị ô nhiễm ma thú vậy nhân tiện điều tra một chút tình huống phụ cận và trong không khí hắc ám khí tức biến hóa trải qua hơn hai phút ngạch xem xét Sở Mít Lâm phát hiện trong không khí hắc ám, khí tức cũng không phải là thời khắc cũng rất nồng đậm, có địa phương rất mỏng manh, có rất nồng. Nguyên nhân trước mắt hắn còn không có tìm ra. Lúc này ba người đụng phải đang muốn trở lại tộc tinh linh món tạ đoàn người, món tạ vậy thấy Sở Mít Lâm kinh ngạc kêu thành tiếng. Tiệm trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? hả? Khi, ta tới rút, các ngươi điều tra thế nào? Tìm được một cái bình tử, chính là cái này. Món tạ vậy không che giấu cái gì, trực tiếp cầm cái đó bánh bột ngô lấy ra đưa cho Sở Mít Lâm, để cho hắn nhìn một chút. Nhận lấy chai sau đó hắn liền cẩn thận quan sát chai bên ngoài trang sức tựa hồ không có gì đặc biệt bên trong mà nói mở ra cái nắp bên trong có một cổ nhàn nhạt hắc cam khí tức mùi vị để cho hắn cảm thấy rất là chán ghét cầm cái nắp sau khi chuẩn bị xong trả lại cho món tạ tổ chức lực một chút ngôn ngữ sau đó mới mở miệng nói ra mình cái nhìn cái này chai ngược lại không có gì đặc biệt mở ra nắp bình thời điểm ta ngửi thấy một cổ hắc cam khí tức mùi vị hơn nữa ở mùi này bên trong ta còn ngửi thấy những thứ khác mùi bất quá không rất rõ ràng nhìn như cái này dược tề tựa hồ là bị người tăng thêm thứ gì hẳn là sửa đổi sau sản vật sửa đổi món tạ nghi ngờ tự nói mà còn lại mấy vị ma pháp sư tất cả đều là đang nghị luận bờ rít ở một bên trầm tư tựa hồ là đang suy tư chuyện gì còn như phẹn nhỉ và dị rụt bởi vì bọn họ hai cái gia nhập công hội thời gian tương đối ngắn rất nhiều bí mật lịch sử bọn họ không biết cho nên vậy không biết sửa đổi thuốc đặc điểm mòn tạ sau khi suy nghĩ một chút hay là hỏi ra mình nghi vấn tiệm trưởng người biết nơi này bên tăng thêm thứ gì hoặc là là nói gì vật liệu sao mít lâm lắc đầu một cái cười khổ nói liền một câu người lấy là ta là ai thần sao ta bây giờ thực lực có thể gửi được chỗ không đúng liền rất tốt mòn tạ cũng biết mình hỏi có chút lỗ mãng hãy náy cười một tiếng đơn giản trò chuyện một lát sau liền hướng tộc tinh linh phương hướng chạy tới Sở mít lâm ba người nhìn mòn tả mấy người đi xa sau đó tiếp tục bắt đầu lọc sạch ma thú mà lúc này ở rừng tự nhiên biên giới chỗ mười mấy ám tinh linh tạo thành tiểu đội đã tiến vào rừng tự nhiên đang hướng về bọn họ bên này ép tới gần bởi vì cấm khu và rừng tự nhiên biên giới chỉ có phía đông cái này một phần nhỏ cho nên cách sở mít lâm bọn họ gần đây mười mấy ám tinh linh dựa theo phân chia thực lực nói hẳn là đều ở đây trung cấp kiếm sĩ thực lực cao nhất có thể sẽ đạt tới cao cấp kiếm sĩ ngưỡng cửa dẫn đầu ám tinh linh kêu phụ là ám tinh linh tộc trong nhóm thực lực tương đối mạnh ám tinh linh ở ám tinh linh tổ trong nhóm có tám vị cường giả mà đây tám vị cường giả cũng bị gọi là người mạnh nhất bất quá rất tiếc là bây giờ chỉ còn lại có sáu vị có hai vị đang cùng những tộc quần khác lúc chiến đấu chết mà đây cái phủ cũng coi là vị thứ bảy cường giả dự quyết người ở tộc tinh linh bên này bọn tạ đoàn người gặp được hai vị hội trưởng và tinh linh nữ vương lễ phép hỏi thăm sức khỏe biết ư, liền đem điều tra được tình huống nói một lần vậy cầm tìm được trai sự việc cũng nói ngươi nói tìm được liền hắc cám ăn mòn thuốc chai. hắc cám ăn mòn dược tệ. mòn tạ kinh hô thành tiếng hắn không nghĩ tới thật sự là cái này dược tề xem tới rừng tự nhiên phiền thoái không nhỏ ạ à? phệ thở dài đúng vậy hát cám ăn mòn dược tề ta xem xem chai này tử cầm chai đưa cho phệ sau đó bọn đã liền ở vừa chờ người còn lại cũng là mong mọi phệ có thể tìm được biện pháp giải quyết đáng tiếc bọn họ nghĩ quá dễ dàng phệ mở ra chai ngửi một cái sau đó lắc đầu một cái ta tạm thời không tìm được biện pháp kệ sợ từ phệ cầm trong tay qua chai sau đó cũng là trong ngoài nhìn xem ngửi một cái tựa hồ cũng là không phát hiện cái gì lắc đầu mặt đầy thất lạc lúc này hệ ra nói chuyện cho ta xem một chút đi được cho kệ sợ cầm chai đưa cho hệ ra những người khác chính là nhìn tinh linh nữ vương xem nàng phải chăng có thể tìm được một ít đầu mối hệ giả nữ vương quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng cẩn thận nghe thấy một lát sau chậm rãi mở miệng nói ra tự mình phát hiện đầu mối trai mặc dù không việc gì nhưng là trong bình mùi vị ta ngửi được tựa hồ chứ hắc cám khí tức ra còn có một kiểu đầu mùi không quá ta không phân biệt được phe và kẻ ngược lại không có gì nhưng là món tạ đoàn người thật cũng chỉ có kinh hãi bởi vì mới vừa rồi ở bọn họ lúc trở lại sở mít lâm cũng nói người thấy một ít những thứ khác mùi vị chẳng lẽ nói hội trưởng ta mới vừa mới lúc trở lại thấy được sở lâm tiệm trưởng tựa hồ vậy là tới giúp đỡ sở mít lâm tiệm trưởng hắn tới rút phe Sợ rất buồn bực lúc này sở mít lâm tới làm gì kẻ sợ ở một bên cũng là rất nghi ngờ và thằng nhóc này tới nơi này làm gì tinh linh nữ vương ngược lại là không làm sao quá biểu tình kinh ngạc nhưng còn là nói một câu ta nghĩ chắc là tới cứu viện rút đi bọn ta lúc này vậy cầm sở mít lâm ngửi thấy trong bình những thứ khác mùi vị nói hai đại hội trưởng và tinh linh nữ vương nói một lần lúc này bất kể là hội trưởng cửa vẫn là tinh linh nữ vương đều là hơn nhiều ít thiếu kinh ngạc một trận không nghĩ tới cái này tiệm trưởng cũng là một người thâm tàng bất lộ nhưng là hắn lại là làm sao biết đây là hội trưởng và hệ dạ trong lòng nghĩ lúc này dừng tự nhiên bên trong ma thú đã bị lọc sạch liền tám mươi phần trăm còn dư lại chỉ có một chút xíu chỉ cần từ từ tìm kiếm tìm được tiến hành kiểm soát lọc sạch là được rồi trở lại siêu thị bên này mỹ nạ đi tới siêu thị sau này đơn giản hỏi thăm một chút sở mít lâm đi nơi nào sau đó mới đem để tài chuyển đến lập nạ trên mình lập nạ không biết ngươi có không có hứng thú đi theo ta học tập ma pháp có không có hứng thú lập nạ nghe được học tập ma pháp thời điểm trong lòng tựa hồ bị xúc động lập tức làm việc máy tay vô tình run một cái để ở những thứ khác phí mấn lên may ngưng vận tác máy móc nhưng là lòng của nàng lúc này bên trong là thống khổ hắn tỷ tỷ chính là học tập ma pháp mỹ nạ nói để cho nàng nhớ lại hắn tỷ tỷ lạc nạ tâm trạng tựa hồ có chút thấp mỹ nạ cũng biết mình có thể có thể nói nói có thể xúc động lạc nạ trong lòng vết thương nói tiếng xin lỗi bất quá lạc nạ cũng không phải vừa mới đến thành dạ vị thời điểm lãnh đạm như vậy cười một tiếng cũng không để ý tiếp tục bắt đầu mình máy móc làm việc chỉ bất quá lúc này lạc nạ trong lòng là rất không bình tĩnh mỹ nạ thở dài nàng biết tại sao cái đứa nhỏ này không học tập ma pháp xem ra là có nỗi khổ hạ à? bất quá nàng vậy không tha nàng dự định hiểu một chút cái này đứa nhỏ sau đó thử đi vào lạc nạ nội tâm giúp hắn giải quyết băn khoăn cái này thật ra thì cũng là mị nạ lần đầu quan tâm như vậy một người, nói thật liền liền nàng mình cũng không biết mình là lần thứ mấy như thế quan tâm người khác. Rời đi sở mít siêu thị, mị nạ trở lại trong tiệm của mình, mà lạc nạ ở mị nạ rời đi trong tiệm thời điểm, nhìn một mắt mị nạ rời đi hình bóng, nhẹ giọng nói một câu. Tỷ tỷ, ma pháp thật thích hợp ta sao? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. mươi 227, Cận chiến ma pháp sư. Dương tự nhiên bên trong ma thú ở mau lúc trời tối đã toàn bộ lọc sạch xong rồi, đều đã rời đi liền núi dạ vịt nướng phía đông ngạch địa khu, mà những ma pháp sư kia cũng là dối rít hướng tộc tinh linh áp sát, tiến hành nghỉ ngơi, khôi phục ma lực, sau đó ở tiến hành bước kế tiếp nhiệm vụ. Sở Mít Lâm và Dí Duên, phén nhỉ tự nhiên cũng là lẫn nhau trò chuyện vừa đi vừa cẩn thận xem xét tình huống xung quanh, nhất là Sở Mít Lâm hắn luôn cảm giác có chút không đúng, trong rừng rậm bầu không khí tựa hồ có chút không giống. Đồng nhiên một cái bóng đen ở phía sau chợt lóe lên, Mít Lâm chợt vừa quay đầu lại nhưng là không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh hoặc là ngoài ra có người đi qua dấu vết dị rụt và phèn nỉ nghi ngờ nhìn sở mít lâm dị rút buồn bực hỏi một câu Tiệm trưởng người đây là thế nào Sở mít lâm không lên tiếng mà là cảnh giác xem bốn phía một lát sau Trung quanh có cái gì không đúng có người đi theo chúng ta chú ý bốn phía dị rụt và phèn nỉ vừa nghe có người theo dõi bọn họ vội vàng nắm chắc ma pháp trượng quét nhìn tình huống trung quanh để ngừa bị đánh lén Sở mít lâm cũng là rất cẩn thận không có đem sau lưng để lại cho kẻ địch mà là ba người lưng tựa lưng đi tộc tinh linh phương hướng đi cùng lúc đó ở bên kia bờ và mấy cái ma pháp sư đang đi tộc tinh linh bên này chạy tới bỗng nhiên một cái bóng đen thoáng qua vợ theo bản năng một cái băng truy thuật liền thả đã qua còn lại ma pháp sư cũng là rối rít cảnh giới lên tùy thời chuẩn bị công kích nhưng mà băng trùy thuật nhưng là thất lạc một cái không chỉ có trên đất cắm trên mặt đất mấy cây nhũ băng mà thôi không có bất kỳ người bị trúng mục tiêu vợ cao mày nói một câu chú ý bốn phía cảnh gác còn lại ma pháp sư cũng là rối rít nắm chặt ma pháp trượng cảnh giác nhìn bốn phía đen trắng hoa rừng rậm ma ẩn nút trong bóng tối ám tinh linh đánh bất ngờ tiểu đội bụ lúc này bỗng nhiên động hướng sờ mít lâm liền vào tới đồng thời các nơi ẩn giấu ám tinh linh cũng là rối rít bắt đầu ra tay thật ra thì vũ cũng không biết lại có thể sẽ có nhiều như vậy ma pháp sư qua tới nơi này bất quá bọn họ cũng không sợ những thứ này ma pháp sư trực tiếp giết chết bọn họ là được sợ mít lâm nhận ra được nguy hiểm hạ xuống ngay tức thì làm ra phản ứng một cái ma lực bình phong tre trở xuất hiện đồng thời nhắc nhở hai người có người đánh lén bảo vệ tốt mình ta đi làm thì hắn không chờ gì rụt và phèn nhì phản ứng lại thời điểm sợ mít lâm cho mình làm một cái tăng tốc ma pháp sau đó hướng nguy hiểm đến phương hướng chính là một phát băng truy thuật chặt tiếp theo chính là một nổi giận diễm đánh ngọn lửa đánh cũng không phải là hỏa diễm thuật uy lực có thể so với cấp ba ma pháp mặc dù ngọn lửa uy lực của đạn chỉ là cấp hai ma pháp nhưng là ngọn lửa đánh phạm vi tương đối rộng chỉ thấy được một đạo bóng người màu đen tránh qua nhũ băng sau đó thấy đánh tới ngọn lửa đánh đi phía trái lộn một vòng muốn tránh thoát đi nhưng là sở mít lâm nhưng là đã sớm làm xong chuẩn bị trực tiếp một phát sấm xét thuật thể qua ngăn cản hắn hành động cái bóng đen này không có cách nào không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ sau nhảy tránh khỏi sở mít lâm không có tiếp tục công kích mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm người này lạnh giọng chất vấn người nào lại dám đánh lén cửa tiệm dài tu nhìn bên cạnh dị rụt và phẹn ni cái này hai người sau đó nói một câu ám tinh linh tu ngay tức thì rút ra đao tới hướng sở mít lâm liền đột ngột vào tới muốn phải thừa dịp sở mít lâm không phòng bị chút nào thời điểm thủ tiêu hắn đáng tiếc sở mít lâm đã sớm phòng bị từng phát cấp thấp ma pháp hướng tụ liền thẻ qua cái này thời gian còn không quên nói mấy câu ám tinh linh đúng không lại dám đánh lén tộc tinh linh nói ra các ngươi kế hoạch tà tha ngươi tu không chút nào bất kỳ muốn nói ý nghĩa vẫn là toát ra tránh né sở mít lâm lần lượt ma pháp công kích hiện nhiên đối với ma pháp sư phương thức công kích tương đối quen thuộc Sở mít lâm thấy bú lại có thể tránh né như thế nhanh chóng nhìn như tựa hồ quá dễ làm lúc này dị rụt và phèn nỉ vậy phản ứng lại không có ở một bên bên cạnh xem tất cả đều là dối rít dơ lên phát ma pháp trượng bắt đầu công kích bụ. ở bên kia bờ vậy gặp phải ám tinh linh công kích bất quá cùng cái này ám tinh linh dưới so sánh vẫn là sở mít lâm bên kia nguy hiểm một chút bờ mới vừa thả một phát ma pháp mũi tên sau đó lại thả mấy cái cấp thấp ma pháp thấy không có ngăn trở hiệu quả đối với chung quanh ma pháp sư nói một câu các ngươi lui về phía sau một chút ta muốn thả ma pháp mưa tên liền chung quanh ma pháp sư rồi rít lui về phía sau Bọn họ đều biết bờ là một ma pháp thiên tài, ma pháp mưa tên cấp bốn ma pháp, thuộc về phạm vi loại ma pháp, tiêu hao ma lực thật lớn, nhưng là uy lực cũng là rất lợi hại, chỉ ít đang bao phủ phạm vi dưới, không có sống sót có khả năng. Lúc này bờ ngâm sướng xong rồi ma pháp mưa tên thần chú, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn ma pháp trận, chỉ thấy bờ ma pháp trượng vùng lên dưới, đến mũi tên hướng ám tinh linh mạnh khu vực kia liền bắn tới. Cái đó ám tinh linh hiển nhiên không ngờ tới sẽ xuất hiện như thế cao cấp cửa thỉnh pháp pháp, cũng có điểm hốt hoảng muốn né tránh, nhưng chung quanh ma pháp sư cũng không phải trắng người xem náo nhiệt, rồi rít sử dụng cấp một cấp hai ma pháp ngăn cản hắn hành động tuyến đường. Oanh oanh oanh, ma pháp đánh thanh âm bên thai không dứt. ở tộc tinh linh bên này nghe được thanh âm này, mà pháp sư đều là rối rít nhìn về phía thanh âm chuyển tới phương hướng. mà lúc này ở tinh linh trong cung điện hai đại hội trưởng cũng là nhận được tin tức, nói là ở trong rừng rậm xảy ra chiến đấu. làm sao sẽ phát sinh chiến đấu? chẳng lẽ là tối tâm người của thần điện tới? không thể nào, ám thần điện đám người kia ta hiểu, bọn họ mới sẽ không làm như vậy. Kester nói rất khẳng định nói. lúc này hệ giả nữ vương giống như là nghĩ tới điều gì, đông nhiên nhắc nhở hai ủy hội trưởng một câu. dương tự nhiên còn không có xảy ra việc gì thời điểm ta phát hiện ám tinh linh tung tích bây giờ có thể xác định là ám tinh linh đối với rừng tự nhiên đã hạ thủ như vậy phát sinh chiến đấu nhất định là ma pháp sư và ám tinh linh hai vị hội trưởng đều biết ám tinh linh mục đích là tộc tinh linh bất quá bọn họ nếu tới hỗ trợ cũng sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh hai cái hội trưởng đồng thời hạ lệnh tất cả ma pháp sư ba người một tiểu đội đánh lén rừng tự nhiên bên trong ám tinh linh toàn bộ tiêu diệt nhận được mệnh lệnh các ma pháp sư rối rít đứng dậy hướng bốn phía lan đi tạo thành tiểu đội tìm ám tinh linh tung tích mà tộc tinh linh vậy phái ra một ít thị vệ trợ giúp các ma pháp sư tìm ám tinh linh bởi vì rừng tự nhiên hắc ám khí tức duyên cớ những thị vệ này đều bị hai vị hội trưởng làm thánh quan thuật cho nên chút nào không sợ hắc ám khí tức mà bây giờ rừng tự nhiên không nghi ngờ chút nào biến thành một cái hỗn loạn chiến trường ma pháp sư ám tinh linh ma pháp và đao kiếm va chạm nhau từng đạo bị thả ra ngoài đánh trên mặt đất cây cối lên để lại đạo đạo dấu vết mà ám tinh linh vậy tựa hồ là tựa như phát điên bắt đầu điên cùng tấn công ma pháp sư không thèm để ý chút nào bọn họ ma pháp đối với bọn họ mà nói gần người chính là ma pháp sư lớn nhất thiếu sót mà tu lúc này nhích tới gần Sở Mít Lâm đang chuẩn bị một đao chém đã qua, kết quả Sở Mít Lâm dẫn đầu cầm ra Tùng Văn Cổ Kiếm, một chiêu Quang Minh Thẩm Phán liền đưa qua. Lúc này tu lựa theo thánh khiết ánh sáng rơi xuống, vũ ngã trên đất, còn như Dị Dụt và Phẹn mì đã sớm trận cho mắt. Tình huống gì cận chiến Ma Pháp sư, Côn vợ ở dùng tiểu Cầu ủng hộ Bộ Titan cùng Long Chi Vương. Chương hai trăm hai mươi tám, ban đêm xuống cận chiến, Dương tự nhiên trước mắt hiện trạng rất gay go. Theo thời gian rời đổi, Ám Tinh Linh Thế Công cũng là càng ngày càng mạnh. Mặc dù Ma Pháp sư người nhiều, nhưng là các Ma Pháp sư thực lực không bằng Ám Tinh Linh, thường xuyên là mấy người vây công một cái Ám Tinh Linh nhưng lại ám tinh linh thân thủ rất bén nhạy bình thường mấy cái né tránh ma pháp liền bị tránh qua sắt trời đổi được đen nhánh đứng lên ở ban đêm tinh không ánh chiếu hạ dưới đáy từng đạo đủ mọi màu sắc ma pháp cộng thêm từng đạo ánh đao lộ vẻ được phá lệ huyết lệ nhưng bây giờ lại là tình thế rất nghiêm tuấn ở sơ mít lâm giải quyết vụ cái tiểu đội này dài sau đó sát theo lại đi những địa phương khác hỗ trợ đi phèn nhì và dị rút cũng không có nhàn rỗi rối rít làm tăng tốc độ ma pháp tiếp viện những người khác đi ở cạnh trước rừng rậm vị trí trung tâm giai ẩn lúc này vậy đụng phải một cái ám tinh linh không nói hai lời trực tiếp bắt đầu ngâm sướng ma pháp thần chú ma pháp trượng vung lên mấy đạo có ma pháp nguyên tố tạo thành mũi tên hướng ám tinh linh hối hạ bắn tới ám tinh linh nhanh chóng né tránh đánh tới mũi tên mặc dù công kích được liền ám tinh linh nhưng cũng chỉ là tạo thành yếu ớt tổn thương mà thôi giai ẩn cao mày tiếp tục ngâm sướng ngay tức thì trên đất xuất hiện một cái ma pháp trận từ ma pháp trận bên trong dọc theo liền mấy cái dây leo dây leo trên có từng cây một nhỏ đâm nhìn như tựa hồ còn mang từng tia độc tính muốn đem ám tinh linh trói buộc ở nhưng mà ám tinh linh rút ra đao nhanh chóng cầm công kích tới dây leo chém thành bảy tám đoạn người là người nào giai lạnh giọng chất vấn nhưng lại ám tinh linh tựa hồ cũng không muốn nói chuyện nhiều trực tiếp chạy như điên về phía giai ẩn chuẩn bị nhất kích giải quyết tuyệt đối không nghĩ tới lúc này từ bên cạnh từ đi ra một bóng người hô to một tiếng ngọn lửa đánh đi một cái quả cầu lửa mang theo cái này nóng bỏng nhiệt độ hướng ám tinh linh công tới bị bất thình lình công kích cắt đứt tấc vương ám tinh linh né tránh không đạt tới trực tiếp bị quả cầu lửa đốt thành thang cốc giai ẩn xem hướng người tới phương hướng cũng là ngây ngẩn sợ mít lâm tiệm trưởng ngươi làm sao sẽ tới nơi này sợ mít lâm vậy không lên tiếng chỉ là gật đầu một cái có chút nóng này nói một câu bây giờ không có thời gian nói chuyện hiếm nhanh đi tiếp viện những địa phương khác ám tinh linh lần này tới chí ít được có mười mấy người ta đi trước giúp những người khác giai đoạn ngơ ngác sững sốt tốt một lát mới phản ứng được hồi tưởng lại mới vừa rồi hắn nói nhất thời hiểu rõ ra nguyên lai like đây là tộc tinh linh và ám tinh linh nhân đoán bất hòa xem ra cái này dừng tự nhiên tình trạng chính là ám tinh linh dợ trò quỷ không suy nghĩ nhiều giai đoạn tuy tiện tìm một phương hướng đi ngay chi viện ở bờ bên này mấy cái ma pháp sư ứng đối hai cái ám tinh linh còn có chút cố hết sức chủ yếu là cái này hai cái ám tinh linh tốc độ thật sự là quá nhanh rất nhiều ma pháp cũng đánh hụt tiêu hao ma lực không nói còn lãng phí rất nhiều thể lực bây giờ rất nhiều ma pháp sư đều có chút thể lực tiêu hao quá lớn chẳng uống vợ thấy còn lại ma pháp sư dáng vẻ vội vàng nhắc nhở một câu chú ý mình ma lực thay phiên trước khôi phục ma lực mau không thời gian nghe được bờ nhắc nhở mấy người cũng không dám không nghe mấy cái ma pháp sư phần vì hai tổ một tổ ngăn trở ám tinh linh hành động một tổ bắt đầu cùng ma lực dược tề bổ sung ma lực nhưng lại ám tinh linh có thể sẽ không để cho bọn họ như thế dễ dàng liền khôi phục ma lực một cái ám tinh linh nhân cơ hội đi tới những thứ này bổ sung ma lực ma pháp sư bên người vừa định một đao vùng ra sau đó liền thấy đột nhiên xuất hiện một người thi triển ra một đạo ma lực bình phong che chở chặt lại cái này một đánh lén sau đó những ma pháp sư kia sau khi phản ứng cũng là lòng vẫn còn sợ hãi không nghĩ tới lại có thể thiếu chút nữa thất lạc mạng nhỏ mấy cái ma pháp sư nhìn về phía người đến nhất thời liền vui mừng đứng lên người này không phải người khác chính là trở lại tộc tinh linh báo cáo tình huống mòn tạ mòn tạ biết ám tinh linh đánh lén tộc tinh linh sau đó cũng là lập tức đi phát sinh địa phương chiến đấu chạy tới đúng dịp thấy ám tinh linh sắp công kích được những ma pháp sư kia một màn kia liền lập tức lơ lửng thuật hối hạ chạy tới đồng thời ngâm nga ma lực bình phong tre chở thần chú lúc này mới tránh khỏi những thứ này mà pháp sư gặp nạn mòn tạ mòn tạ ma pháp sư cảm ơn ngươi mòn tạ là ai à? mấy cái này ma pháp sư bỏ mặc biết còn chưa biết đều là cảm tạ nói một câu nhưng là lúc này cũng không phải là cảm tạ thời điểm bọn tạ trực tiếp một phát sấm xét thuật hướng một cái ám tinh linh liền đánh đánh tới một tiếng nổ sấm xét đánh vào trên đất lộ ra một phiến nám đen dấu vết đến lúc đó ám tinh linh nhưng là linh xảo tránh đi vợ thừa dịp cái đó ám tinh linh tránh né thời điểm từng phát băng chủy thuật đánh về phía vừa vặn công kích được liền cái đó ám tinh linh một tổ khác ma pháp sư không chần chờ rồi rít là cấp thấp ma pháp tiếp tục công kích tiến hành bổ đao một cái ám tinh linh ở dậy đặc ma pháp dưới sự công kích bị đánh bay bốn năm m xa trực tiếp thế xuống đất vĩnh viễn không tỉnh lại mà một cái khác ám tinh linh thấy mình đồng bạn chết nhất thời có chút luống cuống muốn xoay người chạy trốn ngay tại trong một cái chớp mắt này vỡ lần nữa thi triển dây leo trói buộc ma pháp Chói lại ám tinh linh hai chân món tạ nhân cơ hội một cái phong nhận thuật thể qua mấy đạo đao gió đem cái đó ám tinh linh trên mình vạch ra mấy vết thương nhưng là cái này là hạn chế hắn hành động mà thôi món tạ vốn là ý nghĩa là muốn bắt hắn hỏi tình huống cụ thể kết quả còn chưa kịp nói chuyện còn lại ma pháp sư đã thi triển xong rồi ma pháp vanh đánh tới món tạ thở dài các ngươi làm sao không lưu một người sống ta cũng tốt có thể hỏi điểm đầu mối bỡ liếc mắt một cái món tạ rất bình tĩnh nói liền một câu vô dụng sau đó liền tìm một phương hướng đi chi viện lưu lại tại chỗ kinh ngạc sừng sờ món tạ không biết nên làm gì bây giờ nhưng là lúc này cũng không phải là sừng sờ địa phương tốt bỗng nhiên món tạ thấy được xa xa tới một người cho lại ám tinh linh trực tiếp sấm xét thuật công đánh tới sau đó liền nghe được thanh âm quen thuộc mắng liền một câu ai dùng ma pháp phép ta cửa tiệm dài cũng không phải là dễ chơi những lời này để cho muốn công kích lần nữa món tạ nghê ngẩn cái thanh âm này tựa hồ là sợ mít lâm tiệm trưởng ta đi thiếu chút nữa ngộ thương tiệm trưởng liền tiệm trưởng tiệm trưởng ta là món tạ sơ mít lâm mới vừa rồi từ ra gần bên kia đi bên này chạy tới trên đường lại giải quyết một cái ám tinh linh nghe được bên này có tiếng chiến đấu thanh âm vốn muốn tới giúp một lần bận điệu không nghĩ tới tới gần thời điểm liền thấy một đạo lôi điện tập kích tới đây nếu không phải hắn sơn có chuẩn bị lúc này đã sớm bị sấm đánh thành than ồ mòn tạ ngươi không phải báo cáo tình huống đi sao hồi báo xong nghe nói ám tinh linh đánh lén tộc tinh linh ta liền nhanh chóng tới đúng rồi ngươi biết trước mắt chiến đấu tình huống thế nào ta lúc tới giải quyết ba bốn cái ám tinh linh ta phỏng đoán lần này ám tinh linh tới bất đi mười mấy ám tinh linh món tạ giật mình cái gì mười, mười mấy Sở mít Lâm gật đầu một cái, sau đó hai người đơn giản trò chuyện mấy câu, liền chia nhau bắt đầu tiếp viện những địa phương khác chiến đấu. Dần dần, đêm khuya, theo từng cái ám tinh linh bị tập hỏa tiêu diệt, cuối cùng chỉ còn lại có ba bốn cái ám tinh linh trốn ra rừng tự nhiên, lần này các ma pháp sư ngược lại là không có ai thương vong, nhưng là nho nhỏ chảy ra vẫn phải có. Trong rừng rậm khắp nơi đều là ma pháp đánh dấu vết, nhìn như chính là một cái chiến trường như nhau, cũng may mà đông đảo ma pháp sư ở chỗ này, nếu không tộc tinh linh ắt sẽ tránh bất quá lần này nguy cơ ạ. À. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam Tống đệ nhất nằm vùng. Chương 229, cả đêm không ngủ lần Trải qua trong một đêm chiến đấu, đánh bất ngờ ám tinh linh đã toàn bộ bị các ma pháp sư tiêu diệt. Bất quá rất đáng tiếc là không có thể toàn bộ tiêu diệt, còn có mấy con cá tạm chạy đi. Nhưng vậy không quan hệ, bọn họ đã không liên quan đến tình huống trước mắt, nhưng là cũng không thể không đi chú ý một chút. Dẫu sao chuột nhỏ cũng có thể làm hư lại sự. Rất nhiều ma pháp sư ở lần chiến đấu này bên trong học biết liền trợ giúp lẫn nhau và phối hợp, cũng coi là học được một chút đồ hữu dụng. Còn như Sở Mít Lâm lúc này tìm một chỗ ngồi xuống đang nghỉ ngơi trước, ngươi từ mô bản trong không gian lấy ra một một ít thức ăn, liền tự mình ăn lấy. Di rút vào phèn ý bọn họ trợ giúp bạn hắn thu thập ám tinh linh sau đó cũng là quay trở về tộc tinh linh nơi này còn lại các ma pháp sư cũng là dối dít hướng tộc tinh linh bên này áp sát chủ yếu là bây giờ rừng tự nhiên chủ yếu nhất nguy cơ còn chưa có giải trừ bọn họ cũng không dám buông lỏng trong rừng rậm này hắc ám khí tức tựa hồ so mới vừa rồi hơn nữa đậm đà cái này tình trạng đi ra mòn tại tạ chú ý tới ra rất nhiều ma pháp sư cũng không phát hiện liền liền sở mít lâm vậy không phát hiện trong không khí hắc ám nguyên tố tựa hồ nhiều rất nhiều ở bên kia trong cấm khu ám tinh linh chỗ ở bên trong cũng nhìn trốn về cái này hai ba cái ám tinh linh trong lòng rất là bất mãn tuy không có biểu lộ ra nhưng là từ cột nét mặt bây giờ có thể thấy được hắn rất tức giận chính là một chuyện nhỏ cũng không làm xong, còn có thể làm gì? Mấy cái này ám tinh linh đi xuống sau đó, cô liền nổi giận, trực tiếp đánh tan nát một hòn đá, thật ra thì để cho bọn họ sa đoạn nhập bóng tối một cái nguyên nhân khác chính là cường đại thân xác lực lượng, nhưng là bọn họ vốn là ngạch ma pháp năng lực nhưng là không thể sử dụng, đây là bọn họ ám tinh linh nhất là bi kịch một chuyện. Có cường đại thân thể, nhưng quả thật không có thể xứng đôi thực lực, rất nhiều ở cấm khu chủng tộc cũng xem thường ám tinh linh cái tộc của này, liền liền đám kia cái gọi là người sói vậy là như vậy. Theo ám tinh linh đánh bất ngờ chuyện kiện chấm dứt ở đây, sắc trời cũng thay đổi được sáng lên sáng sớm ngày thứ hai ánh mặt trời dắt vào tựa như rừng tự nhiên bên trong đáng tiếc lúc này rừng tự nhiên không có chim không có xanh đúng tươi tốt rừng cây và hoa cỏ không có nhàn nhã tự tại ma thú có chỉ là đen trắng hóa rừng rậm và đen trắng hóa hoa cỏ còn có trong không khí tràn ngập hắc ám khí tức nhưng là lúc này cũng không có cái gì có thể thực hiện biện pháp tới hữu hiệu giải trừ rừng tự nhiên nguy cơ trước mắt nếu muốn giải trừ rừng tự nhiên bây giờ tình huống trừ cường đại quang minh ma pháp ra còn cần một khối quang minh thuộc tính ma pháp thủy tinh cái này ma pháp thủy tinh cũng không phải là ngày thường thông thường ma pháp tinh thạch loại này ma pháp thủy tinh là do một ít đặc định địa phương ở đặc định dưới điều kiện hình thành một ít đá nhưng cái này chút trong đá nhưng hàm chứa so nguyên tố dược tề to lớn hơn nguyên tố năng lượng trong này thuộc quang minh thuộc tính ma pháp thủy tinh khổ sở nhất được bất quá cũng có thể dùng những thứ khác quang minh ma pháp đạo cụ thay thế cái này ngược lại không có gì chủ yếu nhất là bây giờ không có thích hợp tinh thông quang minh ma pháp người ketzer và fedst một mực đang giàu dị cái vấn đề này liên liên hệ giả nữ vương cũng là ở một ngày ngắn ngủi này bên trong vẻ mặt tiểu tụy rất nhiều cũng là rất lo lắng dừng tự nhiên tình huống trở lại tộc người thú nơi này sắp mua một ít hàng hóa sau đó áp dụng kế hoạch của mình sau đó các tộc nhân sức chiến đấu một ngày một cái nấc thang hôm nay là kế hoạch thực hiện sau ngày thứ hai rất nhiều tộc nhân chạy tới nhiệm vụ tiếp lấy địa điểm tiếp nhận nhiệm vụ từng bước một thu thập tộc còn yêu cầu vật liệu liệu hoặc là dự thảo còn có mỏ hiếm tới bổ sung tộc người thú trước mắt tài nguyên cũng coi là gián tiếp cường đại bộ lạc của mình mà bán nhân mã bộ lạc bên này cũng không xem tộc người thú bên này như thế sống động bọn họ tình huống trước mắt thuộc về một cái rất lúng túng giai đoạn thực lực có thể lên nhưng là vậy không lên nổi một cái giai đoạn loại chuyện này chủ yếu là bởi vì bộ lạc bọn họ bên trong hàng hóa không nhiều lắm hơn nữa ở sở mít lâm nơi đó đặt mua mới nhất một nhóm hàng hóa vậy là đặc biệt thiếu đoạn này thời gian bán nhân mã bộ lạc tài nguyên dự trữ không phải rất nhiều tiêu hao thời gian và tinh lực xa lớn xa hơn lấy được chỗ tốt hơn nữa bọn họ mỏ sắt cũng đã đi vào sắp phải tìm những thứ khác khoáng sản trình độ bây giờ cái này một cái hầm mỏ đã đào rất lâu rồi trên căn bản đã mau đào giống phải tìm mới mỏ nếu không rất khó giúp đỡ trước mắt bọn họ chi tiêu an lucas luôn muốn biện pháp muốn chấm tách ra cái tình huống này nhưng là bọn họ vùng lần cận vậy không có địa phương có thể lợi dụng dứt khoát trực tiếp về thuộc về khởi điểm bắt đầu nặng phát triển nông nghiệp như vậy cũng có thể chưa đến nỗi mua lương thực ở ô lại bên này trải qua lần trước thần bí cửa đá chuyện kiện chôn cái đó hầm mỏ sau này hắn lại tìm một cái tốt hơn hầm mỏ bây giờ đã bắt đầu khai thác vì thế hắn còn phái người đi địa tinh tộc nơi đó tìm kiếm liền một vị mỏ sắt đại sư tới hỗ trợ dẫu sao địa tinh mới là khai thác mỏ sắt chuyên gia ô lại ở nơi này hai ngày vậy phát triển một ít nghề tay trái tìm một ít đất đai bắt đầu trồng trọt cây ăn trái dự định bán ra trái cây cho sở mít siêu thị như vậy là được lấy lấy được được hàng hóa cũng có thể thông qua trái cây tới chậm cách ra trước mắt tiêu hao tiền vàng áp lực mà ở lắc nạ bên này từ mỹ nạ rời đi trong tiệm sau này nàng tâm tình thì không phải là rất khá mặc dù gì lỉnh thỉnh thoảng tới đây và nó trò chuyện một lát nhưng vẫn là không vui hả xin hỏi nơi này là sở Miss siêu thị đi. Bỗng nhiên một cái thanh âm ở ngoài tiệm vang lên, lạc nạ và dĩ lìn ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một cái mặc ma pháp bào lao đầu, nhưng là cùng chi không giống nhau, là lao đầu này lại có thể mang một cái huy chương, cái huy chương này cũng không phải ma pháp sư cấp bậc huy chương, tựa hồ là những thứ khác huy chương. Lạc nạ rất nghi ngờ người này là ai, nhưng là dĩ lìn có thể cố không được như thế nhiều, liền trực tiếp bắt đầu hỏi. Xin hỏi ngươi là ai hả? À? Ha ha, quên tự giới thiệu mình, ta kêu Hạnh Cờ, dược tề sư công hội người quản lý, ta tới là tìm Mina đại sư nghe nói nàng ở chỗ này mở tiệm không biết các ngươi có biết hay không cái này tự xưng là dược tề sư công hội người quản lý dĩ nhiên là giả thật ra thì hắn là dược tề sư công hội hội trưởng ái cờ bởi vì cần muốn chế tạo thuốc mới thuốc cho nên không thể không tìm kiếm mỹ nạ trợ giúp ban đầu mỹ nạ cũng ở đây dược tề sư công hội giúp qua một chút đáng tiếc bởi vì một ít nguyên nhân không thể không bước lui ra bây giờ đến tìm mỹ nạ chủ yếu là vì để cho mỹ nạ giúp hắn chế tạo một chút thuốc mới thuốc hoặc giả nói là hoàn thiện thuốc mới thuốc cách điều chế trước mắt cái này dược tề cách điều chế còn có chút thiếu sót bất quá y theo trước mắt dược tề sư công hội tình huống còn tìm không xảy ra vấn đề chỗ cái món này dược tề nếu như chế tạo ra được có thể giải trừ một ít chúng độc trạng thái tương đương với chất giải độc nhưng là so chất giải độc cao hơn mình không có tác dụng phụ đây chính là hội trưởng cờ tự mình đến tìm mỹ nạ nguyên nhân tại đối diện lạc nạ nói chuyện vẫn rất đơn giản hải cờ theo lạc nạ ngón tay chỉ cửa tiệm nhìn sang bên trên viết thành mỹ nạ dược tề cửa hàng hắn gật đầu một cái cười nói tiếng cảm ơn đi ngay đối diện mà lạc nạ nhìn đối diện cửa tiệm không biết đang suy nghĩ gì tối hôm qua một mực không ngủ chính là vì quên mỹ nạ ngày hôm qua theo nàng nói đáng tiếc một đêm chỉ có thể ở máy móc bên cạnh vượt qua nàng không biết mình có nên hay không học tập ma pháp nhưng là hắn trong lòng luôn có một cái thanh âm hy vọng để cho nàng học tập ma pháp vừa có một thanh âm khác ở nói cho hắn không muốn đụng chạm ma pháp nàng rất mâu thuẫn cho nên làm cờ hỏi nàng mỹ nạ ở nơi nào thời điểm nàng là do dự cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y dị thần chương 230, thương nghị cùng nhiệm vụ nhánh ám tinh linh đánh bất ngờ không có được như ý bị các ma pháp sư ngăn cản nhưng có thể sẽ nên đón lần kế ám tinh linh tập kích đi qua lần này chuyện kiện hệ giả nữ vương biết ám tinh linh có thể sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội khẳng định sẽ tiến hành bước kế tiếp kế hoạch cho nên nó cũng là ở sáng sớm hôm nay kết thúc thời điểm chiến đấu làm ra phòng bị để cho tinh linh thị vệ đi qua lọc sạch thuật tẩy rửa sau đó ở rừng tự nhiên bên trong tuần tra cách mỗi một tiếng thay đổi một đội trở về lọc sạch hắc ám ký tức vì để đạt được an toàn hai cái hội trưởng mỗi người bổ sung hai vị ma pháp sư đi theo tuần tra như vậy vậy tùy thời có thể đối phó một ít khó khăn mà còn lại ma pháp sư bởi vì còn có chuyện khác cho nên kẻ và fedstad chỉ để lại một nửa ma pháp sư chú canh giữ ở chỗ này còn lại cũng trở lại công hội hoặc là bận biểu chuyện của mình đi mọn tạ lúc này đi tới tinh linh cung điện hai cái hội trưởng bên người mang sở mít lâm đi tới kệ sở và phệ sở tạ đều biết sở mít lâm thấy sở mít lâm thời điểm đều là sững sốt một chút sau đó đồng thời hỏi lên tiệm trưởng người còn tới thật đúng vậy tới hỗ trợ à vừa vặn ta cũng có giải trừ rừng tự nhiên đen trắng hóa phương pháp bất quá cần các ngươi tìm vật liệu hệ giả nữ vương lúc này đi tới sở mít lâm bên người đối với hắn hơi không người coi như là một loại thỉnh cầu đi cầm sở mít lâm làm là ứng phó không kịp hệ giả nữ vương ngài ngài làm gì vậy hả à? hệ giả giọng rất trinh trọng hy vọng ngươi có thể cứu rừng tự nhiên sinh mạng cứu tộc tinh linh cứu rừng tự nhiên ta nhờ ngươi sở mít lâm cũng không dám khinh thường nói mình nhất định có thể cứu vãn rừng tự nhiên sở dĩ biết nói hắn có biện pháp cái này chủ yếu nguyên nhân vẫn là mới vừa rồi ở tìm tòi những cái kia ám tinh linh trên người thời điểm ở một cách ám tinh linh trên mình tìm tòi ra hát ám ăn mòn thuốc cách điều chế còn có biện pháp giải quyết là một loại dược tề gọi là cầu vồng dược tề tuy nói dược tề là tốt vô cùng nhưng là loại thuốc này thuốc cần năm loại nguyên tố vật liệu tiến hành phối trí sau đó cộng thêm một ít quang minh ma pháp ra chỉ mới có thể giải trừ trước mắt tộc tinh linh nguy cơ có thể nói loại thuốc này thuốc chế tạo vật liệu cũng rất hà khắc ta hết sức ta năng lực lớn nhất đi đúng rồi đây là hắc cám ăn mòn thuốc cách điều chế và phương pháp giải quyết cũng là một loại dự thể cho sợ mít lâm lấy ra cái đó mấy tờ giấy đưa cho kẹt sơ và fedstad để cho chính bọn họ đi xem fedstad và kẹt sơ nhận lấy vậy mấy tờ giấy sau đó nhìn vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng cuối cùng thấy cuối cùng một tờ giấy thời điểm trên mặt ít có lộ ra vui mừng hai người liếc mắt nhìn nhau đồng thời gật đầu một cái bọn ta ngươi tới đi nghiên cứu một chút cái này thuốc cách điều chế làm sao phối trí ngoài ra cầm hắc cám hủ thuốc cách điều chế phong tích chữ không cho phép người bất kỳ trạng nếu như có ma pháp sư đánh cái này chú ý trực tiếp đổi ra ma pháp sư công hội bị vĩnh viễn truy nã mòn tạ nghiêm túc gật đầu một cái hắn cũng biết đây không phải là làm cho đùa cầm lấy vậy mấy tờ giấy sau đó thu vào lúc này kệ sơ lại mở miệng gọi tới bờ và dị rụt cũng để cho bọn họ cùng nhau hỉ và món tạ đi nghiên cứu cách điều chế đi cách điều chế có giải quyết pháp biện pháp còn dư lại chính là vấn đề thời gian chí ít phải cần cái hai ba ngày mới có thể tìm ra cách điều chế đại khái pha chế nhưng lại ám tinh linh có thể sẽ không cho tộc tinh linh thời gian lâu như vậy cho nên sở mít lâm cộng thêm hai cái hội trưởng còn có hệ giả nữ vương thương lượng liền cái này thời gian tộc tinh linh và rừng tự nhiên để phòng vấn đề Cách điều chế hội nghiên cứu cần phải mấy ngày nhưng là ta muốn ám tinh linh cửa sẽ không như thế cam tâm rất xuống tinh linh vĩnh viễn cũng không biết cái gì là có chừng mực kester nói mặc dù có chút khó nghe nhưng không thể chối đây là sự thật ám tinh linh đúng là một mực cùng tộc tinh linh đối nghịch Fester suy nghĩ một chút sách ra một cái đề nghị ta cảm thấy lấy ở tinh linh tiểu đội tuần tra trên căn bản ở thêm một đội ma pháp sư như vậy có thể đảm bảo hiểm một chút sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ đến khi dược tề sau khi đi ra liền có thể rút lui hồi tiểu đội kệ sơ gật đầu một cái đây cũng là một cái biện pháp trước mắt xem ra cũng chỉ có thể như vậy bất quá nếu như ám tinh linh không đối với chúng ta tộc tinh linh ra tay mà là đánh lén các người ma pháp sư công hội đâu hệ giả dạ suy đoán vậy không phải là không có đạo lý nếu như ám tinh linh trực tiếp vòng qua tộc tinh linh cái này chạm kiểm soát trực tiếp đi đánh lén ma pháp sư công hội để cho bọn họ tự lo không xong như vậy cũng có thể đưa đến quấy rối tác dụng bất quá phệ stạ và kệ sờ hiển nhiên đều rất yên tâm nhà mình công hội an toàn hệ giả nữ vương ngươi yên tâm chúng ta công hội bên trong còn có một chút ma pháp sư cường đại đang chú đóng trước không cần lo lắng bị đánh lén hơn nữa ở công hội bên trong tùy ý đều có phòng ngự ma pháp trận. lúc này hệ giả nữ vương vậy yên tâm sau đó ba người đồng loạt đưa ánh mắt xem ở ngồi một bên sờ mít lâm lúc này sờ mít lâm không chen lời vào dứt khoát liền ngồi một bên phát khởi ngây ngô nghe được không thanh âm hướng nhìn chung quanh xem phát hiện cái này ba người nhìn chằm chằm mình xem có chút không rõ ràng hỏi một câu tại sao không nói các người xem trước ta làm gì ta cũng không phải là bách sự thông hù 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 cái đó tiệm trưởng ngươi có cái gì không đề nghị trợ giúp tộc tinh linh chống đỡ lần này nguy cơ Kẻ sơ lúc này mở miệng nói đề nghị sao ta suy nghĩ một chút à ừ lúc này bỗng nhiên tiểu tinh tới một cái nhiệm vụ nhắc nhở để cho sở mít lâm hoàn toàn hết ý kiến nhiệm vụ nhánh mời ký chủ ở chế tạo cầu vồng thuốc cái này trong vòng hai ngày chống đỡ tới đánh lén tộc tinh linh ám tinh linh khen thưởng quang minh tinh thạch có thể khảm nạm ma pháp trượng tăng lên năm quang minh ma pháp y lực thất bại mất đi tộc tinh linh giúp đỡ thời gian không giới hạn nhắc nhở ký chủ cái này trong vòng hai ngày nếu như biểu hiện đặc biệt tốt có thể khen thưởng gấp bội đang sở mít lâm suy tính đề nghị thời điểm đã tới rồi như thế một cái nhiệm vụ nhánh để cho hắn sứng sốt tốt một lát lúc này mới trong lòng mắng liền một câu ta đi có lầm hay không thiểu tinh ngươi cố ý đúng không ta ta sở mít lâm cũng không biết nên nói cái gì cho phải động một chút là tới nhiệm vụ mấu chốt là chống đỡ trong vòng hai ngày ám tinh linh đánh lén bất quá phần thưởng này ngược lại là rất tính toán còn có phía sau cái gì biểu hiện khen thưởng gấp bội cái gì hắn cũng là biết đại khái một chút kệ ba người thấy sở mít lâm ở ngây ngẩn mật người ho nhẹ mấy tiếng sợ mít lâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại thiếu chút nữa thì lúng túng cái này còn là ở tinh linh trong cung điện muốn sự việc đâu hù 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 ngại quá thất thần kẻ sợ và phẹ sợ tạ khoe miệng đều có điểm rút ra trong đầu nghĩ cái này cũng có thể thất thần tiệm trưởng vậy là một nhân tài liền suy nghĩ mấy phút sợ mít lâm cuối cùng nói một câu ta cảm thấy ta có thể làm một lần tuần tra ma pháp sư giúp các ngươi chú ý một chút dừng tự nhiên bên trong tình huống tiệm trưởng cái biện pháp này chúng ta mới vừa rồi đã đề cập tới đã phái đi ra ngoài liền một chi tinh linh thị vệ một chi ma pháp sư thay phiên tuần tra không không ta ý nghĩa là chính ta hành động đơn độc khắp nơi di động ta hoài nghi ám tinh linh có thể còn sẽ đánh lén còn tới đánh lén tiệm trưởng ngươi là làm sao biết kệ sở tò mò hỏi một câu sở mít lâm ha ha cười hai tiếng nói một câu để cho hai vị hội trưởng cũng muốn đụng từng nói ta nói à sau đó ba người đồng loạt hết ý kiến bất quá vậy không hủy bỏ sở mít lâm nói loại này có thể đáp ứng sở mít lâm thỉnh cầu sau đó mấy người bắt đầu thương lượng tới những chuyện khác mà lúc này ở rừng tự nhiên và cấm khu biên giới chỗ lại tập kết mười mấy ám tinh linh chuẩn bị tìm cái thời cơ lần nữa lẹn vào tiến hành đánh lén mà lần này bọn họ vậy học thông minh hai ba người đi vào, mà bọn họ không biết là lần này cơn ác mộng của bọn hắn cũng không phải là các ma pháp sư, mà là Sở Mít Lâm. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. Chương 231, cơ động tính tuần tra. Ngay tại Sở Mít Lâm ở tộc tinh linh trợ giúp bọn họ xử lý những vấn đề này thời điểm, ở Tina nơi này trong tiệm tới một vị tôn quý quý khách, Long tộc đại thần Johnny ở. Chuyện căn nguyên hay là từ dặn mỗi lần mang cho Johnny ở hàng hóa nói tới, chủ yếu là mỗi lần dặn mang tới hàng hóa có lúc không phù hợp Johnny ở mua yêu cầu, đưa đến những cái kia hàng hóa liền không có chỗ hữu dụng, hơn nữa cũng không cách nào cầm những thứ vô dụng, kia hàng hóa mua cái vấn đề này giản cũng không cách nào giải quyết, cuối cùng vẫn là Johnny ở suy nghĩ chủ ý, mình đi mua hàng hóa, như vậy là được lấy mua đến mình yêu cầu hàng hóa, cũng có thể cẩn thận hiểu một chút sở mít siêu thị, cũng coi là một công hai chuyện. Vì vậy giản ngay tại ngày hôm nay đi đi ở mang tới. Người tốt, tí nạ tiệm trưởng ta giới thiệu một chút, vị này là lòng tộc đại thần Johnny ở, tới nơi này mua hàng hóa. Bên cạnh Johnny ở rất lễ phép hỏi tiếng khỏe. Người tốt, xinh đẹp tí nạ tiệm trưởng không biết sở mít lâm tiệm trưởng ở nơi nào do ở thật ra thì vốn là mục đích là muốn gặp gặp vị này sở mít lâm trường tiệm bất quá nhìn dáng dấp tựa hồ lần này là không thấy được tì nạ à xin lỗi cười một tiếng xin lỗi sở mít lâm tiệm trưởng bây giờ ở thành dạ vịt mở chi nhánh phỏng đoán bây giờ hẳn ở bên kia bận điệu là như vậy à nghe nói sở mít siêu thị hàng hóa có mới hàng hóa đi ra do ở tò mò hỏi đúng vậy có đậu phộng kỳ toàn trong vàng kỳ toàn hạnh nhân kỳ toàn trái cây bánh táo còn có đậu đỏ bánh táo cái này là mới ra giá cả vậy không mắc trước mắt bán giảm giá như thế nhiều chủng loại à ta không biết chọn loại nào không biết bây giờ bán nhanh nhất là loại nào do ở là một đại thần ánh mắt vẫn là có hắn cũng không có gấp mở chiếc mua đồ mà là đổi một góc độ hỏi tiêu thụ tình huống tì nạ tự nhiên cũng không phải cái gì cũng không hiểu vừa nghe dò ở như thế nói hắn cũng biết vị này lòng tộc đại thần xem bộ dáng là đối với hàng hóa có chút ý kiến trước mắt bán nhanh nhất là tương hoa quả còn có những cá kia liền bất quá còn thừa lại không nhiều lắm không có có thể chế tạo cá cho nên chỉ có cái này một chút xíu còn có chính là ta mới vừa nói kỳ toàn ba cái loại chờ bán đều thật tốt lại còn chính là chúng ta gần đây mới khai phá năm vị bánh ngọt vậy rất được hoan nên, cái này một phen giới thiệu một chút tới Johnny ở cũng lớn gửi biết sở mít siêu thị mua bán tình huống. Sau khi suy nghĩ một chút, nói mua trước năm mươi đậu phộng kỳ toán, năm mươi hạnh nhân kỳ toán, hai mươi cái tròng vàng kỳ toán, năm mươi trái cây bánh táo, 10 bình tương hoa quả. Còn có còn dư lại cá khô ta muốn hết. Được, tổng cộng hai mươi tiền vàng. Bởi vì đại thần là khách hàng cũ, cho nên ta cho ngài đánh cái giảm giá. Cảm ơn tiệm trưởng, rất cảm tạ. Johnny ở trả tiền sau đó, giang gọi đi theo người bắt đầu làm hàng hóa. Mà giang lúc này vậy bắt đầu mua nổi lên mình yêu cầu đơn đặt hàng. Hắn cũng không phải là rõ ở như thế giàu có hắn bây giờ vào đồ đều là giá cả tương đối thấp nhưng là bán rất hot cái loại đó đưa đi dò nỉ ở và dặn sau đó tí nã lại nên đón một cái này khách lâu đời dĩ nhiên còn mang tới một vị điệu tinh quý khách tí nã tiệm trưởng gần đây làm ăn rất tốt nhà ạ à? ha ha hộp cười và tí nã chào hỏi hộp sư phụ ngươi nói đùa vị này là xin lỗi quên giới thiệu ta chất tử gạ kỳ ạ à, rất có sức sống một người trẻ tuổi đi theo ta học tập chế tạo à vậy thật là rất tốt à cho vật này kêu bánh táo coi là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt đi tí nã cho gạ kỳ ạ à một khối bánh táo gạ kỳ ạ tự nhiên không biết nơi này hàng hóa giá trị tự nhiên là có chút chê bất quá học cũng không như thế cho rằng đây chính là hơn một trăm tiền vàng hàng hóa nghe nói có thể tăng cường thân thể thứ tốt à. gạ kỳ ạ còn không cảm ơn tì nạ thị trưởng gạ kỳ ạ mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn là ngại tại cậu mình uy hiếp nói tiếng cảm ơn đúng rồi học sư phụ ngươi tới ta nơi này là tới làm gì tì nạ cái này mới trở lại chính đề cái vấn đề này nói như thế nào đây ta vốn là muốn đi thành dạ vịt tìm sở mít lâm tiệm trưởng giải quyết chuyện này đáng tiếc không còn kịp rồi ta chỉ có thể tới tìm ngươi cũng không biết ngươi có thể hay không giải quyết là chuyện gì, ngươi nói đi. Tina ngược lại là đối với ngọc muốn nói sự việc cảm thấy rất hứng thú. Học cái này liền bắt đầu nói ra. chuyện này còn được từ hôm qua nói tới, đã qua thiên lúc xế chiều khai thác mỏ sắt địa tinh thợ mỏ đảo mỏ thời điểm đảo được một cái cặp, nhưng là bên trên có ba cái hình dáng chìa khóa lỗ, tựa hồ là phải giống nhau hình dáng chìa khóa mới có thể mở. bên trên trên cái dương cũng có một ít chữ viết cổ xưa ký hiệu, thợ mỏ xem không hiểu, vì vậy liền nói cho En tộc trưởng. En tộc trưởng biết sau chuyện này, vậy rất coi trọng, bất quá làm hắn thấy cái dương kia thời điểm nhưng là cao mày không biết nói cái gì cho phải hắn bây giờ vậy không có cách nào tìm được mở cặp táp ra chìa khóa nói chính xác hắn cũng không biết đây là cái đồ gì đây mới là để cho em buồn bực nhất sự việc bất quá tốt vào lúc này họ phạt đề nghị có thể đi tìm sớm mỹ lâm em tộc trưởng cái này mới tìm học chất tử gạ kỳ hạ à đi tìm học nói chuyện này Nghe xong ngọc giải thích tì nạ cũng biết chuyện này mấu chốt tựa hồ chính là ở cái dương kia lên đáng tiếc nàng cũng không biết làm thế nào không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói xin lỗi liền một câu ta không cách nào đến giúp các ngươi ta cũng không hiểu những cái kia chứ biết, có lẽ các ngươi có thể đi ma pháp sư công hội đi hỏi một chút kệ tờ hội trưởng hắn có lẽ kiến thức bên bác sẽ biết Ngọc thở dài chúng ta đi qua ma pháp sư công hội bây giờ trên căn bản đại đa số ma pháp sư đều có chuyện đi ra ngoài liền liền hội trưởng vậy đi ra ngoài tì nạ không nghĩ tới ma pháp sư công hội hội trưởng sẽ không có ở đây bất quá nàng bây giờ vậy không biện pháp gì tốt lắm dẫu sao chuyện này có lòng muốn quản cũng không còn được Mộc và gạ kỳ ạ đành phải thất lạc trở về mà ở sở mít lâm bên này kester festa hệ giả nữ vương và chính hắn thương lượng xong chế tạo dược tể trong lúc phòng ngự vấn đề sở mít lâm trở thành một cái cơ động nhân viên tùy thời tiếp viện ở rừng tự nhiên bên trong gặp phải nguy hiểm tinh linh thị vệ hoặc là ma pháp sư phát hiện ám tinh linh trực tiếp tiêu diệt Kester và phệ sở hai vị hội trưởng vậy không nhàn rỗi vậy gia nhập chế tạo thuốc nghiên cứu chính giữa có cái này hai vị hội trưởng gia nhập nghiên cứu cầu vồng thuốc pha chế độ tiến triển vậy nhanh hơn không thiếu coi như là một cái tin tốt sở mít lâm không có ở đi loanh quanh mà là thi triển lơ lường thuật tùy ý ở tầng trời thấp tuần tra tìm ám tinh linh dấu vết dĩ nhiên cái này còn chỉ là tuần tra một lát sở lâm phát hiện hắn có chút đần như vậy bay tới bay lui không phải bại lộ sao Cuối cùng thay đổi sách lược, vẫn là đi bộ tuần tra tốt, chẳng qua tốc độ chậm thời điểm tới đạt tới cái tăng tốc độ mà pháp là được rồi. Mà lúc này vừa vặn có một chi bốn người tiểu đội ám tinh linh xông vào rừng tự nhiên bên trong, không biết chút nào đạo bọn họ kỳ hạn đã sắp sắp đến. Trở lại hệ giả nữ vương bên này, cầm màu xanh sinh mạng của trượng, xuyên thấu qua tinh linh cung điện cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ con dân, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, hoặc giả là phiền muộn vậy hoặc giả là đau buồn đi. cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y gì tại đô thị. Chương 232, kêu gọi đầu hàng kẻ địch sở mít lâm từ tộc tinh linh sau khi đi ra trực tiếp ở rừng tự nhiên bên trong bắt đầu ngày thứ nhất tuần tra hệ giả nữ vương vì đáp ơn sở mít lâm cử động lại có thể khen thưởng cho hắn một khối thượng đẳng sinh mạng tinh thạch cũng coi là một cái vui mừng sinh mạng tinh thạch là tộc tinh linh nhất vật chân quý hắn có thể tăng lên tinh linh ma pháp thực lực cũng có thể khảm nạm ở tinh linh ma pháp trượng lên tăng lên ma pháp uy lực từ đó tăng lên mình thực lực cá nhân mà sống mệnh tinh thạch đối với tộc tinh linh ngoài ra người hoặc là ma pháp sư mà nói chỗ dùng cũng là rất có giá trị trên căn bản đều có giá cả vô giá hơn nữa sinh mạng tinh thạch đối với ma pháp sư mà nói bắt đầu thứ tốt không chỉ có có thể chế tạo thành ma pháp đạo cụ cũng là có thể nâng cao ma pháp sư tu tập ma pháp độ tiến triển lúc này sở mít lâm dĩ nhiên sẽ không đem khối này sinh mạng tinh thạch bán đi cũng sẽ không bây giờ sẽ dùng hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là tuần tra phòng ngừa ám tinh linh đánh lén nếu tiểu tinh cũng tuyên bố nhiệm vụ ám tinh linh bên kia nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ ồ oh, nơi này hắc ám khí tức tựa hồ có chút nặng à ta xem thấy để chuyện gì xảy ra Smith lâm cẩn thận nhìn một mắt cuối cùng phát hiện lại là ám tinh linh thật đúng là đắc lai toàn bất phí công phu à đây chính là thật sự là rất may mắn, rất tốt. mà ở phía trước bên hai cái ám tinh linh không biết chút nào đạo mình đã trở thành sở mít lâm mục tiêu công kích, vẫn ở thận trọng chú ý động tĩnh bốn phía, rất sợ xuất hiện cái gì người xa lạ như nhau. lúc này sở mít lâm không gấp trước đi công kích bọn họ, mà là ở bọn họ phía trước mười mấy mét địa phương bố trí một cái chói bộ thuật, nhắc tới cái này ma pháp vẫn là hắn đi theo phèn nghỉ học, còn rất tốt dùng. mà vậy hai cái ám tinh linh không biết chút nào đạo mình đã tiến vào một cái ma pháp trận bên trong. lúc này đông nhiên sở mít lâm ma pháp trượng vung lên, ma pháp trận khởi động, mấy đạo dây leo hướng hai cái ám tinh linh công đánh tới rất tiếc là có một cái ám tinh linh tránh ra chỉ có một ám tinh linh bị trói sở mít lâm không khỏi có chút tiếc nuối thẻ lai còn được đích thân ra tay ta nói các ngươi ám tinh linh có thể hay không yên tĩnh một chút muốn không muốn ta đưa ngươi đi thiên đường xem một chút thiên sứ sau đó còn không có cùng sở mít lâm nói hết lời cái này ám tinh linh trực tiếp hướng sở mít lâm liền mau lẹ công kích tới đây hắn tự nhiên sẽ không làm cầm ma pháp trượng chuyện gì cũng không làm trực tiếp ngâm sướng ma pháp thần chú phong nhật thuật veo veo ba đạo đao do bắn về phía hối hả đến gần hắn ám tinh linh đáng tiếc ám tinh linh bản thân tốc độ cũng rất mau mấy cái né tránh dưới đao gió đánh ở sau lưng cây cối lên để lại sâu đậm dấu vết ta đi như thế bén nhạy xem ra bản trưởng tiệm trở lên đại chiêu sau đó hắn cầm ma pháp trượng thu trở lại mô bản trong không gian thanh cổ kiếm lấy ra sau đó hướng ám tinh linh vậy vào tới cử động này cầm cái đó ám tinh linh cũng là làm sưng sốt một chút bất quá phản ứng lại đồng thời cũng là nên hướng sở mít lâm cổ kiếm đụng một tiếng thanh thúy đao kiếm đụng nhau thanh âm truyền ra sở mít lâm một cái sau nhảy né tránh tránh thoát ám tinh linh đánh tới một đao sau đó cái đó ám tinh linh xoay người liền hướng bị trói lại ám tinh linh đi sở mít lâm xem ám tinh linh phương hướng cũng biết đã mượn không khỏi được mắng liền một câu đáng chết, dám theo ta chơi mưu kế, ngươi các ngươi chờ, lần này ta huynh không chết ngươi cửa. Sau đó ma pháp trượng lại lần nữa thay thế cổ kiếm, thừa dịp ám tinh linh đi thời điểm cứu người, từng phát ngọn lửa đánh, phong nhật thuật, băng chủy thuật từ hướng cái đó ám tinh linh liền công đánh tới, vèo vèo vèo, ma pháp không giữ lại chút nào đánh vào cái đó ám tinh linh trên mình, cùng lúc đó cái đó bị trói buộc thuật trói ám tinh linh vậy bị cứu ra, trực tiếp hướng một phương hướng liền chạy, sợ mít lâm một vừa đuổi theo, một bên đều. chạy đi đâu, ở lại đây đi, đi đi, dây leo mấy cái dây leo hướng phía trước hối hạ chạy trốn ám tinh linh truy kích đi ám tinh linh liếc một cái sau lưng thấy mấy cái dây leo hướng hắn công kích cũng biết mình không tránh thoát dứt khoát trực tiếp vung đao nên kích đã qua mấy giới lao đi dây leo bị chém khắp nơi đều là tan vỡ một đoạn một đoạn bất quá đối với sở mít lâm mà nói cái này vậy không cần lo lắng sở mít lâm dứt khoát chính là ngồi một bên cơ ma phát trượng nhìn lên dây leo cùng ám tinh linh đại chiến điện ảnh được 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 trên được được bên trái ngươi né tránh làm gì trực tiếp vung đao chặt đứt không được sao lần này không tệ thêm một phần u ừ, còn có thể à ta lại cho ngươi thêm tây bước ma lực lần nữa truyền bá đến ma pháp trượt lên chóp đỉnh ma pháp tinh thạch lóe lên dây leo công kích hơn nữa dũng mãnh mà ám tinh linh bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn đã có chút chịu không nổi này này vị tiêu ám tinh linh ngươi tên gọi là gì không muốn liều mạng như vậy mạng muốn không muốn đi ta siêu thị tìm một công tác cả ta trong siêu thị đồ có thể tăng lên người thực lực cái đó ám tinh linh vẫn là ngoan cường chống cự dây leo công kích mặc dù trên mình đã có rất nhiều vết thương thật nhỏ nhưng là cái này ám tinh linh không quan tâm chút nào đi theo ta có chỗ tốt ta có thể để cho ngươi khôi phục tinh linh thân phận như thế nào sợ mít lâm những lời này vừa nói ra miệng cái này ám tinh linh hiển nhiên là bị xúc động công kích lập tức dừng lại một lát liền cái này một lát dây leo trực tiếp đem nàng đào cho tắt bay sợ mít lâm vậy ngưng ma pháp trực tiếp đi tới cái này ám tinh linh bên người đường vân một câu người tên gọi là gì ạ à? cái này ám tinh linh không nói gì mà là nhìn thẳng sợ mít lâm ánh mắt qua mấy giây lúc này mới nói một câu ngươi thật có thể khôi phục ta tinh linh thân phận để cho ta tẩy thoát bóng tối trói buộc sao dĩ nhiên bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi được nói cho ta ngươi tên chữ ạ à? lôi na lôi na lôi na và lạc nạ kém không nhiều ạ à? sợ lâm lẩm bẩm một câu sau đó tự giới thiệu mình đứng lên ta tự giới thiệu mình một chút ta kêu sở mít lâm sở siêu thị tiệm trưởng cũng là một vị ma pháp sư đúng rồi các ngươi tổng cộng tới mấy người ạ à? lôi na suy nghĩ một chút còn là nói ra dẫu sao bây giờ đã rơi vào trong tay của địch nhân thúng chi người này phải giúp hắn rửa đi trên người hát ám, lần nữa trở lại tinh linh hàng ngũ nàng không có lý do cự tuyệt trả lời chúng ta tổng cộng tới ba tiểu đội tổng cộng 12 hai người phân làm ba tiểu đội phân nhóm tiến vào rừng tự nhiên ta thuộc về nhóm đầu tiên còn có hai cái ám tinh linh lại qua mấy giờ sẽ xuất hiện nhóm thứ hai sơ mít lâm nghe xong lôi na trả lời cũng là lớn gửi hiệu rõ ra hóa ra cái này ám tinh linh thủ lãnh đây là dự định tuần tự tiến dần tới từ từ thấm vào nhập sau đó ở tốt cơ hội quấy dối một lần hành động bắt lại tộc tinh linh bất quá nghiêm nghị kế hoạch rất tốt nhưng là đụng phải liền mình chỉ có thể nói hắn xui xẻo được rồi theo để ta đi ta mang ngươi đi tìm tộc tinh linh nữ vương ta muốn nàng sẽ có biện pháp để cho ngươi trở lại tinh linh thân phận ăn một chút gì đi mới vừa rồi tiêu hao thật lớn đi ta cùng ngươi nói đây có thể là đồ tốt tiêu bánh táo còn có sợ mít lâm cho lôi na giới thiệu tự cầm ra ăn như nhau dạng cẩn thận nhà giới thiệu mà lôi na cũng là quan sát cái này một ít thức ăn một lát liền trực tiếp dùng miệng mở ăn mà ở bên kia hai cái ám tinh linh nhưng là theo tuần tra tinh linh thị vệ và hai vị đi theo ma pháp sư sắp gặp nhau bất quá hai bên bây giờ còn không biết thôi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé chương hai trăm ba mươi ba để cho tiệm trưởng dạy ma pháp dược tề sư công hội cơ hội trưởng đi tới mỹ nạ trong tiệm thấy được mỹ nạ đang đang bận rộn chế tạo dược tề vậy không cái dày mà là ở một bên lặng lặng nhìn lúc này thời gian đã tới buổi chiều ánh mặt trời còn rất nhức mắt bất quá mỹ nạ nhưng là không thèm để ý chút nào ở trong tiệm bên phối trí dược tề dĩ nhiên trong này cũng có những thứ khác nguyên nhân hải cờ hắn không biết mỹ nạ giúp xong sau đó lần đầu vừa thấy liền thấy hải cờ không khỏi được nghi ngờ lên tiếng hỏi hải cờ hội trưởng ngươi tới làm gì hải cờ cũng không có gấp nói ra mình tới mục đích mà là khen gạo vậy mấy câu mỹ nạ đại sư gần đây dược tề trình độ tăng lên không thiếu à vẫn là như vậy thuần thục cả à. đáng tiếc dược tề sư công hội ai dược tề sư công hội tồn tại trăm năm dài tuy không bằng ma pháp sư công hội nội tỉnh thâm hậu nhưng vậy là có đỉnh cấp công hội một trong đáng tiếc duy nhất chính là công trong hội sở trưởng thuốc người ít chi lại càng ít khó tìm lương mới hải à. cơ hội trưởng ngươi đến tìm ta chuyện gì nói thẳng đi ai cơ bị nói toạc tới mục đích vậy không xấu hổ chỉ là cười một tiếng chúng ta dược tề sư công hội muốn mở rộng thuốc mới thuốc nhưng là chúng ta công trong hội dược tề sư đối với mới khai phá dược tề không được rõ bên trong một ít pha chế muốn tìm ngươi đi dạy dỗ một chút mỹ nạ không có gấp đáp ứng mà là xem ra cờ mấy lần cuối cùng bất đắc dĩ thở dài ta bạn không muốn tham dự cái gì những chuyện khác nhưng là nếu là vì dạy dỗ học nghề như vậy ta liền đi một chuyến đi không quá ta tiệm ta được giao phó một phen ai cơ hội trưởng cười đáp ứng sau đó rời đi mỹ nạ tự nhiên biết dược tề sư công hội ở nơi nào chỉ cần mình qua liền có thể đi thật ra thì ở mỹ nạ rời đi ma pháp sư công hội thời điểm đã từng ở dược tề sư công hội dừng lại một đoạn thời gian bất quá bởi vì một ít người nguyên nhân cũng không ở nơi đó lựa chọn mở tiệm lần này lựa chọn đi dạy dỗ học nghề cũng là nàng nghĩ xong đối với ma pháp sư công hội nàng đích xác là có chút nóng nảy nhưng là đối với dược tề sư công hội nàng thật vẫn là không việc gì có thể lý do cự tuyệt có thể lấy ra nói chuyện nhắc tới nàng phải cảm tạ dược tề sư công hội thu nhận nếu không nàng bây giờ cũng sẽ không có thành tựu như vậy trở lại sở mít trong siêu thị liền dĩ lìn và lập nạ hai người hai người cũng không biết nên làm gì Tới quý khách liền giới thiệu một chút, không quý khách liền mình tìm việc làm, tìm, có thể chơi đồ. Dĩ Lìn ngược lại là hứng thú rất ổn, trực tiếp cầm phi hành cờ tìm Lặc Nạ chơi, đáng tiếc Lặc Nạ cũng không quen phi hành cờ, mặc dù chơi qua một hai lần, nhưng đó cũng là tới góp vui trình độ. Rất thoải mái liền bị Dĩ Lìn cho ngươi nghiên ép, bất quá Lặc Nạ sức lĩnh nội vậy mạnh nhất, phi hành cờ quy tắc rất nhanh cũng chỉ quen thuộc, chơi vậy rất vui vẻ. Sau đó hai người lại bắt đầu ở trong siêu thị tìm được ma phương, Dĩ Lìn dĩ nhiên là làm nhỏ lão sư cho Lặc Nạ đem ma phương chơi thế nào, từng bước từng bước bắt đầu dạy dỗ. Lặc Nạ tự nhiên cũng là vui vẻ tiếp nhận loại này dạy dỗ hắn ở dì lìn trong mắt thấy được quan tâm và loại bạn kia giữa hữu nghị còn có một loại lệ thuộc vào nàng rất hưởng thụ bây giờ cảm giác rất thoải mái rất thích ý lúc này bỗng nhiên cô đi tới trong siêu thị thấy siêu thị liền lặc nạ và dì lìn hai người không khỏi được tò mò hỏi sở mít lâm đi nơi nào ồ oh, làm sao bọn ngươi ở nơi này tiệm trưởng đi nơi nào tiệm trưởng đại thúc đi xa được qua cái đã mấy ngày mới có thể trở về dĩ lìn giọng nói chuyện dĩ nhiên là rất tùy ý bất quá lời này ở lật nạ trong miệng nói ra vậy cũng thật đơn giản tiệm trưởng đi ra ngoài rất lâu mới trở về mặc dù chỉ có ngắn ngủn mấy chữ này cũng biết đây coi như là tốt ai tiệm trưởng làm sao có thể không có ở đây đâu lúc này chuyện ta làm không được dĩ lìn đối với cụ phải làm sự việc vậy thật là tò mò không khỏi được hứng thú hỏi cụ ngươi có chuyện gì tìm tiệm trưởng hỗ trợ à cái này thật ra thì vậy không coi vào đâu việc lớn chính là ta muốn cho tiệm trưởng dạy ta ma pháp dĩ lìn thiếu chút nữa không ngã quỵ mở thật to ánh mắt mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn cụ ngươi ngươi lặp lại lần nữa ta muốn cho tiệm trưởng dạy ta ma pháp trưởng tiệm thực lực hẳn mạnh nhất dĩ lìn không biết nói cái gì cho phải rất đồng tình nhìn cụ một mắt cũng bị dì lìn nhìn có chút không tự tại có chút nghi ngờ hỏi một câu ta nói dì lìn ngươi làm sao nhìn ta như vậy ai cụ dì ngươi không biết đại thúc tính cách ta phỏng đoán hắn là sẽ không dạy ngươi tại sao cụ theo bản năng liền hỏi lên kết quả lúc này lạc nạ lên tiếng chớ coi là thật nàng làm trò đùa ta thông báo ngươi chờ cụ đối với lạc nạ đơn giản lời nói năng lực hiểu mặc dù không phải là cấp đại sư cái khác nhưng cũng là nghe rõ ràng lạc nạ nói ý nghĩa là cái gì để cho hắn trở về chờ tiệm trưởng trở về nàng biết nói lấy được trả lời chắc chắn cụ vậy thật cao hứng ở dì liền khinh bị hạ mua một khoản bánh táo đi trở về mà ở bên kia rừng tự nhiên bên trong tinh linh tiểu đội và ma pháp sư chuyện lý thú đụng phải lẹn vào rừng tự nhiên bên trong ám tinh linh tựa hồ là âu nóng giữ chạm mặt cái này hai vị ám tinh linh là có chút bi thảm lần này theo đội ma pháp sư lại là phẹn nhì và một vị khác không nhận biết ma pháp sư thấy đối diện ám tinh linh sau đó phẹn nhì lạnh giọng chất vấn ám tinh linh lại vẫn dám phái người tới vậy thì lưu lại đi phẹn nhì tiếng nói rơi xuống một nổi giận diễm đánh liền hướng ám tinh linh nhanh bắn đi mà ám tinh linh tự nhiên cũng là làm xong phòng bị tránh né phẹn nhì lần công kích này nhưng mà bọn họ quên mất phân nhì cố lệ không phải một người còn có hắn thị vệ của hắn và ma pháp sư sau đó một vị khác ma pháp sư trực tiếp ngâm sướng ngay tức thì mấy đạo đao gió hướng ám tinh linh liền bắn tới tinh linh bọn thị vệ gào thét xuống tới và ám tinh linh cửa đánh thành một phiến mà ám tinh linh dựa vào bén nhạy thân thủ nhiều lần tránh thoát phèn nỉ công kích để cho nàng nổi nóng không dứt bất quá nàng vậy không mất lý trí kính bắt đầu thay đổi ý nghĩ du tàu bắt đầu phóng thích ma pháp mà ở sở mít lâm bên này chính là mang bị tiêu gọi đầu hàng lôi na đến tộc tinh linh bên này những tinh linh kia tộc thị vệ thấy lôi na cái này ám tinh linh sau cũng cảnh giác cảnh giới lên nhưng mà sở mít lâm chuyện lý thú chút nào không hoảng hốt mở miệng giải thích đứng lên cái này ám tinh linh và những cái kia ám tinh linh không giống nhau ta đã dạy dỗ qua nàng một ít đạo lý nàng sẽ không đang công kích tộc tinh linh vậy phiền thoái một chút mang ta đi gặp hệ giả nữ vương từ sớm mít lâm đi ra tuần tra sau này đi thông tộc tinh linh cổng vào liền bị nghiêm mật giới nghiêm cho nên phải muốn tiến vào phải lấy được được tinh linh nữ vương chấp thuận ở rừng tự nhiên nguy cơ giải trừ trước, trước liền một mực như vậy thật ra thì hệ giả nữ vương bạn không muốn như vậy nhưng là vì mình tộc nhân vì mình con dân vì tộc tinh linh sau này phát triển phải giới nghiêm phải làm xong vạn toàn đề phòng để ngừa chỉ ám tinh linh lẹn vào và đánh lén bất quá hệ giả nữ vương trong lòng thật ra thì vẫn là muốn để cho những cái kia ám tinh linh trở về nàng vậy có biện pháp để cho bọn họ thoát khỏi hát ám chỉ bất quá loại này biện pháp tương đối phiền phức mà thôi bất quá nàng không quan tâm đáng tiếc nàng không qua mình lòng Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đường tiêu này nhé chương hai trăm ba mươi bốn trở lại quan minh thị vệ đi tới tinh linh cung điện thông báo sở mít lâm mang tới một cái ám tinh linh ở truyền tống cổng vào chờ hệ giả nữ vương cao mày tựa hồ có chút không rõ ràng sở mít lâm tại sao phải mang một cái ám tinh linh đến tộc tinh linh tới bất quá ngại vì sở mít lâm đã từng nhiều lần trợ giúp qua tộc tinh linh Nàng đồng ý Sở Mít Lâm mang cái này ám tinh linh đi vào, để cho bọn họ vào đi. Dạ. Thị vệ lui ra sau đó, ê giả nữ vương nhìn ngoài cửa sổ có cây thở dài. Mà ở bên ngoài Sở Mít Lâm và Lôi Na tiến vào tộc tinh linh sau đó, Lôi Na vậy bị rất nhiều người chú ý, trong đó không thiếu rất nhiều nghị luận. Đó chính là ám tinh linh à? Làm sao cả người đều có màu đen hoa văn à? Nghe nói ám tinh linh đều là sa đoạn nhập bóng tối, các ngươi biết không? Đây không phải là cái đó tiệm trưởng sao? Làm sao sẽ cùng ám tinh linh ở chung một chỗ à? Tiếng nghị luận không ngừng, Sở Mít Lâm không thèm để ý chút nào nhưng là lôi na nghe những nghị luận này tuy có chút nổi nóng nhưng là vậy là không thể làm gì thành tựu ám tinh linh nàng đích sắc là thu được cường đại lực lượng nhưng là thành tựu bằng hữu nói nàng nhưng là không có một cái bằng hữu có thể tâm sự nhìn tộc tinh linh kiến trúc còn có xa xa vậy một tòa tản ra lâu đời hơi thở cung điện nàng trong ánh mắt có khát vọng cũng có thất lạc khát vọng trở lại tộc tinh linh thất lạc là bởi vì là nàng không biết bây giờ tinh linh nữ vương không chịu nhận tiếp nhận nàng sợ mít lâm liếc lôi na một mắt có chút buồn cười nói một câu không cần như thế khẩn trương tinh linh nữ vương cũng không phải là manh thú thả dung đi tới tinh linh cung điện sau đó sở mít lâm và lôi na gặp được hệ giả nữ vương sở mít lâm mặc dù là người quen nhưng cũng không thể mất lễ nghi vẫn phải hỏi tốt sấm nạp tự nhiên cũng là hỏi tiếng khỏe tiệm trưởng đến tìm ta có chuyện gì không hệ giả nữ vương không có vòng vo vò, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền hỏi lên có một số việc vẫn là thẳng trắng một chút tốt điểm này sở mít lâm biết nàng cũng biết ta muốn cho tinh linh nữ vương lọc sạch lôi na vậy chính là cái này ám tinh linh trên người há ám, ta muốn trợ giúp nàng trở lại tộc tinh linh hệ giả nữ vương trong lòng nhưng là thở dài quả nhiên nên tới cuối cùng sẽ đến không biết tiệm trưởng có thể cầm ra cái gì giá phải trả để cho ta làm ra cái quyết định này sợ mít lâm lúc này thật ra thì trong lòng cũng không có chắc hắn biết nếu muốn để cho một cái sa đọa bóng tối người trở lại qua mình đây chính là rất khó mặc dù có thể lọc sạch liền mặt ngoài hắc ám nhưng là đấy lòng ẩn nút hắc ám thì không cách nào xóa cần cái này lôi na mình đi giải quyết ai cũng không giúp được nàng sợ mít lâm sâu thở một hơi mặc dù hắn không biết cái quyết định này có thể hay không giúp lôi na làm hắn không hối hận ta có thể cung cấp cho tộc tinh linh hai đài chế tạo ta trong tiệm hàng hóa máy móc ta sẽ phụ trách chỉ bọn hắn làm sao sử dụng nhưng là ta có một cái điều kiện hệ dạ nữ vương đối với cái này thần bí tiệm trưởng làm ra như vậy quyết định cũng là rất kinh ngạc hắn mặc dù không có ăn rồi sở mít siêu thị đồ nhưng là từ ngoại giới lời đồn đãi hắn có thể biết trong siêu thị bên đồ mỗi một đều có có thể tăng lên thể chất ma lực cấp bậc ma pháp uy lực đồ tiệm trưởng mới nói chỉ cần không phải quá yêu cầu quá đáng ta sẽ đáp ứng hệ dạ những lời này nói bóng gió nàng đáp ứng Sở mít lâm nói ra mình điều kiện rất đơn giản thứ nhất không cho phép đem cái này hai máy bộc lộ ra đi cũng không thể để cho người ngoài biết phải để cho người tin cẩn để làm việc thứ hai cái này hai máy chế tạo đồ chỉ cho phép ở tộc tinh linh lưu thông không cho phép ra bây giờ trừ tộc tinh linh ngoài ra địa phương nếu không hắn có quyền thu hồi cái này hai máy hệ dạ tự nhiên cũng không phải không hiểu đạo lý này người tự nhiên cũng là tất cả đều đáp ứng máy móc ta sẽ ở sáng sớm ngày mai trở tới đây ngài tìm người tới bắt là được rồi ngàn vạn lần nhớ nhất định phải giữ bí mật ta biết ta sẽ an bài tốt hệ dạ cũng biết cái này máy chân quý cho nên cũng là rất cẩn thận ngay sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía lôi na tựa hồ đang quan sát cái này ám tinh linh người tốt mặc dù là một cái ám tinh linh nhưng là trên bản chất cũng không xấu xa tiệm trưởng nếu muốn để cho nàng trở về tinh linh cần ba bộ phận chuẩn bị vậy ba cái chuẩn bị ạ à? sơ mít lâm đối với cái này thật vẫn là không biết gì cả vì vậy liền hỏi lên bước đầu tiên cần nàng mỗi ngày ở sinh mạng bên trong nước suối đợi hai tiếng lọc sạch trên người dơ bẩn sau đó mỗi ngày dùng hết trong suốt hóa thuật tẩy một lần kéo dài năm ngày bước thứ hai hắn cần ở cây sinh mạng phía dưới lĩnh ngộ sinh mạng chân lý chỉ có lĩnh ngộ sinh mạng chân lý cây sinh mạng mới sẽ giao phó cho nàng tân sinh một bước cuối cùng cũng là rất mấu chốt một bước bước này cần dựa vào chính hắn loại trừ trong lòng hát. nếu không hết thẻ của phí sợ mít lâm nghe được trận mắt hốc mùng à, không nghĩ tới cái này quá trình như thế phiền thoái ít nhất phải cần nửa tháng à thậm chí một tháng cũng nói không chừng à hắn nhìn về phía lôi na lần nữa trịnh trọng hỏi thăm một câu ngươi nghĩ được chưa lúc này hệ giả nữ vương lại nhắc nhở lôi na một câu trở lại quang minh cơ hội chỉ có một lần thất bại liền lại không có cơ hội ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lôi na ánh mắt kiên định nhìn hệ giả nữ vương rất thành khẩn biểu minh mình thái độ ta chịu đủ rồi vậy phiến tối tâm không ánh mặt trời hát cám. ta hy vọng trở lại quang minh ta hy vọng thấy mặt trời ta mỗi lần thấy những ma thú kia cửa cuộc sống ở dưới ánh mặt trời thời điểm ta rất hâm mộ hâm mộ chúng có thể ở ánh mặt trời thương yêu hạ trưởng thành ta muốn lại cuộc sống mới một lần Sở mít lâm nếu như nói ngay từ đầu đối với cô gái này quyết định có chút không cho là đúng nói bây giờ hắn là thật bội phục cái này ám tinh linh vì cuộc sống ở dưới ánh mặt trời nguyện ý bất chấp nguy hiểm lớn như vậy đi thay đổi mình tương lai giỏi lắm à được nếu nói như vậy đợi hồi ta sẽ cho người mang ngươi đi sinh mạng nước suối đi nơi nào ta biết hệ dạ an bài lôi na hạ đi nghỉ ngơi để lại sở mít lâm Sở mít lâm tự nhiên biết hệ dạ nữ vương còn muốn hỏi cái gì trực tiếp mở miệng nói lần này ám tinh linh tới bao nhiêu người dùng phương thức gì tế vào mấy phút sau sợ mít lâm đại khái kể xong buổi sáng gặp gỡ nguyên lai like như vậy à tiệm trưởng xem ra ngươi cũng là một chuyên gia đàm phán à ha ha đúng dịp mà thôi đúng rồi ta hỏi một chút cây sinh mạng là cái gì à ta làm sao cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua à cây sinh mạng là ta tộc tinh linh căn cơ cũng là lớn nhất nhất dậm rạp vậy một cây chính là cây sinh mạng tồn tại duy trì cái này mạnh không gian duy trì tộc tinh linh tương lai thừa tái các tinh linh hy vọng và quan minh cây sinh mạng nặng như vậy muốn à đúng vậy đối với chúng ta tộc tinh linh mà nói nàng chính là mẫu thân sợ lâm thật ra thì không biết cây sinh mạng rất bình thường cây sinh mạng hàm chứa sinh mạng nghĩa sâu xa lĩnh ngộ được sinh mạng nghĩa sâu xa tinh linh không một không phải tộc tinh linh người lãnh đạo hệ giả nữ vương chính là cái này hắn một vị trong đó cây sinh mạng lớn nhất ý nghĩa thật ra thì chính là chọn tộc tinh linh người lãnh đạo cũng chính là mỗi vừa đảm nhiệm tinh linh nữ vương giống như coi như một cái lao sư như nhau hướng dẫn tinh linh dạy dỗ bọn họ học tập kiến thức như nhau từ đó quyết ra có tiềm lực nhất một vị kia cho nên nói cây sinh mạng quan hệ đến tộc tinh linh tương lai cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc la mã thần thánh này nhé chương hai tương kế kế sợ mít lâm đã trở lại rừng tự nhiên bên trong bắt đầu ứng đôi tiếp theo ám tinh linh đánh lén dẫu sao đây mới là thứ nhất sóng còn có thứ hai sóng đợt thứ ba mà lôi na vậy bắt đầu hắn lọc sạch cuộc hành trình tìm quang minh khởi điểm ở rừng tự nhiên đi vòng vo hơn nửa ngày không có phát hiện ám tinh linh muốn tung tích lúc này đã là xế chiều dựa theo hắn kinh nghiệm mà nói ám tinh linh sớm nên lần nữa phái người tới tập kích tộc tinh linh nhưng là lại không người tới đây có điểm cổ quái ạ à. thật ra thì sở mít lâm đoán không lầm ám tinh linh đích sắc là muốn lần nữa phái người tới làm lại bị lần này phụ trách ám tinh linh tiểu đội trưởng cắt thụy cho ngăn cản khi đó vừa lúc là sở mít lâm mang lôi na gặp thế dạng nữ vương thời điểm bọn họ liền làm ra quyết định các thụy đội trưởng chúng ta phải đi ra ngoài người bị ma pháp sư tiêu diệt đây là phụ trách xem xét dừng tự nhiên tình huống ám tinh linh các thụy sau khi nghe được tin tức này cũng có chút tức giận bất quá nhiều hơn chính là có chút nghi ngờ các ma pháp sư tại sao còn tộc tinh linh đây có điểm kỳ quái rất không bình thường người biết đám kia ma pháp sư tại sao còn chưa đi nguyên nhân sao thuộc hạ không biết các thụy cau mày đang suy tư cái này tiếp theo nên làm gì lần này hắn phụ trách chuyện này nhưng mà ở cột thủ lãnh trước mặt từng có cam kết nhất định có thể cầm tộc tinh linh tiêu diệt cũng chiếm lĩnh nơi này nhưng theo tình huống trước mắt tới xem tựa hồ không phải rất thích xem à. mệnh lệnh tiểu tổ thứ hai thứ ba tiểu tổ người tối nay toàn bộ đánh ra rừng tự nhiên tới cái đột nhiên tập kích ta cũng không tin những ma pháp sư kia cả ngày không nghỉ ngơi dạ người này đi thông báo những cái kia ám tinh linh mà ở rừng tự nhiên bên trong sở mít lâm mặc dù thưởng thức không tới phong cảnh nhưng cũng có thể tự tiêu khiển tự giải trí một phen tự cầm ma phương ở một bên chơi tiếp không thèm để ý chút nào chung quanh có nguy hiểm gì ai làm sao cứ như vậy nhàm chán tới cái ám tinh linh cùng ta đánh một chàng cũng được à, đáng tiếc à. Những lời này nếu để cho tuần tra phẹn nghe được phỏng đoán được hộp máu, người ta đều là hy vọng ám tinh linh không đến làm chuyện, tiệm trưởng ngươi cái này còn lại có thể đánh biển không bình thường tư tưởng à. Đúng rồi, ta đi tìm bạn cũ trò chuyện một chút đi, nghe nói ngày hôm nay hộ vệ cũng tới tuần tra, đi nhìn một chút đi. mít lâm đứng dậy, thu hồi ma phương, cho mình làm tăng tốc độ ma pháp đi ngay tìm tuần tra hộ vệ. Hộ vệ là mới vừa rồi thay thế phẹn nhí, bởi vì có những thứ khác thí nghiệm phải đi làm, cho nên hộ vệ chủ động trên đỉnh, vậy chưa đến nội không có ma pháp sư đi theo bây giờ hồ vệ đi theo tinh linh tiểu đội sau lưng cẩn thận nhìn chăm chú chung quanh biến hóa hắn thiên phú mặc dù không có thể để cho hắn học tập quang minh ma pháp nhưng là cấp thấp quang minh ma pháp hắn vẫn có thể học tập chỉ bất quá uy lực liền có hạn chế và hồ vệ cùng trung tuần tra là một người mới hắn kêu tợ lọ tổng là một cái chừng hai mươi tuổi người tuổi trẻ thực lực cũng chính là ngày cấp ba sao cơ đó thực lực mặc dù không bằng hổ vệ nhưng là cái này tợ lọ tổng là một khắc họa ma pháp quyển trục thiên tài liền liền dị rụt có lúc cũng phải hỏi hắn lọ tổng còn có một cái danh hiệu kêu chủ quân cao thủ có thể thấy được người này khắc họa quyển trục thiên phú rất cao nhưng là người này có một cái khuyết điểm quá cẩn thận có lúc vốn là có thể một bước giải quyết sự việc cần phải chỉnh ra hết mấy bước vì thế kẻ sở không thiếu thay tên nầy phí tâm cho đến lần này tộc tinh linh gặp nguy cơ kẻ sở mới để cho hổ vệ mang một chút vị thiên tài này đỡ lọ tổng cảm giác thế nào ạ à? không cảm giác được đỡ lọ tổng tùy thời một thiên tài nhưng là hắn kinh nghiệm cũng chỉ chỉ là giới hạn tại chế tạo trục quấn ở ma pháp vận dụng lên còn có ma pháp độ thuần thục lên cũng kém hơn có mười mấy năm kinh nghiệm tích lũy hổ vệ ám tinh linh nhìn dáng dấp phải có động tác lớn à? Hồ Bệ đột nhiên không khỏi nói như thế một câu nói, để cho bên cạnh tờ lọ tổng mặt đầy không rõ ràng, hắn mới vừa muốn mở miệng hỏi, liền thấy phía trước xuất hiện một người, lập tức hô. Phía trước có người. Ừ. Hồ Bệ quay đầu nhìn, nhất thời chính là cười lên, cho tờ lọ tổng giới thiệu. Ha ha, đó không phải là Ám Tinh Linh, một vị kia là Sở Mít Lâm, là Sở Mít siêu thị tiệm trưởng à? Nguyên lai like là tín nạ tiền bối cửa tiệm kia chân chính lao bản à? Đúng vậy, đi, chúng ta đã qua trò chuyện một chút đi. Ừ. lọ tổng tâm tình hiển nhiên là rất hưng phấn, cái tiệm này dài thần long thấy đầu không thấy đuôi hắn đã sớm muốn nhận thức một chút không nghĩ đến sẽ ở nơi này thêm đến thần bí tiệm trưởng không khỏi có chút khẩn trương hồ Bệ vừa đi đến sở mít lâm bên người liền chào hỏi tiệm trưởng ngươi quả nhiên vẫn còn ở nơi này à ta còn lấy là ngươi đi đâu sở mít lâm ngạc nhiên một lát ngay sau đó hỏi ngươi làm sao biết ta ở chỗ này không phải là phèn nhi nói cho ngươi đi đúng vậy phèn nhi nói cho ta nàng còn có một số việc phải đi làm không tới được tìm ta làm dùm sở mít lâm cười một tiếng vậy thật là chính là đúng dịp đúng rồi bên cạnh ngươi vị này là quên giới thiệu đây là chúng ta công hội chủ quân cao thủ khắc họa quyển trục thiên tài tợ lọ tổng thực lực này cấp ba sao vậy coi là không tệ liền nhưng là không tệ bất quá nhìn dáng dấp hắn hẳn là lần đầu tiên tiếp xúc loại chuyện này đi hồ vệ gật đầu một cái biểu thị xác nhận các ngươi không phát hiện có ám tinh linh vào đi hồ vệ lắc đầu một cái không có trước mắt ta sao ngươi còn không có phát hiện ám tinh linh người bất kỳ sợ mít lâm vút xoa xoa cằm, tử giống như là đang suy tư một thứ gì đó mấy giây sau này hắn mới là phân tích đứng lên ta muốn lần này ám tinh linh khẳng định sẽ thừa dịp nửa đêm đánh lén bọn họ lấy là chúng ta buổi tối khẳng định phải nghỉ ngơi chúng ta sẽ tới cái tương kế tự kế hồ tệ đối với sở mít lâm phán đoán vẫn là vô cùng công nhận nhưng đối với sở mít lâm trong miệng tương kế tiểu kế có chút không quá rõ ràng trực tiếp hỏi lên làm sao cái tương kế tự kế pháp rất đơn giản hai người lại gần chúng ta trước như vậy sau đó ở nơi này dạng cuối cùng ở nơi này dạng theo sở mít lâm cầm kế hoạch từng bước một nói ra hồ tệ ánh mắt là càng ngày càng sáng bên cạnh tớ lọ tổng mặc dù có chút mờ mịt nhưng cũng biết đây là cái ý kiến hay tiệm trường ngươi cái kế hoạch này rất tốt ta cái này thì cho kẻ sở hội trưởng phát tin tức bởi vì công hội bên trong còn có việc hai đại hội trưởng ở ngày hôm nay buổi trưa liền tất cả từ trở lại mình công hội chủ trì công việc đi nếu không liền lộn xộn ma pháp chim bù câu đưa đi sau này hổ tệ hai người và sở mít lâm bắt đầu rỗi danh hàn huyên theo thời gian rời đổi sắc trời vậy đang chậm rãi đổi được mở tối cùng lúc đó bị hổ tệ ma pháp chim bù câu tin tức kệ sở vậy phê chuẩn cái kế hoạch này phái ra bờ và cờ rừng phụ trợ hổ tệ hoàn thành lần này hành động bờ và cờ rừng có rừng tự nhiên truyền tống quần trục trực tiếp mở ra truyền tống bất quá truyền tống địa điểm là ngẫu nhiên cho nên bọn họ tiếp theo được tìm được hổ vệ bọn họ mà hồ vệ vậy nhận được ma pháp chim bù câu truyền về tin tức cười đối với sở mít lâm nói vợ và cử tới sở mít lâm có chút kinh ngạc lại có thể phái vị này mà pháp thiên tài tới xem ra thật rất coi trọng lần hành động này mà lúc này cũng có bóng người ở rừng tự nhiên biên giới trợt lóe lên ở đêm tối dưới sự che chở thẳng tắp hướng bọn họ mục tiêu tiến về trước tộc tinh linh cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị chương hai trăm ba mươi sáu tín niệm ban đêm hạ xuống rừng tự nhiên bên trong một mảnh yên tĩnh tựa như một phiến tử liệu như nhau không có bất kỳ thanh âm chỉ có thỉnh thoảng có xào sạc va chạm bùi có thanh âm như có như không ở trong rừng rậm truyền lên ra bảy tám cái bóng người ở trong rừng rậm nhanh chóng bí mật đi trước giống như trong đêm tối con meo vậy chờ đợi con mồi xuất hiện mà ở bên kia sở mít lâm mấy người đang thương lượng trước đối phó ám tinh linh kế hoạch bờ và cờ ở mười phút trước liền tìm được bọn họ không thể không nói cờ tên này lại có thể ma lực cấp bậc tới thăng cấp thật đúng là không nhìn ra bây giờ người đều đến đông đủ chúng ta tiếp theo thương lượng một chút xem xem làm sao đối phó ám tinh linh lúc này vẫn là hổ về chuyển về chính để đi lên sở mít lâm không có đầu tiên phát biểu mình cái nhìn hắn muốn nghe trước một chút vị này mà pháp thiên tài chú ý vợ quả nhiên không để cho sở mít lâm thất vọng trực tiếp lên tiếng chúng ta bây giờ là ở ngoài sáng ám tinh linh ở trong bóng tối mặc dù chúng ta có thể tiêu diệt bọn họ tới đánh lén người nhưng cái này dạng lâu dài đi xuống chúng ta vậy không chịu nổi cho nên chúng ta phải tìm được một cái làm một mẹ khỏe suốt đời biện pháp đó chính là cầm bọn họ đánh đau như vậy bọn họ mới sẽ dừng tay mặc dù ngươi nói rất có lý nhưng là muốn đem những người này đánh đau ta đây là thật không có biện pháp tiệm trưởng ngươi có không có cách nào ạ hồ tề nói xong liếc về phía sở mít lâm vậy hai người vậy nhìn về phía sở mít lâm chờ hắn trả lời nhưng mà sở mít lâm bây giờ kia có biện pháp hắn chỉ là nhún nhún vai nói trước mắt tới nói không có cách nào bất quá chúng ta có thể chủ động đánh ra ta nghe nói ở rừng tự nhiên biên giới có một nơi bí mật của bọn họ cứ điểm phỏng đoán có phải là vì chuẩn bị tấn công tộc tinh linh mà làm chuẩn bị các ngươi hiểu chưa sở mít lâm thốt ra lời này hoàn mấy người ánh mắt đều là đồng loạt sáng lên cảm thấy cái biện pháp này quả thật là không tệ ngay sau đó sở mít lâm đi cái bí mật kia cứ điểm vị trí nói cho bờ và cờ dừng. chuyện này liền giao cho bọn họ sợ mít lâm cũng vui vẻ tại cầm chuyện này giao cho hai người này dẫu sao hắn ở chỗ này nhiệm vụ còn chưa hoàn thành bỗng nhiên hắn tựa hồ cảm giác được cái gì chu cao mày đứng lên đánh giá bốn phía còn lại ba người rối rít không rõ ràng đây là đang làm gì hồ vệ nghi ngờ hỏi một câu Tiệm trưởng thế nào ta cảm thấy một cổ hắc cám khí tức sợ mít lâm diễn cảm có chút nghiêm túc nói ra mình nhận ra được đồ Bơ, cân còn có hồ vệ đồng loạt cầm lên bên cạnh ma phát trượng bắt đầu cảnh giác quét nhìn một phía lúc này sợ mít lâm chợt nhớ tới thứ gì vậy có chút lúng túng tào đầu cái đó cái đó ta quên tối nay ám tinh linh có thể sẽ tới một lần lớn đánh lén ta quên mất ba người cũng hết ý kiến tiệm trưởng ngươi có thể dựa vào điểm phục không đây chính là mấu chốt chuyện cái này cũng có thể quên bất quá thật may phát hiện kịp thời bốn người chia ra bốn đường hướng bốn phương hướng có hình quạt phòng ngự bắt đầu thảm trải sàn kiểu tìm kiếm trước nhất và ám tinh linh giao vào tay còn là vận khí tốt sở mít lâm nhìn đối diện hai cái ám tinh linh sở mít lâm cũng có chút không biết làm sao tuy nói hai cái ám tinh linh có thể đối phó nhưng là vậy rất phiền thoái bất quá thành tựu thời đại mới tốt tiệm trưởng trực tiếp lên đi ngặt xem chiêu phong nhận thuật sau đó chỉ thấy được một đoàn quả cầu lửa hướng một cái trong đó ám tinh linh bay đi cái đó ám tinh linh còn lấy là thật sự là phong nhân thuật còn tính cách tượng trưng trong tương lai nhảy một chút kết quả bị quả cầu lửa đánh trúng trực tiếp bay rớt ra ngoài bốn năm m nhưng là bởi vì đây là ma pháp cấp thấp cho nên cũng không thể tạo thành tổn thương quá lớn một cái khác tránh thoát ám tinh linh nhìn sở mít lâm nạn ra liền hai chữ hèn hạ sở mít lâm chỉ là ôm lấy một câu ha ha bất kể là tốt chiêu vẫn là xấu xa chiêu có thể thu thập ngươi chính là tốt chiêu lại xem chiêu quả cầu lửa thuật song lần này cái này tránh thoát ám tinh linh lấy là sở mít lâm sẽ lần nữa diễn ra mới vừa rồi trò lừa bịp kết quả không có di động quá nhiều lần này bị quả cầu lựa thuật kết kết thật thật đánh trúng cũng là té bay ra ngoài hai cái ám tinh linh bị trò lựa bịp vật cho chỉnh có chút chật vật giờ cũng không nói gì nói nhảm trực tiếp hướng sở mít lâm liền nhào tới trong tay cầm vũ khí hung hăng đâm tới đây sở mít lâm ngược lại là dừng dừng trực tiếp ma pháp trượng vung lên mấy đạo dây leo xuất hiện một màn quen thuộc lần nữa diễn ra một cái ám tinh linh bị trói buộc ở một cái khác vẫn là và sở mít lâm đang dây dựa trước giao chiến bất quá sở mít lâm biết do ma pháp sư nhược điểm kéo khoảng cách gần chính là tìm chết phần cho nên hắn cũng là đúng lúc tới mấy cái cấp thấp ma pháp quấy dày hành động của đối phương tuyến đường hoặc thu thủy băng truy thuật sấm xét thuật ưu à tốc độ khá tốt tới tới xem một chiêu này ngọn lửa đánh trên thực tế là sở mít lâm trực tiếp sử dụng một cái cấp bốn ma pháp bao tuyết ngay tức thì mảng lớn hoa tuyết bao phủ hai cái ám tinh linh ở các nàng còn không phản ứng kịp thời điểm đã trở thành dê con đợi làm thịt sau đó ngay tức thì bị băng đông lại sau đó ở một cái liên tục tính ngọn lửa đánh cầm cái này hai ám tinh linh trực tiếp đánh thành mảnh vụn đơn giản khôi phục một chút ma lực lại bắt đầu tìm mục tiêu kế tiếp mà ở bên kia bờ cũng là đụng phải một cái ám tinh linh trực tiếp đậu thủ sấm xét thuật khởi thủ một tiếng nổ sấm xét trực tiếp bổ vào một bên trên mặt đất hiện nhiên cái này ám tinh linh nhà tính cảnh giác cao vô cùng rất bén ngạy vợ không có dừng lại ma pháp công kích vẫn là cấp thấp ma pháp công kích khắp nơi đều là cấp thấp ma pháp đánh ra dấu vết nhưng là lại không có dính vào cái này ám tinh linh trên mình có thể gặp hắn tốc độ thật sự là rất nhanh ngay tại lúc này ám tinh linh sắp đến gần bờ thời điểm bờ ma pháp trượng vung lên bỗng nhiên mấy đạo dây leo đưa cái này ám tinh linh vây khốn ám tinh linh vừa định dùng kiếm trong tay cắt những thứ này đáng ghét dây leo Kết quả ở ám tinh linh lúc này trên mặt đất nổi lên một cái màu lửa đỏ ma pháp trận. Sau đó một đạo trụ khổng lồ rời ngọn lửa trực tiếp đem điều này ám tinh linh nuốt sống, không có phát ra bất kỳ kêu thảm thiết, trực tiếp bị chìm ngập. Đây là bờ đến nay tới nay lần đầu tiên sử dụng cấp 4 ma pháp dung diễm bùng nổ, ở kẻ địch không có phòng bị dưới tình huống đi ma pháp trận ngầm ở mình trước người, mặc dù cách làm là mạo hiểm một chút, nhưng là hắn thành công. Võ nhìn xung quanh, quyết định đi tiếp viện những người khác. Mà hồ vệ bên này cũng có chút xui xẻo lại có thể đụng phải ba cái ám tinh linh, không thể không nói vận khí này cũng là không người nào, hắn không có lối bước, trực tiếp bắt đầu ma pháp công kích. Từng đạo ma pháp đánh về phía cái này ba cái ám tinh linh, ám tinh linh vậy đang tránh né, tìm cơ hội đến gần hộ vệ, chuẩn bị cho hắn nhất kích có thể chết người, mà hộ vệ cũng là thông minh cho mình thi tăng tốc độ ma pháp và một ít phụ trợ tính ma pháp giúp chúc mình nâng cao tự thân, hữu hiệu, hiệu tránh được ám tinh linh lần lượt công kích, nhưng là đổi lấy cũng là ma lực nhanh chóng tiêu hao. Theo ma pháp thi triển, hắn bây giờ ma lực vậy đến một cái cực kỳ nguy hiểm giai đoạn, trên chắn đã dần dần toát ra mồ hôi, tựa hồ có chút không chịu nổi. Ám tinh linh vừa vặn bắt được cái này thời cơ, Đồng nhiên một kiếm đâm tới hổ Tệ lúc này muốn tránh đã không còn kịp rồi trực tiếp cầm ma pháp trượng đón đỡ liền lập tức kết quả lại bị một cái khác ám tinh linh đánh lén thành công sau lưng bị bổ một kiếm hổ Tệ chống ma pháp trượng đứng nhìn trước mặt ba cái ám tinh linh không có bất kỳ sợ hãi ý nghĩa cho dù là ma lực hao hết hắn cũng muốn liều mạng lần trước cầm đây là ma pháp sư tín nhiệm hắn bây giờ đã có và những thứ này ám tinh linh lấy mạng đổi mạng ý nghĩ đông nhiên chuyển cơ xuất hiện hai đạo thân ảnh xuất hiện ma pháp chập trần xuất hiện từng đạo ma pháp đánh về phía vậy ba cái ám tinh linh hồ vệ thấy rõ người tới sau đó kinh ngạc hô lên dị rút còn có giai ẩn cồn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt chương hai trăm ba mươi bảy bệnh cũ dị dụt và dần cũng là nhận được kệster hội trưởng tin tức nói hổ vệ đi cầu viên qua hội trưởng sợ xuất hiện cái gì bất ngờ liền đem dị dụt và dần chiều trở về đúng như kệster tưởng tượng như vậy lần này ám tinh linh đánh lén xuất kỳ bất ý nhưng là vậy công kích không phải rất mạnh thật may bọn họ kịp thời chạy tới nếu không hổ vệ liền được gặp thượng đế dị dụt một bên ngâm sướng ma pháp một bên cho hổ vệ ném đi qua một chai trung cấp ma lực khôi phục dược thể hổ vệ vậy không nói nhảm liền trực tiếp uống vào bắt đầu từ từ khôi phục ma lực ở bên kia giờ từng đạo ma pháp đánh vào vậy ba cái ám tinh linh chung quanh cho bọn họ tạo thành rất lớn khốn khổ đống nhiên lúc này từ bên cạnh xuất hiện một bóng người thấy đang đang công kích ám tinh linh hai người ngây ngẩn ta đi giai ẩn dị rút giai và dị rút vậy thấy người này không phải người khác chính là sở Mít lâm tên này nhắc tới cũng là đúng dịp sở Mít lâm tới tới lui lui ở hắn trong phạm vi tìm hơn nửa ngày chính là không phát hiện có một cái ám tinh linh kết quả nghe được hổ tệ bên này có tiếng nổ liền cho mình làm cái tốc độ ma pháp liền chạy tới lại không nghĩ rằng lại có thể đụng phải người quen tiệm trưởng trước cầm cái này ba cái ám tinh linh giải quyết chúng ta lại nói chuyện cũ sợ mít lâm ma pháp trựa vung lên một đạo lôi điện thuật trực tiếp đánh vào một cái trong đó ám tinh linh trên mình ngay tức thì bị chém thành như than đen như nhau để cho sợ mít lâm có chút nhớ cười bất quá hắn vẫn là nhịn được tăng thêm một đạo phong điện thuật Vèo veo đao gió vạch qua cái đó ám tinh linh thân thể ngay tức thì không có chút nào sinh khí chiến đấu vẹn vẹn chỉ kéo dài mấy giây thời gian không thể không để cho người thán phục cả dị rút ma pháp nghiêng về tại phụ trợ bất quá cũng có một ít cấp thấp công kích ma pháp nhưng là hắn trói buộc loại ma pháp nhưng mà rất am hiểu ngay tức thì trên không chúng xuất hiện một cái ma pháp trận từ ma pháp trận bên trong sông ra mấy đạo băng tiến cấp ba ma pháp băng tiến mưa cũng coi là một cái phạm vi ma pháp bất quá ma pháp này có cái khuyết điểm ma lực tiêu hao lớn một khi thi triển không cách nào cắt đứt mấy đạo băng tiến bắn về phía vậy hai cái ám tinh linh ra ẩn sớm rời đi ma pháp công kích phạm vi Liên thấy hai cái ám tinh linh bị băng tiến công kích toàn thân đều là vết thương nhưng là cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn lúc này sở mít lâm bỗng nhiên thi triển một cái cấp ba ma pháp sấm xét gió bao ở như cũ ma pháp trận trên căn bản xuất hiện một cái khác ma pháp trận sấm xét điên cuồng đánh xuống hai cái ám tinh linh không tránh kịp liền sẽ bổ chúng cho đến chết mười mấy giây sau này trên đất chỉ có hai cái không có chút nào nhiệt độ ám tinh linh mấy người đều là thở pháo nhẹ nhõm nhất là hộ vệ nếu không có người tới tiếp viện hắn bây giờ đã sớm chết rồi giai ẩn dị rút các ngươi trước trò chuyện ta đi nhìn một chút có còn hay không cái khác ám tinh linh buồn rầu hả à dị rút bọn họ có thể nói chuyện cũ hắn không được à hắn còn có nhiệm vụ à cho nên phải tận chức tận trách đi hoàn thành mà dị rút và hổ vệ giai bọn họ ba cái đã sớm chung một chỗ hàn huyên giai ngươi làm sao tới ta nhớ ngươi không phải có cái nghiên cứu còn chưa hoàn thành sao giai cười một tiếng ta cái đó nghiên cứu đã kém không nhiều sắp kết thúc chỉ hoan chút thời gian không có gì lớn không được dị rút lúc này bắt đầu bới móc ta nói hổ vệ ngươi lại thế nào bị cái này ba cái ám tinh linh làm cho thành bộ dáng này may chúng ta chạy đến kịp thời hổ bệ vừa nghe đến dị rút nói tới cái này liền có chút lúng túng thật ra thì hắn vốn là có thể thuận lợi kéo cái này ba cái ám tinh linh nhưng là hổ vệ từ tiến vào công sẽ bắt đầu tất cả mọi người đều biết hắn có một cái không tính là tật xấu tật xấu quá nóng này có lúc vốn là một cái cấp thấp ma pháp có thể giải quyết vấn đề hắn cần phải vận dụng ma pháp đẳng cấp cao để giải quyết chọc chuyện còn không nói vậy gây ra mới thai vạn hù 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 ta quá gấp các người biết giai ẩn và dị rút hai mắt nhìn nhau một cái đều là bất đắc dĩ cười một tiếng hiểu lòng nhau ba người không có trò chuyện rất lâu bọn họ đi tìm bờ và cần đi mà còn dư lại hai cái ám tinh linh thật ra thì mới vừa rồi mười mấy phút trước đã sớm rút lui bọn họ cũng nghe được liền mới vừa rồi ma pháp công kích sinh ra tiếng nổ trong lòng cũng có một ít sợ hãi dứt khoát trực tiếp rút lui mà bờ và cờ dứng đều là tìm tòi hơn nửa rừng rậm vậy không phát hiện bất kỳ ám tinh linh tung tích không thể làm gì khác hơn là trở lại tộc tinh linh cộng vào nơi đó ở trở về trên đường hai người thấy được dị rụt mấy người cũng là lần lượt lên tiếng chào hỏi nói một lần bọn họ tình huống trước mắt các ngươi bên kia giải quyết mấy cái chúng ta bên này giải quyết ba cái vợ các ngươi đâu một cái chúng ta tìm nửa rừng tự nhiên vậy không phát hiện có những thứ khác cả ám tinh linh phỏng đoán hẳn là rút lui nếu là như vậy chúng ta liền trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi sáng sớm ngày mai hồ vệ vợ các ngươi trở về đi thôi ta và dần thay thế bọn họ tới tuần tra phải biết đúng rồi sở mít lâm tiệm trưởng có nên nói cho biết hay không hắn một chút lúc này hồ vệ nhắc tới sở mít lâm mấy người nhìn nhau xem vẫn là gì rụt mở miệng nói không cần đến lúc đó chúng ta hẳn có thể gặp phải mà ở bên kia tìm kiếm ám tinh linh sở mít lâm lúc này cũng có điểm không nhịn được ám tinh linh cửa các ngươi ở đâu à đi ra một cái được không tìm hơn nữa ngày ta cũng khốn không chịu được sớm xong chuyện ta tốt đi về nghỉ ạ à, không biết thức khuya đối với thân thể không tốt sao? Sợ Mít Lâm ngây ngốc xài một cái tiếng thời gian ở rừng tự nhiên tìm tòi một lần, kết quả không có bất kỳ phát hiện, tức giận trực tiếp tìm một địa phương nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Sợ Mít Lâm tỉnh lại, hoạt động thân thể, cảm thấy cũng không tệ lắm, nhìn chung quanh, vẫn là màu trắng đen rừng rậm, không có bất kỳ biến hóa, hắn lại cảm thấy liền bốn phía một cái hắc ám khí tức, kết quả phát hiện, hắc ám khí tức tựa hồ đi, cái này ngược lại là tin tức tốt, mà ở hai đại công hội phòng nghiên cứu bên trong bọn họ đang quên ăn quên ngủ nghiên cứu có thể giải trừ rừng tự nhiên hát tốn không cầu vòng dược tề bây giờ độ tiến triển tiến triển rất nhanh pha chế đã làm rõ ràng còn dư lại chính là phối trí phải cần một khoảng thời gian dược tề ma hợp là được rồi trở lại tinh linh cung điện bên này hệ giả nữ vương bởi vì tâm kết rừng tự nhiên cho nên đã có cả ngày không có nghỉ ngơi thân thể mặc dù không có gì đáng ngại nhưng là về tinh thần nhưng là rất mệt mỏi nhưng là nàng bây giờ thật là không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ hạ sáng sớm hôm nay hệ giả liền phái ra tinh linh thị vệ đi bên ngoài hỏi dò tin tức lấy được tin tức là đêm qua đánh lén ám tinh linh chạy hai cái còn lại toàn bị tiêu diệt nhiều ít để cho nàng yên tâm không thiếu lúc này mỗ nạ đi tới hệ dạ sau lưng đau lòng nhìn mình mẫu hậu cảm thấy nàng thật sự là quá cực khổ mẫu hậu ngài nghỉ ngơi một chút đi hệ dạ nghe được nữ nhi kêu mình xoay người nhìn con gái mình cười nhắc tới thiên cái này hai ngày ma pháp học tập như thế nào tạm được một mực học tập không có rơi xuống kia liền tốt ai hệ dạ thở dài cũng không biết là tại sao mẫu hậu ngài tại sao than thở ạ à? hệ dạ nhìn mẫu nạ lời nói thành khẩn bắt đầu một phen dạy dỗ ngươi biết thành tựu tinh linh nữ vương phải có một viên như thế nào làm sao mộ nạ suy nghĩ một chút cuối cùng cũng là lắc đầu một cái biểu thị mình không biết hệ ra nhìn ngoài cửa sổ nói ra mình luôn muốn đối với mộ nạ nói mộ nạ nếu như có một ngày ngươi làm tinh linh nữ vương không nên bị tức giận che đậy cắp mắt không nên bị cửu hận che giấu ngạch cửa sổ của linh hồn thử đi tha thứ ngươi kẻ địch có lẽ ngươi sẽ rõ ràng rất nhiều hy vọng ngươi có thể rõ ràng sinh mạng ý nghĩa tồn tại cần cái này ngươi tự mình lĩnh ngộ hệ ra một câu một câu vừa nói mộ nạ cẩn thận nghe lúc này ở rừng tự nhiên tuần tra ma pháp sư đã đổi thành dần và dị rút mà bởi bọn họ đã trở lại công hội mà lúc này ám tinh linh coi như không dễ chịu còn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y di thần chương 238, trăm dị lìn khắc thường lúc này sáng sớm đối với sở mít lâm mà nói là tốt đẹp đối với tộc tinh linh mà nói là may mắn nhưng đối với bên trong cấm khu ám tinh linh nhưng chính là một cơn ác ngộng bọn họ thủ lãnh cụt đại phát lôi đỉnh, ở mắng những thứ này vô dụng ám tinh linh các ngươi những thứ này vô dụng người chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong thật sự là quá làm cho ta thất vọng lúc này một vị ám tinh linh đi ra cho cụt phân tích một chút trước mặt tình huống thủ lãnh trước mắt tới xem những ma pháp sư kia hẳn là rút lui bất quá nhất định là giữ lại một bộ phận ma pháp sư chú đóng ở rừng tự nhiên nếu như ta đoán không lầm à vậy mấy cái ma pháp sư hẳn là đều là rất mạnh ma pháp sư chúng ta không có biện pháp ở đó dạng đánh lén tiến vào rừng tự nhiên liền sự phân tích này trước mặt thế cục là hắn tâm phúc kêu cụ tạ lại bọn họ khu vực này bên trong mà cũng là có chút tên tuổi đã từng dẫn một chi sáu người ám tinh linh tiểu đội tiêu diệt tộc người sói tám tên người sói hơn nữa đều là thực lực so bọn họ cao có thể gặp cụ tạ hơn mài lợi hại cụ tạ ngươi cảm thấy chúng ta tiếp theo nên làm gì có dự định xem xem vị thiên tài này nói thế nào cụ tạ cười một tiếng nói ra bốn chữ mượn đau giết người à làm sao cái mượn đau giết người lợi dụng tộc người sói tiêu diệt những ma pháp sư kia nghe nói những ma pháp sư kia đã từng ở rừng nọt tiêu diệt qua mấy người sói chỉ cần chúng ta cầm tin tức này tiết lộ cho người sói thủ lãnh cười một tiếng vỗ một cái cụ tạ bà vai chút nào không keo kiệt khen ngợi một phen sau đó để cho cụ tạ đi chuẩn bị chuyện này trở lại sở mít lâm nơi này mới vừa và bỡ bọn họ trò chuyện kế hoạch bỡ bọn họ đi phá hủy rừng tự nhiên biên giới bên ngoài cứ điểm bí mật hắn bây giờ ngược lại là không có sao có thể làm không thể làm gì khác hơn là tràn đầy không mục đích ở trong rừng rậm đi vòng vo hôm nay là một ngày tốt khí trời tốt u. thư điệu hát dân gian cầm ma pháp trượng qua lại ở trong rừng rậm ở tộc người thú bên này bộ lạc bọn họ bây giờ đã hình thành một sóng nhiệm vụ cùng chiều rất nhiều người thú cũng nếm được sở mít siêu thị đồ ngon ngọt đều là tựa như điên vậy bắt đầu tiếp nhiệm vụ nhưng là mỗi tuần đều có quy định chỉ có thể nhất hơn tiếp nhận năm cái nhiệm vụ thực lực cũng không tiêu chuẩn nhất hơn ba cái một cái đều có rất nhiều người thú sức chiến đấu đều được rất lớn tăng lên mà tộc người thú tài nguyên dự trữ cũng ở đây mấy ngày bên trong nâng cao đến một cái dọa người trình độ bất quá sắc không ngạc nhiên chút nào ngược lại rất mừng rỡ dựa theo như vậy độ tiến triển phát triển tiếp bộ lạc của bọn họ lần này bộ lạc thi đấu bên trong nhất định có thể lấy được được một chỗ ngồi lúc này tỏ rụt vội vội vàng vàng chạy tới sắt trong phòng nói một lần bây giờ mang vấn đề thủ lãnh hiện ở nhiệm vụ này chế độ đã bắt đầu vận hành nhưng là nơi này bên có một cái vấn đề rất lớn sắc nhìn vị này đại tướng nghi ngờ hỏi một câu vấn đề gì chúng ta nếu như vậy không ngừng nghỉ thu thập trung quanh tư nguyên sẽ tạo thành thời gian ngắn tài nguyên thiếu thốn đến lúc đó nếu như chúng ta cần những vật khác nói khẳng định sẽ rất khó tìm cho nên thủ lãnh ngài phải được nghĩ một cái biện pháp phải khắc chế các tộc nhân thu thập nhiệt tình để cho bọn họ lý trí thu thập vật liệu và mỏ sát không thể không ngừng nghỉ đạo được Sát vút xoa xoa cầm suy tính tỏ rụt nói vấn đề cái này đích xác là một vấn đề rất nghiêm trọng tài nguyên hơn không nhiều trước không nói nếu như chung quanh không có có thể thu thập tư nguyên nói vậy khẳng định sẽ để cho nhận được nhiệm vụ tộc nhân thuộc về một cái có lực không chỗ dùng lúng túng tình cảnh tiếp tục như vậy mà nói sẽ tạo thành một cái ác tính tuần hoàn đến lúc đó nhiệm vụ chế độ cũng không có bất cứ chỗ ích lợi nào sắc nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng tính cũng là không tự chủ được run một cái cái vấn đề này phải mau sớm giải quyết sự thiếu sót này ngươi có cái gì có thể tin biện pháp giải quyết tỏ rụt tỏ rụt suy nghĩ một sẽ mở miệng nói ra mình chủ ý có thể dự tính một cái độ cống hiến ví dụ như mỏ sắt nhiều ít độ cống hiến một khối những thứ khác vật liệu hoặc là dược thảo độ cống hiến theo trình độ hiếm hoi từ từ nâng cao nhưng là vượt hiếm hoi vật liệu càng phải hạn định thu thập số lần ví dụ như cái này dược thảo là ba sao hiếm hoi trình độ vậy cũng lấy dự tính thành ba mươi điểm cống hiến độ chỉ có thể thu thập ba lần đợi một chút sắc gật đầu một cái cảm thấy rất là hài lòng tỏ ý hắn nói tiếp còn có phải cho mỗi một tộc nhân dự tính một cái độ cống hiến hạn mức tối đa, đặt tới cái này độ cống hiến thượng hạn tộc nhân, không cách nào lại từ thu thập vật liệu bên trong lấy được được độ cống hiến, từ đó đổi những cái kia hàng hóa, những thứ khác ta liền không nghĩ ra được liền. lúc này sắc đống nhiên nghĩ tới mấy cái đề nghị liền nói ra, cái biện pháp này không tệ, ta cảm thấy còn có thể ở tăng thêm một cái độ cống hiến đổi hàng hóa số lần cũng hẳn hạn chế một chút. mặc dù chúng ta tộc người thú không sợ tiêu tiền, nhưng cũng là được tính toán kỹ lưỡng, cũng cần chế độ ràng buộc, lại thêm một cái độ cống hiến đạt tới thượng hạn tộc nhân không được buôn bán trong tay vật liệu, không được tự tiện chuyển nhượng cống hiến của mình độ. Cứ như vậy đi, cần bổ sung, ngươi bổ sung lại. Thủ lãnh ngài thật sự là rất cơ trí, ta biết, ta cái này thì làm. Tỏ rút vừa định đi làm, kết quả bị xác gọi lại. Đúng rồi Tỏ rút, ngươi trước chờ một chút, chờ lát ngươi đi sở mít siêu thị lại vào một nhóm hàng hóa, lần này hơn đặt mua một ít, trùng loại nhiều một chút, vậy thuận lợi tộc người chọn. Được, Tỏ rút biết rời đi thủ lãnh trong phòng tỏ rút trực tiếp tìm một cái phụ trách ghi danh tài liệu người nói một lần cái này độ cống hiến sau chuyện này để cho hắn đi tay chuẩn bị còn đợi một cái thông báo nói mấy ngày nay tạm thời không chấp nhận nhiệm vụ giao tiếp vậy tuyên bố bất kỳ nhiệm vụ nhiệm vụ chế độ tiến hành toàn diện hơn sửa đổi cùng sau này thông báo mà tỏ rút giao phó xong liền sau đó trực tiếp mang hai cái người thú đi sở mít siêu thị mua hàng hóa đi trở lại sở mít siêu thị nơi này bởi vì lạc nạ một đêm không có nghỉ ngơi đến gần trưa cũng có chút mệnh giả rời dĩ linh lúc thức dậy thấy lạc nạ chỉ như vậy tử cũng có chút đau lòng lạc nạ tỷ tỷ người đi nghỉ ngơi một lát đi ta có thể coi tiệm dĩ linh bắt đầu sung phong nhận việc xem chút lạc nạ chỉ là cười lắc đầu một cái vậy không lên tiếng nhưng là trên mặt nhưng là còn có cái này từng tiêm mệt mỏi ngươi không cần lo lắng ta coi là không rõ giá cả nơi này có giá cả biểu ta dựa theo giá cả biểu so sánh là được ngươi yên tâm đi lạc nạ tỉ tỉ mau đi nghỉ ngơi đi dĩ linh giải kiều kéo lạc nạ tay lắc lắc hy vọng nàng đi nghỉ ngơi lạc nạ thấy dĩ linh như vậy cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng nói một câu được có chuyện kêu ta sau đó liền yên lặng đi trên lầu gian phòng của mình đi nghỉ mà dĩ linh lần này không có ẩu tả cũng không có tùy ý bông thả mình làm vậy cứ như vậy đoan đoan tranh tránh ngồi ở trong quầy vừa chờ khách hàng tới mua đồ tựa hồ thật có một cái trưởng tiệm khí chất nếu như cảnh tượng này để cho sở mít lâm thấy được khẳng định sẽ thất kinh nói một câu đây là gì liền sao làm sao đổi được ngoan như vậy liền bất quá lúc này dì liền vậy quả thật không có chơi đùa tâm tư bởi vì hắn liền ở mới vừa mới cảm nhận được có đồng tộc hơi thở đang đến gần nàng đồng thời bên trong lòng nàng cũng có từng tia tâm trạng bất an nàng cảm giác mình phải về long tộc cho nên sáng sớm hôm nay mới sẽ ngoan như vậy nàng thích ở chỗ này sinh hoạt đại thúc tiệm trưởng hòa ái mỹ nạ lao sư trung thành Cổ còn có một chút và nàng chơi đùa ma pháp sư nhàn nhã sinh hoạt hàng ngày để cho nó cảm nhận được cảm giác ấm áp mà lúc này ở long tộc nhưng phát sinh một đại sự long hoàng sắp muốn đi ra Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé